Xin chào, bạn đang nghe sách trên kênh Legi Audiobook. Đây là kênh đọc sách phi lợi nhuận thuộc dự án Legi và cộng đồng. Nếu có điều kiện hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản bạn nhé. Chúc bạn nghe sách vui vẻ và học được nhiều điều bổ ích từ quyển sách này. Súng, vi trùng và thép, Jared Diamond, tặng ISA Kaziniga, Omai, Tazan, Saokazi, Io cùng tất cả các bạn bè và người thầy New Guinea khác của tôi, những chủ nhân đích thực của một môi trường khắc nghiệt. Jared Diamond và vận mệnh các xã hội loài người. Jared Mason Diamond, ngày 10 tháng 9 năm 1937 là nhà khoa học Mỹ và tác giả nổi tiếng với các tác phẩm Loài tinh tinh thứ ba, Súng, Vi trùng và Thép, Sụp đổ, Thế giới cho đến ngày hôm qua, vân vân. Tuy theo học và có bằng tiến sĩ về sinh lý học, nhưng kiến thức của ông bao trùm hầu như mọi ngành, từ kiến trúc, ngôn ngữ, khảo cổ, đến động vật học, y học. Ông cũng không phải là một học giả tháp ngà khi từng chu du nhiều châu lục, thậm chí sống nhiều năm ở những nơi tận cùng thế giới, như đảo Tân Guinea, đảo Phục Sinh, ông cũng được xếp vào hàng ngũ những nhà tư tưởng hiện đại có nhiều ảnh hưởng nhất ở Mỹ. Từ khoảng đầu thập niên 90 đến nay, Jared Diamond luôn nung nấu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, sau hơn 13.000 năm lịch sử, tại sao sự phát triển của các giống dân trên thế giới đã trở thành quá khác nhau như ngày nay. Theo Diamond, các nhà viết sử, đơn cử ở phương Tây đã phạm một lỗi lầm vì họ đã nhìn không đúng khuôn mặt lịch sử của loài người. Cụ thể, họ chỉ chú trọng vào các xã hội tương đối văn minh, ít nhất là có chữ viết ở Âu Á, Eurasia và Bắc Phi, và ngay trong dòng sử của lục địa Âu Á, họ lại chỉ tập trung vào phía Tây, ít chú ý đến các quốc gia phía Đông, nổi bật là Trung Quốc, rồi đến cả Nhật Bản và Đông Nam Á. Hơn nữa, phần lớn sự ký hiện nay chỉ nhìn vào khoảng 3.000 năm sau này, dù rằng khoảng thời gian đó chỉ là 0,1% trong chiều dài 5 triệu năm loài người có mặt trên trái đất. Theo Diamond, nhờ những tiến bộ như sinh vật học phân tử, di chuyển học, sinh địa lý, Khảo cổ học và ngôn ngữ học đã đến lúc chúng ta có thể giải thích sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các nước và những tác phẩm của ông lần lượt xuất bản qua các năm đã làm sáng tỏ vấn đề đó. Trong súng, vi trùng và thép. Định mệnh của các xã hội loài người, tác phẩm đoạt giải Pulitzer năm 1997 và giải Phi Beta Kappa về khoa học, Jared Diamond đã đưa ra những minh chứng để giải thích việc tại sao các dân tộc ở một số lục địa đã có thể xâm chiếm, chinh phục hoặc chiếm chỗ những dân tộc đã có mặt từ trước ở các lục địa với cuốn sách này ông đã tạo nên cuộc cách mạng về nghiên cứu lịch sử nhân loại. Cuối năm 2004, Jared Diamond xuất bản cuốn Sụp đổ. Cách xã hội chọn thất bại hoặc thành công vẫn với góc tiếp cận của cuốn trước, tức là dựa vào những yếu tố môi trường và cơ cấu xã hội để giải thích lịch sử của xã hội ấy. Tuy nhiên, trong khi cuốn trước tìm cách lý giải sự thống trị của văn minh Tây Phương trên phần lần thế giới, thì trong tác phẩm này, Diamond nghiền ngẫm nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của một số nền văn minh, thế giới cho đến ngày hôm qua, Chúng ta học được gì từ những xã hội truyền thống? Là cuốn sách mới nhất được xuất bản của Jared Diamond, tiếp tục phát triển các lý thuyết và nghiên cứu của ông về vận mệnh các xã hội loài người. Cuốn sách cung cấp một bức tranh trực diện đầy mê hoặc về quá khứ nhân loại tồn tại hàng triệu năm, một quá khứ hầu như đã biến mất và xem xét những khác biệt giữa quá khứ và hiện tại, để trả lời câu hỏi, chúng ta có thể học được gì từ các xã hội truyền thống để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Nhận thấy tầm vóc và những giá trị to lớn mà bộ sách mang lại, Alpha Books tiến hành tái bản các cuốn súng, vi trùng và thép, sụp đổ, từng được nhà xuất bản trí thức xuất bản năm 2007 trong tủ sách tinh hoa trí thức thế giới với sự bảo trợ của Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, xuất bản và giới thiệu. Tới độc giả Việt Nam cuốn thế giới cho đến ngày hôm qua, mong nhận được sự đón nhận và đóng góp ý kiến của bạn đọc, công ty cổ phần sách Alpha, tại sao lịch sử thế giới giống như củ hành. Mục đích của cuốn sách này là cung cấp một lược sử về tất cả mọi con người trong khoảng 13.000 năm trở lại đây câu hỏi đã khiến tôi viết ra cuốn sách này là tại sao lịch sử đã diễn ra trên mỗi châu lục một khác nếu như câu hỏi này lập tức khiến bạn nhún vai cho rằng bạn sắp phải đọc một luận văn phân biệt chủng tộc thì xin thưa không phải vậy như bạn sẽ thấy những lời đáp cho câu hỏi này tuyệt không bao hàm những sự khác biệt về chủng tộc cuốn sách này tập trung truy tìm những lý giải tối hậu và đẩy lùi chuỗi nhân quả lịch sử càng xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu hầu hết những cuốn sách có mục đích điểm lại lịch sử thế giới đều tập trung vào lịch sử các xã hội có chữ viết ở lục địa âu á và bắc phi các xã hội bản địa ở các vùng khác trên thế giới châu phi cận sahara châu mỹ đông nam á hải đảo châu úc new guinea và các đảo thái bình dương chỉ được nhắc sơ qua chủ yếu là về những gì xảy ra với họ ở giai đoạn rất muộn trong lịch sử sau khi người châu âu đã khám phá ra họ và chinh phục họ ngay cả với lục địa âu á hầu hết số trang trong sách được dành cho lịch sử phần phía tây của âu á hơn là trung quốc Ấn Độ, Nhật Bản, Đông Nam Á xích đạo và các xã hội Âu Á khác, lịch sử trước thời điểm phát sinh chữ viết vào khoảng 3.000 năm TCN. giờ. Công nghệ cũng chỉ được điểm qua vắn tắt, mặc dù nó chiếm tới 99,9% toàn bộ lịch sử 5 triệu năm của loài người. Những tường trình về lịch sử nhân loại mà diện khảo sát bị bó hẹp như vậy thường gặp 3 điều bất lợi. Trước hết, vì những nguyên nhân dễ hiểu, ngày càng có nhiều người quan tâm đến các xã hội khác ngoài các xã hội phía Tây lục địa Âu Á, nói gì thì nói, chính các xã hội khác kia mới bao hàm hầu hết dân số thế giới và đại đa số các nhóm dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ trên thế giới. Một số xã hội trong đó đã trở thành, vài xã hội khác thì đang trở thành những lực lượng kinh tế và chính trị mạnh mẽ nhất trên thế giới. Thứ hai, nhất là đối với những người đặc biệt quan tâm đến sự hình thành thế giới hiện đại, lịch sử mà chỉ biết tự giới hạn vào những diễn biến từ sau khi chữ viết ra đời thì không thể mang tới sự hiểu biết sâu sắc được chẳng phải vì các xã hội trên những châu lục khác nhau đã có thể so sánh với nhau cho đến 3.000 năm tê giờ công nghệ, thì các xã hội ở phía Tây Âu Á bất ngờ phát minh chữ viết và cũng lần đầu tiên bất lên dẫn đầu trong các lĩnh vực khác. Thay vì vậy, vào khoảng 3.000 năm tê giờ công nghệ, đã có những xã hội Âu Á và Ác Phi không chỉ manh nha có chữ viết mà còn có cả chính phủ tập trung hóa, các thành thị, sử dụng phổ biến công cụ và vũ khí bằng kim loại, sử dụng động vật thuần hóa để vận chuyển, làm sức, kéo và lực cơ giới, làm nghề nông và chăn nuôi để sản xuất lương thực. Ở hầu hết hay tất cả các vùng khác trên các châu lục khác thì tại thời điểm đó không hề có một cái gì trong những thứ kể trên, một số, nhưng không phải là tất cả, những cái đó mãi về sau mới nảy sinh ở một số vùng của châu Mỹ bản địa và châu Phi hạ Sahara, nhưng chỉ trong vòng 5.000 năm sau, và không. Một cái nào trong số đó phát sinh ở châu Úc thổ dân? Điều đó át đã cảnh báo cho ta rằng, sự thống trị của các xã hội Tây Âu Á trong thế giới hiện đại đã bắt nguồn từ trong quá khứ bất thành văn cách đây trên 3.000 năm. Khi nói về sự thống trị của các xã hội phía Tây lục địa Âu Á, ý tôi muốn nói sự thống trị của bản thân các xã hội ở phía Tây Âu Á và các xã hội bắt nguồn từ họ mà ra ở các lục địa khác. Thứ ba, nếu viết sử mà chỉ tập trung vào các xã hội Tây Âu Á thì sẽ hoàn toàn bỏ qua câu hỏi lớn hiển nhiên, câu hỏi ấy là Tại sao chính các xã hội này mới là những xã hội trở nên hùng mạnh và đổi mới một cách bất cần xứng đến như vậy? Để trả lời câu hỏi đó người ta thường viện đến những nguyên nhân trực tiếp nhất, như sự phát sinh chủ nghĩa tư bản Chủ nghĩa trọng thương, sự tìm tòi khoa học, công nghệ và các vi trùng độc hại đã giết chết hàng triệu người ở các châu lục khác khi họ tiếp xúc với người Âu Á. Nhưng tại sao tất cả các nhân tố hỗ trợ cho sự chinh phục đó chỉ phát sinh ở Âu Á mà thôi, còn ở các lục địa khác chúng chỉ phát sinh ở mức độ thấp hơn hoặc hoàn toàn vắng mặt? Tất cả các nhân tố trên đều chỉ là những nhân tố trực tiếp chứ không phải lời giải thích tối hậu. Tại sao chủ nghĩa tư bản không sinh sôi nảy nở tại Mexico bản địa, chủ nghĩa trọng thương không phát sinh ở châu Phi hạ Sahara? sự tìm tòi khoa học không phát triển ở Trung Quốc, công nghệ tiên tiến không nảy sinh ở Bắc Mỹ bản địa và vi trùng không ra đời ở chỗ Úc, thổ dân. Nếu trả lời bằng cách viện tới các nhân tố văn hóa đặc thù, chẳng hạn như sự tìm tòi khoa học bị khổng giáo bóp nghẹt ở Trung Hoa nhưng lại được người Hy Lạp hay các truyền thống do Thái Cơ đốc giáo ở Tây Âu Á khích lệ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục lờ đi việc cần phải có lời giải thích tối hậu. Tại sao các truyền thống như khổng giáo không phát triển ở Tây Âu Á còn đạo đức do Thái Cơ đốc giáo không phát triển ở Trung Hoa? Ngoài ra, khi nói vậy, người ta vẫn lờ đi thực tế rằng cho đến khoảng 1400 năm TL, Công nghệ nước Trung Hoa khổng giáo đã đạt trình độ công nghệ tiên tiến hơn so với vùng Tây Âu Á. Không thể thấu hiểu được ngay cả bản thân các xã hội Tây Âu Á nếu chỉ tập trung vào đó mà thôi. Những câu hỏi thú vị là những câu hỏi liên quan đến sự khác biệt giữa những xã hội đó với các xã hội khác. Muốn trả lời các câu hỏi đó, ta cũng cần phải hiểu tất cả các xã hội khác kia nữa. Được vậy thì mới có thể đặt các xã hội Tây Âu Á vào một bối cảnh rộng hơn một số độc giả có thể cảm thấy tôi đang đi từ chỗ lịch sử quy ước về phía thái cực ngược lại bằng cách dành quá ít trang cho vùng tây âu á mà nói quá nhiều về các vùng khác của thế giới tôi sẽ trả lời rằng một số vùng khác kia của thế giới bao hàm rất nhiều thông tin bởi chúng bao quát rất nhiều xã hội và đấy là những xã hội rất khác nhau trong một khu vực địa lý nhỏ hẹp với giọng điệu phê phán nhẹ nhàng người điểm sách này đã viết rằng hình như tôi xem lịch sử thế giới như một củ hành trong đó lịch sử hiện đại chỉ chiếm phần bề mặt muốn hiểu lịch sử thì phải bóc dần đến các lớp bên trong, phải, lịch sử thế giới đúng là một cổ hành như vậy. Nhưng bản thân việc bóc dần từng lớp vỏ hành kia mới thật hấp dẫn, đầy thử thách, và có tầm quan trọng lớn lao đối với chúng ta ngày nay, một khi chúng ta muốn thấu hiểu những bài học của quá khứ ngõ hầu nhìn tới tương lai, Jared Diamond, lời nói đầu, câu hỏi của Jali. Tất cả chúng ta đều biết, lịch sử đã diễn ra rất khác nhau đối với từng dân tộc ở những phần khác nhau trên trái đất. Trong vòng 13.000 năm kể từ cuối kỷ băng hà sau cùng, một số vùng trên thế giới đã phát triển được thành những xã hội công nghiệp có chữ viết, công cụ bằng kim loại, một số vùng khác chỉ phát triển được những xã hội chăn nuôi không chữ viết, nhiều vùng khác nữa vẫn chỉ là các xã hội săn bắt hái lượm dùng công cụ bằng đá. Những sự bất quân bình lịch sử này đã hắt những cái bóng dài lên thế giới hiện đại, bởi các xã hội có chữ viết và sử dụng công cụ bằng kim loại đã chinh phục hoặc tiêu diệt các xã hội khác. Tuy những khác biệt này vẫn là nhân tố cơ bản nhất của lịch sử thế giới, sau nguyên nhân của chúng vẫn chưa rõ ràng và đang gây tranh cãi. Câu hỏi hóc búa về nguồn gốc của những khác biệt đó đã đặt ra trước mắt tôi từ 25 năm trước, trong một dạng đơn giản và mang tính cá nhân. Vào tháng 7 năm 1972, có lần tôi đi bộ dọc bờ biển trên hòn đảo xích đạo New Guinea nơi tôi đang nghiên cứu sự tiến hóa của chim với tư cách nhà sinh vật học. Tôi từng nghe nói về một chính trị gia nổi tiếng người địa phương tên là Jali, lúc đó ông này đang đi kinh lý trong vùng, hôm đó tình cờ Jali và tôi lại đi cùng một hướng, và ông ta bắt kịp tôi, Chúng tôi đi bên nhau trong khoảng một tiếng đồng hồ và nói chuyện suốt thời gian đó. Con người Jali đầy lôi cuốn và nghị lực, cặp mắt ông người sáng đầy mê hoặc, ông nói năng hết sức tự tin về bản thân mình, nhưng ông cũng đặt nhiều câu hỏi thấu đáo và biết chăm chú lắng nghe, cuộc đàm đạo của chúng tôi bắt đầu với chủ đề mà lúc đó người New Guinea nào cũng canh cánh trong lòng. Nhịp độ nhanh chóng của diễn tiến chính trị Papua New Guinea, theo cách mà hiện nay người ta gọi dân tộc của Jali, lúc đó còn là lãnh thổ do Australia cai quản theo ủy trị của Liên hợp quốc nhưng chẳng bao lâu nữa ắt sẽ giành được độc lập. Ly giải thích cho tôi về vai trò của ông trong việc giúp người dân địa phương chuẩn bị cho việc tự mình nắm chính quyền. Sau một hồi, Ly chuyển hướng cuộc trò chuyện và bắt đầu quay tôi. Ông ta chưa hề đi đâu ra khỏi New Guinea và chưa hề học quá bậc trung học, nhưng không gì có thể thỏa mãn được nỗi tò mò của ông. Trước hết ông ta muốn biết về công việc nghiên cứu chim của tôi ở New Guinea, kể cả chuyện tôi được trả bao nhiêu tiền. Tôi giải thích cho ông ta rằng có những nhóm chim rất khác nhau đã di cư đến New Guinea trong vòng hàng triệu năm qua. Rồi ông ta hỏi tôi tổ tiên của chính dân tộc, ông ta đã đến New Guinea bằng cách nào trong mấy vạn năm trở lại đây, và người châu Âu đã biến New Guinea thành thuộc địa như thế nào trong 200 năm qua. Cuộc đối thoại vẫn khá thân thiện, mặc dù cả hai chúng tôi chẳng lạ gì với sự căng thẳng giữa hai xã hội mà Jali và tôi là đại diện, hai thế kỷ trước đây, tất cả người New Guinea hãy còn sống trong thời đại đồ đá. Nghĩa là, Họ vẫn dùng những công cụ bằng đá tương tự những gì mà ở châu Âu đã bị thay thế bằng công cụ kim loại từ hàng ngàn năm trước, và họ sống trong những ngôi làng không được quản lý dưới một chính quyền có tính tập trung. Người da trắng đã đến, áp đặt chính quyền tập trung và mang lại những hàng hóa vật chất mà người New Guinea lập tức nhận ra giá trị, từ diều thép, diêm và thuốc men cho tới quần áo, rượu và ô, ở New Guinea, tất cả các vật phẩm này được gọi chung là hàng, cargo. Nhiều thực dân da trắng thẳng thương kinh miệt người New Guinea coi họ là những kẻ bán khai. Ngay cả những ông chủ da trắng kém cỏi nhất, mãi đến năm 1972 họ vẫn được gọi là ông chủ, cũng có mức sống cao hơn nhiều so với người New Guinea, thậm chí cao hơn cả những chính trị gia đầy sức lôi cuốn như Jali. Thế nhưng Jali đã quay rất nhiều người da trắng cũng như đã quay tôi khi đó, còn tôi thì đã quay nhiều người New Guinea, cả ông ta lẫn tôi đều biết rõ rằng người New Guinea trung bình ít nhất cũng thông minh ngang với người châu Âu. Tất cả những điều đó Jali đều có nghĩ tới khi ông ta hỏi tôi với một cái nhìn sáng quắc duyên thấu nữa. Thế thì tại sao người da trắng các ông lại chế ra nhiều hàng như vậy rồi đem sang New Guinea, còn người da đen chúng tôi lại có ít hàng của chính mình đến vậy? Đó là một câu hỏi đơn giản nhưng chạm đến tâm điểm của đời sống. Jali nhận ra điều đó. Thế nhưng vẫn có một sự khác biệt to lớn giữa lối sống của người New Guinea trung bình với lối sống của người châu Âu hay người Mỹ trung bình, giữa các dân tộc khác trên thế giới cũng có những khác biệt tương tự về lối sống những khác biệt lớn lao đó ắt có những nguyên nhân sâu xa mà người ta có thể cho là hiển nhiên, thế nhưng câu hỏi bề ngoài đơn giản của Jali lại không dễ trả lời. Lúc ấy tôi đã không trả lời được, các sử gia chuyên nghiệp vẫn còn tranh cãi với nhau về lời đáp cho câu hỏi đó, hầu hết thậm chí còn không đặt câu hỏi đó ra nữa kia. Trong nhiều năm kể từ khi Jali và tôi có cuộc đàm đạo kể trên, tôi đã nghiên cứu và viết về các phương diện khác của lịch sử loài người, lịch sử và ngôn ngữ, cuốn sách này được viết ra sau đó 25 năm là nỗ lực nhằm trả lời cho Jali. Mặc dù câu hỏi của Jali chỉ liên quan đến sự tương phản về lối sống giữa người New Guinea với người da trắng châu Âu, song ta có thể mở rộng ra nhiều cặp tương phản khác trong thế giới hiện đại. Các dân tộc có nguồn gốc Âu Á, nhất là các dân tộc hiện vẫn đang sống ở châu Âu và Đông Á, cộng với những người đã di cư sang Bắc Mỹ, hiện đang thống trị thế giới về của cải và quyền lực. Các dân tộc khác, trong đó có hầu hết người châu Phi, đã dứt bỏ được ách thực dân châu Âu song vẫn còn tụt hậu rất xa về của cải và quyền lực. Lại có những dân tộc khác, chẳng hạn như cư dân bản địa châu úc người châu mỹ bản địa và người cực nam châu phi không còn là chủ nhân mảnh đất của mình mà đã bị tàn sát bị chinh phục trong một số trường hợp thậm chí còn bị diệt chủng bởi người châu âu thực dân vậy ta có thể đặt lại những câu hỏi về sự bất bình đẳng trong thế giới hiện đại như sau tại sao của cải và quyền lực chỉ được phân phối như hiện nay chứ không được phân phối theo cách nào khác chẳng hạn tại sao không phải người châu mỹ bản địa người châu phi và người châu úc bản địa là những kẻ đi tàn sát chinh phục hay tiêu diệt người châu Âu và người châu Á? Ta có thể dễ dàng đẩy câu hỏi này lùi lại thêm một bước. Vào năm 1500, khi sự bành trướng thuộc địa của châu Âu chỉ mới khởi đầu, các dân tộc trên những lục địa khác nhau đã khác nhau rất nhiều về công nghệ và tổ chức chính trị. Hầu hết châu Âu, châu Á và Bắc Phi là nơi có những nhà nước hoặc đế quốc vũ trang bằng kim loại, trong số đó vài nước đang trên ngưỡng cửa công nghiệp hóa, hai dân tộc châu Mỹ bản địa, người Aztec và người Inca, đang cai trị những đế quốc dùng công cụ bằng đá, một số phần của châu Phi hạ Sahara được phân chia giữa các quốc gia hay tù trưởng quốc nhỏ dùng công cụ bằng sắt. Hầu hết các dân tộc khác, trong đó có tất cả các dân tộc ở châu Úc và New Guinea, nhiều đảo Thái Bình Dương, hầu hết châu Mỹ và nhiều phần nhỏ của châu Phi hạ Sahara vẫn sống thành những bộ lạc chăn nuôi hay thậm chí như là những bộ lạc săn bắt hái lượm dùng công cụ bằng đá. Dĩ nhiên, những sự khác biệt về công nghệ và chính trị đó vào khoảng năm 1500 đã là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những bất quân bình của thế giới hiện đại. Các đế quốc có vũ khí bằng thép đã có thể chinh phục hay tiêu diệt các bộ lạc chỉ dùng vũ khí bằng đá và gỗ. Tuy nhiên, làm cách nào thế giới đã đạt tới tình trạng như vậy vào thời điểm năm 1500? Một lần nữa, chúng ta có thể dễ dàng đẩy lùi câu hỏi này thêm một bước bằng cách dựa vào lịch sử thành văn và các di chỉ khảo cổ. Cho đến cuối kỷ băng hà, khoảng 11.500 giờ công nghệ, mọi dân tộc trên mọi lục địa đều hãy còn là dân săn bắt hái lượm. Mỗi lục địa phát triển với một tốc độ khác nhau trong khoảng từ 11.500 giờ công nghệ đến năm 1500, đó chính là điều đã dẫn đến những bất quân bình về công nghệ và chính trị vào năm 1500. Trong khi người châu Úc bản địa và nhiều dân châu Mỹ bản địa vẫn cứ là dân săn bắt hái lượm, hầu hết người Âu Á, hầu hết người châu Mỹ và châu Phi hạ Sahara đã dần dần phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, nghề luyện kim và các tổ chức chính trị phức tạp. Nhiều phần của Âu Á và một khu vực của châu Mỹ cũng đã phát minh ra chữ viết một cách độc lập với nhau, tuy nhiên, chính tại Âu Á các phát minh này xuất hiện sớm hơn ở bất cứ nơi nào khác. Chẳng hạn, việc sản xuất đại trà công cụ bằng đồng, vốn chỉ mới khởi đầu ở vùng Andes Nam Mỹ vào các thế kỷ trước năm 1500, đã xuất hiện ở Âu Á từ trước đó trên 4.000 năm. Công nghệ dùng đá của người Tasmania, khi được các nhà thám hiểm châu Âu phát hiện lần đầu vào năm 1642, còn đơn sơ hơn nhiều so với ở nhiều vùng của châu Âu sơ kỳ đồ đá cũ trước đó hàng vạn năm. Vậy là rốt cuộc ta có thể đặt lại câu hỏi về những sự bất quân bình của thế giới hiện đại như thế này. Tại sao sự phát triển của loài người đã diễn ra trên những lục địa khác nhau với những tốc độ khác nhau đến vậy? Những tốc độ phát triển rất khác nhau đó chính là mẫu hình lớn nhất của lịch sử và là chủ đề cuốn sách của tôi. Tuy cuốn sách này nói cho cùng là về lịch sử và tiền sử, song chủ đề của nó không chỉ có giá trị hàn lâm mà còn có tầm quan trọng to lớn về thực tiễn và chính trị. Lịch sử những tương tác giữa các dân tộc khác nhau chính là cái đã định hình thế giới hiện đại thông qua sự chinh phục, bệnh truyền nhiễm và diệt chủng các xung đột đó tạo ra những ảnh hưởng lâu dài mà sau nhiều thế kỷ vẫn chưa thôi tác động, vẫn đang tích cực tiếp diễn ở một số khu vực nhiều vấn đề nhất của thế giới ngày nay. Chẳng hạn, hầu hết châu Phi vẫn đang phải đánh vật với di sản quá khứ thuộc địa của mình. Ở các khu vực khác, gồm hầu hết Trung Mỹ, Mexico, Peru, Tân Caledonia, Liên Xô cũ và nhiều phần của Indonesia, các cuộc nội loạn và chiến tranh du kích đang khiến những người dân bản địa mà dân số vẫn còn khá đông chống lại các chính phủ vốn chủ yếu nằm trong tay hậu duệ của những người chinh phục từ nơi khác đến nhiều dân tộc bản địa khác như người hạ oai bản địa người australia bản địa người siberia bản địa người châu mỹ bản địa ở hoa kỳ canada brazil argentina và chile đã bị giảm sút nghiêm trọng về dân số do nạn diệt chủng và bệnh tật đến nỗi ngày nay họ chỉ còn một rúng lọt thòm giữa số đông hậu duệ những kẻ xâm lược mặc dù không có khả năng tiến hành chiến tranh du kích do dân số quá ít họ vẫn đang ngày càng mạnh mẽ đòi quyền lợi của mình Ngoài ảnh hưởng lâu dài của các xung đột giữa các dân tộc trong quá khứ đối với tình hình chính trị và kinh tế ngày nay, còn có những ảnh hưởng về ngôn ngữ, đặc biệt là sự biến mất trong ngày một ngày hai của hầu hết trong số 6.000 ngôn ngữ của thế giới hiện đại, do chúng bị thay thế bởi tiếng Anh, tiếng Trung Hoa. Tiếng Nga và một số ít ngôn ngữ khác mà số người nói đã tăng vọt trong vài thế kỷ gần đây, mọi vấn nạn đó của thế giới hiện đại đều là hệ quả của những quỹ đạo lịch sử khác nhau hàm chứa trong câu hỏi của Jali. Trước khi tìm lời đáp cho câu hỏi của Jali, Ta nên dừng một chút để xem xét một số ý kiến phản đối bản thân việc thảo luận câu hỏi đó, đối với một số người, nội việc đặt ra câu hỏi đó thôi cũng đủ khiến họ thấy mình bị xúc phạm vì một số lý do, một ý kiến phản đối như sau. Nếu chúng ta thành công trong việc lý giải làm cách nào một số người này thống trị những người khác, thì liệu điều đó có biện minh cho bản thân việc thống trị không, liệu có phải nói vậy là hàm ý cái tình trạng thống trị kia là không tránh được và do đó việc đấu tranh hòng thay đổi tình trạng đó ngày nay là vô nghĩa? ý kiến phản đối này dựa trên một khuynh hướng phổ biến là lẫn lộn giữa việc lý giải nguyên nhân với việc biện minh cho kết quả hoặc chấp nhận kết quả sử dụng một cách lý giải lịch sử vào việc gì và bản thân việc lý giải đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau hiểu một hệ quả thường là để tìm cách thay đổi hệ quả đó chứ không phải để lặp lại hoặc kéo dài nó chính vì vậy các nhà tâm lý học mới cố thấu hiểu não trạng của những kẻ sát nhân hay kẻ hãm hiếp chính vì vậy các sử gia chuyên ngành xã hội học mới cố thấu hiểu hành vi diệt chủng các bác sĩ mới cố thấu hiểu các nguyên nhân bệnh tật ở người. Các nhà khoa học đó không tìm cách biện minh cho hành vi sát nhân, hãm hiếp, diệt chủng và bệnh tật, họ tìm cách sử dụng hiểu biết của họ về chuỗi nhân quả hầu chặn đứng cái chuỗi đó. Thứ hai, liệu việc trả lời câu hỏi của Charlie có tự động bao hàm một cách tiếp cận lịch sử theo hướng lấy châu Âu làm trung tâm, một sự vinh danh người Tây Âu và nội ám ảnh về tầm quan trọng của Tây Âu và châu Mỹ Âu hóa trong thế giới hiện đại hay không? Liệu cái tầm quan trọng đó chỉ là một hiện tượng nhất thời trong vài thế kỷ trước, còn nay thì đã lu mờ sau sự nổi lên của nhật bản và đông nam á hay không trên thực tế hầu hết cuốn sách này sẽ đề cập đến các dân tộc khác không phải người châu âu thay vì chỉ tập trung vào những tương tác giữa người châu âu với người không phải châu âu ta cũng sẽ xét những tương tác giữa các dân tộc ngoài châu âu với nhau nhất là các tương tác diễn ra trong nội bộ châu phi hạ sahara đông nam á indonesia và new guinea giữa các dân tộc bản địa ở các khu vực đó còn xa mới là tán dương các dân tộc có nguồn gốc tây âu ta sẽ thấy rằng hầu hết các yếu tố cơ bản trong nền văn minh của họ đã được phát triển bởi các dân tộc khác sống ở những nơi khác, chỉ sau đó mới được du nhập đến Tây Âu. Thứ ba, liệu những từ như văn minh và những cụm từ như sự trỗi dậy của văn minh có hàm chứa cái ấn tượng sai lạc rằng văn minh mới là hay ho còn săn bắt hái lượm thì khốn khổ và lịch sử trong suốt 13.000 năm qua là sự tiến bộ dần dần từ chỗ bất hạnh đến chỗ ngày càng hạnh phúc hơn cho con? Người, thật tình, tôi không cho rằng các nước công nghiệp là tốt hơn các bộ lạc săn bắt hái lượm hay việc từ bỏ lối sống săn bắt hái lượm để chuyển sang nhà nước dựa trên công cụ bằng sắt là đại diện cho tiến bộ, hay điều đó đã dẫn đến việc nâng cao hạnh phúc của con người. Ấn tượng riêng của tôi, do đã từng sống ở cả các thành phố Hoa Kỳ lẫn các làng mạc New Guinea, là không phải ai cũng hiểu như nhau cái gọi là những phúc lợi của văn minh. Chẳng hạn, so với những người săn bắt hái lượm, công dân ở các nước công nghiệp hóa được hưởng dịch vụ y tế tốt hơn, ít có rủi ro bị sát hại và được sống lâu hơn nhưng lại ít được hưởng sự hỗ trợ xã hội từ tinh bạn và gia đình mở rộng động cơ để tôi khảo sát những khác biệt địa lý trong các xã hội loài người không phải là để tán dương rằng một loại xã hội nào đó là hay ho hơn mà chỉ để thấu hiểu điều gì đã xảy ra trong lịch sử liệu câu hỏi của jali có thực sự cần một cuốn sách khác để trả lời không chẳng phải chúng ta chưa biết câu trả lời ư ừ, nếu có câu trả lời thì nó là gì có lẽ cách lý giải thông thường nhất đều hoặc ngấm ngầm hoặc thẳng thừng quy cho sự khác biệt về sinh học giữa các dân tộc trong các thế kỷ sau năm 1500, khi các nhà thám hiểm châu Âu bắt đầu biết đến những khác biệt to lớn về công nghệ và tổ chức chính trị giữa các dân tộc trên thế giới, họ cho rằng những khác biệt đó phát sinh từ những khác biệt về khả năng nội tại. Khi thuyết Darwin xuất hiện, người ta dùng các thuật ngữ về chọn lọc tự nhiên và nguồn gốc tiến hóa để nhào nặn lại cách lý giải này, các dân tộc sơ khai về công nghệ bị họ coi là dấu vết sự tiến hóa của loài người từ tổ tiên loài vượn. Họ cho rằng việc những dân tộc như vậy bị các nhà thực dân từ các xã hội công nghiệp hóa đến giành đất đai là tiêu biểu cho sự sống sót của loài thích nghi nhất. Khi ngành di chuyển học phát hiện, cách lý giải này được nhào nặn lại thêm lần nữa, lần này dùng thuật ngữ di chuyển học. Người châu Âu bắt đầu được coi như vốn dĩ từ trong ghen di truyền đã sẵn thông minh hơn người châu Phi, đặc biệt là so với người châu Úc bản địa thì lại càng thông minh hơn. Ngày nay, một số bộ phận của xã hội phương Tây công khai bác bỏ chủ nghĩa phân chủng, thế nhưng nhiều, có khi là hầu hết. Người phương Tây dù với tư cách cá nhân hay trong tiềm thức, vẫn tiếp tục chấp nhận những cách lý giải theo hướng phân biệt chủng tộc. Mỗi khi nhắc đến chủ đề người châu Úc bản địa, ngay cả những người Mỹ, người châu Âu và người Úc da trắng có học thức đều cho rằng trong bản thân người châu Úc đã có cái gì đó sơ khai, rõ ràng là trông họ khác người da trắng. Nhiều hậu duệ của những người bản địa đã sống sót qua thời kỳ thực dân châu Âu nay cảm thấy khó mà thành đạt về kinh tế trong xã hội của người Úc da trắng. Một lập luận có vẻ hấp dẫn thì phát biểu như sau. Những người di cư da trắng đến Úc đã xây dựng một nhà nước có học vấn, công nghiệp hóa, tập trung hóa về chính trị và dân chủ dựa trên công cụ kim loại và sản xuất lương thực, tất cả chỉ trong vòng một thế kỷ thực dân hóa một lục địa nơi mà người châu Úc bản địa đã sinh sống bằng cách săn bắt hái lượng và. Không có công cụ kim loại trong vòng ít nhất 40.000 năm, đây là hai thử nghiệm liên tiếp nhau trong sự phát triển của loài người mà ở đó môi trường trước sau chỉ là một, biến tố duy nhất là những con người chiếm hữu môi trường đó. Còn phải có bằng chứng nào hơn thế nữa để có thể kết luận rằng những khác biệt giữa xã hội châu Úc bản địa với các xã hội châu Âu phát sinh từ những khác biệt ở bản thân các dân tộc đó? Lý do để ta phản đối những cách lý giải theo hướng phân biệt chủng tộc này không phải chỉ vì chúng thật đáng tẩm mà còn bởi chúng sai, không có bằng chứng vững chắc nào cho thấy có tồn tại những khác biệt ở trí thông minh của con người song song với những khác biệt về công nghệ. Trên thực tế, như tôi sẽ giải thích sau đây, các dân tộc đồ đá mới thể hiện đại, xét trên mức trung bình, có lẽ thông minh hơn chứ không phải kém hơn các dân tộc đã công nghiệp hóa. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng ở chương 15 ta sẽ thấy, các di dân da trắng đến châu Úc không đáng được hưởng cái tiếng thơm mà lâu nay người ta vẫn gán cho là đã xây dựng một xã hội có văn hóa, công nghiệp hóa cùng với các đức tính khác như đã kể ở trên. Ngoài ra, các dân tộc mà chỉ mới gần đây hãy còn sơ khai về công nghệ, như người châu Úc bản địa và người New Guinea, thường nắm rất chắc công nghệ một khi họ đã được trao cơ hội làm điều đó các nhà tâm lý học nhận thức đã có những nỗ lực to lớn hỏng tìm kiếm những khác biệt về y quy giữa những người xuất thân từ nhiều vùng địa lý khác nhau nhưng hiện nay sống trong cùng một nước. Đặc biệt, nhiều nhà tâm lý học người Mỹ da trắng suốt nhiều thập kỷ qua đã ra sức chứng minh rằng người Mỹ da đen gốc phi tự trong di truyền đã kém thông minh hơn người Mỹ da trắng gốc Âu. Tuy nhiên, như mọi người đều biết, những người được đem ra so sánh vốn dĩ khác nhau rất nhiều về môi trường xã hội và cơ hội học hành, sự thật này càng gây khó khăn gấp đôi cho những nỗ lực nhằm kiểm chứng cái giả thiết rằng những khác biệt về trí tuệ là nguyên nhân sâu xa cho những khác biệt về công nghệ. Trước hết, ngay cả khả năng nhận thức của người lớn chúng ta đã chịu ảnh hưởng nặng nề của môi trường xã hội nơi ta sinh trưởng thời thơ ấu, khiến cho thật khó lòng phân biệt rạch ròi xem những ảnh hưởng nào là do những khác biệt bẩm sinh trong gen di truyền. Thứ hai, các thử nghiệm về khả năng nhận thức, chẳng hạn như thử nghiệm y quy có xu hướng đo đếm vốn học vấn và văn hóa chứ không phải trí thông minh bẩm sinh dù trí tuệ đó là thế nào đi chăng nữa, do những tác động đáng ngờ đó của môi trường sống thời thơ ấu và tri thức thu nhận được đối với kết quả thử nghiệm IQ nên nỗ lực của các nhà tâm lý học cho đến nay vẫn chưa thể đưa ra kết luận nào đủ thuyết phục về sự thiếu hụt y quy bẩm sinh mà nhiều người cho là hiển nhiên không phải bàn ở những ai không phải người da trắng quan điểm của tôi đối với cuộc tranh cãi này hình thành từ 33 năm làm việc với những người New Guinea trong chính xã hội của họ và đến nay vẫn còn nguyên vẹn ngay từ những ngày đầu làm việc với người New Guinea Họ đã gây ấn tượng cho tôi rằng họ là những người xét trung bình là thông minh hơn, sáng trí hơn, biết biểu cảm hơn và quan tâm nhiều hơn đến những người và vật quanh mình so với người Âu hay người Mỹ trung bình. Ở những công việc mà người ta có thể giả định một cách hợp lý là phản ánh những phương diện khác nhau của chức năng não bộ, chẳng hạn như khả năng lập bản đồ trong đầu về những cảnh quan không quen thuộc, họ tỏ ra tinh tưởng hơn nhiều so với người phương Tây. Dĩ nhiên, người New Guinea có xu hướng đạt hiệu quả kém hơn ở những việc mà người phương Tây đã được rèn luyện từ thời thơ ấu còn người New Guinea thì không vì vậy mà những người new guinea sống trong các làng mạc xa xôi không hề được học hành có vẻ như ngu độn trong mắt người phương tây ngược lại tôi luôn luôn biết mình có phải ngu độn đến thế nào trong mắt người new guinea mỗi khi tôi cùng họ vào rừng rậm bởi tôi tỏ ra thật vụng về kém cỏi ở những việc đơn giản chẳng hạn như lần theo một lối mòn trong rừng rậm hoặc dựng lêu bởi những việc đó người new guinea đã được dạy làm từ bé còn tôi thì không không khó nhận ra hai lý do tại sao ấn tượng của tôi rằng người new guinea thông minh hơn người phương tây là đúng trước hết người châu Âu từ hàng ngàn năm nay đã sống trong những xã hội có mật độ dân cư cao, với chính phủ trung ương, cảnh sát và tòa án. Trong các xã hội đó, các bệnh dịch truyền nhiễm đặc thù cho dân cư tập trung, chẳng hạn như đậu mùa là nguyên nhân tử vong chính trong lịch sử, trong khi việc giết người tương đối không phổ biến còn tình trạng chiến tranh là ngoại lệ chứ không phải luôn luôn diễn ra. Hầu hết người châu Âu nào thoát khỏi các bệnh truyền nhiễm chết người thì cũng thoát khỏi các lý do tử vong tiềm tàng khác và lưu truyền ghen của mình cho các thế hệ sau. Ngày nay, hầu hết trẻ em châu Âu sinh ra đều sống qua được các căn bệnh truyền nhiễm chết người và có thể sinh con đẻ cái, bất kể trí thông minh và các gen mà chúng mang trong người là như thế nào. Ngược lại, người New Guinea đã sống trong những xã hội mà số lượng người quá ít không đủ cho các bệnh truyền nhiễm vốn chỉ nảy sinh ở quần thể đông có thể phát triển. Ngược lại, người New Guinea truyền thống thường chết nhiều hơn do tình trạng giết hại lẫn nhau, các cuộc chiến tranh liên miên giữa các bộ lạc, tai nạn và những khó khăn trong tìm kiếm lương thực. Trong xã hội New Guinea truyền thống, người thông minh thường có nhiều khả năng thoát khỏi các nguyên nhân tử vong cao kể trên so với người kém thông minh tuy nhiên tỷ lệ tử vong vì bệnh truyền nhiễm ở các xã hội châu âu thì chẳng mấy liên quan đến trí thông minh mà lại liên quan đến kháng thể di chuyển vốn tùy thuộc vào chi tiết thành phần hóa học của cơ thể chẳng hạn người có nhóm máu b hoặc o có nhiều kháng thể chống bệnh đậu mùa hơn so với người có nhóm máu a Nghĩa là, ở New Guinea, sự chọn lọc tự nhiên để cho ra ghen thông minh có lẽ là nghiệt ngã hơn nhiều so với ở các xã hội với mật độ dân cư cao hơn và tổ chức chính trị phức tạp hơn, nơi mà sự chọn lọc tự nhiên đối với thành phần hóa học của cơ thể là mạnh mẽ hơn. Ngoài nguyên nhân di chuyển này, còn có một nguyên nhân thứ hai khiến người New Guinea có khi lại hóa ra thông minh hơn người phương Tây, trẻ em châu Âu và Mỹ ngày nay dành phần lớn thời gian để giải trí thụ động bằng cách xem TV, nghe radio và xem phim. Trong gia đình Mỹ trung bình, người ta bật TV mỗi ngày 7 tiếng đồng hồ. Ngược lại, trẻ em New Guinea truyền thống gần như không có cơ hội nào để giải trí thụ động như vậy mà dành hầu hết thời gian trong ngày để làm việc gì đó tích cực, chẳng hạn trò chuyện hoặc chơi với các trẻ khác hay người lớn. Hầu như mọi nghiên cứu về sự phát triển của trẻ đều nhấn mạnh vai trò của sự kích thích và hoạt động trong thời thơ ấu đối với việc phát triển trí não và nêu rõ rằng nếu thiếu sự kích thích trong thời thơ ấu thì trí não sẽ phát triển còi cọc không thể cứu vãn. Điều này chắc chắn đã góp một nhân tố phi di truyền vào sự hình thành chức năng trí não vượt trội ở người New Guinea trung bình. Nghĩa là, về khả năng trí não, người New Guinea có lẽ vượt trội về di truyền so với người phương Tây, và chắc chắn họ cũng vượt trội ở khả năng thoát khỏi những bất lợi to lớn về phát triển mà hầu hết trẻ em trong các xã hội công nghiệp hóa ngày nay phải đối mặt trong giai đoạn chúng lớn lên. Hiển nhiên là ở đây tuyệt không có hàm ý gì về sự bất lợi của người New Guinea về mặt trí tuệ đặng có thể trả lời câu hỏi của Yali. Cũng hai nhân tố đó, di truyền và sự phát triển trong thời thơ ấu, là cái không chỉ khiến người New Guinea khác biệt người phương Tây mà hẳn cũng khiến những người săn bắt hái lượm và thành viên của các xã hội sơ khai về công nghệ khác biệt với thành viên các xã hội tiên tiến về công nghệ nói chung vậy là cái giả định mang tính phân biệt chủng tộc thường tính ắt phải bị lật nhào Xong nếu thế thì tại sao người châu âu mặc dù hình như có những bất lợi về di truyền và trong thời hiện đại có những bất lợi hiển nhiên trong quá trình phát triển ở tuổi thơ ấu rốt cuộc lại vẫn có nhiều hàng hóa hơn tại sao người new guinea lại là những kẻ sơ khai về công nghệ dù họ có cái mà tôi tin là trí thông minh vượt trội cách lý giải dựa theo di truyền học không phải là lời đáp duy nhất khả dĩ cho câu hỏi của jali một cách lý giải khác rất phổ biến ở người bắc âu thì lại dựa vào cái gọi là tác động kích thích của khí hậu lạnh ở đất nước họ, trong khi khí hậu nóng ẩm, nhiệt đới thì có tác động kìm hãm đối với sức sáng tạo và năng lực. Có thể là khí hậu thay đổi theo mùa ở các vĩ độ cao đặt ra nhiều thách thức đa dạng hơn so với khí hậu nhiệt đới vốn ít thay đổi theo mùa. Có thể là khí hậu lạnh đòi hỏi người ta phải giàu sáng tạo hơn về công nghệ để có thể sinh tồn, bởi người ta phải xây nhà đủ ấm, mặc đủ ấm, trong khi sống ở vùng nhiệt đới thì ít phải lo về nhà ở hơn và hoàn toàn không phải lo mặc ấm. Hoặc cũng có thể đảo ngược cái lập luận đó để đi đến cùng một kết luận mùa đông dài ở các vĩ độ cao khiến người ta phải dành nhiều thời gian hơn ở trong nhà đặng lo việc phát minh mặc dù kiểu lý giải này đã có thời rất thịnh hành song nếu khảo sát cẩn thận thì cũng không đứng vững như ta sẽ thấy các dân tộc bắc âu mãi đến mấy ngàn năm gần đây vẫn không hề đóng góp được gì có tầm quan trọng cơ bản đối với nền văn minh âu á đơn giản là họ có may mắn sống ở một vị trí địa lý nơi họ có thể tiếp thu những thành tựu chẳng hạn như nông nghiệp bánh xe chữ viết và nghề luyện Kim đã được phát triển ở những khu vực ấm áp hơn của lục địa Âu Á, ở tân thế giới, các khu vực lạnh ở vĩ độ cao thậm chí còn là nơi trì trệ hơn của loài người. Những xã hội châu Mỹ bản địa duy nhất từng phát minh ra chữ viết đều đã nảy sinh ở Mexico tại phía Nam Hạ Trí Tuyến. Những đồ gốm xưa nhất của tân thế giới xuất hiện ở gần xích đạo tại vùng nhiệt đới Nam Mỹ và xã hội tân thế giới mà ý kiến chung nhận định là xã hội tiên tiến nhất về nghệ thuật, thiên văn và các phương diện khác là xã hội may cổ ở vùng tán và Guatemala nhiệt đới vào thiên niên kỷ đầu sau công nguyên. Lại có một cách lý giải thứ ba cho câu hỏi của Yali, nó giả định về tầm quan trọng của các thung lũng đất thấp tại các vùng khí hậu khô, nơi mà sản xuất nông nghiệp năng suất cao phụ thuộc vào những hệ thống đê điều quy mô lớn, các hệ thống này lại đòi hỏi phải có chính quyền tập trung. Người ta đề xuất cách lý giải này là do cái thực tế hiển nhiên rằng các đế quốc sớm nhất và chữ viết lâu đời nhất đều phát sinh ở các thung lũng Tigri và Eusate tại vùng lưỡi liềm phì nhiêu và thung lũng sông Nai của Ai Cập. Các hệ thống kiểm soát nước hình như cũng gắn liền với các tổ chức chính trị có tính tập trung tại một vài khu vực khác của thế giới, trong đó có thung lũng sông Ấn ở tiểu lục địa Ấn Độ, các thung lũng Hoàng Hà và Dương Tử ở Trung Hoa, vùng đất thấp Maya tại Trung Mỹ và vùng sa mạc Duyên Hải Peru. Tuy nhiên, nghiên cứu khảo cổ chi tiết đã chỉ ra rằng các hệ thống tưới tiêu phức tạp không đi liền với sự phát sinh các chính quyền tập trung hóa mà chỉ xuất hiện sau đó một thời gian dài có nghĩa là sự tập trung hóa về chính trị đã phát sinh vì một lý do nào khác chỉ sau đó nó mới cho phép việc xây dựng các hệ thống tưới tiêu phức tạp không một phát minh chủ chốt nào ra đời trước các chính quyền tập trung kể cả tại các khu vực này của thế giới mà lại gắn liền với các thung lũng sông hoặc với các hệ thống tưới tiêu phức tạp chẳng hạn ở lưỡi liềm phì nhiêu sản xuất lương thực và lối sống thành làng mạc đã phát sinh ở vùng đồi núi chứ không phải ở các thùng lũng sông đất thấp. Thung lũng sông Đai vẫn là một khu vực chậm tiến về văn hóa trong khoảng 3.000 năm sau khi nền sản xuất lương thực theo làng mạc đã bắt đầu hưng thịnh tại vùng đồi của lưỡi liềm phí nhiêu. Các thung lũng sông ở Tây Nam Hoa Kỳ rốt cuộc cũng đã hỗ trợ sự ra đời của nông nghiệp tưới tiêu và xã hội phức tạp, song chỉ sau khi nhiều phát minh mà các xã hội đó dựa vào đã được du nhập từ Mexico, các thung lũng sông ở Đông Nam Úc vẫn chỉ có các xã hội bộ lạc không biết làm nông sinh sống lại có một loại lý giải khác liệt kê những nhân tố trực tiếp cho phép người châu âu giết chết hoặc chinh phục các dân tộc khác đặc biệt là súng ống bệnh truyền nhiễm công cụ bằng thép và các sản phẩm chế tác của họ cách lý giải như vậy thì cũng đúng bởi các nhân tố đó rõ ràng là đã từng trực tiếp chịu trách nhiệm về các cuộc chinh phục của người châu âu tuy nhiên giả thuyết này không hoàn chỉnh bởi nó vẫn chỉ đưa ra một cách lý giải gần nhất giai đoạn đầu để nhận diện các nguyên nhân trực tiếp nó mời gọi chúng ta đi tìm những nguyên nhân tối hậu tại sao người châu âu chứ không phải người châu Phi hay người châu Mỹ bản địa, là những người Rốt cuộc đã có trong tay súng, vi trùng và thép. Tuy người ta đã đạt được vài tiến bộ trong việc nhận diện những nguyên nhân tối hậu đó trong trường hợp châu Âu chinh phục Tân thế giới, song châu Phi vẫn là một câu đố lớn. Châu Phi là châu lục nơi người nguyên thủy đã tiến hóa trong thời gian dài nhất, nơi người hiện đại về mặt giải phẫu cũng đã ra đời, và nơi mà các căn bệnh bản địa như sốt rét và sốt hoàng nhiệt đã giết chết các nhà thám hiểm châu Âu. Nếu như quả thật ai khởi đầu sớm hơn sẽ có ưu thế hơn, thì tại sao súng và thép không phát sinh đầu tiên ở châu Phi, cho phép người châu Phi cùng các vi trùng của họ đi chinh phục châu Âu? Và đâu là nguyên nhân tại sao người châu Úc bản địa đã không thể đi xa hơn giai đoạn săn bắt hái lượm dùng công cụ bằng đá? Các câu hỏi nảy sinh từ việc so sánh các xã hội loài người trên phạm vi toàn thế giới từng lôi cuốn sự quan tâm của các sử gia và nhà địa lý. Ví dụ nổi tiếng nhất cho một nỗ lực như vậy ở thời đại ngày nay là cuốn nghiên cứu lịch sử Study of History gồm 12 tập của Arnold Toybeer, Thoi e đặc biệt quan tâm đến tính năng động nội tại của 23 nền văn minh tiên tiến, trong đó 22 nền văn minh có chữ viết và 19 năm ở lục địa Âu Á. Ông ít quan tâm hơn đối với thời tiền sử và các xã hội giản đơn, không có chữ viết của thời tiền sử. Thế nhưng, những cội rễ của sự bất bình đẳng trong thế giới hiện đại nằm trong chính thời tiền sử đó. Vì vậy mà Thoi Be e không đặt ra câu hỏi của Yali, cũng không nhìn thấy được cái mà tôi coi là mẫu hình lớn nhất của lịch sử. Những cuốn sách khác về lịch sử thế giới cũng có xu hướng tương tự là tập trung vào các nền văn minh có chữ viết ở Âu Á trong vòng 5.000 năm trở lại đây. Họ chỉ nhắc qua loa đến các nền văn minh châu Mỹ bản địa tiền Colombo và thậm chí còn qua loa hơn khi đề cập đến phần còn lại của thế giới ngoại. Trừ những tương tác gần đây của bộ phận này với các nền văn minh Âu Á, kể từ nỗ lực của Thoi Bee, các giả thuyết mang tính tổng hợp những nhân quả lịch sử trên phạm vi toàn thế giới đã bị giới sử gia coi nhẹ, bởi nó đặt ra một vấn đề rõ ràng là nan giải các chuyên gia thuộc nhiều ngành đã đưa ra những giả thiết tổng hợp có tính toàn cầu trong lĩnh vực của mình. Đặc biệt hữu ích là đóng góp của các nhà địa lý học môi sinh, nhân chủng học văn hóa, nhà sinh học chuyên nghiên cứu việc thuần hóa cây trồng và vật nuôi và các học giả quan tâm đến ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm đối với lịch sử. Các nghiên cứu này đã khiến người ta chú ý đến một số phần của bài toán khó, song chúng chỉ đưa ra từng mảnh nhỏ của cái hộp đề lớn cần thiết vẫn đang còn thiếu văng kia, vậy là không có lời đáp nào mà tất cả mọi người thừa nhận cho câu hỏi của Yali, một mặt, những cách lý giải trực tiếp thì đã rõ. Một số dân tộc đã phát triển được súng, vi trùng và thép, cùng các nhân tố khác khiến họ có được sức mạnh chính trị và kinh tế sớm hơn các dân tộc khác, còn một số dân tộc khác thì đã không bao giờ phát triển được các nhân tố sức mạnh ấy cả. Mặt khác, những cách lý giải tối hậu, chẳng hạn, tại sao công cụ bằng đồng xuất hiện sớm ở nhiều phần của Âu Á, muộn hơn và chỉ ở vài vùng ở Tân Thế giới, xong đã chẳng bao giờ xuất hiện ở châu Úc bản địa thì vẫn còn chưa rõ. Chúng ta hiện vẫn thiếu những cách lý giải tối hậu như vậy, điều đó khiến cho vẫn còn đó một khoảng trống lớn về tri thức, bởi mẫu hình rộng lớn nhất của lịch sử vẫn chưa thể lý giải được. Mọi người, dù là kẻ phân biệt chủng tộc hay không, đều thấy rành rành một điều rằng mỗi dân tộc có một hành trình riêng trong lịch sử. Hoa Kỳ hiện nay là một xã hội được nhào nặn theo khuôn mẫu châu Âu, chiếm những vùng đất chinh phục được từ người châu Mỹ bản địa và tích hợp hậu duệ của hàng triệu người châu Phi hạ Sahara bị đưa sang châu Mỹ làm nô lệ. Châu Âu hiện đại không phải là một xã hội nhào nặn theo mẫu của người châu Phi đen hạ Sahara, những kẻ đem hàng triệu người châu Mỹ bản địa sang làm nô lệ, những kết quả đó của tiến trình lịch sử thật hoàn toàn thiên lệch. Nào có phải là 51% châu Mỹ, châu Úc và châu Phi bị người châu Âu chinh phục còn 49% châu Âu bị người châu Mỹ bản địa, người châu Úc bản địa và người châu Phi chinh phục, toàn bộ thế giới hiện đại đã được hình thành với những kết quả đầy thiên lệch. Vậy nên những kết quả đó đòi hỏi phải có những cách lý giải vững chắc, những cách lý giải cơ bản hơn chứ không chỉ là những tiểu tiết nào là cách đây vài ngàn năm ai tình cờ thắng trong vài trận đánh hoặc ai đã tình cờ phát minh được cái gì dường như có vẻ hợp lý khi giả định rằng mẫu hình lịch sử đó phản ánh những khác biệt bẩm sinh trong bản thân các dân tộc dĩ nhiên người ta dạy chúng ta rằng nói thẳng điều đó trước mặt thiên hạ thì chẳng lịch sự cho lắm chúng ta từng đọc các nghiên cứu chuyên môn tuyên bố mình đã chứng minh được những khác biệt bẩm sinh đó song chúng ta cũng từng đọc được những lời phản đối cho rằng các nghiên cứu đó mắc phải những khiếm khuyết về kỹ thuật chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày rằng, sau nhiều thế kỷ bị chinh phục hay buôn nô lệ, một số trong các dân tộc từng bị chinh phục đến nay vẫn cứ thuộc một đẳng cấp dưới. Người ta bảo chúng ta rằng cả điều đó nữa cũng không liên quan đến những thiếu sót về sinh học mà là do những bất lợi về xã hội và bị hạn chế về cơ hội. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tự hỏi, chúng ta vẫn cứ nhìn thấy tất cả những khác biệt rành rành và dai dẳng đó trong thân phận của các dân tộc chúng ta yên trí rằng những cách lý giải dựa trên sinh học có vẻ rất minh bạch kia đối với những bất bình đẳng của thế giới tại thời điểm 1.500 năm công nguyên là sai, nhưng không ai cho ta biết đâu là cách lý giải đúng. Chừng nào ta chưa có một cách lý giải đủ thuyết phục, chi tiết và được mọi người đồng ý đối với mẫu hình lớn của lịch sử, chừng đó hầu hết người ta còn tiếp tục cho rằng, nói gì thì nói, cách lý giải dựa trên sinh học mang tính phân biệt chủng tộc vẫn là lý giải đúng. Đó dường như là lý lẽ hùng hồn nhất để tôi viết cuốn sách này. Cánh nhà báo thường vẫn yêu cầu các tác giả tóm tắt cuốn sách của mình trong một câu, với cuốn sách này thì câu tóm tắt đó là đây. Diễn trình lịch sử của mỗi dân tộc một khác, đấy là do những khác biệt giữa môi trường sống của các dân tộc, chứ không phải do những khác biệt về sinh học giữa bản thân các dân tộc đó. Đương nhiên, ý tưởng rằng môi trường địa lý và địa sinh học ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội là một ý tưởng chẳng có gì mới. Tuy nhiên, ngày nay, quan điểm này không còn được giới sử học coi trọng, người ta cho rằng nó sai hoặc quá đơn giản hóa, hoặc châm biếm coi là thuyết quyết định luận môi trường rồi thì lờ đi, nếu không thì các nỗ lực hòng thấu hiểu những khác biệt ở quy mô toàn cầu lại bị người ta cho là quá khó khăn và đem xếp xó. Thế nhưng địa lý đúng là có tác động đến lịch sử, câu hỏi ở đây là tác động đến đâu, và liệu địa lý có thể giải thích cho mẫu hình lớn của lịch sử hay không? Thời điểm đã chín mùi để ta có một cái nhìn mới mẻ đối với các câu hỏi đó, bởi có những thông tin mới từ những ngành khoa học có vẻ như rất xa ngành lịch sử loài người. Các ngành khoa học đó bao gồm trước hết là di truyền học, sinh học phân tử và địa sinh học áp dụng với cây trồng và các cây dại tổ tiên của chúng, cũng các ngành đó cộng thêm sinh thái học hành vi, áp dụng cho vật nuôi và các loài vật hoang dã tổ tiên của chúng, sinh học phân tử về các vi trùng ở người và các vi trùng liên quan của thú, qua truyền nhiễm học đối với các bệnh của người, di truyền học người, ngôn ngữ học, các nghiên cứu khảo cổ trên mọi lục địa và các hòn đảo chính và các nghiên cứu về lịch sử công nghệ, chữ viết và tổ chức chính trị. Sự đa dạng của các ngành này đặt ra nhiều khó khăn đối với những tác giả nào có ý muốn viết sách nhằm trả lời câu hỏi của Jali, tác giả phải có một kiến văn rộng lớn bao quát tất cả các ngành khoa học trên để có thể tổng hợp những kết quả mới nhất có liên quan. Lịch sử và tiền sử của từng lục địa đều phải được tổng hợp theo cách tương tự, chủ đề chính của sách là lịch sử, nhưng cách tiếp cận là của khoa học, nhất là của các khoa học liên quan đến lịch sử như sinh học tiến hóa và địa chất học. Tác giả phải hiểu biết qua kinh nghiệm trực tiếp về một loạt nhiều xã hội loài người từ các xã hội săn bắt hái lượm đến các nền văn minh hiện đại trong thời đại khoa học không gian, những yêu cầu đó thoạt trông có vẻ đòi hỏi phải có một công trình của nhiều tác giả. Thế nhưng giải pháp nhiều tác giả sẽ không ổn ngay từ đầu, bởi bản chất của vấn đề là phải phát triển được một cách lý giải tổng hợp duy nhất, muốn vậy thì chỉ có thể là một tác giả duy nhất, dù điều đó đặt ra nhiều khó khăn đến đâu đi nữa. Điều không tránh khỏi là tác giả duy nhất đó sẽ phải toát mồ hôi hột để tích hợp tư liệu từ nhiều ngành và sẽ phải được sự hướng dẫn của nhiều đồng nghiệp. La lịch của tôi đã giúp tôi tiếp cận với một số ngành khoa học như vậy từ trước khi Jali đặt câu hỏi đó cho tôi vào năm 1972. Mẹ tôi là giáo viên và nhà ngôn ngữ học, cha tôi là bác sĩ chuyên về di truyền bệnh ở trẻ em. Nhờ tấm gương của cha nên suốt thời đi học tôi luôn nghĩ lớn lên mình sẽ làm bác sĩ. Tôi cũng đã trở thành kẻ say mê quan sát chim chóc từ năm lên 7 tuổi, do đó Âu cũng chỉ là một bước dễ dàng để đến năm cuối đại học tôi chuyển từ mục đích ban đầu là nghề y sang mục đích nghiên cứu sinh học. Tuy nhiên, suốt những năm trung học và đại học, Tôi vẫn học chủ yếu là ngôn ngữ, lịch sử và viết văn, ngay cả sau khi quyết định lấy bằng tiến sĩ về sinh lý học, tôi gần như bỏ ngang khoa học ngay trong năm đầu học cao học để trở thành nhà ngôn ngữ học. Từ khi lấy bằng tiến sĩ vào năm 1961, tôi đã cùng một lúc tiến hành nghiên cứu khoa học trong hai lĩnh vực, một bên là sinh lý học phân tử, một bên là sinh học tiến hóa và địa sinh học. Một thuận lợi ngoài dự kiến cho cuốn sách này là Sinh học phân tử là một ngành khoa học lịch sử vốn buộc ta phải dùng những phương pháp khác với những phương pháp của các ngành khoa học thực nghiệm. Nhờ vậy mà những khó khăn trong việc xây dựng một cách tiếp cận mang tính khoa học đối với lịch sử loài người trở nên quen thuộc với tôi. Nhờ sống tại châu Âu từ năm 1958 đến 1962, giữa những người châu Âu mà cuộc đời đã bị chấn thương ghê gớm vì lịch sử châu Âu thế kỷ 20, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn đến việc những chuỗi nhân quả đã vận hành như thế nào trong diễn trình lịch sử. Trong 33 năm gần đây nhất, Công việc điền dã của tôi với tư cách nhà sinh học tiến hóa đã cho tôi cơ hội tiếp xúc gần gũi với nhiều xã hội khác nhau của loài người. Chuyên môn của tôi là tiến hóa của loài chim, nên tôi từng nghiên cứu tại Nam Mỹ, Nam Phi, Indonesia, Úc và đặc biệt là New Guinea. Nhờ sống chung với người dân bản địa tại các vùng đó, tôi đã trở nên quen thuộc với các xã hội người hãy còn sơ khai về công nghệ, từ những người săn bắt hái lượng đến các bộ lạc làm nông và câu cá mà mãi đến gần đây vẫn còn sử dụng công cụ bằng đá. Vì vậy, cái mà những người có chữ viết coi là những lối sống xa lạ từ thời tiền sử xa xăm lại chính là một phần sống động nhất của cuộc đời tôi. New Guinea, mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi của đất đai thế giới, lại bao hàm một phần lớn lao đến kỳ lạ của sự đa dạng nhân loại. Trong số 6.000 ngôn ngữ của loài người hiện nay, riêng ở New Guinea đã có tới 1.000 ngôn ngữ. Trong quá trình nghiên cứu loài chim ở New Guinea, mối quan tâm của tôi đối với ngôn ngữ lại hồi sinh, bởi tôi cần phải soạn danh sách tên địa phương của các loài chim trong gần 100 ngôn ngữ thuộc số 1.000 ngôn ngữ New Guinea đó. Từ tất cả các mối quan tâm đó mà hình thành nên cuốn sách gần đây nhất của tôi, một tương trình không nặng tính kỹ thuật về sự tiến hóa của loài người có tựa đề loài tinh tinh thứ ba. Chương 14 của cuốn sách có tựa đề các nhà chinh phục tình cờ, nhằm để hiểu hậu quả của sự gặp gỡ giữa người châu Âu và người châu Mỹ bản địa. Sau khi hoàn thành cuốn sách đó, tôi nhận ra rằng những cuộc gặp gỡ khác giữa các dân tộc trong thời hiện đại cũng như thời tiền sử, cũng đã làm nảy sinh những vấn đề tương tự. Tôi nhận thấy vấn đề mà tôi đã vật lộn trong chương 14 về thực chất là câu hỏi mà Jali đã đặt ra cho tôi vào năm 1972, chỉ có điều được chuyển sang một phần khác của thế giới. Thế là rốt cuộc, được nhiều bạn bè giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn nỗi tò mò của Jali, cũng là nỗi tò mò của chính tôi. Các chương của cuốn sách này được chia làm bốn phần, phần y, với tựa đề từ vườn địa đàng đến Kazamaka, gồm ba chương chương một cho bạn đọc một cái nhìn chấp nhoáng về sự tiến hóa và lịch sử của loài người từ khi chúng ta tách khỏi loài vượn cách đây khoảng 7 triệu năm cho đến cuối thời kỳ băng hà cách đây khoảng 13.000 năm chúng ta sẽ lần theo dấu vết bành trướng của tổ tiên loài người từ cái nôi đầu tiên ở châu phi sang các lục địa khác nhằm thấu hiểu tình trạng của thế giới ngay trước khi khởi đầu các sự kiện mà người ta vẫn gán chung cái thuật ngữ sự phát sinh các nền văn minh hóa ra rằng sự phát triển của loài người trên một số lục địa đã có bước khởi đầu sớm hơn về thời gian so với các lục địa khác Chương 2 chuẩn bị cho chúng ta khảo sát những tác động của môi trường lục địa lên lịch sử trong 13.000 năm qua, bằng cách khảo sát ngắn gọn những tác động của môi trường hải đảo đối với lịch sử trong phạm vi thời gian và khu vực nhỏ hơn. Khi tổ tiên người Polynesia bành trướng sang khu vực Thái Bình Dương khoảng 3.200 năm trước, họ đã gặp những hòn đảo có môi trường hoàn toàn khác nhau. Trong vòng vài ngàn năm, cái xã hội Polynesia thủy tổ đó đã sinh sôi nảy nở trên các hòn đảo rất khác nhau đó để trở thành một loạt xã hội còn rất khác nhau từ các bộ lạc săn bắt hái lượm đến những đế quốc sơ khai. Sự phát tán này có thể là mẫu hình cho sự phát tán lâu dài hơn, trên quy mô lớn hơn và ít được hiểu rõ hơn của các xã hội trên những lục địa khác nhau từ cuối thời kỳ băng hà sau cùng để trở thành những bộ lạc săn bắt hái lượm và đế quốc khác nhau. Chương 3 giới thiệu cho chúng ta những cuộc pha chạm giữa các dân tộc từ những lục địa khác nhau bằng cách thuật lại thông qua lời kể của các nhân chứng đương thời từng mắt thấy tai nghe cuộc đụng độ bi thảm nhất trong lịch sử. Tại Cajamarca, thành phố tại Peru, Francisco Pizarro cùng một nhúng quân chinh phục đã bắt sống hoàng đế Inca Atahualpa ngay trước mắt toàn bộ quân đội của ông ta. Chúng ta có thể nhận diện chuỗi nhân tố trực tiếp đã cho phép Pizarro bắt sống Atahualpa. Các nhân tố này cũng có tác động như vậy trong những cuộc chinh phục khác của người châu Âu đối với các xã hội châu Mỹ bản địa. Các nhân tố này bao gồm vi trùng, ngựa, chữ viết, tổ chức chính trị và công nghệ, đặc biệt là tàu biển và vũ khí của Tây Ban Nha. Việc phân tích các nhân tố trực tiếp đó là phần dễ của cuốn sách này phần khó là làm sao nhận định những nguyên nhân sâu xa dẫn đến các nhân tố đó và dẫn đến cái hậu quả đã diễn ra trong thực tế chứ không phải cái hậu quả ngược lại là Ata Hopa đến Madrid để bắt sống vua Charles đệ nhất của Tây Ban Nha, phần 2, với tựa đề sự phát sinh và bành trướng của sản xuất lương thực bao gồm từ chương 4 đến chương 10, đề cập đến cái mà tôi cho là nhóm nguyên nhân quan trọng nhất trong số các nguyên nhân tối hậu. Chương 4 trình bày sơ lược bằng cách nào nền sản xuất lương thực, nghĩa là làm ra lương thực bằng cách trồng trọt hoặc chăn nuôi thay vì săn bắt và hái lượng lương thực trong tự nhiên rốt cuộc đã dẫn đến các nhân tố trực tiếp cho phép pizarro giành thắng lợi song việc phát sinh sản xuất lương thực diễn ra khác nhau ở từng vùng trên thế giới như ta sẽ thấy trong chương năm các dân tộc ở một số vùng trên thế giới đã tự mình phát triển nền sản xuất lương thực một số dân tộc khác tiếp thu được nền sản xuất lương thực từ các trung tâm độc lập đã nói ở trên vào thời tiền sử một số dân tộc khác nữa không tự mình phát triển cũng chẳng tiếp thu nền sản Sản lương thực vào thời tiền sử mà đến mãi thời hiện đại vẫn cứ là những tộc người săn bắt hái lượm. Chương 6 khảo sát các nhân tố dẫn tới việc các dân tộc ở một số vùng đã chuyển từ săn bắt hái lượm sang sản xuất lương thực, song các dân tộc ở nhiều vùng khác thì không. Các chương 7, 8 và 9 cho thấy cây trồng và vật nuôi vào thời tiền sử đã được thuần hóa từ cây dại và vật hoang như thế nào bởi các nhà nông và người chăn nuôi sơ khai vốn không hề hình dung được việc mình đang làm sẽ dẫn đến kết quả gì những khác biệt về địa lý dẫn đến sự khác biệt trong chủng loại cây dại và thú hoang có thể thuần hóa ở từng khu vực lý giải được khá nhiều về việc tại sao chỉ một vài khu vực đã trở thành trung tâm sản xuất lương thực tại sao sản xuất lương thực phát sinh ở các khu vực này sớm hơn ở các khu vực khác từ số ít trung tâm phát nguyên này sản xuất lương thực đã bành trướng sang một số khu vực nhanh hơn sang những khu vực khác một nhân tố chính tác động đến việc bành trướng nhanh hay chậm kia là hướng trục chính của từng lục địa trong khi ở lục địa Âu á hướng trục chính là tây đông thì ở châu Mỹ và châu Phi hướng trục chính là bắc nam, chương 10. Vậy là, chương 3 phác họa những nhân tố trực tiếp đằng sau cuộc chinh phục người châu Mỹ bản địa, còn chương 4 phác họa việc các nhân tố đó đã phát triển như thế nào từ nguyên nhân tối hậu là nền sản xuất lương thực. Trong phần 3, từ lương thực đến súng, vi trùng và thép, chương 11 đến chương 14, mối liên hệ giữa nguyên nhân tối hậu đến nguyên nhân trực tiếp sẽ được khảo sát một cách chi tiết bắt đầu từ sự tiến hóa của các vi trùng đặc trưng cho dân số tập trung với mật độ cao, chương 11. Người châu Mỹ bản địa và các dân tộc phi Âu Á khác chết vì vi trùng Âu Á đông hơn nhiều so với chết vì súng hay vũ khí bằng thép của lục địa Âu Á, ngược lại, rất ít hoặc hoàn toàn không có loại vi trùng giết người đặc thù nào phục sẵn chờ các nhà chinh phục châu Âu ở tầng thế giới. Tại sao sự trao đổi vi trùng giữa các lục địa lại thiếu cân bằng đến vậy? Ở đây, các kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa sinh học phân tử sẽ làm sáng tỏ vấn đề khi chỉ ra mối quan hệ giữa vi trùng với sự phát triển nền sản xuất lương thực tại Âu Á nhiều hơn là ở châu Mỹ. Một chuỗi nhân quả khác dẫn từ sản xuất lương thực đến chữ viết, vốn có lẽ là phát minh quan trọng nhất trong mấy ngàn năm trở lại đây, trường 12. Chữ viết ra đời từ chỗ chưa có gì chỉ một vài lần ít ỏi trong lịch sử loài người, tại những khu vực vốn dĩ đã là cái nôi phát sinh nền sản xuất lương thực sớm nhất tất cả các xã hội khác có được chữ viết chỉ là nhờ tiếp thu hệ chữ viết của các khu vực khác, hoặc dựa trên ý tưởng chữ viết từ các trung tâm phát minh kia mà phát minh ra chữ viết của mình. Do vậy, đối với sinh viên ngành lịch sử thế giới, hiện tượng chữ viết là đặc biệt hữu ích để có thể khảo sát những nhóm nguyên nhân quan trọng khác, tác động của địa lý để cho các ý tưởng và phát minh có thể bành trướng dễ dàng hay khó khăn. Điều gì đúng với chữ viết thì cũng đúng với công nghệ. Chương 13. Một vấn đề cốt tử là, liệu có thất việc đổi mới công nghệ tùy thuộc nhiều đến mức ấy vào những thiên tài sáng chế hiếm hoi và các yếu tố văn hóa đặc thù hay không như để thách thức sự hiểu biết về các mẫu hình của thế giới trên thực tế chúng ta sẽ thấy rằng thật nghịch lý thay số lượng lớn các yếu tố văn hóa này không ngăn cản mà ngược lại còn giúp ta hiểu rõ hơn các mẫu hình thế giới về công nghệ Nhờ có sản xuất lương thực mà nông dân có thể làm ra lương thực thặng dư, điều này cho phép các xã hội làm nông nghiệp có thể nuôi sống các thợ thủ công chuyên môn vốn không tự làm ra lương thực mà dành toàn bộ thời gian cho việc phát triển công nghệ. Sản xuất lương thực không chỉ nuôi sống các viên thư lại và nhà phát minh mà còn cho phép nông dân có thể nuôi sống các nhà chính trị, trường 14. Các bộ tộc săn bắt hái lượng du cư vốn tương đối bình quyền, cương vực chính trị của họ chỉ giới hạn ở lãnh thổ của bộ lạc và ở việc thay đổi liên minh với các bộ lạc láng giềng. Với sự xuất hiện các quần thể dân cư mật độ cao, định cư và sản xuất lương thực, cũng xuất hiện các tù trưởng, vua chúa và quan lại. Các chính phủ quan lại này cần thiết không chỉ để cai quản những vùng dân cư rộng lớn đông dân mà còn để duy trì quân đội thường trực, cử các đoàn tàu đi thám hiểm và tổ chức các cuộc chiến tranh trình phạt. Phần 4, vòng quanh thế giới trong năm chương, từ chương 15 đến chương 19 áp dụng các bài học ở phần 2 và phần 3 vào từng lục địa và một số hòn đảo quan trọng. Chương 15 Khảo sát lịch sử của bản thân châu Úc và của hòn đảo lớn New Guinea mà trước kia từng gắn liền với châu Úc thành một lục địa duy nhất. Trường hợp châu Úc, quê hương của các xã hội loài người mà mãi gần đây vẫn có trình độ công nghệ đơn giản nhất, là lục địa duy nhất nơi sản xuất lương thực đã không phát sinh tại chỗ, là một trường hợp có tính thử thách cho những lý thuyết về sự khác biệt giữa các xã hội loài người trên những lục địa khác nhau ta sẽ thấy tại sao người châu Úc bản địa vẫn cứ là dân săn bắt hái lượm ngay cả khi hầu hết các dân tộc trên hòn đảo New Guinea kế cận đã chuyển sang sản xuất lương thực. Chương 16 và chương 17 tích hợp những diễn biến tại châu Úc và New Guinea và bối cảnh toàn khu vực gồm cả Đông Á lục địa và các đảo Thái Bình Dương. Việc phát sinh nền sản xuất lương thực tại Trung Hoa đã làm nảy sinh một số chuyển động lớn vào thời tiền sử trong dân số loài người hoặc ở các dấu vết văn hóa, hoặc cả hai, một trong các chuyển động đó, ở ngay tại Trung Hoa, đã tạo ra hiện tượng chính trị và văn hóa Trung Hoa như ta biết ngày nay. Một chuyển động khác dẫn đến hệ quả là, hầu như ở toàn bộ Đông Nam Á nhiệt đới, các bộ lạc săn bắt hái lượm bản xứ đã bị thay thế bởi các nông dân có cội nguồn sâu xa từ Nam Trung Hoa, lại còn một chuyển động nữa, sự bành trướng của người Oceania. Họ cũng tương tự, đã giành chỗ các bộ lạc săn bắt hái lượm bản địa ở Philippines và Indonesia và bành trướng sang những hòn đảo Polynesia xa xôi nhất nhưng lại không chinh phục được châu Úc và hầu hết New Guinea. Đối với sinh viên ngành lịch sử loài người, tất cả các xung đột kể trên giữa các dân tộc Đông Á và Thái Bình Dương là cực kỳ quan trọng. Chúng làm hình thành những quốc gia nơi một phần ba dân số thế giới hiện đại đang sinh sống và nơi sức mạnh kinh tế đang ngày càng trở nên tập trung, và chúng cung cấp những mẫu hình đặc biệt rõ rệt để có thể thấu hiểu lịch sử các dân tộc ở những vùng khác trên thế giới. Chương 18 quay lại vấn đề đã được đề cập ở chương 3, cuộc xung đột giữa các dân tộc châu Âu với các dân tộc châu Mỹ bản địa. Một bản tóm tắt 13.000 năm gần đây nhất của lịch sử Tân Thế giới và lịch sử vùng Tây Âu Á sẽ cho ta thấy rõ ràng việc châu Âu chinh phục châu Mỹ chỉ là đỉnh điểm của hai diễn trình lịch sử lâu dài và hầu như hoàn toàn tách biệt với nhau. Những khác biệt giữa hai diễn trình lịch sử đó mang dấu ấn của những khác biệt giữa hai lục địa về các loài cây và thú có thể thuần hóa, các loài vi trùng, thời điểm định cư, hướng của trục lục địa và các danh giới sinh thái. Cuối cùng, lịch sử châu Phi hạ Sahara chương 19 cho ta thấy những sự tương đồng cũng như tương phản đáng kinh ngạc với lịch sử tân thế giới. Những nhân tố định hình các cuộc gặp gỡ giữa người châu Âu với người châu Phi cũng chính là những nhân tố định hình các cuộc gặp gỡ giữa người châu Âu với người châu Mỹ bản địa. Song châu Phi cũng khác châu Mỹ ở tất cả các yếu tố trên. Hệ quả là việc người châu Âu chinh phục châu Phi đã không dẫn đến việc người châu Âu bành trướng rộng khắp hoặc lâu dài ở châu Phi hạ Sahara ngoại trừ ở mỏm cực Nam. Sự dịch chuyển dân số ở quy mô lớn có tầm quan trọng lâu dài nhất là của chính người châu Phi sự bành trướng của người Bantu. Người ta đã chứng minh được rằng cuộc bành trướng này đã nảy sinh bởi chính những nguyên nhân như đã diễn ra ở Kazamaka, Đông Á, trên các đảo Thái Bình Dương, ở châu Úc và New Guinea. Tôi không hề có ảo tưởng rằng các chương này đã thành công trong việc lý giải lịch sử của tất cả các lục địa trong 13.000 năm trở lại đây, hiển nhiên, điều đó là bất khả thi trong khuôn khổ một cuốn sách cho dẫu ta nghĩ rằng mình thấu hiểu mọi câu trả lời, trong khi trên thực tế ta không hiểu được như vậy. Giỏi làm cuốn sách này cũng chỉ xác định được một số nhóm nhân tố môi trường mà tôi tin rằng qua đó có thể trả lời một phần lớn câu hỏi của Jali, thừa nhận các nhân tố đó nghĩa là phải thấy rõ rằng còn một phần ngầm chưa lý giải được và hiểu được phần ngầm đó sẽ là một nhiệm vụ trong tương lai. Lời kết mang tựa đề tương lai của lịch sử loài người như một khoa học trình bày một vài mảng của cái phần ngầm đó, trong đó có vấn đề những khác biệt giữa nhiều phần khác nhau của lục địa Âu Á, vai trò của các nhân tố văn hóa không liên quan đến môi trường và vai trò của các cá nhân trong các vấn đề chưa giải quyết được đó, có lẽ vấn đề lớn nhất là làm sao xác lập lịch sử loài người như một ngành khoa học về lịch sử, đồng đẳng với các ngành khoa học lịch sử đã được thừa nhận như sinh học tiến hóa, địa chất học và khí hậu học. Việc nghiên cứu lịch sử loài người đặt ra những khó khăn có thực, song các ngành khoa học lịch sử đã được thừa nhận đó cũng gặp phải một số thử thách y như vậy. Vì thế, các phương pháp đã được phát triển trong một số lĩnh vực khác cũng có thể tỏ ra hữu ích trong lĩnh vực lịch sử loài người. Tuy nhiên, Tôi hy vọng mình đã thuyết phục được quý độc giả rằng lịch sử không phải chỉ là một sự kiện khỉ gió này tiếp theo sự kiện khỉ gió kia như có kẻ yếm thế đã nói. Quả thật là có những mẫu hình lớn trong lịch sử và cuộc truy tìm nhằm lý giải các mẫu hình đó vừa hữu ích lại vừa hấp dẫn. Phần Y, từ phần địa đàng đến CAGAMAGCA, chương 1, trước vạch xuất phát một điểm xuất phát thích hợp để từ đó so sánh những diễn tiến lịch sử trên các lục địa khác nhau là khoảng 11.000 năm TGCN2. Thời điểm này đại khái tương ứng với lúc khởi đầu cuộc sống theo làng mạc ở một vài khu vực trên thế giới, sự di dân đầu tiên đến châu Mỹ mà mọi người đều nhất trí, cuối kỳ lây Tau sen vào thời kỳ băng hà sau cùng, và là lúc khởi đầu của cái mà các nhà địa chất gọi là kỷ cận đại, Vicente Era. Việc thuần hóa cây trồng và vật nuôi đã bắt đầu ít nhất là ở một khu vực của thế giới trong vòng vài ngàn năm kể từ thời điểm này, và lúc đó, có phải các dân tộc sống ở một số lục địa đã có lợi thế xuất phát hoặc ưu thế rõ ràng so với các dân tộc sống ở các lục địa khác hay không? Nếu vậy thì có lẽ cái lợi thế xuất phát ấy, ngày càng được tăng cường trong vòng 13.000 năm qua, sẽ cung cấp lời đáp cho câu hỏi của Jali. Vì lý do đó, chương này sẽ cho bạn có một cái nhìn chớp nhoáng về lịch sử loài người trên tất cả các lục địa trong hàng triệu năm. Từ khởi thủy của chúng ta với tư cách một loài cho tới 13.000 năm trước, từng ấy chuyện sẽ được tóm gọn trong không quá 20 trang sách. Đương nhiên, tôi sẽ lướt qua các tiểu tiết và chỉ nhắc tới những gì tôi cho là các xu hướng có liên quan nhiều nhất đến cuốn sách này. Những họ hàng còn sống gần gũi nhất của chúng ta là ba loài vượn lớn còn sống sót: khỉ đột, tinh tinh thường và tinh tinh nhỏ, còn gọi là bonobo. Việc ba loài này chỉ sống tại châu Phi, cùng với sự hiện diện rất nhiều chứng cứ hóa thạch cho thấy những giai đoạn sớm nhất của sự tiến hóa loài người cũng đã diễn ra tại châu Phi. Khác với lịch sử các loài vật, lịch sử loài người đã khởi đầu tại đó chừng 7 triệu năm trước, còn số ước tính dao động trong khoảng từ 5 đến 9 triệu năm trước. Vào khoảng thời gian đó, một nhóm vượn châu Phi đã tách ra thành nhiều nhóm, trong số đó một nhóm đã tiến hóa thành kỳ đột ngày nay, nhóm thứ hai tiến hóa thành hai nhóm tinh tinh hiện đại, nhóm thứ ba thì tiến hóa thành người. Dòng khỉ đột hình như đã tách ra ít lâu trước khi hai dòng tinh tinh và dòng người tách khỏi nhau, hóa thạch cho thấy dòng tiến hóa dẫn đến loài người chúng ta đã đạt đến tư thế chủ yếu đứng thẳng vào khoảng 4 triệu năm trước, sau đó thì bắt đầu tăng dần về kích thước thân thể và kích thước tương đối của não vào khoảng 2,5 triệu năm trước. Những người nguyên thủy này thường được gọi là Australopithecus apsicanu, Homo habili và Homo erectus, hình như loài sau đã hình thành từ loài trước trong chuỗi thứ tự trên. Mặc dù Homo erectus, giai đoạn vào khoảng 1,7 triệu năm trước, gần với người hiện đại chúng ta nhất về kích thước cơ thể, song kích thước não của họ thì vẫn chưa bằng phân nửa của chúng ta. Công cụ bằng đá bắt đầu trở nên phổ biến vào khoảng 2,5 triệu năm trước, nhưng chỉ là những mảnh đá tước ra hoặc kè đéo rất thô sơ, đối với tầm quan trọng và sự khác biệt về sinh vật học, Homo erectus tuy có hơn vượn nhưng vẫn còn kém xa so với người hiện đại. Toàn bộ lịch sử loài người đó, trong khoảng 5 đến 6 triệu năm sau khi con người xuất hiện lần đầu tiên cách đây 7 triệu năm, vẫn chỉ bó hẹp trong phạm vi châu Phi, tổ tiên đầu tiên của loài người bành trướng ra ngoài châu Phi là Homo erectus. Điều này được minh chứng qua các hóa thạch phát hiện được ở đảo Java thuộc vùng Đông Nam Á và thường được gọi một cách quy ước là người Java, xem hình 1.1. Hóa thạch người Java cổ nhất, có thể là đàn ông hoặc đàn bà, thường được cho là có tuổi khoảng 1 triệu năm, tuy nhiên, gần đây lại có lập luận rằng trên thực tế nó có tuổi đến 1,8 triệu năm. Nói nghiêm khắc ra thì cái tên Homo erectus là của chính các hóa thạch Java đó, còn hóa tại châu Phi mà người vẫn xếp lại là homo erectus có lẽ cần được đặt cho tên khác. Hiện nay, bằng chứng hiển nhiên sớm nhất của loài người ở châu Âu xuất hiện vào khoảng nửa triệu năm trước, nhưng cũng có ý kiến cho rằng còn sớm hơn nữa. Nhất định là người ta có thể giả định rằng việc chiếm cư châu Á cũng đã cho phép loài người chiếm cư châu Âu cùng một lúc, bởi Âu Á là một khối lục địa duy nhất không bị chia cắt bằng những hàng rào tự nhiên đáng kể, điều đó minh họa cho một vấn đề sẽ trở đi trở lại nhiều lần trong cuốn sách này bất cứ khi nào có một nhà khoa học tuyên bố mình đã phát hiện ra x cổ nhất dù x ở đây là hóa thạch người cổ nhất ở châu âu bằng chứng sơ nhất về việc thuần hóa cây ngô ở mexico hay bất cứ cái gì cổ nhất ở bất cứ nơi đâu thì y như rằng tuyên bố đó sẽ thách thức những nhà khoa học khác ra sức bác bỏ nó bằng cách chứng minh mình đã tìm được một cái gì đó còn sơ hơn nữa trên thực tế ắt phải có một cái x nào đó thực sự là x cổ nhất trong khi toàn bộ các x khác được cho là cổ hơn đều sai tuy nhiên như ta sẽ thấy Hầu như với bất cứ X nào, mỗi năm người ta lại có những khám phá mới và tuyên bố về một X nào đó được cho là còn xưa hơn nữa, đồng thời bác bỏ một số hay tất cả các tuyên bố về những X gọi là cổ nhất. Các nhà khảo cổ thường phải mất hàng mấy thập kỷ mới có thể đi đến đồng thuận về những vấn đề này. Một, Hình 1.1, sự bành trướng của loài người ra khắp thế giới, nơi phát nguyên, cách đây 7 triệu năm, châu Phi. Đến khoảng nửa triệu năm về trước, hóa thạch người đã khác với các bộ xương Homo erectus tu cổ hơn ở chỗ sọ lớn hơn, tròn và ít góc cạnh hơn. Sọ người châu Phi và người châu Âu cách đây nửa triệu năm khá giống sọ người hiện đại chúng ta nên được xếp vào loài Homo sapiens thay vì Homo erectus. Sự phân biệt này là võ đoán, bởi Homo erectus đã tiến hóa thành Homo sapiens, tuy nhiên, những người Homo sapiens xa xưa đó vẫn còn khác với chúng ta ở các chi tiết xương, sọ nhỏ hơn nhiều so với chúng ta, và khác biệt khá nhiều so với chúng ta ở công cụ chế tác và hành vi. Các dân tộc dùng công cụ bằng đá ở thời hiện đại, chẳng hạn như cụ tổ mấy đời của Gia Ly, hẳn sẽ kinh miệt gọi những công cụ bằng đá cách đây nửa triệu năm đó là quá sức thô sơ. Thứ duy nhất đáng kể khác được bổ sung vào gia sản văn hóa của con người thời đó, mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn, là việc dùng được. Những người Homo sapiens xa xưa đó chẳng hề để lại di sản nghệ thuật lẫn công cụ bằng xương hay bất cứ cái gì khác ngoài di cốt cộng thêm những công cụ bằng đá thô sơ kia, hãy còn chưa có người ở châu Úc, vì lý do hiển nhiên rằng từ Đông Nam Á muốn sang châu Úc thì phải dùng thuyền cũng chưa hề có người ở bất cứ nơi nào tại châu Mỹ, bởi muốn vậy thì trước hết con người phải chiếm cứ vùng nào của lục địa Âu Á gần châu Mỹ nhất, tức Siberia, ngoài ra có lẽ cũng phải có kỹ năng đóng thuyền. El Bering ngày nay chia cắt giữa Siberia và Alaska vốn nông, vào thời đó lúc thì là eo biển, lúc lại là một cầu lục địa nối giữa hai bên đất liền tùy theo mặt biển liên tục lên rồi lại xuống trong suốt thời kỳ băng hà. Tuy nhiên kỹ năng đóng tàu cũng như sinh tồn ở vùng Siberia giá lạnh hãy còn vượt xa ngoài khả năng của những người Homo sapiens đầu tiên. Sau nửa triệu năm, dân số loài người ở châu Phi và Tây lục địa Âu Á bắt đầu tách biệt khỏi nhau và tách biệt khỏi người Đông Á ở chi tiết xương. Dân cư châu Âu và Tây Á trong khoảng từ 130.000 đến 40.000 năm trước đây được đại diện bởi số di cốt đặc biệt nhiều được gọi là người Neanderthals, đôi khi được xếp thành một loài riêng là Homo neanderthalensis tuy thường bị mô tả trong vô số tranh hoạt hình như những con dã thu giống như vượn sống trong hang động song thật ra người neanderthals có não lớn hơn não chúng ta một chút họ cũng là những người đầu tiên để lại chứng cứ hùng hồn về nghi thức mai táng người chết và chăm sóc người ốm thế nhưng công cụ bằng đá của họ vẫn còn thô sơ so với những chiếc diều đá tinh xảo của người new guinea và thường vẫn chưa được chế tác thành những dạng chuẩn mỗi cái mang một chức năng riêng có thể nhìn thấy rõ một ít mảnh xương châu Phi còn giữ được mà niên đại tương đương với người Neanderthals lại gần gũi với xương của người hiện đại chúng ta hơn là xương của người Neanderthals, xương ở vùng Đông Á còn giữ được lại càng ít hơn nữa, nhưng hình như chúng lại cũng khác với cả người châu Phi lẫn người Neanderthals. Về lối sống vào thời đó, bằng chứng được lưu giữ tốt nhất là từ các vật dụng bằng đá và xương con mồi thu thập được ở các di chỉ miền Nam châu Phi. Mặc dù những người châu Phi cách đây 100.000 năm đó có nhiều bộ xương giống người hiện đại hơn so với người Neanderthals sống cùng thời nhưng họ cũng chỉ làm ra những công cụ bằng đá thô sơ y như người Neanderthals, nghĩa là vẫn không có hình dạng chuẩn, họ không để lại di tích về nghệ thuật. Xét theo bằng chứng xương các con mồi mà họ săn, có thể thấy kỹ năng săn bắn của họ còn chưa có gì đặc sắc, chủ yếu nhằm vào các loài vật dễ giết và hoàn toàn không nguy hiểm, họ vẫn chưa đủ sức giết trâu, lợn và các con mồi nguy hiểm khác, thậm chí họ còn chưa biết bắt cá. Nơi ở của họ ở ngay trên bờ biển nhưng lại không hề có dấu vết xương cá và lưỡi câu, họ và những người Neanderthals cùng thời vẫn còn chưa đạt đến mức con người đầy đủ. Lịch sử con người rốt cuộc đã cất cánh vào khoảng 50.000 năm trước, vào thời gian mà tôi từng gọi là cú nhảy lớn về phía trước của chúng ta. Những dấu vết xác định sớm nhất của cú nhảy đó là ở các di chỉ Đông Phi với những công cụ bằng đá được chuẩn hóa và những đồ trang sức đầu tiên còn giữ được, những chuỗi hạt bằng vỏ trứng đà điều. Chẳng bao lâu sau, những phát triển tương tự cũng xuất hiện ở vùng cận Đông và Đông Nam châu Âu, kế đó, khoảng 40.000 năm trước là ở Tây Nam Âu, nơi còn lại nhiều công cụ chế tác bên cạnh xương của những người được mệnh danh là Cromanon hoàn toàn giống người hiện đại. Sau đó, những bãi rác thải còn giữ được ở các di chỉ khảo cổ nhanh chóng trở nên ngày càng thú vị hơn và khiến không còn nghi ngờ gì nữa rằng ở đây ta đang gặp những người hiện đại về cả mặt sinh học lẫn về mặt hành vi. Những bãi rác thải của người Cromanon bao gồm không chỉ công cụ bằng đá mà cả công cụ bằng xương, được chế tác thành những hình dạng thích hợp, chẳng hạn thành lưỡi câu, điều mà rõ ràng là những người tiền sử cổ hơn không biết tới. Các công cụ được sản xuất với nhiều hình dáng đa dạng và khác biệt, hiện đại đến mức chỉ nhìn là chúng ta ngày nay có thể nhận biết công năng của chúng như kim khâu, dùi, công cụ chạm khắc, vân vân. Thay vì những công cụ chỉ gồm một bộ phận chẳng hạn như đồ nạo cầm tay, các công cụ gồm nhiều mảnh đã xuất hiện. Những vũ khí gồm nhiều bộ phận mà chúng ta có thể nhận ra ở các di chỉ Cromanon bao gồm lao móc, dụng cụ ném lao, cuối cùng là cung và tên, tiền thân của súng trường và các vũ khí nhiều bộ phận hiện đại khác. Các phương tiện này cho phép giết thú hữu hiệu ở cự ly an toàn, như vậy con người đã có thể săn các con mồi nguy hiểm như tê giác và voi, trong khi việc phát minh ra dây thừng để bện lưới, dây và bẫy cho phép người ta bổ sung chim và cá vào thực đơn hàng ngày. Di tích nhà cửa và quần áo may chứng minh rằng con người đã có bước tiến lớn về khả năng sinh tồn ở nơi có khí hậu lạnh, còn di tích đồ trang sức và các bộ xương được chôn cất cẩn thận chỉ ra rằng đã có những phát triển mang tính cách mạng về thẩm mỹ và tâm linh. Trong số các sản phẩm của người cro còn giữ được đến nay, nổi tiếng nhất là các tác phẩm nghệ thuật, những bức tranh kỳ vĩ trong hang động, những bức tượng và các nhạc cụ mà đến ngày nay chúng ta vẫn xem là nghệ thuật. Bất cứ ai từng trực tiếp trải nghiệm cái sức mạnh choáng ngợp của những bức tranh bào mộng và ngựa to bằng thật ở hang la cao miền nam nước Pháp sẽ lập tức hiểu ngay rằng, với tác giả những bức tranh đó, tâm trí họ ắt cũng phải hiện đại như là bộ xương của họ. Hiển nhiên rằng đã có một thay đổi to lớn nào đó diễn ra trong năng lực của tổ tiên chúng ta trong khoảng từ 100.000 năm đến 50.000 năm trước cú nhảy lớn về phía trước này đặt ra hai câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Nguyên nhân nào làm phát sinh cú nhảy đó và vị trí địa lý của cú nhảy đó? Về nguyên nhân phát sinh cú nhảy lớn, tôi đã lập luận trong cuốn loài tinh tinh thứ ba rằng đó là sự hoàn thiện thanh quản, do đó là sự hoàn thiện cơ sở giải phẫu học của ngôn ngữ hiện đại mà khả năng sáng tạo của con người phụ thuộc rất nhiều. Những người khác thì lại cho rằng vào thời gian đó đã có sự thay đổi trong tổ chức của não song kích thước não thì không thay đổi, nhờ vậy mới xuất hiện ngôn ngữ hiện đại. Về địa điểm của cú nhảy lớn về phía trước, liệu có phải nó đã diễn ra chủ yếu ở một khu vực địa lý duy nhất, trong một nhóm người duy nhất mà sau đó đã có thể bành trướng và thay thế những nhóm người trước đó ở các vùng khác trên thế giới? Hay cú nhảy đó đã diễn ra song song ở nhiều khu vực khác nhau, các cư dân cư ngày nay ở mỗi khu vực đó là hậu duệ của những cư dân sống ở đó từ trước cú nhảy? Những sọ trông có vẻ hiện đại hơn ở châu Phi cách đây khoảng 100.000 năm được cho là hỗ trợ cho giả thuyết đầu, theo đó thì cú nhảy đã diễn ra chủ yếu ở châu Phi, các nghiên cứu phân tử của cái gọi là dna ti thể ban đầu cũng được diễn dịch theo lối châu phi là cội nguồn của con người hiện đại dẫu rằng ý nghĩa của các phát hiện phân tử đó vẫn còn đáng ngờ mặt khác sợ những người sống tại trung hoa và indonesia hàng trăm ngàn năm trước được một số nhà nhân chủng học vật lý cho làm mang những đặc điểm chung với người trung hoa và người châu úc bản địa ngày nay nếu đúng vậy phát kiến này sẽ gợi ý rằng đã có sự phát triển song song và có nhiều cái nôi của người hiện đại ở nhiều khu vực chứ không phải chỉ có một vườn địa đàng duy nhất câu hỏi đến nay vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng. Bằng chứng về một cái nôi cục bộ của con người hiện đại, theo sau là việc con người bành trướng và thay thế những loại người khác ở một vùng khác, có vẻ là mạnh mẽ nhất ở châu Âu. Cách đây khoảng 40.000 năm, người Cromanon xuất hiện ở châu Âu, với bộ xương hiện đại, vũ khí ưu việt và các nét văn hóa tiên tiến khác, trong vòng vài ngàn năm đã không còn một người Neanderthals nào nữa, dù chính người Neanderthals đã tiến hóa như là những cư dân duy nhất ở châu Âu trong suốt hàng trăm ngàn năm chuỗi sự kiện đó gợi ý mạnh mẽ rằng người Cromanon hiện đại, bằng cách nào đó, đã dùng công nghệ vượt trội của mình, cùng với kỹ năng ngôn ngữ của bộ não, để gây bệnh, giết chết hoặc xua đuổi người Neanderthals, để lại rất ít hoặc không một bằng chứng nào về sự hợp huyết giữa người Neanderthals và người Cromanon. Cú nhảy lớn về phía trước trùng hợp với sự mở rộng địa vực sinh sống của con người lần đầu tiên mà khoa học chứng minh được kể từ khi tổ tiên chúng ta chiếm cứ lục địa Âu Á. Sự mở rộng đó bao gồm việc xâm chiếm châu Úc và New Guinea mà hồi đó còn nối với nhau thành một lục địa duy nhất. Nhiều di tích phóng xạ chứng minh sự hiện diện của con người ở châu Úc New Guinea trong khoảng từ 40.000 đến 30.000 năm trước, cộng với một số tuyên bố tìm được chứng cứ cổ hơn xong hãy còn gây tranh cãi. Trong một khoảng thời gian ngắn của lần di dân nguyên thủy đó, con người đã bành trướng ra toàn bộ lục địa và thích nghi với môi trường đa dạng của nó từ những khu rừng mưa nhiệt đới và những ngọn núi cao ở New Guinea cho tới những vùng nội địa khô hạn và tròng đông nam ẩm ướt của châu Úc. Trong suốt các thời kỳ băng hà, nước đại dương bị giam trong băng nhiều đến nỗi mực nước biển trên toàn thế giới thấp hơn mực nước biển hiện tại đến hàng mấy chục mét, kết quả là những nơi mà nay là các biển cạn giữa châu Á và các đảo Sumatra, Borneo, Java và Bali của Indonesia thì ngày xưa là đất cạn. Các eo biển nông ở nơi khác như eo Bering và biển Măng cũng vậy, bờ biển Đông Nam Á thời đó nằm cách vị trí ngày nay đến hơn 1.100 km về phía đông. Tuy nhiên, các đảo trung tâm Indonesia giữa Bali và châu Úc thì vẫn nằm giữa và bị chia cắt bởi các eo biển sâu. Để đến châu Úc New Guinea từ nội địa châu Á vào thời đó thì vẫn phải vượt qua ít nhất 8 eo biển, eo rộng nhất có bề ngang ít nhất 80 km. Hầu hết các eo này chia cắt các hòn đảo với nhau khiến từ đảo này không thể thấy đảo kia, nhưng bản thân châu Úc thì ngay cả từ các đảo Indonesia gần nhất như Timor và Tanimba vẫn có thể nhìn thấy được. Vậy nên, việc chiếm cứ châu Úc New Guinea rất quan trọng, ở chỗ nó đòi hỏi phải có tàu biển và cung cấp bằng chứng sớm nhất về việc dùng tàu biển trong lịch sử. Mãi đến khoảng 30.000 năm sau đó, 13.000 năm trước đây mới có bằng chứng mạnh mẽ về việc tàu biển được dùng ở một nơi khác trên thế giới, ấy là ở địa trung hải. Ban đầu, các nhà khảo cổ cho rằng có khả năng việc chiếm cứ châu Úc New Guinea chỉ là do một nhóm người làm được một cách tình cờ khi họ bị cuốn ra biển trong khi đang đánh cá trên bè gần một hòn đảo của Indonesia. Ở giả thuyết cực đoan nhất, người ta mô tả những người định cư đầu tiên đó chỉ là một phụ nữ duy nhất đang mang thai một bé trai. Song những người tin ở lý thuyết di dân tình cờ này đã ngạc nhiên trước những khám phá gần đây rằng cả những hòn đảo khác nằm về phía đông New Guinea cũng đã bị chiếm cứ chẳng bao lâu sau bản thân New Guinea vào khoảng 35.000 năm trước. Đó là các đảo New Britain và New Island trong quần đảo Bismarck và đảo Buka ở quần đảo Solomon. Buka nằm khuất tầm nhìn từ hòn đảo gần nhất về phía đông và chỉ có thể đến được bằng cách vượt qua một khoảng cách chừng 160 km bằng đường biển. Như vậy, người châu Úc và New Guinea hẳn đã có khả năng du hành bằng đường biển một cách có chủ định đến các hòn đảo nhìn thấy được, và họ đã sử dụng phương tiện đường biển khá thường xuyên nên cũng hay tình cờ đến được cả các hòn đảo xa không nhìn thấy được. Việc định cư ở châu Úc New Guinea hẳn đã gắn liền với một sự kiện lớn đầu tiên khác ngoài việc con người lần đầu tiên sử dụng thuyền vượt biển và sự di cư lớn đầu tiên của loài người từ khi định cư ở lục địa Âu Á, đấy là sự diệt phong lớn đầu tiên của các loài thú lớn bởi tay con người. Ngày nay chúng ta coi châu Phi chính là lục địa của các loài hữu nhũ lớn. Lục địa Âu Á ngày nay cũng có nhiều loài hữu nhũ lớn, tuy không dồi dào phong phú như ở đồng bằng sơ của châu Phi, như tê giác, voi và hổ châu Á, nai sừng tấm, gấu và sư tử châu Âu, riêng sư tử thì mãi đến thời Hila vẫn còn. Châu Úc New Guinea ngày nay không có loài hữu nhũ nào lớn tương đương như vậy, trên thực tế là không có loài nào lớn hơn con thú có túi nặng sấp xỉ 50kg. Nhưng châu Úc New Guinea trước kia từng có những loài hữu nhũ lớn đa dạng của riêng mình, trong đó có thú có túi khổng lồ, những con thú có túi giống như tê giác gọi là zip do to giòn và có kích thước bằng con bò, và một loài báo có túi. Ngày xưa vùng này còn có một loài chim không biết bay giống như đà điểu nặng gần 200kg, cộng với một số loài bò sát cực lớn trong đó có một loài thần lằn nặng một tấn, một loài chăn khổng lồ và những loài cá sâu sống trên cạn. Tất cả các loài thú khổng lồ ở châu Úc New Guinea đó đều đã biến mất sau khi con người xuất hiện. Tuy người ta vẫn còn tranh cãi về thời điểm chính xác chúng diệt vong, nhưng một số di chỉ khảo cổ tại Úc có niên đại hàng vạn năm, với rất nhiều dấu tích xương người, đã được khai quật cẩn thận, không hề bao gồm dấu vết nào của các loài vật khổng lồ vào 35.000 năm trước mà ngày nay đã tuyệt diệt. Vì vậy, các loài vật khổng lồ hẳn đã bị diệt vong chẳng bao lâu sau khi con người đặt chân đến châu Úc. Sự biến mất gần như đồng thời của nhiều loài thú lớn như vậy hiển nhiên làm nảy sinh câu hỏi, cái gì đã gây ra chuyện đó? Có thể có một câu trả lời hiển nhiên, ấy là chúng đã bị giết sạch hoặc bị tiêu diệt một cách gián tiếp bởi những người đầu tiên đến. Hãy nhớ rằng các loài thú châu Úc New Guinea đã tiến hóa hàng triệu năm mà không hề có mặt những tay thợ săn của loài người. Ta biết rằng các loài chim và thú ở quần đảo Galapagos và Bắc cực vốn cũng đã tiến hóa mà không hề có mặt con người và cho mãi đến thời hiện đại vẫn chưa hề biết đến con người, đến ngày nay vẫn cứ hiền khô không chịu nổi. Lẽ ra chúng đã bị tuyệt diệt nếu các nhà bảo vệ môi trường đã không nhanh chóng áp dụng các biện pháp bảo vệ. Trên các hòn đảo mới được phát hiện gần đây nơi các biện pháp bảo vệ không được thực thi nhanh chóng, tình trạng diệt chủng đã thật sự xảy ra. Loài đâu đâu ở đảo Mauritius hầu như đã trở thành biểu tượng của sự tuyệt diệt. Ngày nay ta cũng biết rằng, trên bất cứ hòn đảo đại dương nào có con người định cư kể từ thời tiền sử đến nay mà các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ việc đến định cư của con người đều dẫn đến những cơn diệt trùng mà nạn nhân là chim hoa ở new zealand loài vượn cáo khổng lồ ở madagascar và loài ngỗng lớn không biết bay ở hawaii cũng như người hiện đại đã lại gần lũ đâu đâu và hải cầu vốn không hề biết sợ người để giết chúng người tiền sử hẳn cũng đã lại gần lũ moa và vượn cáo khổng lồ không hề biết sợ người rồi giết chúng vì vậy có một giả thuyết về việc các con thú khổng lồ của châu Úc và New Guinea diệt chủng, ấy là chúng đã gặp cùng một số phận như nhau vào khoảng 40.000 năm trước. Ngược lại, hầu hết các loài thú lớn của châu Phi và Âu Á vẫn còn sống sót đến ngày nay bởi chúng đã cùng tiến hóa bên cạnh người nguyên thủy suốt hàng trăm ngàn hay thậm chí hàng triệu năm. Nhờ vậy chúng đã có khối thì giờ để biết sợ người trong khi kỹ năng săn bắn ban đầu còn thô sơ của tổ tiên chúng ta được cải tiến rất chậm chạp. Các loài đâu đâu, Mua và có lẽ cả các loài thú khổng lồ của Châu Úc New Guinea đã thật không may khi chúng đột ngột phải đối mặt mà không hề được chuẩn bị trước về mặt tiến hóa với những con người hiện đại với kỹ năng săn bắt đã phát triển đầy đủ. Tuy nhiên, cái giả thuyết giết sạch ba như người ta gọi không phải là không gặp ý kiến phản đối trong trường hợp Châu Úc New Guinea. Những người phê phán thuyết này nhấn mạnh rằng cho đến nay chưa hề có di tích xương nào của các loài thú khổng lồ Châu Úc New Guinea mang bằng chứng rõ ràng rằng, rằng chúng đã bị con người giết hay thậm chí rằng chúng từng sống bên cạnh con người những người bảo vệ giả thuyết giết sạch trả lời. Nếu như việc giết sạch các loài đó đã diễn ra rất nhanh và lại cách đây rất lâu, chẳng hạn chỉ trong vòng vài ngàn năm nhưng lại cách đây đến 40.000 năm, thì cũng khó mà mong tìm được di tích khảo cổ chứng minh cho việc đó, những người chỉ trích đáp lại bằng một phản giả thuyết. Rằng có lẽ các loài thú khổng lồ kia đã không bị giết mà bị chết vì một thay đổi khí hậu, chẳng hạn như hạn hán nghiêm trọng trên lục địa châu Úc vốn đã khô hạn triền miên, cuộc tranh cãi vẫn còn tiếp diễn. Riêng tôi, tôi không thể hiểu tại sao các loài thú khổng lồ châu Úc đã sống sót qua không biết bao nhiêu lần hạn hán trong suốt hàng triệu năm lịch sử châu Úc, thế do được một cái lại cùng nhau chết gần như cùng một lúc, ít nhất là so với trạng thời gian hàng triệu năm tình cờ đúng vào thời điểm những con người đầu tiên xuất hiện. Những loài khổng lồ đã tuyệt chủng không chỉ ở vùng trung tâm châu Úc khô hạn mà ở cả vùng Tây New Guinea và vùng Đông Nam Úc vốn mưa như chút nước. Chúng cùng tuyệt chủng ở mọi môi trường, không có ngoại lệ, từ vùng sa mạc cho tới rừng mưa lạnh và rừng mưa nhiệt đới. Vì vậy, tôi cảm thấy khả năng lớn nhất là các loài thú khổng lồ đã bị con người tiêu diệt, cả một cách trực tiếp, giết để làm thức ăn lẫn gián tiếp, do con người dùng lửa và làm thay đổi môi trường. Song dù giả thuyết giết sạch hay giả thuyết khí hậu tỏ ra là đúng, việc tất cả các loài thú lớn ở châu Úc New Guinea biến mất, như chúng ta sẽ thấy, có những hậu quả nặng nề đối với lịch sử loài người từ đó về sau. Những sự diệt chủng đó đã loại bỏ tất cả các loài thú hoang lớn mà lẽ ra con người đã có thể thuần hóa khiến người châu Úc và New Guinea bản địa không hề có lấy một con vật nuôi nào của riêng mình. Vậy là, việc con người chiếm cứ và định cư ở châu Úc New Guinea chỉ diễn ra vào khoảng thời gian cú nhảy lớn về phía trước. Một cuộc di dân lớn của con người diễn ra không lâu sau đó là đến những vùng lạnh nhất của lục địa Âu Á. Tuy người Neanderthals sống vào các thời kỳ băng hà và đã thích nghi với cái lạnh, họ vẫn không đi lên phía bắc xa quá miền Bắc Đức và Kiev điều đó không lạ, bởi người Neanderthals rõ ràng là không có kim, không biết may quần áo, không có nhà cửa ấm và không có những công nghệ khác cần thiết để có thể sống còn ở những vùng. Khí hậu lạnh nhất, những người hiện đại về mặt giải phẫu mà có các công nghệ đó thì đã bành trướng đến Siberia vào khoảng 20.000 năm trước, một số người đưa ra những thời điểm sớm hơn nhiều, tuy nhiên điều này còn tranh cãi. Sự bành trướng này hẳn là nguyên nhân cho sự tuyệt chủng của loài voi ma mút lông dày và tê giác có lông của lục địa Âu Á. Với việc định cư ở châu Úc New Guinea, con người giờ đây đã chiếm cứ ba trong số năm lục địa có thể sinh sống được. Trong cuốn sách này, tôi xem Âu Á là một lục địa duy nhất, đồng thời không kể châu Nam Cực bởi lục địa này mãi đến thế kỷ 19 con người mới đặt chân đến và chưa bao giờ có con người sinh sống tự túc, vậy là chỉ còn lại hai lục địa, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Chắc chắn đó là hai lục địa được con người định cư sau cùng, vì lý do hiển nhiên là để đến được châu Mỹ từ cựu thế giới thì hoặc phải dùng thuyền. Mà bằng chứng về sự có mặt của thuyền thì ngay cả ở Indonesia mãi đến 40.000 năm trước đây mới có, ở châu Âu thì càng muộn hơn nhiều để vượt biển, hoặc phải chiếm lĩnh Siberia, mà mãi đến 20.000 năm trước vẫn chưa có người ở thì mới có thể băng qua giải đất Bering. Tuy nhiên, con người di cư sang châu Mỹ lần đầu tiên cụ thể vào khi nào trong khoảng từ 14.000 đến 35.000 năm trước thì vẫn còn chưa rõ. Di tích hiển nhiên xưa nhất của con người ở châu Mỹ là tại các di chỉ ở Alaska có niên đại khoảng 12.000 năm tê giờ công nghệ, theo sau là một loạt di chỉ ở Hoa Kỳ phía nam biên giới Canada và ở Mexico vào các thế kỷ ngay trước 11.000 năm tê giờ công nghệ. Các di chỉ ở Mexico được gọi là di chỉ Clovis, đặt theo tên của di chỉ tiêu biểu gần thị trấn Clovis, bang New Mexico, nơi những mũi lao lớn bằng đá đặc trưng của nó được tìm thấy lần đầu tiên. Đến nay người ta đã biết đến hàng trăm di chỉ Clovis, phủ khắp 48 bang nội địa Hoa Kỳ kéo dài đến tận Mexico, bằng chứng hiển nhiên về sự hiện diện của con người chẳng bao lâu sau cũng xuất hiện ở Amazonia và Patagonia. Các sự kiện này gợi ý rằng các di chỉ Clovis chứng minh cho việc con người lần đầu tiên di cư sang châu Mỹ sau đó nhanh chóng nhân lên, bành trướng rộng ra đầy cả hai lục địa. Thoát tiên người ta có thể lấy làm lạ rằng các hậu duệ của người Clovis đã có thể đến được Patagonia nằm cách biên giới Hoa Kỳ-Canada những 13.000 km trong vòng chưa tới 1.000 năm. Tuy nhiên, nếu chia khoảng cách ấy cho 1.000 năm thì người tiền sử đã năm tiến trung bình 13 km một năm. Đó chỉ là chuyện vặt đối với người săn bắt hái lượng bởi có khi chỉ trong một ngày tính thức ăn họ cũng đã đi được ngần ấy quãng đường rồi. Chúng ta thoạt tiên cũng có thể ngạc nhiên rằng cư dân châu Mỹ thời đó đã trở nên đông đúc nhanh đến mức phải nghĩ đến chuyện di cư mãi về phía nam đến tận Patagonia. Xong, sự tăng dân số đó cũng chẳng có gì lạ nếu ta xét kỹ những con số cụ thể. Nếu châu Mỹ rốt cuộc đã là nơi cư trú của những người săn bắt hái lượm với mật độ dân số trung bình khoảng dưới một người trên một dặm vuông, khoảng 1,6 km vuông, ND, một con số cao so với những người săn bắt hái lượm hiện đại, thì toàn bộ diện tích châu Mỹ sẽ có dân số khoảng 10 triệu người săn bắt hái lượng, nhưng thậm chí nếu những người đến định cư đầu tiên chỉ có khoảng 100 người và dân số của họ chỉ tăng với tốc độ 1,1% một năm thì hậu duệ của họ sẽ đạt ngưỡng 10 triệu người trong vòng 1.000 năm. Một lần nữa, tốc độ tăng dân số 1,1% một năm chẳng có gì là khó. Thời hiện đại người ta đã quan sát được tốc độ tăng dân số tới 3,4% mỗi năm khi người ta di cư sang các vùng đất hoang. Chẳng hạn như khi những thủy thủ nổi loạn trên con tàu HMS Bounty và các bà vợ người Tahiti của họ di cư sang đảo Pitcairn sự phong phú di chỉ của người săn bắn cờ Lovit trong vài thế kỷ đầu tiên sau khi họ xuất hiện ở châu Mỹ cũng giống như sự phong phú di chỉ đã được chứng minh về mặt khảo cổ sau khi tổ tiên người Maori phát hiện ra New Zealand gần đây nhất. Một sự phong phú di chỉ khác cũng được chứng minh cho việc những người hiện đại về mặt khảo cổ di cư sang châu Âu vào thời kỳ xa xưa hơn nhiều, cũng như việc chiếm lĩnh châu Úc New Guinea. Nghĩa là, bất cứ cái gì về hiện tượng Clovis và về việc họ bành trướng khắp châu Mỹ đều tương đồng với các khám phá mà khoa học đã chứng minh được về việc con người đến định cư tại các vùng đất hoang khác trong lịch sử. Việc bùng nổ các di chỉ Clovis trong các thế kỷ ngay trước 11.000 năm T giờ công nghệ, chứ không phải các thế kỷ trước 16.000 hay 21.000 năm T giờ công nghệ, có thể có ý nghĩa gì? Hãy nhớ lại rằng Siberia vốn dĩ bao giờ cũng lạnh, và có một giải băng thường trực trải dài như một ranh giới không thể vượt qua suốt cả chiều ngang của Canada trong hầu hết thời đại Leitosen. Ta đã thấy rằng công nghệ cần thiết để chống chọi với cái lạnh cực độ kia đã không hề xuất hiện mãi đến khi những người hiện đại về mặt giải phẫu xâm chiếm châu Âu vào khoảng 40.000 năm trước và rằng con người mãi đến 20.000 năm sau đó mới di cư sang Siberia. Cuối cùng, những người Siberia đầu tiên đó đã sang Alaska hoặc bằng đường biển qua Elbering, mà đến ngày nay vẫn chỉ rộng 80 km hoặc bằng cách đi bộ vào những thời băng hà khi Elbering Bering là một giải đất liền. Giải đất Bering, trong những lần hiện hữu cách quãng mà cộng lại cũng đến hàng ngàn năm, hẳn đã rộng đến hàng ngàn km, bao phủ toàn lãnh ngu yên bằng phẳng, nơi những người đã thích nghi với khí hậu có thể dễ dàng băng qua được. Giải đất này gần đây bị ngập nước và lại trở thành eo biển khi mực nước biển dâng lên vào khoảng 14.000 năm t giờ, công nghệ, dù những người Siberia đầu tiên ấy đi bộ hay trèo thuyền đến Alaska bằng chứng chắc chắn có sớm nhất về sự hiện diện của loài người ở Alaska có niên đại khoảng 12.000 năm Tây giờ. Công nghệ, chẳng bao lâu sau đó, một hành lang không có băng theo hướng Bắc Nam đã mở ra trong mảng băng lớn ở Canada, cho phép những người Alaska đầu tiên băng qua để xuống vùng đồng bằng lớn, Great xung quanh khu vực thành phố Edmonton hiện nay của Canada. Việc này đánh dấu chấm hết cho cái rào cản lớn cuối cùng giữa Alaska và Patagonia đối với người hiện đại. Những người Edmonton tiên phong hẳn đã thấy vùng đồng bằng lớn có cơ man nào thú săn ắt hẳn là họ đã an cư ngày một đông lên và dần dần bành trướng về phía nam để chiếm lĩnh toàn bộ tây bán cầu một khía cạnh khác của hiện tượng cờ lo đáp ứng mong đợi của chúng ta về sự hiện diện đầu tiên của con người ở phía nam mảng băng lớn canada cũng như châu úc new guinea thoạt tiên châu mỹ cũng có đầy rẫy các loài thú lớn khoảng 15.000 năm trước miền tây châu mỹ trông rất giống đồng bằng Serengeti của châu phi ngày nay với hàng đàn voi và ngựa bị sư tử và báo săn đuổi lại còn có những loài đặc dị như lạc đà và con lười đất khổng lồ cũng như ở châu Úc New Guinea, tại châu Mỹ hầu hết các loài thú lớn đó đều bị tuyệt chủng, trong khi những sự tuyệt chủng có lẽ đã diễn ra tại châu Úc từ hơn 30.000 năm trước, thì tại châu Mỹ sự tuyệt chủng chỉ diễn ra trong khoảng 17.000 đến 12.000 năm trở lại đây. Đối với các loài thú lớn châu Mỹ đã tuyệt chủng mà xương vẫn còn vô số và có niên đại đặc biệt chính xác, người ta có thể xác định rằng sự tuyệt chủng đã diễn ra vào khoảng 11.000 năm tê giờ, công nghệ. Có lẽ hai sự tuyệt chủng được xác định niên đại chính xác nhất là của con lười đất Hata và loài dê núi Harrington ở vùng hang lớn, Grand Canyon. Cả hai đều đã biến mất trong vòng một, hai thế kỷ vào khoảng 11.000 năm t giờ, công nghệ. Dù có tình cờ trùng hợp hay không, niên đại đó là đồng nhất, trong phạm vi dung sai thí nghiệm, với thời điểm những người săn bắn cờ đặt chân đến khu vực Grand Canyon. Việc phát hiện nhiều bộ xương voi ma mút mà giữa xương sườn có cắm mũi giáo cờ cho thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà các niên đại này khớp nhau những nhà săn bắn di cư về phía nam băng qua châu Mỹ, khi gặp các loài thú lớn vốn trước đó chưa hề nhìn thấy con người, có thể đã nhận thấy rằng thú châu Mỹ quá dễ giết và đã tuyệt diệt chúng. Có một thuyết ngược lại cho rằng các loài thú lớn châu Mỹ tuyệt chủng không phải do bị giết mà là do khí hậu thay đổi vào cuối thời kỳ băng hà cuối cùng vốn cũng đã xảy ra vào khoảng 11.000 năm t giờ, công nghệ, điều chỉ khiến các nhà cổ sinh học hiện đại càng bối rối hơn khi họ cố công lý giải. Về phần mình, Tôi cũng gặp cùng một mắc mớ như vậy với lý thuyết cho rằng các loài thú lớn châu Mỹ diệt chủng vì sự thay đổi khí hậu như đã từng gặp với lý thuyết tương tự về châu Úc New Guinea. Các loài thú lớn của châu Mỹ đã sống sót đến tận cuối 22 thời kỳ băng hà trước đó. Tại sao hầu hết chúng lại chọn đúng thời kỳ băng hà thứ 23 để diệt chủng đồng loạt khi có mặt những con người được giả định là vô hại kia? Tại sao chúng biến mất ở mọi môi trường, không chỉ ở những môi trường đã thu hẹp mà cả ở các môi trường đã mở rộng rất nhiều vào cuối thời kỳ băng hà sau cùng? Do vậy tôi ngờ rằng chính các thợ săn Clovis đã làm việc đó, nhưng cuộc tranh cãi vẫn chưa có hồi kết thúc. Dù lý thuyết nào được chứng minh là đúng thì hầu hết các loài thú hoang dã lớn lẽ ra đã có thể được người châu Mỹ bản địa thuần hóa cũng vì vậy mà bị xóa sổ. Một câu hỏi nữa cũng chưa có lời giải đáp, ấy là liệu có thật các thợ săn lovit là những người châu Mỹ đầu tiên không? Cũng như bất cứ khi nào ai đó tuyên bố tìm được cái gì đó là sơ nhất, người ta thường xuyên tuyên bố đã phát hiện được ở châu Mỹ di chỉ của những người còn xưa hơn người cờ lo viết hàng năm. Một vài tuyên bố như vậy quả thực có vẻ thuyết phục và hấp dẫn khi lúc đầu được đưa ra. Nhưng rồi lại không tránh khỏi nảy sinh những khó khăn trong cách diễn dịch, liệu có thật các công cụ được tìm thấy ở các di chỉ đó là do con người làm ra không, hay chúng chỉ là những hình dạng đá tự nhiên. Liệu các niên đại carbon phóng xạ được người ta tuyên bố kia là đúng chứ không bị loại bỏ bởi một trong rất nhiều khó khăn có thể xảy ra khi xác định niên đại bằng carbon phóng xạ. Nếu niên đại là đúng thì liệu chúng có thực sự gắn liền với những sản phẩm của con người chứ không phải chỉ là một cục than 15.000 tuổi tình cờ nằm cạnh một công cụ bằng đá mà kỳ thực chỉ được làm ra khoảng 9.000 năm trước? Để minh họa những vấn đề đó, ta hãy xét ví dụ điển hình sau đây về một tuyên bố tìm thấy gì chỉ tiền cờ lo viết mà người ta hay trích dẫn. Tại một hang đá ở Brazil tên là ra các nhà khảo cổ tìm thấy những bức tranh hang động mà, không nghi ngờ gì nữa, là do con người làm ra. Trong những đống đá dưới chân một vách đá, họ cũng tìm thấy một số hòn đá mà hình dạng cho thấy có khả năng chúng là những công cụ thô sơ. Ngoài ra họ còn bắt gặp cái mà họ cho là những bếp lò trong đó có than đã đốt với niên đại khoảng 35.000 năm trước. Các bài viết về Peza Fuzaza được cho in trên tờ tạp chí khoa học thế giới đầy uy tín và rất ư kén chọn là nơi chờ. Nhưng không một hòn đá nào nơi chân vách đá đó hiển nhiên là công cụ do con người làm ra như các mũi lao cờ lo viết và công cụ Gromanon nếu đã có hàng trăm ngàn hòn đá từ một vách đá cao rơi xuống trong vòng hàng vạn năm thì nhiều hòn trong đó sẽ bị cắt xẻ và vỡ ra khi chạm đến các tảng đá bên dưới trong đó một số hòn rốt cuộc sẽ trông như những công cụ thô sơ do con người ghẻ đéo ở tây âu và vài nơi khác tại amazonia giới khảo cổ đã xác định niên đại các sắc tố được sử dụng trong các bức họa hang động nhưng việc đó lại không được tiến hành ở pezafuzaza xung quanh đó thường xuyên xảy ra nạn cháy rừng tạo nên than than này thường được gió và các dòng nước quét vào hang động không có bằng chứng nào nối kết những viên than có tuổi 35.000 năm với những bức tranh hang động không thể nghi ngờ ở Pezafuzaza. Mặc dù những người khai quật đầu tiên vẫn tin tưởng vào quan điểm của mình, mới đây một nhóm nhà khảo cổ, vốn không tham gia khai quật nhưng cởi mở với các tuyên bố về phát hiện tiền cờ Lovit đã đến thăm di chỉ này, sau khi trở về họ vẫn tỏ ra chưa bị thuyết phục. Di chỉ Bắc Mỹ mà hiện nay được coi là di chỉ tiền cờ Lovit có bằng chứng mạnh mẽ nhất là hang đá Meazorzop ở Pennsylvania, cung cấp niên đại carbon phóng xạ liên quan tới người khoảng 16.000 năm trước. Tại Meazorzok không nhà khảo cổ nào phủ nhận rằng đã xuất hiện nhiều công cụ chế tác của con người ở nhiều tầng được khai quật cẩn thận. Nhưng niên đại carbon phóng xạ xưa nhất không có ý nghĩa lắm, bởi các loài cây trồng và vật nuôi gắn liền với những di chỉ này lại là các loài vẫn sống ở Pennsylvania trong thời đại gần đây khi khí hậu ôn hòa, chứ không phải các loài thuộc thời đại băng hà cách đây 16.000 năm như người ta vẫn nghĩ. Vì vậy người ta buộc phải ngờ rằng các mẫu than có niên đại từ những lớp con người định cư xưa nhất bao gồm than sau thời cờ lo vít lẫn với các bon xưa hơn. Di chỉ được cho là tiền cờ lo nặng ký nhất ở Nam Mỹ là di chỉ Montevert ở miền Nam Chile, có niên đại ít nhất 15.000 năm trước. Di chỉ này hiện nay có vẻ cũng thuyết phục được nhiều nhà khảo cổ, song người ta vẫn phải thận trọng bởi đã nhiều lần bị tưởng bở để rồi thất vọng như thế rồi. Nếu quả thật có những người tiền cờ lo ở châu Mỹ thì tại sao việc chứng minh họ có tồn tại lại khó khăn đến như vậy? Các nhà khảo cổ đã khai quật hàng trăm di chỉ tại Mỹ mà tất cả đều có niên đại từ 2000 đến 11.000 năm t giờ công nghệ, trong đó có hàng tá di chỉ của Lovis tại miền Tây Bắc Mỹ, các hang đá ở dãy Appalachia và các di chỉ ở ven biển California. Dưới các lớp khảo cổ nơi sự hiện diện của con người là không thể nghi ngờ, tại nhiều di chỉ trong chính các di chỉ đó, người ta đã khai quật thêm nhiều lớp sâu hơn, sơ hơn, và tìm thấy nhiều di tích hiển nhiên của các loài thú, nhưng bằng chứng về con người thì không tìm thấy nữa bằng chứng về những người tiền cờ lo tại châu Mỹ thật yếu ớt, trái ngược với bằng chứng mạnh mẽ ở châu Âu, nơi hàng trăm di chỉ minh chứng cho sự hiện diện của con người từ xưa hơn nhiều trước khi các thợ săn cờ lo viết xuất hiện tại châu Mỹ khoảng 11.000 năm tê giờ, công nghệ. Còn hùng hồn hơn nữa là bằng chứng tại châu Úc New Guinea, nơi chỉ có giỏi lắm là một phần 10 số nhà khảo cổ so với số nhà khảo cổ chỉ riêng tại Mỹ. Nhưng một dúng nhà khảo cổ đó lại đã phát hiện được trên 100 di chỉ tiền cờ Lovitz không thể chối cãi giải rác trên toàn lùng địa này. Những con người cổ xưa chắc chắn là đã không bay bằng trực thăng từ Alaska đến Meazorzov và Montevert, lướt qua tất cả các cảnh quan giữa các nơi đó. Những người biện hộ cho thuyết tiền cờ lovit gợi ý rằng, trong hàng ngàn hay thậm chí hàng vạn năm, những người tiền cờ lovit chỉ có mật độ dân số thấp hoặc khó nhận thấy được về mặt khảo cổ vì những nguyên nhân chưa biết và chưa từng có tiền lệ ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tôi thấy đề xuất này lại còn kém thuyết phục hơn gấp bội so với đề xuất rằng vấn đề Montevert và Mea do cuộc rồi sẽ cũng được diễn giải lại cũng như nhiều di chỉ tiền cờ lo khác mà người ta từng tuyên bố. Tôi thì cảm thấy, nếu như quả thật đã có người tiền cờ lo định cư ở châu Mỹ, ắt hẳn ngày nay chúng ta đã có thể thấy dấu vết hiển nhiên ở nhiều nơi chứ không phải cãi nhau suốt như vậy. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ vẫn đang bất đồng ý kiến về những vấn đề này. Dù cách diễn giải nào là đúng đi nữa, hệ quả cho sự hiểu biết của chúng ta về tiền sử châu Mỹ gần đây vẫn là một, hoặc châu Mỹ đã có người đến định cư đầu tiên vào khoảng 11.000 năm t giờ, công nghệ và nhanh chóng đầy người. Hoặc, việc định cư đầu tiên đã diễn ra sớm hơn, hầu hết các giả thuyết về người định cư tiền cờ lovit cho rằng việc đó diễn ra vào khoảng 15.000 hay 20.000 năm t giờ công nghệ, có thể 30.000 năm trước, một số nghiêm túc cho rằng còn sớm hơn nữa, sau những người định cư tiền cờ lovit đó. Vẫn còn ít ỏi về số lượng, ít để lại dấu vết hoặc ít có ảnh hưởng cho mãi đến khoảng 11.000 năm tây giờ. Công nghệ, dấu trường hợp nào đi nữa thì, trong năm lục địa mà con người có thể cư trú được, Bắc Mỹ và Nam Mỹ là các lục địa có giai đoạn tiền sử loài người ngắn ngủi nhất. Với việc con người chiếm lĩnh châu Mỹ, hầu hết các khu vực có thể cư trú được của các lục địa và đảo lục địa, kể cả các hải đảo từ Indonesia đến vùng đông New Guinea đều đã có người, việc định cư ở các hòn đảo còn lại của thế giới mãi đến thời hiện đại mới được hoàn tất. Các đảo địa trung hải như Crete, Tu, Corsica và Sardinia được định cư từ 8.500 đến 4.500 t giờ công nghệ. Các đảo Kajib bắt đầu được định cư vào khoảng 4.500 t giờ công nghệ. Các đảo Polynesia và Micronesia từ khoảng 1.200 đến 1.500 t giờ công nghệ. Madagascar khoảng 500 t công nghệ đến 800 và Iceland vào khoảng thế kỷ thứ 9. Người trong mỹ bản địa có lẽ là tổ tiên của người Inuit đã bành trướng khắp vùng Bắc Cực vào khoảng 2.500 t giờ công nghệ. Như vậy, những khu vực duy nhất còn lại chưa có người ở chờ đợi các nhà thám hiểm châu Âu đặt chân đến trong vòng 700 năm sau đó, là những hòn đảo xa xôi nhất của Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương như quần đảo Azores và Seychelles cộng với Nam Cực. Việc các lục địa được con người đến định cư vào những thời điểm khác nhau liệu có ý nghĩa gì đối với lịch sử từ đó về sau, nếu có, ý nghĩa ấy là gì? Giả định rằng có một cỗ máy thời gian có khả năng đưa các nhà khảo cổ đi ngược thời gian chu du vòng quanh thế giới vào thời điểm 11.000 năm T giờ, công nghệ. Xét tình hình thế giới vào thời đó, Liệu các nhà khảo cổ có thể tiên đoán xem các xã hội loài người trên những lục địa khác nhau sẽ phát triển súng, vi trùng và thép theo những trình tự nào và từ đó tiên đoán tình trạng của thế giới ngày nay hay không? Các nhà khảo cổ hẳn sẽ xét đến những lợi thế khả dĩ của nơi có lợi thế xuất phát, nếu lợi thế xuất phát là đáng kể thì châu Phi hẳn đã có lợi thế lớn lao, ở đó người nguyên thủy đã hiện hữu như một loài riêng biệt sớm hơn ở các lục địa khác ít nhất 5 triệu năm. Ngoài ra, nếu đúng là người hiện đại đã nảy sinh ở châu Phi khoảng 100.000 năm trước rồi mới bành trướng ra các lục địa khác, điều đó hẳn đã triệt tiêu bất kỳ lợi thế nào tích lũy được ở các nơi khác tại thời điểm đó và mang lại cho châu Phi một lợi thế xuất phát mới. Hơn nữa, sự đa dạng gen của người ở châu Phi là cao nhất, một khi con người đã đa dạng hơn thì họ hợp lại ắt sẽ cho ra nhiều phát minh đa dạng hơn, song nhà khảo cổ của chúng ta có thể lại phản tỉnh. Thực ra thì cái lợi thế xuất phát này có ý nghĩa gì cho mục đích của cuốn sách này? chúng ta không được hiểu cái ẩn dụ cuộc chạy đua giữa các châu lục theo nghĩa đen. Nếu bảo lợi thế xuất phát nghĩa là quãng thời gian cần thiết để con người chiếm cứ toàn bộ một lục địa sau khi một số người tiên phong đầu tiên đặt chân lên lục địa đó, thì quãng thời gian này tương đối ngắn. Không quá một nghìn năm để con người bành trướng ra toàn bộ tân thế giới. Còn nếu lợi thế xuất phát hàm ý khoảng thời gian cần thiết để thích nghi với môi trường địa phương thì tôi công nhận rằng một số môi trường có tính cực đoan quả thật là đòi hỏi phải mất thời gian để thích nghi. Chẳng hạn, người ta phải mất tới 9.000 năm mới chiếm lĩnh được Bắc Cực sau khi đã chiếm cứ toàn bộ phần còn lại của châu Mỹ. Xong người ta hẳn đã khai phá và thích nghi với hầu hết các khu vực một cách nhanh chóng, một khi khả năng phát minh của con người hiện đại đã phát triển. Chẳng hạn, sau khi tổ tiên người Maori đến được New Zealand, hình như họ chỉ mất chưa đầy một thế kỷ để phát hiện ra toàn bộ các nguồn cung cấp đá đáng kể, chỉ thêm vài thế kỷ nữa để tận diệt con moa cuối cùng ở những vùng địa hình hiểm trở nhất thế giới, và chỉ thêm vài thế kỷ để tách ra thành một loạt nhiều. Xã hội khác nhau, từ những người săn bắt hái lượm vùng Duyên Hải cho đến các nông dân biết áp dụng những cách lưu trữ lương thực mới. Vì vậy nhà khảo cổ của chúng ta hẳn sẽ nhìn sang châu Mỹ và kết luận rằng người châu Phi, vì rõ ràng là những người có lợi thế xuất phát, hẳn đã bị những người châu Mỹ đầu tiên hất cảng trong vòng nhiều lắm là 1.000 năm. Sau đó, do châu Mỹ rộng hơn, so với châu Phi thì rộng hơn đến 50% và môi trường đa dạng hơn nhiều nên người châu Mỹ bản địa đã có được lợi thế so với người châu Phi. Nhà khảo cổ sau đó hẳn sẽ nhìn sang Âu Á và lập luận như sau. Âu Á là lục địa lớn nhất thế giới. Nó đã có người sinh sống từ lâu hơn tất cả các lục địa khác ngoại trừ châu Phi. Mặc dù châu Phi đã có người từ sớm hơn Âu Á một triệu năm nhưng điều đó không đáng kể bởi người nguyên thủy lục đó vẫn còn ở tình trạng hết sức sơ khai. Nhà khảo cổ của chúng ta có thể nhìn vào sự nở rộ của vùng Tây Nam châu Âu vào hậu kỳ đồ đá cũ cách đây từ 20.000 đến 12.000 năm với tất cả các tác phẩm nghệ thuật và công cụ phức tạp lừng danh đó mà tự hỏi liệu Âu Á đã có lợi thế xuất phát ngay từ lúc đó chăng, ít nhất là trong phạm vi Âu Á. Cuối cùng, nhà khảo cổ sẽ quay sang châu Úc New Guinea và trước hết sẽ lưu ý rằng đây là một khu vực nhỏ, lục địa nhỏ nhất, phần lớn bao phủ toàn sa mạc chỉ có khả năng nuôi sống một số ít người, nằm ở vị trí cô lập và có người sinh sống muộn hơn so với châu Phi và Âu Á. Tất cả những điều đó hẳn sẽ khiến nhà khảo cổ tiên đoán châu Úc New Guinea sẽ phát triển chậm. Nhưng hãy nhớ rằng người châu Úc và người New Guinea là những người có kỹ thuật hàng hải sớm nhất trên thế giới họ đã tạo ra những bức tranh hang động rõ ràng là muộn nhất thì cũng xưa như người Cromanon ở châu Âu. Jonathan King John và Tim Laneri đã lưu ý rằng việc di cư sang châu Úc New Guinea từ các đảo ở vùng thềm lục địa châu Á đòi hỏi con người phải thích nghi được với những môi trường mới mà họ gặp trên các hòn đảo miền trung Indonesia, một bên cung những đường bờ biển cung cấp nguồn hải sản, dạn san hô và cây nước. Phong phú nhất trên thế giới, khi những người định cư này vượt các eo biển chia cắt mỗi hòn đảo Indonesia với hòn đảo kế cận về phía đông, họ lại thích nghi từ đầu chiếm lĩnh toàn bộ hòn đảo kế cận đó rồi lại tiếp tục di cư sang hòn đảo kế tiếp. Đó là một thời kỳ hoàng kim của sự bùng nổ dân số loài người mà đến nay chưa có tiền lệ, có lẽ những chu kỳ đến định cư, thích nghi rồi bùng nổ dân số này là cái đã tạo điều kiện cho cú nhảy lớn về phía trước mà sau đó lan truyền trở lại về phía Tây đến Âu Á và Châu Phi. Nếu giả thuyết này là đúng thì châu Úc New Guinea đã có một lợi thế xuất phát mạnh mà sau đó hẳn đã tiếp diễn hầu thúc đẩy sự phát triển của loài người tại đó mãi một thời gian dài sau cú nhảy lớn về phía trước. Vậy, một nhà quan sát được đưa ngược thời gian về 11.000 năm TL. Công nghệ không thể tiên đoán xem các xã hội loài người trên châu lục nào sẽ phát triển nhanh nhất, song lại có thể biện luận rằng bất cứ lục địa nào cũng có thể là nơi phát triển nhanh nhất. Dĩ nhiên, ngày nay khi mọi việc đã rồi, ta biết Âu Á là lục địa phát triển nhanh nhất. Song những nguyên nhân thật đằng sau sự phát triển nhanh hơn của các xã hội Âu Á hóa ra lại hoàn toàn không phải là các nguyên nhân mà nhà khảo cổ tưởng tượng của chúng ta vào năm 11.000 T giờ, công nghệ có thể hình dung Phần còn lại của sách này bao hàm cuộc tìm kiếm hầu khám phá những nguyên nhân thật đó. Chương 2, thí nghiệm tự nhiên về lịch sử trên quần đảo Trachatum, cách New Zealand 500 dặm, khoảng 800 km, đây về phía đông. Dân tộc Maori Oji từng sống nhiều thế kỷ trong độc lập nhưng rồi lại gặp kết cục tàn khốc vào tháng 12 năm 1835. Vào ngày 19 tháng 11 năm đó, một con tàu chở 500 người Maori mang theo súng ống, gậy gộc và diều đổ bộ lên quần đảo, sau đó vào ngày 5 tháng 12 lại thêm một tàu nữa chở 400 người Maori đến. Những nhóm người Maori bắt đầu đi khắp các làng mạc của người Maori Oji, tuyên bố rằng từ nay người Maori Oji là nô lệ của họ, ai phản đối là họ giết. Giá như người Maori ở lúc đó tiến hành một cuộc kháng chiến quy mô thì hẳn đã có thể đánh bại người Maori bởi người Maori đông gấp đôi. Tuy nhiên, người Maori có truyền thống giải quyết các cuộc tranh chấp bằng cách hòa bình. Tại một cuộc họp cộng đồng, họ quyết định không đánh lại người Maori mà đề xuất hòa bình, hữu nghị và phân chia tài nguyên. Nhưng người Maori chưa kịp đưa ra đề xuất đó thì người Maori đã tấn công đại quy mô. Chỉ trong mấy ngày sau họ đã giết hàng trăm người Maori, đem nhiều xác chết của người Maori ra nấu nướng rồi ăn thịt bắt tất cả những người khác làm nô lệ và chỉ vài năm sau đã tùy ý giết chết hầu hết số người đó, một người o Ozi sống sót kể lại. Người Maori bắt đầu giết chúng tôi như giết cừu, chúng tôi sợ chết thiếp, trốn trong bờ trong bụi, nấp trong hồ dưới đất, bất cứ ở đâu để tránh kẻ thù, nhưng vô ích, họ tìm ra và giết hết chúng tôi, không phân biệt đàn ông đàn bà, già trẻ lớn bé, một người chinh phục Maori giải thích. Chúng tôi nắm quyền sở hữu theo phong tục của chúng tôi, chúng tôi bắt hết người, không ai thoát cả, một vài người bỏ chạy, những kẻ đó chúng tôi giết, những người khác chúng tôi cũng giết, thì đã sao, đó là theo phong tục của chúng tôi mà. Hậu quả tàn khốc của sự đụng độ này giữa người Mozi Ozi với người Maori lẽ ra có thể dễ dàng tiên đoán được. Người Mozi Ozi là một nhóm người săn bắt hái lượm nhỏ sống cô lập, chỉ có công nghệ và các vũ khí thô sơ nhất, hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến tranh, lại thiếu người lãnh đạo hay tổ chức mạnh. Những người Maori xâm lược, từ đảo Bắc New Zealand đến từ một vùng đông dân cư gồm những người làm nông thường xuyên dính vào những cuộc chiến tranh khốc liệt, có công nghệ và vũ khí tiên tiến hơn, hoạt động dưới quyền một nhóm lãnh đạo mạnh. Dĩ nhiên, khi hai nhóm này rốt cuộc cũng tiếp xúc với nhau thì chính người Maori tàn sát người Maori chứ không phải là ngược lại. Bi kịch của người Maori giống như nhiều tấn bi kịch khác đã diễn ra ở cả thế giới hiện đại lẫn thế giới cổ xưa, khi những dân tộc đông người và được trang bị tốt đối đầu với những dân tộc ít người và trang bị kém. Tuy nhiên, Cuộc xung đột giữa người Maori và người Mozi Ozi soi sáng cho chúng ta một cách đáng buồn rằng cả hai nhóm này đã tách ra từ một nguồn chung trước đó chưa đầy một ngàn năm, cả hai đều là dân Polynesia. Người Maori hiện đại là hậu duệ của các nông dân Polynesia từng di cư sang New Zealand vào khoảng năm 1000, chẳng bao lâu sau đó, một nhóm người Maori này đến lượt mình lại di cư sang quần đảo Cha từng và trở thành người Mozi Ozi. Trong các thế kỷ sau khi hai nhóm tách nhau ra, họ tiến hóa theo hai hướng trái ngược nhau, người maori ở đảo bắc phát triển công nghệ và tổ chức chính trị phức tạp hơn người moji oji thì ít phức tạp hơn người moji oji trở lại sống bằng săn bắt hái lượm còn người maori đảo bắc chuyển sang làm nông nghiệp triệt để hơn những lộ trình tiến hóa trái ngược nhau này đã quyết định hệ quả khi hai nhóm này rốt cuộc đối đầu nhau nếu ta có thể hiểu những nguyên nhân dẫn tới sự phát triển khác biệt nhau của hai nhóm xã hội hải đảo này ấy là ta đã có một mẫu hình để thấu hiểu câu hỏi lớn hơn là những hướng phát triển khác nhau trên các lục địa khác nhau Lịch sử Moji Oji và Maori là một thí nghiệm nhanh trên quy mô nhỏ nhằm kiểm chứng xem môi trường có ảnh hưởng thế nào lên xã hội loài người. Trước khi đọc cả một cuốn sách khảo cứu những tác động của môi trường trên quy mô thật lớn, chẳng hạn như tác động lên các xã hội loài người trong vòng 13.000 năm trở lại đây, hẳn bạn cần có sự đảm bảo, từ các thí nghiệm nhỏ hơn, rằng những tác động đó là thực sự quan trọng. Nếu bạn là nhà khoa học phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu chuột, bạn hẳn sẽ tiến hành một thí nghiệm như vậy bằng cách lấy một đàn chuột, chia số chuột tổ tiên này ra thành nhiều chuồng mỗi chuồng có một môi trường khác nhau đến khi chuột đã sinh sôi được nhiều thế hệ thì bạn quay lại xem điều gì đã xảy ra dĩ nhiên những thí nghiệm có chủ đích này không thể thực hiện đối với các xã hội loài người thay vào đó nhà khoa học phải tìm những thí nghiệm tự nhiên mà ở đó một điều gì tương tự cũng đã xảy ra với con người trong quá khứ một thí nghiệm như vậy đã diễn ra trong quá trình con người di cư sang polynesia Giải rác khắp Thái Bình Dương bên ngoài New Guinea và Melanesia là hàng ngàn hòn đảo khác nhau rất nhiều về diện tích, mức độ cô lập, độ cao, khí hậu, tính năng sản, tài nguyên địa chất và tài nguyên sinh học, hình 2.1. Trong hầu hết lịch sử loài người, các hòn đảo này nằm ngoài tầm với của kỹ thuật hàng hải, vào khoảng 1200 năm tây giờ, công nghệ một nhóm người làm nông, đánh cá và đi biển từ quần đảo Bismarck về phía bắc New Guinea cuối cùng cũng tới được một vài đảo trong số này. Trong vài thế kỷ sau, hậu duệ của họ đã định cư ở hầu như bất cứ dẻo đất nào có thể sống được ở Thái Bình Dương. Quá trình này hầu như hoàn tất vào năm 500, vài ba hòn đảo cuối cùng cũng có người định cư từ sau năm 1000. Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian không dài, những môi trường hải đảo hết sức đa dạng đã được chiếm lĩnh bởi những người định cư mà tất cả đều phát nguyên từ cùng một nhóm người thủy tổ. Thủy tổ tất cả những người Polynesia ngày nay đều có cùng một nền văn hóa, ngôn ngữ và công nghệ như nhau, cùng một số cây trồng và vật nuôi như nhau. Từ đó, Lịch sử Polynesia là một thí nghiệm tự nhiên cho phép tăng nghiên cứu sự thích nghi của con người mà không vướng phải những khó khăn thường gặp khiến ta nản lòng khi nghiên cứu những làn sóng di dân khác nhau hồng thấu hiểu sự thích nghi của con người ở các nơi khác trên thế giới. Trong phạm vi thí nghiệm cỡ chung này, số phận của người Mozi Ozi là một thí nghiệm nhỏ hơn, mô tả cho thấy các môi trường khác nhau ở quần đảo Cha Từng và New Zealand đã nhào nặn nên những người Mozi Ozi và Maori khác nhau đến thế nào là việc không khó. Tuy những người gốc gác Maori đầu tiên di cư sang cha từng có thể vẫn làm nghề nông, song vì các cây trồng nhiệt đới Maori không thể mọc ở khí hậu lạnh của vùng cha từng cho nên những người định cư này chẳng có cách nào khác ngoài trở lại sống bằng săn bắt hái lượng. Bởi là người săn bắt hái lượng nên họ không sản xuất ra lương thực thặng dư đủ để tái phân phối hay dự trữ, họ không thể nuôi ăn những thợ thủ công, quân đội, quan lại và tu trưởng chuyên làm việc của mình mà không săn bắt. Con mồi của họ là hải cầu, sò ốc, chim biển làm tổ và cá, những loài có thể bắt bằng tay hay bằng gậy và không cần phải có công nghệ tinh xảo. Ngoài ra, cha từng gồm những hòn đảo tương đối nhỏ và cách xa nhau, chỉ có thể nuôi sống một nhóm người săn bắt hái lượm với nhân khẩu không quá 2 ngàn. Không còn hòn đảo nào khác để đến định cư, người Mozi Ozi đành phải ở lại quần đảo cha từng và học cách sống hòa thuận với nhau. Họ làm được điều đó bằng cách từ bỏ chiến tranh và họ giảm thiểu những xung đột tiềm tàng do dân số quá đông bằng cách thế một số bé trai. Kết quả là người Mozioji trở thành một nhóm người nhỏ không ưa chiến tranh, có công nghệ và vũ khí thô sơ, không có người lãnh đạo hoặc cơ cấu tổ chức mạnh. 39. Tình 2.1. Các đảo Polynesia Các vùng đảo có tên trong hoặc đơn thì không phải là Polynesia. Ngược lại, phần phía Bắc, ấm hơn của New Zealand, nhóm đảo lớn nhất ở Polynesia, thì thích hợp với nghề nông của người Polynesia. Những người Maori nào ở lại New Zealand thì sinh sôi nảy nở dần cho đến khi đạt tới dân số hơn 100.000 người. Họ phát triển thành những nhóm dân cư đông đúc thường xuyên đánh nhau ác liệt với các nhóm láng giềng, với chỗ lương thực thặng dư có thể trồng và dự trữ được, họ có thể nuôi ăn các thợ thủ công, tù trưởng và binh lính làm việc bán thời gian. Họ cần có và đã phát triển được nhiều công cụ để thu hoạch mùa màng, chiến đấu và làm nghệ thuật, họ dựng lên những công trình tế lễ tinh vi và nhiều pháo đài sừng sững. Như vậy, các xã hội Mozi Ozi và Maori đã phát triển từ cùng một xã hội tổ tiên nhưng theo hai hướng rất khác nhau hai xã hội phát sinh từ đó không còn biết đến sự tồn tại của nhau và không hề tiếp xúc lại với nhau trong suốt nhiều thế kỷ, có thể tới 500 năm. Cuối cùng, một con tàu săn hải cầu của Úc ghé thăm quần đảo Cha từng trên đường đến New Zealand đã mang về New Zealand thông tin về những hòn đảo nơi biển Ê Hề, cơ man nào là cá, ao hồ lèn chặt những lươn là lươn, lại có lắm quả dâu Kazaka, dân cư rất đông, nhưng họ không biết đánh nhau, không có vũ khí. Tin ấy là quá đủ để suy 900 người Maori dòng thuyền đến quần đảo Cha Tường. Hệ quả này cho thấy rõ môi trường có thể ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế, công nghệ, tổ chức chính trị và kỹ năng chiến đấu của con người trong một thời gian ngắn. Như tôi đã nhắc ở trên, sự đụng độ maori là một thí nghiệm nhỏ bên trong một thí nghiệm cỡ chung, ta có thể học được gì từ các dân Polynesia về ảnh hưởng của môi trường lên xã hội loài người. Những khác biệt nào giữa các xã hội khác nhau trên những đảo Polynesia khác nhau cần phải được chúng ta lý giải đến nơi đến chốn. Polynesia, về tổng thể, bao gồm một là tiểu kiện môi trường đa dạng hơn nhiều so với New Zealand và quần đảo cha Từng mặc dù cha Từng là một thái cực, cực đơn giản của tổ chức xã hội Polynesia. Về loại hình phương thức tồn tại, người Polynesia bao gồm từ dân săn bắt hái lượm ở quần đảo cha Từng, những người trồng trọt chuyên chặt rừng đốt rẫy, cho đến những nông dân sản xuất lương thực thâm canh sống ở một trong những quần thể dân cư dày đặc nhất so với bất cứ xã hội loài người nào khác. Những người sản xuất lương thực Polynesia nuôi thâm canh lợn, chó hoặc gà, họ tổ chức lực lượng lao động để xây dựng các hệ thống tưới tiêu lớn phục vụ nông nghiệp và xây những hồ lớn để nuôi cá. Cơ sở kinh tế của các xã hội Polynesia bao gồm những hộ gia đình ít nhiều tự cấp tự túc, nhưng ở một số đảo cũng có cả những hội thờ thủ công bán chuyên nghiệp tra truyền con nối. Về tổ chức xã hội, các xã hội Polynesia bao gồm từ những xã hội làng xã tương đối bình đẳng cho đến một số xã hội thuộc loại nhiều đẳng cấp nhất trên thế giới, với nhiều dòng dõi tra truyền con nối theo thứ bậc, có đẳng cấp tu trưởng và lớp thường dân, ai ở giai cấp nào thì chỉ lấy vợ lấy chồng trong giai cấp đó. Về tổ chức chính trị, các đảo Polynesia bao gồm từ các vùng bị chia cắt thành những đơn vị làng hoặc bộ lạc độc lập cho tới những đế quốc sơ khai trải rộng trên nhiều đảo, có quân đội thường trực đi xâm chiếm các hòn đảo khác và tiến hành chiến tranh trinh phạt. Cuối cùng, về văn hóa vật thể, Polynesia bao gồm từ những xã hội chỉ biết sản xuất dụng cụ cá nhân cho đến các xã hội xây dựng được những công trình kỳ vĩ bằng đá, làm sao lý giải được sự đa dạng đến những ngày. Các phần vào những khác biệt đó giữa các xã hội Polynesia là ít nhất 6 tập biến tố môi trường giữa các hòn đảo Polynesia, khí hậu đảo, loại hình địa chất, tài nguyên biển, diện tích, độ cắt xẻ địa hình, mức độ cô lập, ta hãy xét chuỗi nhân tố này trước khi xét hậu quả cụ thể của chúng đối với các xã hội Polynesia. Khí hậu Polynesia thay đổi từ khí hậu nhiệt đới hay cận nhiệt đới ấm áp trên hầu hết các đảo nằm gần dích đạo cho đến khí hậu ôn hòa ở hầu hết các đảo New Zealand và khí hậu cận nam cực lạnh trên quần đảo Cha Từng và phần phía nam của đảo Nam thuộc New Zealand. Đảo lớn của Hawaii, mặc dù nằm ngay trong vùng hạ trí tuyến, có những ngọn núi đủ cao để có môi trường sống cho các loài ở vùng núi, thỉnh thoảng còn có cả tuyết rơi. Lượng mưa thay đổi từ cao nhất thế giới, tại do lan thuộc New Zealand và đầm lầy Alakai trên đảo Kauai thuộc Hawaii cho đến chỉ bằng một phần mười như vậy ở những đảo khô đến mức khó lòng trồng trọt gì được. Loại hình địa chất của các đảo bao gồm đảo san hô, đảo đá phôi nổi, đảo núi lửa, mảnh lục địa và hỗn hợp giữa các loại trên ở một cực, vô số hòn đảo nhỏ như các đảo ở quần đảo Tuamotu là những đảo san hô phẳng thấp chỉ cao hơn mực nước biển chút ít. Những đảo san hô khác như Henderson và Genne thì lại được nâng lên cao hơn mực nước biển rất xa để thành những đảo đá phôi nổi. cả hai loại đảo san hô này đều khó định cư đối với con người bởi chúng gồm toàn đá phôi chứ không có loại đá nào khác, chỉ có lớp đất cực mỏng và không có nước ngọt thường xuyên. ở cực đối lập, hòn đảo Polynesia lớn nhất. New Zealand là một vùng đất cổ, đa dạng về địa chất, một mảnh của lục địa Gondwana, có nhiều tài nguyên khoáng sản trong đó có sắt, than, vàng và ngọc bích có thể khai thác thương mại. Hầu hết các đảo Polynesia lớn khác là những núi lửa trồi lên khỏi mặt biển, chưa bao giờ là một phần lục địa và có thể bao gồm hoặc không bao gồm những khu vực đá vôi. Tuy thiếu sự phong phú về địa chất của New Zealand, các đảo núi lửa đại dương ít nhất cũng khá hơn các đảo san hô. Theo quan điểm Polynesia ở chỗ chúng có nhiều loại đá núi lửa đa dạng trong đó có những loại rất thích hợp để làm không cụ đá. Bản thân các đảo núi lửa cũng rất khác nhau. Một số nhô cao hơn nên có mưa trên núi vì vậy các đảo này có thời tiết phân biệt rõ rệt, có lớp đất sâu và dòng chảy thường xuyên. Đó là trường hợp các đảo Society, Samoa, Maquesa và đặc biệt Hawaii, quần đảo Polynesia có những ngọn núi cao nhất. Trong số các hòn đảo thấp hơn, Tongava, ở mức độ thấp hơn đảo phục sinh cũng có lớp đất màu mỡ vì có cho núi lửa rơi xuống nhưng lại thiếu những dòng chảy lớn như ở Hawaii, về tài nguyên biển, hầu hết các đảo Polynesia đều được nước nông và đá ngầm bao quanh, nhiều đảo lại vây quanh những đầm phá. Những môi trường này đầy ắp cá tôm, sò ốc, tuy nhiên, bờ biển lắm đá của đảo phục sinh, Pitcairn và quần đảo Maquesa, cũng như đáy biển dốc và xung quanh không có dạng san hô khiến cho các đảo này cung cấp ít hải sản hơn nhiều, diện tích cũng là một biến tố hiển nhiên khác. Từ 100 ha như Anuta Hòn đảo Polynesia nhỏ nhất có người thường trú, cho tới 103.000 dạng vuông của tiểu lục địa New Zealand. Địa hình có thể sinh sống được của một số đảo, đặc biệt là Maquesa, bị những dãy núi chia cắt thành các thùng lũng dốc, trong khi những đảo khác như Tonga và Phục Sinh lại có địa hình hơi mấp mô không gây trở ngại gì cho việc đi lại và giao tiếp. Biến tố môi trường cuối cùng cần xét là mức độ cô lập. Đảo Phục Sinh và quần đảo cha từng nhỏ bé và xa các đảo khác đến nỗi khi đã có con người đặt chân tới rồi các xã hội hình thành từ đó phát triển một cách hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của thế giới. New Zealand, Hawaii và Maquesa cũng rất xa, nhưng ít nhất thì Hawaii và Maquesa rõ ràng đã có vài sự giao tiếp với các quần đảo khác sau khi có người đặt chân đến đầu tiên, và cả ba đều bao gồm nhiều đảo đủ gần nhau để những người sống trên các đảo khác nhau của cùng một quần đảo có thể thường xuyên giao. Tiếp với nhau, hầu hết các đảo Polynesia khác đều ít nhiều có giao tiếp với các đảo khác, đặc biệt quần đảo Tonga nằm gần các quần đảo Fiji, Samoa và Wallis đủ để cho phép người ta đi lại thường xuyên giữa các quần đảo này và rốt cuộc đã cho phép người Tonga tiến hành chinh phục Fiji. Sau khi lướt qua những môi trường khác nhau của Polynesia, giờ ta hãy xem các biến tố đó ảnh hưởng thế nào đến các xã hội Polynesia. Phương tiện sinh tồn là một khía cạnh thuận lợi để chúng ta khảo sát đầu tiên, bởi đến lượt mình nó ảnh hưởng đến các khía cạnh khác. Phương tiện sinh tồn của người Polynesia bao gồm nhiều kết hợp khác nhau giữa đánh cá, hái lượm quả dại, bắt tôm cua sò ốc săn các loài chim sống trên mặt đất và chim biển đang giao phối và sản xuất lương thực hầu hết các đảo Polynesia ban đầu là nơi sinh sống của những loài chim lớn không biết bay từng tiến hóa trong hoàn cảnh không hề bị bất cứ loài nào săn để ăn thịt mà ví dụ nhiều người biết nhất là loài moa New Zealand và ngỗng không biết bay của Hawaii vì các loài chim này từng là nguồn lương thực quan trọng cho những người đến định cư đầu tiên nhất là trên đảo Nam của New Zealand song hầu hết chẳng bao lâu sau đều tuyệt chủng trên tất cả các đảo vì chúng quá dễ săn Chim biển giao phối cũng nhanh chóng sụt giảm về số lượng nhưng vẫn là nguồn thực phẩm quan trọng trên một vài đảo. Tài nguyên biển là quan trọng trên hầu hết các đảo nhưng ở đảo Phục Sinh, biết cai và ma que xa thì lại không quan trọng lắm bởi dân cư các đảo này sống bằng lương thực tự sản xuất là chính. Người Polynesia xa xưa mang theo ba loài vật đã thuần hóa, lợn, gà và cho đến những nơi định cư mới và không thuần hóa thêm bất cứ loài vật nào khác ở Polynesia. Nhiều đảo vẫn giữ tất cả ba loài đó. Sau những đảo Polynesia cô lập hơn thì không còn giữ một trong ba loài ấy hay còn nhiều hơn vậy, hoặc vì gia súc trở trên xuồng không sống được đến cuối cuộc hành trình dài trên biển hoặc vì gia súc một khi đã chết thì không thể đưa gia súc từ ngoài vào thay thế được. Chẳng hạn, New Zealand bị cô lập nên rốt cuộc chỉ còn mỗi loài chó, đảo Phục Sinh và TPA chỉ còn lại mỗi gà. Vì không thể tiếp cận các dạng san hô hay những vùng nước nông dầu hải sản còn những loài chim sống trên cạn thì nhanh chóng tuyệt chủng dân đảo phục sinh đành chuyển sang xây chuồng gà để thâm canh nuôi gia cầm. Tuy nhiên, ba loài vật đã thuần hóa đó giỏi lắm cũng chỉ đủ ăn dăm ngày ba bữa. Sản xuất lương thực của người Polynesia phụ thuộc chủ yếu vào cây trồng, nhưng ở các vĩ độ cận Nam Cực thì không thể trồng trọt được bởi tất cả các loại cây trồng Polynesia đều là cây vùng nhiệt đới, được thuần hóa ở nơi khác rồi mới được di dân mang đến Polynesia. Vì vậy những người định cư ở Cha từng và vùng phía nam giá lạnh của đảo Nam New Zealand buộc phải từ bỏ di sản trồng trọt của tổ tiên từ hàng ngàn năm trước để lại trở thành dân săn bắt hái lượng. Dân cư trên các đảo Polynesia còn lại thì có làm nông nghiệp dựa trên các loại cây trồng đất khô, nhất là khoai sọ, khoai mỡ, khoai lang, cây trồng tưới nước, chủ yếu khoai sọ và cây trồng có thân, như quả saka e tắm, chuối và dừa. Năng suất và tầm quan trọng tương đối của các loại cây trồng này thay đổi đáng kể từ đảo này sang đảo khác tùy theo môi trường mật độ dân cư của người là thấp nhất trên đảo Henderson, Gene và các đảo San Hô do đất cằn và ít nước ngọt. Mật độ cũng thấp ở New Zealand có khí hậu ôn hòa bởi nơi đây quá lạnh so với một số loại cây trồng Polynesia, người Polynesia trên các đảo này và một số đảo khác làm nông nghiệp theo lối không thâm canh mà là du canh, đốt rừng làm rẫy. Những đảo khác có đất màu mỡ nhưng lại không đủ cao để có những dòng chảy lớn thường xuyên, do đó cũng không thể có canh mương cư dân các đảo này làm nông nghiệp thâm canh trên đất khô nên cần phải đầu tư nhiều sức lực để đắp nền phủ bồi xoay vòng cây giảm thiểu hoặc loại trừ hẳn những thời kỳ bỏ hóa đất và chăm sóc các đồn điền nông nghiệp đất khô trở nên đặc biệt có năng suất cao ở đảo phục sinh đảo anuta bé tí và đảo tonga phẳng thấp nơi người polynesia dành hầu hết diện tích đất để trồng lương thực ngành nông nghiệp có năng suất cao nhất ở polynesia là trồng khoai sọ ở các cánh đồng có tưới tiêu trong số các hòn đảo nhiệt đới đông dân nhất Lựa chọn này bị loại trừ đối với Tonga do đảo này có độ cao thấp nên thiếu sông ngòi. Nông nghiệp tưới tiêu đạt tới đỉnh cao ở các đảo cực tây Hawaii gồm Kauai, Oahu và Molo cai vốn đủ rộng và ẩm ướt để có không chỉ những dòng chảy lớn thường xuyên mà cả dân số đông để có thể xây dựng các công trình. Những người lao dịch Hawaii đã xây dựng các hệ thống tưới tiêu tinh vi cho các cánh đồng khoai sọ cho năng suất đến 24 tấn một hecta, năng suất cây trồng cao nhất trên toàn Polynesia, năng suất này đến lượt mình lại cho phép thâm canh nuôi lợn ai cũng là nơi duy nhất ở Polynesia sử dụng lao động quy mô lớn cho nghề thủy sản, xây những ao cá lớn để nuôi cá măng và cá đối. Do hệ quả việc phương tiện sinh tồn có liên quan đến biến tố môi trường, nên mật độ dân cư, đo bằng đơn vị số đồng người trên dạng vuông đất có thể trồng trọt thay đổi khá nhiều trên toàn Polynesia. Mật độ thấp nhất là những người săn bắt hái lượm ở quần đảo Cha Tường chỉ 5 người trên một dạng vuông và đảo Nam của New Zealand cũng như những người làm nông trên phần còn lại của New Zealand, 28 người trên một dạng vuông. Ngược lại, nhiều hòn đảo có nền nông nghiệp thâm canh đạt mật độ dân số tới 210 đến 250 người trên một dặm vuông, ở Hawaii lên tới 300. Cực cao nhất là 1.100 người trên một dặm vuông ở hòn đảo đất cao Anuta nơi cư dân đã biến hầu như toàn bộ hòn đảo thành đất thâm canh nông nghiệp cho nên chỉ vòn vẹn một hecta mà lèn chặt tới 160 người, trở thành một trong những quần thể dân cư có mật độ cao nhất thế giới. Mật độ dân cư của Anuta vượt cả mật độ của Hà Lan hiện nay và thậm chí ngang ngửa với Bangladesh. Quy mô dân số là tích số của mật độ dân cư, số người trên dạng vuông và diện tích dạng vuông. Diện tích ở đây không phải là diện tích một hòn đảo mà là diện tích của một đơn vị chính trị, vốn có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn một hòn đảo, một mặt, những hòn đảo gần nhau có thể được kết hợp thành một đơn vị chính trị duy nhất. Mặt khác, những hòn đảo duy nhất với địa hình cắt xẻ được chia thành nhiều đơn vị chính trị độc lập, vì vậy, diện tích một đơn vị chính trị thay đổi không chỉ theo diện tích một hòn đảo mà cả theo mức độ chia cắt và tách biệt của hòn đảo đó. Với những hòn đảo nhỏ tách biệt mà không có những rào cản lớn đối với sự giao tiếp trong nội bộ đảo thì toàn bộ đảo là một đơn vị chính trị duy nhất, như trong trường hợp Anuta với vỏn vẹn 160 người. Nhiều đảo lớn hơn chẳng bao giờ thống nhất được về mặt chính trị, hoặc vì dân cư bao gồm nhiều bộ lạc khác nhau, mỗi bộ lạc chỉ gồm vài chục người săn bắt hái lượm, như quần đảo Cha Từng và phía nam đảo Nam của New Zealand hoặc gồm những người làm nông sống rải rác cách xa nhau, phần còn lại của New Zealand hoặc những nông dân cư trú với mật độ cao song ở vùng địa hình lồng trầm gây trở ngại cho việc thống nhất về chính trị. Chẳng hạn, dân cư ở những thung lũng sườn dốc kề cận nhau ở Ma Que Sa chỉ giao tiếp với nhau chủ yếu bằng đường biển, mỗi thung lũng là một thực thể chính trị độc lập gồm giam ngàn cư dân, và hầu hết các đảo lớn của quần đảo Ma Que Sa vẫn chia cắt thành nhiều thực thể như vậy. Địa hình các đảo Tonga, Samoa, Society và các đảo Hawaii thì lại cho phép thống nhất chính trị trong nội bộ các đảo, cho ra những đơn vị chính trị gồm 10.000 người hay nhiều hơn, trên 30.000 đối với các đảo lớn của Hawaii. Khoảng cách giữa các đảo của quần đảo Tonga cũng như khoảng cách giữa Tonga với các quần đảo láng giềng là đủ gần để rốt cuộc người ta có thể thiết lập một đế quốc đa đảo bao gồm 40.000 người. Vậy là, các đơn vị chính trị ở Polynesia thay đổi về quy mô từ giam chục người đến 4 vạn người. Dân số của một đơn vị chính trị tương tác với mật độ dân số có ảnh hưởng đến công nghệ và tổ chức kinh tế, xã hội và chính trị của người Polynesia. Nói chung, dân số càng đông và mật độ càng cao, công nghệ và tổ chức càng phức tạp và chuyên biệt, vì những nguyên nhân mà chúng ta sẽ xét chi tiết ở các chương sau. Nói ngắn gọn, khi mật độ dân cư cao thì chỉ một phần dân chúng trở thành nông dân, nhưng họ được huy động để dành hết công sức làm nông nghiệp thâm canh, nhờ đó có lương thực thặng dư đặng nuôi sống những người không sản xuất. Những người không trực tiếp sản xuất mà chuyên huy động nông dân là các tù trưởng, tăng lữ, quan lại và binh lính. Các đơn vị chính trị lớn nhất có thể tập hợp lực lượng lao động lớn để xây dựng các hệ thống tưới tiêu và ao cá, những việc này lại càng giúp tăng cường sản xuất lương thực. Những diễn biến này đặc biệt thấy rõ tại Tonga, Samoa và đảo Society, tất cả đều màu mỡ, mật độ dân số cao và diện tích tương đối rộng theo chuẩn của Polynesia. Những xu hướng này đạt tới đỉnh cao trên quần đảo Hawaii bao gồm những hòn đảo Polynesia rộng nhất ở vùng nhiệt đới, nơi mật độ dân số cao và diện tích đất rộng nên các tù trưởng có thể huy động những lực lượng lao động rất lớn khi cần những biến đổi khác nhau trong các xã hội Polynesia gắn liền với sự khác nhau về mật độ dân số và quy mô dân số là như sau. Nền kinh tế đơn giản nhất là nền kinh tế trên những đảo có mật độ dân số thấp, như săn bắt hái lượm trên đảo Cha Tùm, quy mô dân số thấp, các đảo san hô nhỏ hay cả mật độ thấp lẫn quy mô dân số thấp. Ở các xã hội này mỗi gia đình tự làm lấy những gì mình cần, ít có hoặc không có sự chuyên môn hóa trong kinh tế, sự chuyên môn hóa tăng lên ở các đảo lớn hơn, dân cư đông hơn, đạt đỉnh cao ở Samoa, các đảo Society, đặc biệt là ở Tonga và Hawaii. Hai hòn đảo vừa nhắc sau cùng này có những thợ thuyền bán chuyên nghiệp tra truyền con nối trong đó có những thợ đóng xuồng, hoa tiêu, thợ xây đá, thợ bắn chim và thợ xăm mình. Tính phức tạp xã hội cũng thay đổi theo cách tương tự. Lại nữa, quần đảo Cha Từng và các đảo San Hô có những xã hội đơn giản nhất, bình đẳng nhất. Tuy các đảo này vẫn duy trì truyền thống nguyên thủy của người Polynesia là có tù trưởng, song các tù trưởng của họ ít có hoặc không hề có những dấu hiệu phân biệt thấy rõ, sống trong những túp lều giống như của thường dân, và cũng tự trông trọt hay săn bắt lương thực cho chính mình như mọi người. Sự phân biệt xã hội và quyền lực của tù trưởng tăng lên ở các đảo có mật độ cao và đơn vị chính trị lớn, đặc biệt là ở Tonga và Society. Tính phức tạp xã hội cũng lại đạt đỉnh cao ở quần đảo Hawaii, nơi những người là hậu duệ của tù trưởng được chia thành 8 dòng dõi theo thứ bậc. Thành viên các dòng dõi tù trưởng này không kết hôn với thường dân mà chỉ kết hôn với nhau, đôi khi thậm chí với cả anh chị em ruột, anh chị em cùng mẹ hoặc cùng cha, thường dân phải cúi rạp mình trước mặt các tù trưởng quyền cao chức trọng. Mọi thành viên của dòng dõi tù trưởng, quan lại và một số thợ thủ công được miễn làm công việc sản xuất lương thực, cơ cấu chính trị cũng theo đúng xu hướng đó. Trên quần đảo Cha Tùm và các đảo San Hô, tù trưởng chẳng có nhiều quyền để ra lệnh, các quyết định đều đạt được thông qua thảo luận chung và quyền sở hữu đất đai nằm trong tay cộng đồng với tư cách toàn thể chứ không phải trong tay tù trưởng những đơn vị chính trị lớn hơn, mật độ dân số cao hơn thì tập trung nhiều quyền lực hơn vào tay tù trưởng. Tính phức tạp về chính trị là cao nhất, ở Tonga và Hawaii nơi quyền lực của tù trưởng tra truyền con nối cũng gần như của vua chúa ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, đất đai là do tù trưởng cai quản chứ không phải thường dân. Dùng các quan lại được bổ nhiệm làm trung gian, tù trưởng tiến hành trưng thu lương thực của thường dân và trưng dụng họ làm việc ở các công trình xây dựng, hình thức các công trình này khác nhau tùy đào. Các hệ thống tưới tiêu và ao cá ở Hawaii, các trung tâm nhảy múa và lễ hội ở Ma mộ tù trưởng ở Tonga, đền đài ở Hawaii, đảo Society và đảo Phục Sinh. Vào thời điểm người châu Âu đặt chân đến Polynesia ở thế kỷ 18, tù trưởng quốc hay nhà nước Tonga đã trở thành một đế quốc liên quần đảo. Vì bản thân quần đảo Tonga khá san sát nhau và gồm một số đảo có địa hình không chia cắt, nên mỗi đảo đều được thống nhất dưới quyền một tù trưởng duy nhất. Sau đó, các tù trưởng tra chuyển con nối trên hòn đảo lớn nhất của Tonga, Tongatapu thống nhất toàn bộ quần đảo, cuối cùng họ chinh phục cả những đảo khác bên. Ngoài quần đảo mà hòn xa nhất cách những 500 dặm, 800 km, ND, họ thường xuyên buôn bán đường dài với Fiji và Samoa, thiết lập những điểm định cư của người Tonga ở Fiji và bắt đầu tấn công, xâm chiếm từng phần của Fiji. Việc chinh phục và cai quản cái đế quốc hải đảo sơ khai này thực hiện được nhờ những hạm đội gồm các chiếc xuồng lớn mỗi chiếc chứa được tới 150 người. Cũng như Tonga Hawaii đã trở thành một thực thể chính trị bao gồm vài hòn đảo đông dân, song là một thực thể chính trị chỉ gói gọn trong một quần đảo duy nhất bởi vị trí cực kỳ cách biệt của nó. Tại thời điểm người châu Âu phát hiện ra Hawaii vào năm 1778, sự thống nhất chính trị đã diễn ra trong từng hòn đảo Hawaii và đã manh nha có vài sự hợp nhất chính trị giữa nhiều hòn đảo. Bốn đảo rộng nhất, đảo lớn Hawaii theo nghĩa hẹp, Maui, Oahu và Kauai vẫn độc lập, nắm quyền kiểm soát hoặc dùng mánh khóe để tranh nhau quyền kiểm soát các đảo nhỏ hơn. Lanai, Molokai, Kaholae và Hau. Sau khi người châu Âu đến, vua Kamehameha đệ nhất của đảo lớn nhanh chóng tiến hành hợp nhất các đảo lớn bằng cách mua súng và tàu thuyền của người châu Âu để xâm chiếm và chinh phục đầu tiên là Maui, sau đó Âu Ahu. Rồi Kamehameha đã chuẩn bị xâm lăng hòn đảo Hawaii cuối cùng còn độc lập là Kauai, nhưng cuối cùng tù trưởng đảo này đạt được một giải pháp với nhà vua thông qua đàm phán, đến đây cuộc thống nhất quần đảo đã hoàn tất. Loại biến tố còn lại giữa các xã hội Polynesia mà chúng ta cần xét là các công cụ và những phương diện khác của văn hóa vật thể. Việc mỗi nơi có những loại nguyên liệu thô khác nhau có tác động rõ rệt đến nền văn hóa vật thể. Ở một thái cực là đảo Henderson, một dạng san hô nổi lên trên mặt biển và không có loại đá nào khác ngoài đá vôi, cư dân trên đảo chỉ còn biết chế tác ra những chiếc diêu lưỡi vòm bằng vỏ chai. Ở thái cực đối lập là người Maori trên tiểu lục địa New Zealand, có trong tay một loạt nhiều loại nguyên liệu thô và trở nên đặc biệt đáng chú ý ở cách họ sử dụng ngọc bích. Giữa hai thái cực đó là các đảo núi lửa đại dương của Polynesia, vốn thiêu đá granite, đá lửa và các loại đá lục địa khác nhưng ít nhất cũng có đá núi lửa. Người Polynesia chế tác đá này thành những chiếc diều đá được mài hay đánh bóng dùng để phát quang đất làm ruộng. Về các loại vật dụng chế tác, dân quần đảo cha từng chẳng cần gì lắm ngoài những chiếc dùi cui và gậy cầm tay để giết hải cầu, chim và tôm hùm. Cư dân hầu hết các đảo khác thì tạo ra rất nhiều vật dụng khác nhau, gồm lưỡi câu, diều, đồ trang sức và nhiều vật khác nữa trên các đảo san hô cũng như ở Cha Tùm, các vật dụng này nhỏ, tương đối đơn giản, ai làm ra thì của người ấy, còn kiến trúc thì chẳng có gì hơn là những túp lều đơn sơ. Các hòn đảo lớn và đông dân thì có những thợ thủ công chuyên nghiệp làm ra nhiều thứ vật phẩm gây uy thế dành riêng cho tù trưởng, chẳng hạn những áo choàng không tay bằng lông chim dành cho các tù trưởng hạo oai được làm từ hàng ngàn cái lông chim. Những sản phẩm lớn nhất của Polynesia là các công trình đồ sộ bằng đá trên một số đảo, những bức tượng đá lừng danh trên đảo Phục Sinh mộ các tù trưởng Tonga, các đàn tế lễ ở quần đảo Maquesa, các đền đài ở Hawaii và các đảo Society. Nền kiến trúc hoành tráng này của Polynesia rõ ràng là tiến hóa theo cùng một hướng như các kim tự tháp của Ai Cập, Lưỡng Hạc, Mexico và Peru. Hiển nhiên, các công trình của Polynesia không có quy mô bằng các kim tự tháp kia, nhưng điều đó chỉ phản ánh thực tế là các pha gia ông Ai Cập có thể huy động nhân lực từ một dân số đông hơn nhiều so với tù trưởng của bất cứ hòn đảo Polynesia nào. Xong, dù có vậy đi nữa, cư dân đảo Phục Sinh vẫn đã xây được những bức tượng nặng tới 30 tấn. Đó chẳng phải là việc dễ đối với vỏn vẹn 7.000 con người không có trong tay nguồn lực nào khác ngoài cơ bắp của chính mình. Như vậy, các xã hội đảo Polynesia khác nhau rất nhiều ở tính chuyên môn hóa trong kinh tế, độ phức tạp xã hội, tổ chức chính trị và sản phẩm vật thể. Những điều này có liên quan đến những khác biệt về quy mô và mật độ dân số, rồi đến lượt mình dân số lại liên quan đến diện tích, độ cắt xẻ, độ cô lập của từng. Đảo cũng như cơ hội sinh tồn và cơ hội phát triển nền sản xuất lương thực trên từng đảo. Tất cả những khác biệt đó giữa các xã hội Polynesia đã phát triển chỉ trong một thời gian tương đối ngắn và tại một phần khiêm tốn của bề mặt trái đất, như những biến thái liên quan đến môi trường trên cùng một xã hội tổ tiên duy nhất. Các chủng loại khác biệt văn hóa này trong phạm vi Polynesia, về bản chất, cũng chính là các chủng loại đã phát sinh ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Dĩ nhiên, dãy biến thái trên toàn thế giới là lớn hơn nhiều so với trong phạm vi Polynesia. Vào cùng thời gian khi cư dân các lục địa chỉ bao gồm những người vẫn dựa vào công cụ đá, Nam Mỹ cũng sinh ra những xã hội chuyên dùng kim loại quý, còn người Âu Á và người Châu Phi thì tiến tới dùng sắt. Những sự phát triển đó không thể xảy ra được ở Polynesia bởi không một đảo Polynesia nào trừ New Zealand có quặng kim loại đáng kể. Tại Âu Á đã hình thành những đế quốc hẳn hoi từ khi chưa có ai di cư đến Polynesia, Nam Mỹ và Trung Mỹ thì phát triển thành đế quốc muộn hơn, trong khi Polynesia chỉ sinh ra được hai đế quốc sơ khai trong đó có một, Hawaii chỉ hình thành sau khi người châu Âu đến. Âu Á và Trung Mỹ đã phát triển chữ viết của riêng mình, còn tại Polynesia thì chữ viết đã không nảy sinh, có lẽ chỉ ngoại trừ đảo phục sinh xong ngay cả thứ chữ viết bí ẩn của đảo này cũng chỉ ra đời sau khi dân đảo tiếp xúc với người châu Âu lần đầu tiên. Vậy nghĩa là, Polynesia cho ta thấy một lát cắt nhỏ, chứ không phải toàn bộ bức tranh, về tính đa dạng của xã hội loài người, điều này Âu chẳng có gì lạ, bởi Polynesia chỉ là một lát cắt nhỏ của tính đa dạng địa lý của thế giới. Ngoài ra, bởi Polynesia chỉ có người đến định cư rất muộn trong lịch sử loài người, nên ngay cả những xã hội Polynesia cổ nhất cũng chỉ có vỏn vẹn 3.200 năm để phát triển, trái ngược với ít nhất 13.000 năm đối với các xã hội ở ngay cả lục địa có người ở muộn nhất, châu Mỹ. Giá như có được thêm vài ngàn năm nữa thì chắc hẳn Tonga và Hawaii đã đạt tới cấp độ những đế quốc phát triển đầy đủ, đánh lẫn nhau để giành quyền kiểm soát Thái Bình Dương tự sáng tạo ra chữ viết dùng để cai quản các đế quốc đó, trong khi người Maori ở New Zealand hẳn đã có thể bổ sung công cụ bằng đồng và sắt và danh mục các vật phẩm bằng ngọc bích và những chất liệu khác của mình. Nói ngắn gọn, Polynesia cho ta một ví dụ đầy thuyết phục về sự đa dạng liên quan đến môi trường của các xã hội loài người đang trong quá trình tiến triển. Nhưng ta cũng chỉ học được rằng chuyện đó có thể xảy ra bởi vì nó đã xảy ra rồi, ở Polynesia, liệu điều đó có xảy ra trên các lục địa khác không? Nếu có, thì những khác biệt môi trường nào là nguyên nhân cho tính đa dạng trên các lục địa và những hệ quả của chúng là gì? Chương 3. Cuộc đụng độ ở Kazama cả những sự hoán đổi dân số lớn nhất trong thời cận đại là việc người châu Âu di cư sang tân thế giới, và kết quả của nó là hầu hết các nhóm người châu Mỹ bản địa, người Anh điên châu Mỹ bị chinh phục, suy giảm dân số hoặc biến mất hoàn toàn như tôi đã giải thích ở chương 1, tân thế giới có người đến định cư đầu tiên vào khoảng 11.000 năm t giờ, công nghệ hoặc trước đó theo ngả Alaska, Elbering và Siberia. Các xã hội phức tạp làm nghề nông đã dần dần nảy sinh ở châu Mỹ xa dần xuống phía Nam dọc theo con đường xâm nhập đó, phát triển trong sự cách ly hoàn toàn với các xã hội phức tạp đang nảy sinh ở cầu thế giới. Sau khi con người từ châu Á di cư sang châu Mỹ lần đầu tiên, những tiếp xúc duy nhất có thể chứng minh được giữa tân thế giới và châu Á chỉ diễn ra giữa những người săn bắt hái lượm sống hai bên bờ Elbering, Bering, cộng với một chuyến du hành xuyên đại dương mang khoai tây từ Nam Mỹ đến Polynesia mà ta có thể luận ra. Về những tiếp xúc giữa các dân tộc của tân thế giới với châu Âu, những tiếp xúc sớm duy nhất là của người Na Uy khi họ chiếm cứ Greenland với số lượng rất nhỏ từ năm 986 đến khoảng năm 1500. Sau những cuộc viếng thăm của người Na Uy không có tác động thấy rõ nào đến các xã hội châu Mỹ bản địa, Thay vào đó, vì những mục đích thực dụng, cuộc đụng độ giữa các xã hội tiên tiến của cựu thế giới với các xã hội tân thế giới diễn ra đột ngột vào năm 1492 khi Christopher Columbus phát hiện ra các đảo Caribe nơi có đông người châu Mỹ bản địa sinh sống. Khoảnh khắc kịch tính nhất trong quan hệ giữa người châu Âu và người châu Mỹ bản địa từ đó về sau là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hoàng đế Atahualpa của đế quốc Inca với nhà chinh phục Francisco Pizarro người Tây Ban Nha trên thành phố Cao Nguyên Cajamarca ở Peru vào ngày 16 tháng 12 năm 1532. Atahualpa là vị chúa tể tuyệt đối của nhà nước lớn nhất và tiên tiến nhất ở tân thế giới, trong khi Pizarro là đại diện cho hoàng đế Charles V của đế quốc La Mã Thần Thánh, còn được gọi là vua Charles đệ nhất của Tây Ban Nha, chúa tể của nhà nước hùng mạnh nhất ở châu Âu. Pizarro dẫn đầu một toán quân ô hợp gồm 168 binh sĩ Tây Ban Nha, đang ở trên một vùng đất xa lạ, hoàn toàn chẳng biết gì về cư dân bản địa, hoàn toàn không thể liên lạc với những người Tây Ban Nha gần nhất cách 1.600 km ở phía Bắc Panama và quá xa để nội khó lòng được. Kịp thời tiếp viện, Atahuapa đang ở giữa đế quốc của chính mình với hàng triệu thần dân, vây quanh sát nách là đạo quân gồm 80.000 chiến binh vừa ca khúc khải hoàn sau một cuộc chiến với những người anh đêm khác. Thế nhưng Pizarro đã bắt sống Atahuapa trong vòng vài phút sau khi hai người nhìn thấy nhau lần đầu tiên, Pizarro tiếp tục giam giữ tù nhân trong 8 tháng, đòi một khoản tiền chuộc lớn nhất trong lịch sử để đổi lấy lời hứa trả tự do cho nhà vua. Sau khi nhận được tiền chuộc, một số vàng đủ để chất đầy một căn phòng dài 22 bộ, gần 7m, rộng 17 bộ, gần 5m và cao trên 8 bộ, khoảng 2,5m, râu nuốt lời hứa và hành quyết Atahopa. Sự kiện bắt sống Atahopa có ý nghĩa quyết định với việc người châu Âu chinh phục toàn bộ đế quốc Inca. Mặc dù vũ khí ưu việt của Tây Ban Nha hẳn cũng có thể bảo đảm cho người Tây Ban Nha sớm muộn gì cũng thắng, song việc bắt sống nhà vua khiến cho cuộc chinh phục diễn ra nhanh chóng hơn và hết sức dễ dàng. Atahualpa được người Inca sùng bái như thần mặt trời và có uy quyền tuyệt đối với thần dân. Họ tuân theo mệnh lệnh của nhà vua ngay cả khi ngài đang bị giam cầm. Mấy tháng trước khi nhà vua chết là đủ để Pizarro cử những nhóm thám hiểm đến những vùng khác của đế quốc Inca mà không ai dám cản cũng như cử người đến Panama xin tiếp viện. Đến khi giao tranh giữa người Tây Ban Nha với người Inca rốt cuộc cũng xảy ra sau khi Atahualpa bị hành quyết thì lực lượng của người Tây Ban Nha đã đáng sợ hơn nhiều. Như vậy, sự kiện bắt giữ Atahualpa đáng chú ý với chúng ta ở chỗ nó đánh dấu thời điểm quyết định trong cuộc đụng độ lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Nhưng sự kiện này còn đáng chú ý theo nghĩa khái quát hơn, bởi các nhân tố dẫn đến việc Pizarro bắt giữ Atahualpa về thực chất cũng chính là các nhân tố quyết định kết cục của nhiều đụng độ tương tự giữa những kẻ thực dân với các dân tộc bản địa ở bất cứ đâu trong thế giới hiện đại. Do đó, việc bắt giữ Atahualpa cho ta một cửa sổ rộng để nhìn vào lịch sử thế giới. Những gì diễn ra ngày hôm đó tại Casamaca được nhiều người biết đến bởi được nhiều người Tây Ban Nha đã trực tiếp tham gia ghi lại. Để có chút cảm nhận về những sự kiện đó, ta hãy cùng sống lại thời điểm ấy bằng cách đan dệt vào nhau trích đoạn tường thuật của những người ta nghe mắt thấy. Sáu chiến hữu của Pizarro trong đó có hai người anh em của ông là Hernan Do và Pedro. Sự khôn ngoan, tính can trường, kỷ luật quân đội, lòng cúc cung tận tụy, những chuyến hải hành đầy áp hiểm nguy và những trận chiến của người Tây Ban Nha những bề tôi của Hoàng đế bất khả chiến bại của đế quốc là Mã Thần Thánh, Đức, Vua và Chúa Tể Hiển nhiên của chúng ta sẽ mang niềm vui cho người ngoan đạo và nỗi kinh hoàng. Cho những phường vô đạo, vì lý do này, vì vinh quang của Chúa Trời và để phụng sự đức giáo hoàng của chúng ta, thần thật vui sướng được viết bản tường trình này gửi lên Hoàng thượng, sao cho mọi người biết đến những gì liên quan đang diễn ra ở chỗ này bản tường thuật này là vì vinh quang của Chúa Trời bởi họ đã chinh phục được và mang về cho tín ngưỡng Kitô thần thánh của chúng ta cơ man nào là những kẻ ngoại đạo nhờ sự dẫn dắt thiêng liêng của người. Đó là vì vinh quang của Hoàng đế chúng ta bởi nhờ quyền năng vĩ đại và hồng phúc của Ngài mà những sự kiện như vậy đã diễn ra dưới thời cai trị của chính Ngài. Việc này sẽ mang lại niềm vui cho những người ngoan đạo rằng họ đã chiến thắng những cuộc giao tranh thế kia, đã khám phá và chinh phục được những vùng đất thế kia, đã mang về cho đức vua và cho chính mình những bạc vàng châu báu thế kia, đã gieo rắc nỗi khiếp sợ đến gần ấy ở những quân ngoại đạo và đã khiến toàn nhân. Loại phải đem lòng bái phục, bởi đã có bao giờ, dẫu thời xưa hay ngày nay, một số người ít ỏi đến thế đã thắng được số đông đến thế, vượt qua ngần ấy xứ sở, băng qua ngần ấy biển khơi, rồi qua ngần ấy quãng đường, đạt được những kỳ tích lớn lao đến thế hầu chinh phục cái ta chưa từng thấy và chưa từng biết. Những người Tây Ban Nha của chúng ta, tuy chỉ là số ít, chưa lúc nào có quá 200 hay 300 người cùng một lúc, đôi khi chỉ có vỏn vẹn 100 người hay còn ít hơn nữa. Ngay trong thời đại chúng ta đã chinh phục nhiều lãnh thổ hơn bất cứ thời nào từ trước đến nay hoặc nhiều hơn lãnh thổ mà tất cả các. Ông Hoàng Ngoan Đạo và Ngoại Đạo từng sở hữu, giờ thần sẽ chỉ viết về những gì đã xảy ra trong cuộc chinh phạt và sẽ không viết nhiều để tránh rông dài. Thống đốc Pizarro muốn có thông tin tình báo từ một số người Anh điêng ở Kazamaka đến, thế là ngài ra lệnh cho tấn chúng. Chúng thú nhận rằng nghe nói Atahuapa đang đợi thống chế ở Kazamaka, thế là thông chế hạn lệnh tiến quân, khi đến cổng thành Kazamaka, chúng tôi thấy trại của Atahopa cách chừng 1L9, nơi chân núi, trại của người Anh điên trông như một thành phố thật đẹp. Họ có nhiều lều đến nỗi tất cả chúng tôi cứ ngẩn ra nhìn, cho tới lúc đó chúng tôi chưa hề thấy một cái gì như vậy ở vùng Đông Ấn, nó khiến tất cả người Tây Ban Nha chúng tôi kinh sợ và bối rối. Nhưng chúng tôi không thể để lộ mình đang sợ hãi hoặc quay lưng rút lui bởi nếu người anh điên nhận thấy dù chỉ một mảy may yếu đuối nào ở chúng tôi thì ngay cả những người anh điên mà chúng tôi mang theo làm người hướng dẫn cũng có thể sẽ giết chúng tôi. Vì thế chúng tôi cố tỏ ra tươi tỉnh phấn chấn, và sau khi cẩn thận quan sát thành phố cùng những chiếc lều, chúng tôi đi xuống thung lũng để vào thành Kazamaka. Chúng tôi bàn với nhau hồi lâu xem cần phải làm gì. Tất cả chúng tôi đều đầy sợ hãi bởi chúng tôi ít người quá mà lại đã thâm nhập quá sâu vào một vùng đất nơi chúng tôi không hy vọng gì được tiếp viện tất cả chúng tôi đến gặp thống chế để bàn xem sẽ hành động ra sao vào ngày hôm sau. Đêm hôm ấy chẳng mấy ai trong chúng tôi chập mắt, chúng tôi cứ ngắm mãi quảng trường Kazamaka, nhìn những đống lửa ngoài trời của quân Anh điên, nhìn cảnh tượng ấy mà khiếp sợ, hầu hết các đống lửa đều ở trên sườn đồi, gần nhau đến nỗi trông như bầu trời chi chít những sao. Đêm hôm đó không hề có sự phân biệt giữa kẻ quyền uy với người hèn mọn hay giữa binh lính chân đất và kỵ sĩ, tất cả đều làm nghĩa vụ canh gác, phụ khí lăm lăm trong tay. Hernan do Pizarro, em trai 10 của thống chế, dự đoán số binh sĩ Anh điên vào khoảng 40.000 người, nhưng ấy là ông nói dối để khích lệ chúng tôi, chứ thật ra có đến hơn 80.000 người Anh điên. Sáng hôm sau một điệp sứ của Atahopa đến, thống chế liền bảo y. Về bảo chúa của ngươi hãy đến khi nào và bằng cách nào tùy ngài muốn, và dù ngài đến bằng cách nào đi nữa ta cũng sẽ chào đón ngài như người bạn và người anh em, ta mong ngài đến sớm bởi ta rất muốn gặp ngài, ngài sẽ không bị hại gì cũng không phải chịu lời xúc phạm nào đâu. Thông chế cho em quân quanh quảng trường ở Kazamaka, chia kỵ binh thành hai nhóm, một nhóm ngài giao cho em trai Henan do Pizarro chỉ huy, nhóm kia ngài giao cho Henan do Zezoto. cũng vậy ngài chia bộ binh ra, bản thân ngài nắm một nhóm, nhóm kia ngài giao cho em trai là Juan Pizarro. Đồng thời ngài ra lệnh cho Pedro de Canzia đem hai, ba lính bộ binh mang kẻ lên một pháo đài nhỏ trong quảng trường, chốt tại đó với một ít hỏa lực. Khi tất cả người anh điên có đi cùng đã bước vào quảng trường, thống chế sẽ ra hiệu cho Kanjia và người của ông ta, sau đó họ sẽ bắt đầu nổ súng, kèn sẽ vang lên, nghe tiếng kèn, kỵ binh sẽ tràn ra từ khoảnh sân rộng nơi họ đang ẩn nấp sẵn sàng xung trận. Đến trưa Atahuapa bắt đầu ra lệnh cho người của mình xếp thẳng hàng rồi tiến lại gần, chẳng mấy chốc chúng tôi thấy toàn bộ đồng bằng đã tràn ngập người anh điên, chốc chốc lại dừng để đợi những người anh điên khác nữa vẫn đang rời chạy mà tiến tới đằng sau họ. Họ cứ kéo đến hết tốc này đến tốc khác mãi tới chiều, những tốp đầu tiên đã tiến sát gần trại chúng tôi mà những toán khác vẫn tiếp tục từ trại của người anh điên tố ra. Đi đằng trước Atahuapa là 2.000 người anh điên vừa đi vừa dẹp đường, theo sau họ là các chiến binh, một nửa đi đều bước trên cánh đồng bên trái ông ta, nửa kia thì bên phải ông ta, đi đầu là một phân đội anh điên mặc quần áo nhiều màu giống như bàn cờ. Họ vừa tiến tới vừa nhặt hết các cọng rơm trên mặt đất và quét sạch đường, sau đó là ba phân đội ăn mặc khác nhau vừa đi vừa múa hát, rồi đến một số người mặc áo giáp, mang những chiếc đĩa kim loại lớn, đội mũ miệng bằng vàng và bạc. Lượng đồ trang sức bằng vàng và bạc họ mang trên người nhiều đến nỗi ánh mặt trời lấp lánh trên đó nhìn thật vô cùng ngoạn mục, chính giữa họ nổi bật lên hình dáng của Atahualpa trong một chiếc kiệu thật đẹp, đầu các đòn khiêng cáng đều bịt bạc. 80 vị quý tộc khiêng ngài trên vai, tất cả đều mặc sắc phục màu xanh dương sặc sỡ, bản thân Atahualpa ăn mặc cực kỳ diêm dúa, đầu đội vương miện, cổ đeo phòng gồm những viên ngọc lục bảo lớn, ông ta ngự trên một chiếc ghế nhỏ, với một chiếc tệm lót đẹp đẽ hình cái yên đặt trên kiệu. Xung quanh kiệu cắm những chiếc lông két nhiều màu sắc, lại trang hoàng những chiếc đĩa bằng vàng và bạc. Đằng sau Atahuapa là hai kiệu khác và hai chiếc võng trong đó là một vài vị thủ lĩnh cấp cao, sau đó là mấy toán quân Anh điêng đội mũ miệng bằng vàng và bạc. Các toán người Anh điêng này bắt đầu bước vào quảng trường trong giai điệu những bài hát nghe thật hay, cứ vậy họ chiếm lĩnh từng ngóc ngách quảng trường, trong khi đó những người Tây Ban Nha chúng tôi thầy đều nấp trong sân chờ đợi sẵn sàng, dạ phập phùng sợ hãi nhiều người đái trong quần mà không biết chỉ vì khiếp đảm. Khi đến chính giữa quảng trường, atahuapa vẫn ngồi trong kiệu trên cao, trong khi binh lính tiếp tục dấn bước đằng sau ông ta. Thông chế Pizarro lúc này bèn cử đức cho Vicente Valverde đến nói chuyện với Atahuallpa và yêu cầu Atahuallpa nhân danh Chúa trời và đức vua Tây Ban Nha mà dâng mình cho luật pháp của Chúa Jesus Christ và phụng sự Chúa thượng đức vua Tây Ban Nha. Một tay cầm thánh giá, tay kia cầm quyển kinh thánh đức cha bước giữa những hàng quân anh điên mặt tiến về phía atahuapa rồi nói với ông ta ta là thầy cả của chúa trời ta dạy những người cơ đốc những điều về chúa và cũng bằng cách đó ta đến để dạy ngài cái ta dạy là những gì chúa đã nói trong quyển sách này vì vậy nhân danh chúa và những người cơ đốc ta khẩn cầu ngài hãy là bạn của họ bởi đó là ý chúa và việc đó sẽ mang điều tốt lành cho chính ngài atahuapa yêu cầu được xem cuốn sách thế là đức cha đưa sách lại gần ông ta atahuapa không biết cách mở sách ra nên đức cha liền chia tay ra để mở, nhưng A-ta-ho-pa à lại nổi cơn thịnh nộ mà đấm vào tay cha không muốn sách được mở ra. Đoạn tự ông ta mở sách thế rồi, hoàn toàn không sửng sốt trước những con chữ và trang giấy, ông ta quẳng sách ra xa năm sáu bước chân mà đỏ mặt tía tay, đức cha quay về phía Pizarro mà thét, đến đây, những người công giáo, hãy đến đây. Hãy đến mà tấn công bọn kẻ thù cho má này, kẻ đã dám cự tuyệt những gì của Chúa, tên bạo quân này đã ném cuốn sách luật thiêng của ta xuống đất, các con không thấy chuyện gì vừa xảy ra sao? Tại sao vẫn cứ lịch thiệp và xun xoe quỵ lụy quân chó mà kiêu căng quá đỗi này khi các đồng bằng đầy nghẹt người anh điêng, hãy tiến ra trừng trị nó đi, ta sẽ tha tội cho các con. Thế là thống chế ra hiệu cho Canzia, ông này liền nổ súng. Đồng thời tiếng kèn vang lên, và những toán quân Tây Ban Nha mang giáp trụ, cả kỵ binh lẫn bộ binh, liền từ chỗ nấp lao ra sông thẳng và đám người anh điêng không vũ khí đang đứng nghẹt quảng trường, miệng thét vang khẩu hiệu chiến đấu của Tây Ban Nha, Santiago, chúng tôi đã gắn lục lạc trên ngựa để làm người anh điên khiếp sợ. Tiếng súng nổ đùng đoàng, kèn vang inh ỏi và tiếng lục lạc lanh canh của ngựa khiến cho người anh điên cuống cuồng hoảng loạn, những người Tây Ban Nha đâm bổ vào chúng, xả chúng thành từng mảnh, người anh điên khiếp hãi đến mức chúng nháo nhào treo lên nhau thành đống và đè nhau chết ngạt. Bởi chúng không có vũ khí nên những người cơ đốc có thể tấn công chúng mà không hề nguy hiểm, kỵ binh quật chúng xuống, giết và đả thương chúng, truy đuổi chúng, bộ binh đột kích những kẻ còn lại một cách hoàn hảo đến mức chỉ trong một thời gian ngắn hầu hết bọn chúng đã làm mồi cho lưỡi kiếm. Đích thân thông chế cầm kiếm và dao găm cùng những người Tây Ban Nha ở bên ngài xông thẳng vào đám anh điên dày đặc và bằng sự dũng cảm vô song ngài đến được chỗ kiệu của Atahuapa chẳng mảy may sợ hãi. Ngài túm lên tay trái atahua pa mà thét Santiago. Nhưng không lôi được Atahuapa ra khỏi kiệu bởi nó được giữ trên cao quá, mặc dù chúng tôi đã giết chết những người anh điên khiêm kiệu xong những người khác lập tức sắp vào thế chỗ mà không ngừng giữ kiệu trên cao, cứ thế chúng tôi phải mất một hồi lâu để trấn áp và giết người anh điên. Cuối cùng, bảy tám kỵ binh Tây Ban Nha thúc ngựa lồng lên húc vào một bên chiếc kiệu, cố hết sức bình sinh cuối cùng họ cũng lật được kiệu sang một bên, thế là Atahuapa bị bắt và thống chế đưa Atahuapa về chỗ trú của ngài. Những người anh điên khiêm kiệu và những người hộ tống nhà vua chẳng lúc nào bỏ rơi ông ta, tất cả đều đã chết quanh ông ta bọn anh điên còn lại trên quảng trường cuống cuồng hoảng loạn, sợ chết khiếp khi nghe súng nổ và nhìn thấy những con ngựa, chúng chưa thấy cái gì như vậy bao giờ, chúng cố tháo chạy khỏi quảng trường bằng cách đạp đổ một khúc tường rồi tố ra chỗ đồng bằng bên ngoài. Kỵ binh của chúng ta nhảy phóc qua bức tường đổ, dầm dập phi ra chỗ đồng bằng, miệng thét, đuổi theo những tên ăn mặc diêm rúa kia, đừng để đứa nào thoát, xin giáo vào chúng đi. Tất cả binh lính anh điên khác mà Atahuapa đã mang đến đang ở cách Kazama cả một dạm sẵn sàng giáp chiến, nhưng không tên nào nhúc nhích, suốt thời gian đó chẳng một tên anh điên nào dương vũ khí lên chống lại người Tây Ban Nha. Khi các toán quân anh điên đang ở trên đồng bằng bên ngoài thành phố trông thấy những đám anh điên khác vừa tháo chạy vừa kêu thét, hầu hết chúng cũng kinh hồn táng đầm mà tháo chạy, đó là một cảnh tượng kinh khủng, bởi toàn bộ thung lũng rộng từ 15 đến 20 dạng 11 hoàn toàn kín ngịt người anh điên. Đêm đã xuống, kỵ binh chúng tôi vẫn đang xiên giáo vào bọn anh điên trên những cánh đồng thì bỗng nghe tiếng kèn gọi chúng tôi tập kết về trại giá như đêm chưa xuống thì chắc chẳng còn bao nhiêu tên trong số hơn 40.000 binh lính anh điêng còn sống sót. 6. 7.000 tên anh điêng nằm chết, rất nhiều tên khác bị chặt tay hoặc những vết thương khác. Bản thân Atahuapa thừa nhận chúng tôi đã giết 7.000 người của ông ta trong trận chiến đó, kẻ bị giết trên một trong những chiếc kiệu là Ngài Trinh Cha, một mệnh quan của ông ta, người mà ông ta rất sủng ái. Tất cả những người anh điêng khanh kiệu của Atahuapa hóa ra đều là những tù trưởng và ủy viên hội đồng cao cấp, họ đều bị giết sạch cũng như những người anh điêng được khanh trên các kiệu và võng. Vị chúa vùng Kazamaka cũng bị giết cùng nhiều người nữa, nhưng số người bị giết quá lớn không đếm xuể, bởi tất cả những ai tháp tùng Atahuapa đều là những quý tộc và chúa công lớn. Thật kỳ diệu khi thấy một thủ lĩnh hùng mạnh như vậy bị bắt một cách chớp nhoáng đến thế, khi ông ta đi cùng một đội quân hùng hậu nhường kia, thật ra thì không phải nhờ sức chúng tôi mà làm được điều này bởi chúng tôi quá ít người, ấy là nhờ ân sùng lớn lao của Đức Chúa Trời áo của Atahualpa bị rách khi người Tây Ban Nha lôi ông ta ra khỏi kiệu. Thông chế ra lệnh mang áo quần đến cho ông ta, và khi Atahualpa đã mặc quần áo rồi, thông chế ra lệnh Atahualpa ngồi cạnh ngài rồi xoa dịu cơn cuồng nộ và phẫn khích của ông ta khi thấy mình đang từ ngôi vị cao vời rơi phịch xuống nhanh đến vậy. Thông chế bảo Atahualpa, ngài có bị đánh bại và bắt làm tù binh thì cũng đừng coi là mình bị xúc phạm, bởi vì với những người Kitô đã đến đây cùng tôi, dù số lượng ít ỏi là vậy nhưng tôi đã chinh phục những vương quốc còn lớn hơn vương quốc của ngài, đánh bại những vị vua chúa còn hùng mạnh hơn ngài rồi đặt lên đó quyền thống trị. Của vị hoàng đế mà tôi là một thần dân, ấy là đức vua của Tây Ban Nha và của toàn thế giới. Chúng tôi đến đây chinh phạt mảnh đất này là theo lệnh của đức vua, sao cho tất cả đều biết đến Chúa Trời và tín ngưỡng Kitô thần thánh của người, và bởi sứ mệnh tốt lành của chúng tôi, Chúa Trời, đứng tạo ra trời đất và mọi vật trong trời đất, cho phép việc này xảy ra, để ngài được biết đến người mà thoát khỏi cái cuộc sống thú vật và ác quỷ mà ngài vẫn sống lâu nay chính vì lẽ đó mà chúng tôi dù ít ỏi đến vậy đã khuất phục được một xứ sở rộng lớn nhường ấy khi ngài đã thấy lâu nay mình sống trong lầm lạc thế nào ngài sẽ hiểu rằng khi đến đất nước ngài theo lệnh của hoàng thượng vua của tây ban nha ấy là chúng tôi làm điều tốt lành cho ngài hoàng thượng chúng tôi cho phép rằng lòng kiêu hãnh của ngài sẽ bị hạ thấp và không người anh đêm nào có thể xâm phạm đến một người cơ đốc giờ chúng ta hãy lần ngược lại chuỗi quan hệ nhân quả trong cuộc đụng độ khác thường này bắt đầu từ những sự kiện trực tiếp nhất. Khi Pizarro và Atahualpa gặp nhau ở Cajamarca, tại sao Pizarro lại bắt sống Atahualpa và giết nhiều kẻ tùy tùng của Atahualpa đến vậy chứ không phải lực lượng đông hơn gấp bội của Atahualpa bắt sống và giết Pizarro? Xét cho cùng, Pizarro chỉ có vỏn vẹn 62 lính cưỡi ngựa, cùng khoảng 106 lính bộ, trong khi Atahualpa thống lĩnh một đội quân khoảng 80.000 người. Còn về những sự kiện xảy ra trước các sự kiện đó, làm thế nào Atahualpa lại đến Cajamarca kia chứ? làm thế nào pizarro lại có mặt ở đó để bắt sống atahuapa chứ không phải Atahualpa đến tây ban nha để bắt sống vua charles đợi nhất tại sao atahuapa cứ thế đi thẳng vào cái bẫy của người tây ban nha cái bẫy mà do chúng ta là kẻ hậu sinh nên chúng ta mới thấy là lộ liệu đến vậy liệu có phải các nhân tố đã tác động đến cuộc gặp gỡ giữa atahuapa với pizarro cũng đóng một vai trò lớn hơn trong những cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc cựu thế giới với các dân tộc tân thế giới và giữa những dân tộc khác hay không tại sao pizarro bắt sống được Atahualpa? Ưu thế quân sự của Pizarro nằm ở các lưỡi gươm bằng thép và những vũ khí khác, áo giáp thép, súng ống và ngựa của người Tây Ban Nha. Đối với những vũ khí đó thì quân đội của Atahualpa vốn không có con vật nào để cưỡi đặng sông vào trận chiến, chỉ có thể đương đầu bằng những chiếc dùi cui, gậy và diêu tay bằng đá, đồng hay gỗ, cộng thêm ná và áo giáp bằng vài trần. Sự bất cân xứng về trang thiết bị đó có tầm quan trọng quyết định trong vô số những cuộc đối đầu khác giữa người châu Âu với người châu Mỹ bản địa và những dân tộc khác. Những người châu Mỹ bản địa duy nhất đã kháng cự được sự chinh phục của người châu Âu trong suốt nhiều thế kỷ là các bộ lạc đã giảm bớt được sự chênh lệch về quân sự bằng cách xoay sở sao cho có được ngựa và súng rồi học cách làm chủ chúng. Đối với người Mỹ da trắng bình thường, từ người anh điên gợi lên hình ảnh một người anh điên vùng đồng bằng cưỡi ngựa khoác súng trường, giống như các chiến binh siêu từng xóa sổ tiểu đoàn quân đội Mỹ của tướng George Custer trong trận đánh lừng danh tại Little Bighorn vào năm 1876 chúng ta dễ dàng quên mất rằng xưa kia người châu mỹ bản địa vốn không hề biết đến ngựa và súng trường, hai thứ này được người châu âu mang tới và đã làm biến đổi xã hội những bộ lạc anh điên nào có được chúng. nhờ làm chủ được ngựa và súng trường mà những người anh điên vùng đồng bằng (Plains Indian) ở bắc mỹ, người anh điên acau Cania ở nam Chile và người anh điên vùng pampa ở Argentina đã có thể kháng cự lại người da trắng xâm lăng trong một thời gian dài hơn bất cứ người châu mỹ bản địa nào khác. họ chỉ chỉ khuất phục khi chính phủ da trắng tiến hành những chiến dịch quân sự quy mô lớn vào các thập niên 1870 và 1880, ngày nay chúng ta khó lòng hiểu nổi vì sao dù có sự tranh lệch quá lớn về quân số nhưng rốt cuộc thiết bị quân sự của người Tây Ban Nha vẫn thắng. Tại trận Kazamaka được tường thuật lại trên đây, 168 người Tây Ban Nha đã nghiền nát một đội quân châu Mỹ bản địa đông hơn tới 500 lần, giết hàng ngàn người bản địa trong khi phía Tây Ban Nha không hề mất lấy một người. Rồi lại bao nhiêu lần nữa? các tường thuật về những trận đánh về sau của pizarro với người inca rồi việc co té chinh phục người Aztec, cùng những chiến dịch đầu tiên khác của người châu âu đánh người châu mỹ bản địa càng minh họa thêm những cuộc đối đầu mà ở đó một dúm vài chục người châu âu cưỡi ngựa đánh cho tàn tác và giết sạch hàng ngàn người anh điêng trong cuộc hành quân của pizarro từ Cajamarca đến thành phố cuco của nước inca sau khi Atahualpa đã diễn ra bốn trận đánh như vậy tại joza vikahoman vikakonga và cugo trong mỗi trận trong bốn trận này vỏn vẹn 80 30, 110 và 40 người Tây Ban Nha đã đương đầu với hàng ngàn, hàng vạn người Anh điên. Những chiến thắng đó của người Tây Ban Nha không thể lý giải chỉ là do sự giúp đỡ của các đồng minh châu Mỹ bản địa, do cú sốc tâm lý khi lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí và ngựa của người Tây Ban Nha, hay là do, như người ta thường nói người Inca lầm tưởng những người Tây Ban Nha kia là thần visacocha Của họ trở về, những chiến thắng đầu tiên của Pizarro và Cote đúng là có sự tham gia của các đồng minh người bản địa. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó hẳn sẽ không trở thành đồng minh nếu họ không tâm phục khẩu phục trước việc người Tây Ban Nha đã thắng những trận tương bừng trước đó mà chẳng cần ai giúp đỡ. Nếu họ không hiểu rằng kháng cự là vô ích và tốt nhất nên đứng về phía những kẻ mà trước sau cũng thắng. Ngựa, vũ khí bằng thép và súng ống quả đúng là những thứ mà người Inca ở Cajamarca chưa từng thấy bao giờ. Song ở những trận đánh sau trận Cajamarca, người Inca đã kháng cự quyết liệt sau khi họ đã nhìn thấy vũ khí và ngựa của người Tây Ban Nha. Trong vòng 6 năm kể từ cuộc chinh phục đầu tiên, người Inca đã dấy lên hai cuộc khởi nghĩa ác liệt, quy mô lớn và được chuẩn bị kỹ càng hòng chống lại người Tây Ban Nha. Các nỗ lực đó đều thất bại bởi ưu thế vượt trội của vũ khí Tây Ban Nha. Cho đến năm 1700, súng đã thay gươm làm vũ khí chính khiến người châu Âu có ưu thế so với người châu Mỹ bản địa và các dân tộc bản địa khác. Chẳng hạn, vào năm 1808, một lính thủy anh tên là Charlie Savet có súng trường và mang mục đích rõ ràng đã đến quần đảo Phi Tay Savet cái tên thật là thích hợp hai này đã hành động hoàn toàn đơn thương độc mã hầu đảo lộn cán cân quyền lực ở Phi Trong số nhiều kỳ tích của ông ta, có lần ông ta treo xuồng ngược sông đến một làng của người Phi dừng lại cách hàng rào làng chưa quá một tầm súng lục rồi cứ thế xả súng vào đám dân làng chẳng có gì bảo vệ. Nạn nhân của ông ta nhiều đến nỗi đám dân làng còn sống sót chất những cái xác lên thành đống làm chỗ nấp, dòng sông sau làng thì đỏ ngầu màu máu, những ví dụ như vậy về sức mạnh của súng ống khi đối đầu với các dân tộc bản địa không có súng có thể nhân lên vô cùng tận. Tuy nhiên, vào thời điểm người Tây Ban Nha chinh phục người Inca, súng chỉ đóng vai trò thứ yếu, súng vào thời đó, gọi là súng hỏa bay khó nạp đạn và khó bắn, mà Pizarro cũng chỉ có hơn 10 khẩu mà thôi, quả là những khi người Tây Ban Nha bắn thì chúng cũng có gây tác động tâm lý lớn. Song có tầm quan trọng hơn nhiều là những lưỡi gươm, mũi giáo và dao găm bằng thép của người Tây Ban Nha, những vũ khí mạnh mẽ sắc nhọn có thể giết chết những người anh điên mặc áo giáp mỏng manh. Ngược lại, những chiếc dùi cui đầu tù của người anh điên tuy có thể đánh và làm người Tây Ban Nha bị thương nhưng lại hiếm khi giết được họ. Áo giáp bằng thép hoặc mảnh kim loại ghép và trên hết là mũ trụ bằng thép của người Tây Ban Nha thường bảo vệ họ một cách hữu hiệu trước những cú đánh bằng dùi cui, trong khi áo giáp bằng phải trần của người anh điên chẳng bảo vệ được gì trước những vũ khí bằng thép. Từng thuật của những người chứng kiến luôn nhắc tới ưu thế to lớn của người Tây Ban Nha nhờ cưỡi ngựa, các kỵ sĩ có thể dễ dàng vượt trước đám lính anh điên chạy bộ trước khi đám này kịp báo tin cho những toán quân anh điên đi sau họ, cũng như có thể truy đuổi và giết chết những người anh điên chạy bộ. Cơn sốc khi nhìn thấy những cú phi của lũ ngựa, tính cơ động của chúng, tốc độ tấn công chấp nhắn nhờ có chúng, lại thêm nhờ cưỡi trên ngựa mà các kỵ sĩ được có thể chiến đấu từ tầm cao an toàn, tất cả những điều đó khiến cho binh sĩ chạy bộ của đối phương gần như vô vọng khi ra ngoài đồng trống. Hiệu quả của ngựa không phải chỉ gói gọn trong nỗi kinh hoàng mà chúng gây ra cho quân đối phương khi mới áp lần đầu. Đến thời điểm xảy ra cuộc khởi nghĩa lớn của người Inca vào năm 1536, người Inca đã học được cách tự vệ trước kỵ binh Tây Ban Nha bằng cách phục kích và tiêu diệt kỵ sĩ Tây Ban Nha ở cự ly gần. Nhưng người Inca, cũng như mọi binh sĩ chạy bộ khác, không bao giờ đánh bại nổi kỵ binh khi ra ngoài đồng trống. Khi Quy do Yopangui, vị tướng giỏi nhất của Manco, hoàng đế Inca, kẻ nối ngôi Atahualpa, bao vây quân Tây Ban Nha ở Lima vào năm 1536 và cố chiếm thành phố, hai toán kỵ binh Tây Ban Nha đã tấn công một lực lượng Inca đông hơn gấp nhiều lần trên đất bằng, giết chết Quy Do. Và tất cả ban tham mưu của ông ta ngay trong cuộc đột kích đầu tiên, sau đó đánh cho quân Anh điên tan tác, một toán kỵ binh tương tự gồm 26 người đã đánh tan những đạo quân tinh nhuệ nhất của bản thân Hoàng đế Manco khi ông này đang bao vây người Tây Ban Nha ở Cusco. Việc loài ngựa làm thay đổi hình thái của chiến tranh đã khởi đầu từ sự thuần hóa ngựa vào khoảng 4.000 năm TCN, giờ, công nghệ ở vùng thảo nguyên phía Bắc Biển Đen ngựa cho phép những ai sở hữu chúng vượt những khoảng cách xa hơn nhiều so với đi bộ, tấn công bất ngờ và chạy thoát trước khi tập hợp được lực lượng phòng ngự mạnh. Như vậy, vai trò của chúng ở Kazama là tiêu biểu cho một vũ khí quân sự mạnh mẽ và hữu hiệu trong suốt 6.000 năm cho đến tận đầu thế kỷ 20, một vũ khí mà rốt cuộc đã được áp dụng trên mọi châu lục. Mãi đến thế chiến thứ nhất, vị thế thống trị của kỵ binh trong chiến tranh cuối cùng mới chấm dứt. Đã xét tới những lợi thế của người Tây Ban Nha có được nhờ ngựa, vũ khí bằng thép và áo giáp khi chống lại những binh lính chạy bộ trong tay không có một tấc kim loại thì chẳng còn lạ gì việc người Tây Ban Nha cứ đều đều thắng hết trận này đến trận khác trước đối phương đông gấp nhiều lần. Tại sao Atahualpa lại đến Cajamarca? Atahualpa và quân đội ông ta đến Cajamarca bởi họ vừa chiến thắng những trận đánh có ý nghĩa quyết định trong một cuộc nội chiến khiến cho người Inca bị chia rẽ và dễ bị tổn thương. Pizarro nhanh chóng nhận ra được những sự chia rẽ đó và lợi dụng chúng. Nguyên nhân dẫn tới nội chiến là một trận dịch đậu mùa lan tràn khắp cả vương quốc giữa những người Anh điên Nam Mỹ sau khi người Tây Ban Nha đến định cư ở Panama và Colombia, giết chết hoàng đế Inca Kanakapak và hầu hết triều đình của nhà vua vào khoảng năm 1526, sau đó thì lại giết chết luôn. Người được chỉ định kế vị nhà vua là Ninan Những nhưng cái chết này dẫn tới một cuộc tranh đoạt ngôi báu giữa Atahuapa và người Anh cùng cha là Huaca, giá như không có trận dịch thì người Tây Ban Nha đã phải đối đầu với một đế quốc thống nhất sự có mặt của Atahualpa ở Cajamarca làm nổi bật một trong những nhân tố chủ chốt trong lịch sử thế giới. Những căn bệnh từ các dân tộc đi xâm lược vốn đã mang kháng thể đáng kể lây nhiễm sang các dân tộc không có kháng thể. Bệnh đậu mùa, bệnh sởi, cúm, sốt phát ban, dịch hạch và những căn bệnh truyền nhiễm khác ở châu Âu đã đóng vai trò quyết định trong các cuộc chinh phục của người châu Âu bằng cách giết hại nhiều dân tộc trên các châu lục khác. Chẳng hạn, một trận dịch đậu mùa đã tàn hại người Aztec sau khi cuộc tấn công đầu tiên của người Tây Ban Nha vào năm 1520 thất bại, giết chết quý lá, vị hoàng đế Aztec vừa kế ngôi Montezuma. Khắp nơi ở châu Mỹ, các bệnh dịch do người châu Âu mang tới đã lan tràn từ bộ lạc này sang bộ lạc khác từ lâu trước khi bản thân người châu Âu đến, giết chết khoảng 95% dân số người châu Mỹ bản địa tiền Colombo. Những xã hội bản địa đông dân và có tổ chức cao nhất ở châu Mỹ, các tù trưởng quốc vùng Mississippi, đã biến mất theo cách đó trong khoảng từ năm 1492 đến cuối thế kỷ 17, ngay cả trước khi bản thân người châu Âu đến định cư lần đầu tiên ở lưu vực sông Mississippi. Một trận dịch đậu mùa vào năm 1713 đã là bước duy nhất và lớn nhất để người di cư châu Âu tiêu diệt sạch dân tộc san bản địa ở Nam Phi. Chẳng bao lâu sau khi người Anh định cư ở Sydney vào năm 1788 đã bắt đầu trận dịch đầu tiên làm chết hầu hết người châu Úc bản địa, một ví dụ có bằng chứng rõ ràng từ các đảo Thái Bình Dương là trận dịch đã quét qua Fiji vào năm 1806 do một vài thủy thủ châu Âu bị đám tàu Argo mà giặt lên bờ. Những trận dịch tương tự cũng xảy ra trong lịch sử Tonga, Hawaii và các đảo Thái Bình Dương khác. Tuy nhiên, tôi không có ý nói rằng vai trò của bệnh dịch trong lịch sử chỉ là lót đường cho sự bành trướng của người châu Âu. Sốt rét, sốt hoàng nhiệt và những bệnh khác của châu Phi nhiệt đới, Ấn Độ, Đông Nam Á và New Guinea là những trở ngại quan trọng nhất đối với người châu Âu khi thực dân hóa những vùng nhiệt đới này. Làm cách nào Pizarro đến được Cajamarca? Tại sao không phải là Atahualpa tìm cách chinh phục Tây Ban Nha? Pizarro đến được Cajamarca là nhờ công nghệ hàng hải của châu Âu vốn đã chế tạo được những con tàu đưa ông ta vượt đại tây dương từ Tây Ban Nha đến Panama, sau đó từ Panama đến Peru trên Thái Bình Dương. Vì thiếu công nghệ đó, Atahualpa đã không thể vượt biển mà bành trướng được ra ngoài Nam Mỹ. Ngoài bản thân những con tàu sự hiện diện của Pizarro còn phụ thuộc vào tổ chức chính trị tập trung hóa vốn đã cho phép Tây Ban Nha có tiền để đầu tư, đóng tàu, thuê nhân công và trang bị cho những con tàu đó. Đế quốc Inca cũng có tổ chức chính trị tập trung hóa, nhưng điều này hóa ra lại gây bất lợi cho họ vì Pizarro đã lợi dụng đúng quy trình lãnh đạo tập trung đó bằng cách bắt sống Atahopa. Bởi vì bộ máy cai trị của Inca bị đồng hóa mạnh mẽ với vị quân vương tuyệt đối được coi là thần thánh đó, cho nên sau khi Atahopa chết thì nó cũng tan rã công nghệ hàng hải cộng thêm tổ chức chính trị cũng có tầm quan trọng cốt tử đối với việc người châu Âu chinh phục các lục địa khác cũng như việc bành trướng của nhiều dân tộc khác. Một sự kiện có liên quan đã đưa người Tây Ban Nha đến Peru, ấy là sự hiện diện của chữ viết. Tây Ban Nha có chữ viết còn đế quốc Inca thì không, nhờ có chữ viết mà thông tin có thể được truyền bá rộng hơn nhiều, chính xác hơn nhiều và chi tiết hơn nhiều so với truyền miệng. Thông tin đó quay trở về Tây Ban Nha sau những chuyến du hành của Colombo và từ cuộc chinh phục Mexico của Cortés đã khiến người Tây Ban Nha đổ xô sang tân thế giới. Các thư từ và sách vở mang lại động cơ cho việc này và đồng thời cho những chỉ dẫn cạn kẽ cần thiết về hàng hải. Bản báo cáo đầu tiên được ấn hành về những kỳ tích của Pizarro của bạn đồng hành ông ta là thuyền trưởng Di Tó Ba được in tại CV vào tháng 4 năm 1534, chỉ 6 tháng sau khi Atahuapa bị hành quyết nó trở thành sách bán chạy nhất, được nhanh chóng dịch ra các thứ tiếng châu Âu khác và khiến lại thêm một dòng người di cư Tây Ban Nha nữa đổ sang nhằm củng cố quyền kiểm soát của Pizarro đối với Peru. Tại sao Atahualpa đi thẳng vào bẫy? Ngày nay nhìn lại, ta thấy thật lạ lùng rằng Atahualpa đã bước thẳng vào cái bẫy rất ư lộ liễu của Pizarro ở Cajamarca. Bản thân những người Tây Ban Nha đã bắt cóc, ông ta cũng ngạc nhiên không kém khi thấy mình thành công như vậy. Những hệ quả của chữ viết thật là rõ ràng trong cách lý giải tối hậu. Cách lý giải trực tiếp nhất là Atahualpa có rất ít thông tin về người Tây Ban Nha, sức mạnh quân sự và ý định của họ. Ông ta có được chút thông tin ít ỏi đó nhờ truyền miệng, chủ yếu từ một đặc sứ đã đến thăm lực lượng của Pizarro trong vòng hai ngày khi lực lượng này đang trên đường từ bờ biển tiến vào nội địa. Viên đặc sứ này đã thấy những người Tây Ban Nha giữa lúc họ đang nhếch nhác lôi thôi nhất, thành thử ông ta bảo Atahualpa rằng họ không phải là những chiến binh, nên chỉ cần 200 người anh điên là có thể trói gô họ lại dễ dàng thật dễ hiểu rằng Atahualpa đã không bao giờ nghĩ đến chuyện người Tây Ban Nha rất đáng sợ và họ sẽ tấn công ông ta mà chẳng buồn khiêu khích. ở Tân thế giới, chỉ một số người thuộc lớp tinh hoa ở một số dân tộc tại Mexico ngày nay và những vùng lân cận xa về phía Bắc Đế quốc Inca mới có khả năng viết. Mặc dù việc người Tây Ban Nha chinh phục Panama chỉ cách biên giới phía Bắc của Inca vòn vẹn 600 dặm 13, đã khởi đầu vào năm 1510. Nhưng mãi đến khi Pizarro lần đầu tiên đặt chân lên bờ biển Peru vào năm 1527, người Inca vẫn hoàn toàn chẳng biết tí gì ngay cả về chính sự tồn tại của người Tây Ban Nha, Atahualpa hoàn toàn chẳng biết gì về việc người Tây Ban Nha đã chinh phục được những xã hội hùng mạnh và đông dân nhất ở vùng Trung Mỹ. Đối với chúng ta ngày nay, cũng lạ lùng như cách hành xử của Atahualpa dẫn đến việc ông ta bị bắt cóc là cách hành xử của ông ta sau khi bị bắt ông ta đồng ý nộp khoản chuộc lừng danh kia bởi tin tưởng một cách ngây thơ rằng một khi đã được tiền chuộc người Tây Ban Nha sẽ thả ông ta ra rồi bỏ đi. Ông ta chẳng thể nào hiểu nổi rằng người của Pizarro chỉ là mũi nhọn đầu tiên của một lực lượng đang giáp tâm chinh phục lâu dài chứ nào phải là một cuộc tấn công nhỏ lẻ. Atahuapa không phải là người duy nhất mắc phải những tính toán sai lầm chết người đó. Ngay cả sau khi Pizarro đã bị bắt, em của Francisco Pizarro là Henan do Pizarro đã lừa được vị thống soái của Atahuapa là Chacuchima, cái đang cầm đầu một đạo quân lớn, để ông ngài tự nộp mình cho người Tây Ban Nha. Tính toán sai lầm của Chakuchima đánh dấu một bước ngoặt trong sự sụp đổ của cuộc kháng chiến Inca, một sự kiện hầu như cũng hệ trọng như bản thân việc Atahualpa bị bắt. Hoàng đế Aztec Montezuma đã tính nhầm còn tai hại hơn khi xem Co Té là một vị thần tai dáng trần và cho phép Co Té cùng đội quân bé tí của ông ta được vào kinh đô Te Tít Lán của Aztec. Hậu quả là Co Té bắt sống Montezuma, sau đó tiến lên chinh phục Te Tít Lán và toàn bộ đế quốc Aztec ở mức độ thường tình những tính toán sai lầm của atahuapa chakuchima montezuma và vô số các nhà lãnh đạo châu mỹ bản địa khác bị người châu âu lừa phỉnh đều là bởi không một cư dân nào của tân thế giới thời đó từng đến cựu thế giới nên dĩ nhiên họ không thể có thông tin cụ thể nào về người tây ban nha nhưng dù vậy đi nữa chúng ta vẫn khó lòng tránh khỏi đi đến kết luận rằng lẽ ra atahuapa nên đa nghi hơn giá như xã hội của ông ta đã trải nghiệm nhiều loại hành vi của con người hơn Pizarro khi đến Kazamaka cũng hoàn toàn chẳng có thông tin gì về người Inca ngoại trừ những gì ông ta biết được bằng cách tra hỏi những thần dân Inca mà ông ta gặp vào năm 1527 và 1531. Tuy nhiên, dù bản thân Pizarro là kẻ mù chữ, dẫu sao ông ta vẫn thuộc về một xã hội có chữ viết, từ sách vở, người Tây Ban Nha đã biết về nhiều nền văn minh đương thời cách xa châu Âu và về hàng mấy ngàn năm lịch sử châu Âu. Pizarro rõ ràng đã răng bẫy bắt Atahualpa theo đúng khuôn mẫu học được từ Cortés. Nói ngắn gọn, chữ viết đã giúp người Tây Ban Nha được thư hưởng một nền tri thức rộng lớn về hành vi con người và lịch sử loài người. Ngược lại, Atahualpa không chỉ chẳng có chút khái niệm nào về bản thân người Tây Ban Nha, cũng chưa hề có kinh nghiệm cá nhân về những kẻ xâm lược đến từ bên kia biển mà thậm chí ông ta còn chưa hề nghe nói hay đọc được về những mối đe dọa tương tự đối với bất cứ ai, ở bất cứ đâu, vào bất cứ. Lúc nào trước kia trong lịch sử, cái kinh nghiệm bao la đó đã khích lệ Pizarro răng bẫy và suy khiến Atahualpa bước vào bẫy đó. Như vậy, việc Pizarro bắt sống Atahualpa minh họa cho chuỗi nhân tố trực tiếp dẫn đến việc người châu Âu thực dân hóa tân thế giới thay vì người châu Mỹ bản địa thực dân hóa châu Âu. Những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thành công của Pizarro là kỹ thuật quân sự dựa trên súng ống, vũ khí bằng thép và ngựa, những bệnh truyền nhiễm xuất xứ từ Âu Á, kỹ thuật hàng hải của châu Âu, tổ chức chính trị tập trung hóa của các nước châu Âu và chữ viết. Nhân đề cuốn sách này sẽ đóng vai trò tóm lược các nhân tố trực tiếp này vốn cũng là những nhân tố cho phép người châu Âu hiện đại chinh phục các dân tộc khác trên những châu lục khác. Từ lâu trước khi có người nghĩ đến chuyện chế ra súng và thép, những nhân tố khác cũng trong nhóm nhân tố này đã dẫn đến sự bành trướng của một số dân tộc không phải châu Âu, như ta sẽ thấy trong các chương sau. Nhưng chúng ta vẫn đang bỏ ngỏ câu hỏi cơ bản, ấy là tại sao tất cả những ưu thế trực tiếp này đều nằm ở châu Âu chứ không phải ở tân thế giới? Tại sao không phải người Inca phát minh ra súng và vũ khí bằng thép, cưỡi những con vật cũng đáng sợ như ngựa, mang những mầm bệnh mà người châu Âu không có kháng thể, đóng những con tàu có khả năng vượt đại dương, có tổ chức chính trị tiên tiến và có khả năng dựa vào kinh nghiệm của hàng ngàn năm lịch sử thành văn. Đó không còn là những câu hỏi về chuỗi nhân quả trực tiếp mà chương này đề cập đến, các câu hỏi về nguyên nhân tối hậu sẽ chiếm trọn hai phần tiếp theo của cuốn sách này. Chương 4, sức mạnh của nhà nông hồi ở tuổi thiếu niên, vào năm 1956, tôi sống suốt mùa hè ở bang Montana, làm việc cho một nông dân luống tuổi tên là Fred Hichi. Ông sinh ở Thụy Sĩ, đến tuổi thiếu niên thì di cư sang Mỹ, sống ở miền Tây Nam Montana và gây dựng một trong những nông trại đầu tiên ở vùng này, hồi ông mới đến, hầu hết người châu Mỹ bản địa chuyên săn bắt hái lượm vẫn còn sống ở đó. Các bạn tá điền của tôi là những người da trắng thô kệch hễ mở mồm là tôn ra hàng tràng những lời tục tiễu, làm việc suốt các ngày thường để cuối tuần lại tiêu bằng hết tiền lương ở quán rượu địa phương. Tuy nhiên, trong số các tá điền có một người thuộc bộ lạc Largsfort của người Anh điên tên là Levi cư xử rất khác với đám thợ thuyền lỗ mãng, lịch sự, ân cần, tỉnh táo, ăn nói đàng hoàng. Ông là người Anh điên đầu tiên mà tôi dành hầu hết thời gian bên cạnh và tôi đâm ra khâm phục ông. Chính vì vậy tôi đã thất vọng e chê khi một chiều chủ nhật kia ngay cả Levi cũng say khướt, chân nam đá chân chiêu và văng tục sau một tối chủ nhật say bí tỉ trong số những lời chửi của ông có một câu hằn sâu vào ký ức tôi. Mẹ kiếp nhà anh, Fred Hitchi, mẹ kiếp cái con tàu đã đưa anh từ Thụy Sĩ sang đây. Lời đó đã khiến tôi đau đớn ngộ ra rằng ở trường người ta vẫn dạy tôi cũng như bọn trẻ khác về cái gọi là công cuộc chinh phục hào hùng miền viễn Tây nước Mỹ nhưng đối với người Anh điên cái công cuộc đó thực chất là gì? Gia đình Fred Hitchi tự hào về ông, một nhà nông tiên phong đã thành công trong những điều kiện khó khăn, nhưng bộ lạc của Levi gồm các thợ săn và chiến binh lừng danh thì bị các nhà nông da trắng xâm lăng kia cướp và đất đai, làm cách nào những nhà nông đã chiến thắng các chiến binh lừng danh đó được. Suốt hầu hết quãng thời gian từ khi tổ tiên người hiện đại tách ra khỏi tổ tiên các loài vượn lớn, cách đây khoảng 7 triệu năm, mọi con người trên trái đất đều kiếm cái ăn hoàn toàn chỉ bằng cách hái lượm quả dại và săn bắt thú hoang, như bộ lạc Lắc vẫn làm vào thế kỷ 19. Chỉ trong vòng 11.000 năm trở lại đây một số dân tộc mới chuyển sang cái gọi là sản xuất lương thực, nghĩa là thuần hóa thú hoang và cây dại rồi ăn thịt thú nuôi và các cây trồng, ngày nay, hầu hết các dân tộc trên thế giới tiêu thụ lương thực do chính họ làm ra hoặc do ai đó khác sản xuất cho họ. Với tốc độ thay đổi như hiện nay thì chỉ trong vài thập niên nữa số ít những bộ lạc săn bắt hái lượm còn sót lại sẽ từ bỏ cách sống của mình, sẽ tan rã hoặc diệt vong, qua đó hàng bao triệu năm con người gắn bó với lối sống săn bắt hái lượm rồi sẽ cáo chung. Mỗi dân tộc trên thế giới đạt tới sản xuất lương thực vào một thời điểm khác nhau vào thời tiền sử, một số dân tộc chẳng hạn người châu Úc bản địa, chẳng bao giờ đạt tới sản xuất lương thực cả. Trong số những dân tộc đã đạt tới sản xuất lương thực, một vài dân tộc như Trung Hoa cổ đại tự mình phát triển nền sản xuất lương thực mà không phụ thuộc vào ai, trong khi những dân tộc khác, kể cả Ai Cập cổ đại thì tiếp thu sản xuất lương thực từ các dân tộc láng giềng. Xong, như ta sẽ thấy, một cách gián tiếp, sản xuất lương thực là một điều kiện tiên quyết cho việc phát triển súng, vi trùng và thép. Vì vậy, những khác biệt địa lý dẫn đến dân tộc này hay dân tộc khác có chuyển thành nhà nông và nhà chăn nuôi hay không, nếu có thì vào thời gian nào, có thể lý giải một phần lớn tại sao số phận về sau của các dân tộc lại tương phản nhau đến vậy. Trước khi đi sâu vào 6 chương kế tiếp nhằm thấu hiểu xem những khác biệt về địa lý trong sản xuất lương thực đã phát sinh như thế nào, chương này sẽ lần theo những mối liên hệ chủ yếu mà qua đó sản xuất lương thực đã dẫn đến những ưu thế khiến Pizarro có thể bắt sống Atahualpa và dân tộc của Fratichi. Có thể tước đoạt tất đai từ dân tộc của Levi, Hình 4.1, liên kết đầu tiên là liên kết trực tiếp nhất, càng có nhiều phương tiện chứa calo gì ăn được thì càng có nhiều người hơn. Trong số các loài cây dại và thú hoang, chỉ có một thiểu số nhỏ là con người ăn được hoặc đáng cho họ săn bắt hay hái lượm. Hầu hết các loài đều vô dụng, chúng ta không thể dùng làm thức ăn, vì một hay một số những nguyên nhân sau. Không tiêu hóa được, như vỏ cây, độc, như bướm sâu bông tai hay nấm độc, giá trị dinh dưỡng thấp, sữa, chế biến quá nhiều khê, các loại hạt quá nhỏ, khó săn bắt ấu trùng của hầu hết côn trùng hoặc săn bắt rất nguy hiểm như tê giác. Hầu hết sinh khối, tức vật chất sống trên mặt đất nằm dưới dạng gỗ và lá mà phần lớn không thể tiêu hóa được đối với con người. Bằng cách chọn và nuôi trồng các loài cây và thú mà chúng ta ăn được, sao cho chúng bao hàm 95% chứ không phải 0,1% sinh khối trên một hecta đất, chúng ta có lượng calo di ăn được lớn hơn nhiều trên mỗi hecta. Kết quả là, nếu chăn nuôi gia súc và làm nông, một hecta có thể nuôi sống nhiều người hơn tiêu biểu là nhiều hơn từ 10 đến 100 lần so với săn bắt hái lượng. Sức mạnh của những con số trần trụi này chính là lợi thế quân sự đầu tiên trong nhiều lợi thế quân sự của những bộ lạc sản xuất lương thực so với các bộ lạc săn bắt hái lượm. 40. Hình 4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến những mẫu hình chung của lịch sử. Sơ đồ chuỗi nhân quả dẫn tới các nhân tố trực tiếp, như súng, vi trùng và thép cho phép một số dân tộc đi chinh phục những dân tộc khác, cho đến những nhân tố tối hậu, như hướng trục của các lục địa. Chẳng hạn, các bệnh truyền nhiễm đa dạng của con người đã tiến hóa ở những khu vực nơi có nhiều loài cây và thú hoang dã thích hợp cho sự thuần hóa một phần bởi các cây trồng và vật nuôi sinh ra từ đó đã giúp nuôi sống những quần thể người đông đúc nơi mà bệnh truyền nhiễm có thể duy trì một phần bởi các căn bệnh đã tiến hóa từ những vi trùng của bản thân các loài thú đã được thuần hóa ở những xã hội loài người có sở hữu gia súc các loài gia súc nuôi được nhiều người hơn bằng bốn cách khác nhau cung cấp thịt sữa phân bón kéo cày Trước hết và một cách trực tiếp nhất, gia súc trở thành nguồn chính cung cấp protein động vật cho xã hội thay vì thú hoang. Chẳng hạn, ngày nay, người Mỹ có xu hướng nhận nguồn protein động vật chủ yếu từ bò, lợn, cừu và gà, trong khi thịt thú hoang chẳng hạn thịt nai chỉ là món xa xỉ ít khi đụng tới. Ngoài ra, một số loài gia súc lớn được dùng làm nguồn cung cấp sữa và sản phẩm từ sữa như bơ, phóng mát, sữa chua, các loài hữu nhũ cho sữa bao gồm bò, cừu, dê, ngựa, tuần lọc, trâu bò Jack, lạc đà A Dập và lạc đà Bắc Tri An. Bằng cách đó, trong suốt cuộc đời mình, các loài hữu nhũ này cho ta nhiều caloji hơn gấp mấy lần so với nếu ta chỉ giết chúng mà ăn thịt. Các loài gia súc hữu nhũ lớn cũng tương tác với các loại cây trồng theo hai cách để nâng cao năng suất cây trồng. Trước hết, như bất kỳ người làm vườn hoặc làm nông nào ngày nay vẫn biết qua kinh nghiệm, năng suất cây trồng có thể nâng cao đáng kể nếu được bón phân chuồng. Thậm chí dù ngày nay ta có phân bón tổng hợp do các nhà máy hóa chất sản xuất, nguồn phân bón chính cho cây trồng ở hầu hết các xã hội hiện đại vẫn là phân xúc vật, đặc biệt là bò sau ngoài ra còn có bò giác và cừu, phân xúc vật còn có giá trị làm nguồn chất đốt ở các xã hội truyền thống. Ngoài ra, gia súc hữu nhũ còn tương tác với cây trồng để nâng cao năng suất lương thực bằng cách kéo cày, nhờ đó con người có thể cày cấy những mảnh đất mà trước đây không mang lại hiệu quả cao trong trồng trọt. Các loài vật kéo cày gồm bò, ngựa, trâu, bò ba ly và loài lai giữa bò thường với bò giác. Sau đây là một ví dụ về giá trị của chúng, những nhà nông tiền sử đầu tiên ở Trung Âu cái gọi là nền văn hóa Linea Ban Kezami phát sinh khoảng trước 5.000 năm tê giờ, công nghệ một chút, chỉ bó hẹp ở những vùng đất đủ mềm để có thể cây cấy bằng những cây gậy chọc cầm tay. Chỉ hơn 1.000 năm sau, khi xuất hiện cày do bò kéo, các nông dân đó mới có thể mở rộng canh tác ra những vùng đất rắn rộng hơn nhiều. Tương tự, các nông dân châu Mỹ bản địa ở vùng đồng bằng lớn Bắc Mỹ vốn đã trồng trọt ở các thung lũng sông, nhưng canh tác trên đất rắn ở vùng cao thì phải đợi đến khi người châu Âu di cư sang vào thế kỷ 19 đem theo chiếc cày do gia súc kéo. Trên đây là những cách trực tiếp mà qua đó việc thuần hóa cây trồng và vật nuôi dẫn đến sự gia tăng dân số loài người nhờ cung cấp được nhiều lương thực hơn so với lối sống săn bắt hái lượm. Còn có một cách gián tiếp hơn, ấy là hệ quả của lối sống định cư vốn trở nên cần thiết khi người ta chuyển sang sản xuất lương thực. Trong các xã hội săn bắt hái lượm, người ta thường xuyên di chuyển để tìm lương thực hoang dã nhưng các nhà nông thì phải thường xuyên sống ở gần ruộng vườn mình. Việc cư trú cố định còn góp phần làm tăng mật độ dân số bằng cách cho phép rút ngắn khoảng cách giữa những lần sinh. Một bà mẹ săn bắt hái lượm đang chuyển chạy đi nơi khác thì chỉ có thể mang theo một đứa con bởi còn phải đèo bóng bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh khác. Bà ta không thể sinh thêm một đứa nữa chừng nào đứa trước chưa thể đi đủ nhanh để theo kịp bầy đoàn chứ không tụt lại đằng sau. Trên thực tế, các bộ lạc săn bắt hái lượm du cư chủ động sinh con cách 4 năm một đứa bằng các biện pháp như kéo dài thời gian cho con bú nhằm làm mất kinh, ho ea, tiết dục, giết trẻ em và phá thai. Ngược lại, những người định cư, do không bị ràng buộc vì chuyện mang con cái theo trên đường du cư, có thể sinh bao nhiêu con cũng được miễn là đủ sức nuôi ăn, khoảng cách giữa hai lần sinh đối với nhiều dân tộc làm nông là khoảng 2 năm và một nửa so với các dân tộc săn bắt hái lượm. Tỷ suất sinh cao hơn ở những người sản xuất lương thực, cùng với khả năng nuôi được nhiều người hơn trên một hecta, cho phép họ đạt mật độ dân số cao hơn nhiều so với những người săn bắt hái lượm. Một hệ quả riêng biệt của lối sống định cư là nó cho phép người ta tích trữ lương thực thặng dư, bởi việc tích trữ sẽ là vô nghĩa nếu người ta không cư trú ngay gần đó đặng canh chừng chỗ lương thực dự trữ. Tuy một số dân tộc săn bắt hái lượm du cư thỉnh thoảng cũng có thể để dành lương thực đủ ăn không chỉ trong vài ngày, song một phần thặng dư này chẳng có ích gì lắm đối với họ vì họ không thể bảo vệ nó, nhưng lương thực dự trữ là rất quan trọng để có thể nuôi những người làm các công việc chuyên môn ngoài sản xuất lương thực, mà số này thì nhất định rất đông. Chính vì vậy mà các xã hội săn bắt hái lượm ít có hoặc hoàn toàn không có các chuyên gia toàn thời gian như vậy, những người này chỉ xuất hiện đầu tiên ở các xã hội định cư, hai loại chuyên gia như vậy là vua và quan lại. Các xã hội săn bắt hái lượm có xu hướng tương đối bình đẳng, không có quan lại chuyên nghiệp và tù trưởng cha truyền con nối, có tổ chức chính trị quy mô nhỏ ở cấp độ 7 người hai bộ lạc, đó là do tất cả những người săn bắt hái lượm đủ sức khỏe đều có nghĩa vụ dành hầu hết thời gian cho việc tìm lương thực. Ngược lại, khi người ta đã có thể tích chữ lương thực thì một nhóm tinh hoa về chính trị có thể nắm quyền kiểm soát chỗ lương thực do người khác sản xuất ra, nắm quyền đánh thuế, không phải tự nuôi sống mình mà dành toàn bộ thời gian cho các hoạt động chính trị. Vì lý do này, các xã hội nông nghiệp quy mô trung bình thường được tổ chức thành tù trưởng quốc, còn vương quốc thì chỉ phát triển ở các xã hội nông nghiệp quy mô lớn mà thôi. So với các bộ lạc săn bắt hái lượm, các đơn vị chính trị phức tạp này có nhiều khả năng hơn trong việc giấy lên những cuộc chiến tranh chinh phục kéo dài. Một số dân săn bắt hái lượng ở những môi trường đặc biệt trù phú, chẳng hạn vùng bờ biển Tây Bắc Thái Bình Dương của Bắc Mỹ và bờ biển Ecuador cũng phát triển thành xã hội định cư, tích trữ lương thực và có những tù trưởng quốc sơ khai, nhưng họ đã không đi xa hơn trên đường chuyển hóa thành vương quốc. Lương thực thặng dư tích trữ hình thành nhờ việc đánh thuế có thể nuôi cả những chuyên gia toàn thời gian khác nữa ngoài vua và quan lại, nó có thể được dùng để nuôi binh lính chuyên nghiệp, đều có liên quan trực tiếp nhất đến các cuộc chiến tranh chinh phục. Đó là nhân tố quyết định trong việc đế quốc Anh rốt cuộc đã đánh bại người bản địa Maori ở New Zealand dù họ có vũ trang đầy đủ. Tuy người Maori cũng giành được vài chiến thắng oanh liệt nhưng đấy chỉ là tạm thời, họ không duy trì nổi một đội quân thường trực trên chiến địa và rốt cuộc cũng bị làm hao mòn bởi 18.000 quân chuyên nghiệp của Anh. Lương thực sự chữ cũng cho phép nuôi sống giới tăng lữ, những người mang lại sự bảo chứng về tôn giáo cho các cuộc chiến tranh trinh phạt, các thợ thủ công chẳng hạn như thợ luyện kim, thợ làm gươm, súng và các kỹ thuật khác, và các thư lại, những người có thể lưu trữ nhiều thông tin hơn gấp bội so với chỉ ghi nhớ trong đầu. Từ trước đến giờ tôi đã nhấn mạnh những giá trị trực tiếp và gián tiếp của cây trồng và vật nuôi với tư cách là lương thực, tuy nhiên, chúng còn có những công dụng khác, chẳng hạn như cho ta mặc ấm và cung cấp những chất liệu có giá trị, cây trồng và vật nuôi cung cấp sợi may quần áo, chăn đệm, lưới và dây hầu hết các trung tâm thuần hóa cây trồng lớn đều phát triển không chỉ các cây trồng cho lương thực mà cả cây trồng cho sợi nhất là bông vải sợi lanh cung cấp vải lanh và gai dầu một số vật nuôi cung cấp sợi động vật đặc biệt là len từ cừu dê lạc đá nam mỹ lụa từ tầm xương gia súc là nguyên liệu quan trọng làm vật dụng đối với các dân tộc thời đồ đá trước khi nghề luyện kim xuất hiện da bò được dùng làm da thuộc một trong các cây trồng đầu tiên ở nhiều vùng tại châu mỹ được trồng không phải để lấy lương thực chẳng hạn cây bầu nậm ma quả được dùng làm vật chứa. Các loài gia súc hữu nhũ lớn còn cách mạng hóa xã hội loài người thêm một bước do chúng trở thành phương tiện giao thông đường bộ chính của chúng ta cho tới khi đường sắt được phát triển vào thế kỷ 19, trước khi loài vật được thuần hóa, phương tiện chính để vận chuyển người và hàng hóa trên đất liền là trên lưng người. Các loài hữu nhũ lớn đã thay đổi điều đó, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, người ta có thể vận chuyển hàng hóa nặng cũng như người với số lượng lớn và qua những khoảng cách lớn trên bộ một cách nhanh chóng, các gia súc dùng làm vật cưỡi là ngựa, lừa, bò chắc tuần lộc, lạc đà A Dập và lạc đà Bắc Chi An. Các con vật thuộc năm loài này, cùng với loài lama, cũng được dùng để mang hành lý, bò và ngựa được buộc vào xe để kéo, còn tuần lộc và chó thì kéo xe trượt tuyết ở Bắc Cực, ngựa trở thành phương tiện chủ yếu để vận chuyển đường dài trên hầu hết lục địa Âu Á. Ba loài lạc đà được thuần hóa, lạc đà A Dập, lạc đà Bắc Tri An và lama đóng vai trò tương tự ở nhiều vùng lần lượt tại Bắc Mỹ và A Dập, Trung Á và dãy Andes đóng góp trực tiếp nhất của việc thuần hóa cây trồng và vật nuôi đối với các cuộc chiến tranh chinh phục là từ loài ngựa Âu Á, vai trò quân sự của chúng cũng tương tự như xe jeep và xe tăng trong chiến tranh thời cổ đại trên lục địa này. Như tôi đã nhắc tới ở chương 3, chúng đã cho phép có té và Pizarro, dù chỉ mang theo một dúng quân mạo hiểm ít ỏi, vẫn lật đổ được các đế quốc Aztec và Inca. Còn sớm hơn thế rất nhiều, khoảng 4.000 năm giờ công nghệ, khi người ta còn cưỡi ngựa không có yên cương, Ngựa có thể đã là nhân tố quân sự trọng yếu khi những người nói các ngôn ngữ ấn âu bành trướng về phía tây từ vùng đất này là Ukraine. Các ngôn ngữ này rốt cuộc đã thay thế tất cả các ngôn ngữ Tây Âu từng tồn tại trước đó ngoại trừ tiếng Basque. Khi về sau ngựa được thắng vào xe, các trận đánh có xe do ngựa kéo được phát minh vào khoảng 1 năm t giờ công nghệ đã làm thay đổi triệt để hình thái chiến tranh ở vùng cận đông, khu vực Địa Trung Hải và Trung Hoa. Chẳng hạn, vào năm 1674 674 t giờ công nghệ. Ngựa thậm chí còn cho phép một dân tộc ngoại bang, người Hai Sous, chinh phục nước Ai Cập mà lúc bấy giờ chưa có ngựa, rồi tạm thời chiếm ngôi hoàng đế Ai Cập. Về sau, khi người ta đã phát minh ra yên ngựa và bàn đạp, ngựa đã cho phép người Hung nô và làn sóng các dân tộc khác từ vùng thảo nguyên châu Á tràn sang lấn chiếm lãnh thổ đế quốc La Mã và những nước kế thừa đế quốc này, với đỉnh cao là người Mông Cổ chinh phục hầu hết châu Á và nước Nga vào thế kỷ 13 và 14. Chỉ khi xe tải và xe tăng xuất hiện trong thế chiến thứ nhất thì cuối cùng ngựa mới bị xoán mất ngôi vị là phương tiện tấn công và vận chuyển nhanh chủ yếu trong chiến tranh. Lạc đà A Dập và lạc đà Bắc tri An cũng đóng vai trò tương tự trong khu vực địa lý của mình. Trong tất cả các ví dụ trên, các dân tộc có ngựa hay lạc đà thuần hóa hoặc có những phương tiện cải tiến để sử dụng chúng đều có ưu thế quân sự to lớn so với các dân tộc không có chúng. Cũng có tầm quan trọng tương đương trong các cuộc chiến tranh chinh phục là những vi trùng đã tiến hóa ở các xã hội loài người có gia súc, các bệnh truyền nhiễm như đậu mùa, sởi và cúm đã nảy sinh như những loài vi trùng chỉ riêng có ở người, xuất phát từ sự biến dị của một số vi trùng thủy tổ rất giống như vậy đã từng lây nhiễm ở động vật, chương 11. Những người đã thuần hóa thú vật là nạn nhân đầu tiên của các vi trùng mới tiến hóa này, nhưng sau đó những người này đã có được kháng thể cần thiết đối với các căn bệnh mới. Khi những người đã được miễn nhiễm một phần này tiếp xúc với các dân tộc khác vốn chưa từng tiếp xúc với các vi trùng đó, bệnh dịch sẽ xảy ra, giết chết có thể tới 99% những người chưa tiếp xúc vậy là các vi trùng mà về sâu xa bắt nguồn từ các loài vật thuần hóa đã đóng vai trò quyết định trong việc người châu Âu chinh phục người châu Mỹ bản địa, người châu Úc, người Nam Phi và cư dân hải đảo Thái Bình Dương. Nói ngắn gọn, việc thuần hóa cây trồng và vật nuôi có ý nghĩa lớn hơn nhiều chứ không chỉ mang lại nhiều lương thực hơn và cho phép nâng cao dân số. Thặng dư lương thực có được nhờ cây trồng và vật nuôi, cũng như ở một số khu vực các phương tiện vận chuyển do xúc vật kéo để vận chuyển lương thực thặng dư đó, đã là điều kiện tiên quyết để có những xã hội định cư tập trung hóa về chính trị phân chia giai tầng về xã hội phức tạp về kinh tế và cách tân về công nghệ vì vậy cuối cùng thì việc có cây trồng và vật nuôi thuần hóa đã giải thích vì sao các đế quốc chữ viết và vũ khí bằng thép đã phát triển sớm nhất ở âu á phát triển muộn hơn hoặc hoàn toàn không phát triển ở các châu lục khác việc sử dụng ngựa và lạc đà trong quân sự cũng như sức mạnh giết người của các vi trùng phát sinh từ vật nuôi đã hoàn tất danh mục những mối liên quan chủ chốt giữa sản xuất lương thực với chiến tranh chinh phục điều mà chúng ta sẽ khảo sát sau đây. Chương năm, kẻ có và kẻ không có trong lịch sử lịch sử loài người phần lớn bao hàm những cuộc xung đột không cân sức giữa những kẻ có và những kẻ không có giữa những dân tộc có sức mạnh của nghề nông và các dân tộc không có nó hay giữa dân tộc có nghề nông sớm hơn với dân tộc có nghề nông muộn hơn. Chẳng lạ gì rằng sản xuất lương thực không bao giờ phát sinh ở nhiều khu vực lớn trên trái đất bởi những lý do sinh thái khiến cho ngay cả ngày nay cũng rất khó hay thậm chí không thể làm việc đó. Chẳng hạn, cả trồng trọt lẫn chăn nuôi đều không hề phát triển trong thời tiền sử ở vùng bắc cực của châu Mỹ, trong khi yếu tố duy nhất của sản xuất lương thực từng phát sinh ở vùng bắc cực của lục địa Âu Á là chăn nuôi tuần lộc. Sản xuất lương thực cũng không thể nảy sinh tự phát ở các vùng sa mạc xa nguồn nước cần thiết để tưới tiêu, chẳng hạn miền trung Australia và nhiều vùng ở miền tây Hoa Kỳ. Thay vào đó, cái mà chúng ta cần lý giải là Tại sao sản xuất lương thực mãi đến thời hiện đại mới phát sinh ở một vài khu vực rất thích hợp với sinh thái mà ngày nay nằm trong số những trung tâm trồng trọt và chăn nuôi chủ phú nhất trên thế giới? Chiếm hàng đầu trong số các khu vực đầy khúc mắc này, nơi các dân tộc bản địa vẫn đang sống bằng săn bắt hái lượm vào thời điểm các nhà thực dân châu Âu xuất hiện là California và các bang ven bờ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đồng bằng Pampa ở Argentina, miền Tây Nam và Đông Nam Australia và hầu hết vùng kép của Nam Phi giá như chúng ta khảo sát thế giới tại thời điểm 4.000 năm T giờ công nghệ, hàng ngàn năm sau khi sản xuất lương thực đã nảy sinh ở những vùng phát nguyên cổ nhất, hẳn chúng ta cũng sẽ rất ngạc nhiên khi thấy những vùng mà ngày nay là vựa lúa mì chu phú thì hồi đó chưa hề có sản xuất lương thực, bao gồm toàn. Bộ phần còn lại của Hoa Kỳ, nước Anh và hầu hết nước Pháp, Indonesia và toàn bộ châu Phi hạ xích đạo, khi ta lần ngược trở lại đến tận lúc khởi nguyên của sản xuất lương thực, những vùng sớm nhất lại cho ta một ngạc nhiên khác những vùng sản xuất lương thực cổ xưa nhất còn lâu mới là những vựa lúa ngày nay. Ngược lại, ngày nay chúng được xếp vào hàng những khu vực có phần khô hạn hoặc bị thoái hóa về sinh thái Iraq và Iran, Mexico, vùng Andes, một số vùng của Trung Hoa, vùng Sahel của Châu Phi. Tại sao sản xuất lương thực phát triển đầu tiên ở những vùng có vẻ như khá cằn cỗi đó và chỉ về sau mới phát triển ở những vùng trồng trọt và chăn nuôi phì nhiều nhất ngày nay? Những khác biệt địa lý liên quan đến việc sản xuất lương thực phát sinh bằng cách nào cũng khó mà lý giải được. Ở một vài nơi, Sản xuất lương thực phát triển một cách độc lập do người dân địa phương tiến hành thuần hóa cây dại và thú hoang, ở hầu hết các nơi khác, sản xuất lương thực được du nhập vào dưới dạng cây trồng và vật nuôi đã được thuần hóa ở nơi khác. Các vùng phát nguyên sản xuất lương thực không độc lập này vốn dĩ đã thích hợp cho sản xuất lương thực từ trước khi các loài được thuần hóa kia được du nhập đến, vậy thì tại sao các dân tộc sống ở đó đã không tự mình trở thành nhà nông hay người chăn nuôi bằng cách thuần hóa cây dại và thú hoang ở chính khu vực của mình, chứ không phải viện đến sự trợ giúp từ bên ngoài? Trong số các khu vực nơi sản xuất lương thực đã nảy sinh độc lập, tại sao thời điểm nó xuất hiện lại khác nhau đến thế? Chẳng hạn, ở châu Á sớm hơn ở miền Đông Hoa Kỳ tới hàng ngàn năm còn ở miền Đông Australia thì chẳng bao giờ xuất hiện. Trong số các khu vực nơi sản xuất lương thực đã được du nhập từ nơi khác đến vào thời tiền sử, tại sao thời điểm du nhập cũng khác nhau nhiều đến thế? Chẳng hạn ở Tây Nam châu Âu sớm hơn ở Tây Nam Hoa Kỳ tới hàng ngàn năm. Lại nữa, trong số các khu vực nơi sản xuất lương thực được du nhập đến, tại sao ở một số khu vực tỉ như Tây Nam Hoa Kỳ, các cư dân săn bắt hái lượm bản địa đã tiếp nhận cây trồng và vật nuôi từ những người láng giềng và tiếp tục tồn tại như những người làm nông, trong khi ở các khu vực khác, chẳng hạn Indonesia. Và hầu hết châu Phi hạ xích đạo sự du nhập sản xuất lương thực lại khiến những người săn bắt hái lượm bản địa bị những người sản xuất lương thực từ nơi khác đến xâm lấn và chiếm chỗ một cách tàn bạo. Tất cả những câu hỏi đó bao hàm những sự tiến hóa có ý nghĩa quyết định trong việc những dân tộc nào là kẻ không có còn những dân tộc nào là kẻ có trong lịch sử. Trước khi mong trả lời được các câu hỏi đó, ta cần phải hình dung làm sao xác định được những khu vực nào là nơi đã phát nguyên nền sản xuất lương thực, tại sao nó lại phát sinh ở đó, một loài cây hay thú đã được thuần hóa lần đầu tiên ở đâu và khi nào. Bằng chứng rõ rệt nhất là kết quả nhận diện vết tích cây trồng và vật nuôi ở các di chỉ khảo cổ, hầu hết các loài cây và loài vật được thuần hóa đều khác biệt về hình thái so với tổ tiên hoang dã của chúng. Chẳng hạn, châu bò và cừu nhà có kích thước nhỏ hơn, gà và táo được thuần hóa có kích thước lớn hơn, vỏ hạt của một số loài đậu trồng mỏng và mịn hơn, dây nhà có sừng xoắn hình ốc vít chứ không phải hình mạ tấu. Vì vậy di tích các loài cây trồng và vật nuôi ở một di chỉ khảo cổ đã xác định niên đại có thể được nhận diện và cho bằng chứng mạnh mẽ về nền sản xuất lương thực tại nơi đó vào thời đó, trong khi một di chỉ mà chỉ có vết tích của các loài hoang dã thì không thể cho bằng chứng về sản xuất lương. Thực mà chỉ tương ứng với lối sống săn bắt hái lượm, đương nhiên là những người sản xuất lương thực, nhất là những người chỉ mới chuyển sang vẫn tiếp tục hái lượm một số loài cây dại và săn bắt một số loài thú hoang nên vết tích lương thực ở di chỉ của họ bao gồm cả các loài hoang dã lẫn các loài đã thuần hóa các nhà khảo cổ xác định niên đại sản xuất lương thực bằng cách phân tích carbon phóng xạ tại di chỉ phương pháp này dựa trên sự phân rã chậm của carbon phóng xạ C14 một thành phần rất nhỏ của carbon đơn vị cấu thành sự sống ở mọi nơi thành đồng vị không phóng xạ Ni14 carbon 14 liên tục được tạo ra trong không khí bởi các tia vũ trụ cây cối tiếp nhận carbon trong không khí, mà trong đó tỷ lệ C14 so với đồng vị C12 chiếm đa số là gần như ổn định, ta biết tỷ lệ này vào khoảng 1 trên 1 triệu. Carbon này của cây cối tiếp tục làm nên cơ thể của các loài vật ăn cỏ đã ăn cây đó, cây đó lại làm nên cơ thể của các loài ăn thịt đã ăn các loài ăn cỏ đó. Tuy nhiên, khi cây hoặc thú chết đi, cứ mỗi 5.700 năm thì phân nở hàm lượng C14 bên trong chúng lại phân giã thành C12, cho đến sau khoảng 40.000 năm thì hàm lượng C14 còn rất thấp khó đo được hoặc khó phân biệt được với những lượng C14 nhỏ do nhiễm phải các chất của. Thời đại ngày nay, vì vậy, tuổi của vật chất ở một di chỉ khảo cổ có thể tính bằng tỷ lệ C14-C12 trong vật chất đó. Phương pháp phân tích phóng xạ có thể gặp một số vấn đề kỹ thuật, trong đó hai vấn đề đáng được nhắc tới ở đây. Một là, cho tới thập niên 1980, xác định niên đại bằng phóng xạ carbon vẫn đòi hỏi phải có một lượng carbon tương đối lớn, vài gam, nhiều hơn gấp bội so với khối lượng carbon trong vài hạt đậu hoặc mảnh xương vì vậy các nhà khoa học thường phải xoay sang xác định niên đại các chất liệu tìm thấy ở bên cạnh trong cùng một di chỉ mà họ cho là gắn liền với di tích lương thực nghĩa là chúng ắt đã phải bị con người vứt bỏ cùng một lúc với những lương thực đó một chất liệu thường được chọn coi như gắn liền với di tích lương thực là than còn lại từ các đống lửa nhưng các di chỉ khảo cổ không phải lúc nào cũng bao gồm những thứ được người xưa vứt bỏ trong cùng một ngày các vật chất tích tụ lại ở những thời gian khác nhau có thể bị trộn lẫn vào nhau bởi sâu bọ các loài gặm nhấm và những nhân tố khác làm đất bị đùn lên. Vì vậy, tàn than từ một đống lửa có thể lại nằm gần di tích một loài cây hoặc thú đã chết và bị ăn thịt trước hoặc sau đó đến hàng ngàn năm. Các nhà khảo cổ ngày càng cố khắc phục khó khăn này bằng cách chỉ xác định niên đại bằng một kỹ thuật mới gọi là phép đo phổ khối gia tốc, Accelerator Mass Spectrometry, tức là đo carbon phóng xạ dựa trên các mẫu thật nhỏ nhờ vậy cho phép xác định niên đại một hạt đậu, một mẩu xương hay một mảnh lương thực thừa. Duy nhất, trong một số trường hợp, người ta đã tìm thấy sự khác biệt lớn giữa các niên đại mới xác định gần đây dựa trên phương pháp trực tiếp mới, vốn cũng có những khó khăn của mình với những niên đại dựa trên phương pháp gián tiếp trước kia. Trong số những niên đại gây tranh cãi mà chưa có lời giải đáp, có lẽ quan trọng nhất đối với mục đích của cuốn sách này là niên đại khi sản xuất lương thực khởi phát ở châu Mỹ. Các phương pháp gián tiếp vào các thập niên 1960 và 1970 cho kết quả rất sớm là 7.000 năm t giờ công nghệ, nhưng niên đại được xác định gần đây dựa trên phương pháp trực tiếp lại không sớm hơn 3.500 năm giờ, công nghệ. Khó khăn thứ hai khi xác định niên đại bằng phương pháp carbon phóng xạ, ấy là tỷ lệ C14-C12 trong không khí thật ra không hẳn là không đổi mà có dao động chút ít theo thời gian, nên phép tính niên đại theo carbon phóng xạ dựa trên giả định rằng tỷ lệ đó không đổi ắt hẳn không tránh khỏi những sai sót nhỏ mang tính hệ thống. Về nguyên tắc, Việc sai sót này có lớn hay không đối với mỗi niên đại trong quá khứ có thể xác định được nhờ những loài cây lâu năm mà mỗi năm lại cho một vòng thân mới, bởi ta có thể đếm các vòng này để biết niên đại chính xác trong quá khứ cho mỗi vòng, và một mẫu carbon của gỗ được xác định niên đại. Theo cách này có thể được phân tích để tìm tỷ lệ C14-C12, bằng cách này, ta có thể điều chỉnh các niên đại carbon phóng xạ đo được nhằm tính đến những dao động của tỷ lệ carbon trong không khí. Hiệu quả của việc điều chỉnh này là, đối với những vật thể có niên đại biểu kiến, nghĩa là chưa được điều chỉnh trong khoảng từ 1.000 đến 6.000 năm t giờ công nghệ, thì niên đại thật đã điều chỉnh sẽ sớm hơn khoảng từ vài thế kỷ đến 1.000 năm. Gần đây một số mẫu có phần xưa hơn đã bắt đầu được điều chỉnh bằng một phương pháp thay thế dựa trên một quá trình phân giã phóng xạ khác và cho kết luận rằng các mẫu mà bề ngoài có niên đại khoảng 9.000 năm t giờ, công nghệ thật ra là có niên đại khoảng 11.000 năm t giờ, công nghệ. Các nhà khảo cổ thường phân biệt các niên đại đã điều chỉnh với niên đại chưa điều chỉnh bằng cách viết niên đại đã điều chỉnh bằng chữ hoa còn niên đại chưa điều chỉnh thì bằng chữ thường. Chẳng hạn 3000 B.C và 3000 BC. Tuy nhiên văn liệu khảo cổ có thể gây nhầm lẫn ở điểm này bởi nhiều sách và báo chí vẫn ghi các niên đại chưa điều chỉnh bằng chữ hoa B.C mà không ghi chú rằng các niên đại này thật ra chưa được điều chỉnh. Các niên đại mà tôi đưa ra trong sách này cho các sự kiện trong vòng 15.000 trở lại đây là niên đại đã được điều chỉnh ấy là do tính tới những sai biệt mà độc giả có thể nhận thấy giữa các niên đại trong sách này với những niên đại trong một số sách tham khảo chuẩn trước đây về thời kỳ đầu của sản xuất lương thực. Một khi đã nhận ra và xác định niên đại các di tích cổ của cây trồng và vật nuôi, làm sao ta biết cây hay con vật đó đã thực sự được thuần hóa ở một nơi gần di chỉ đó chứ không phải được thuần hóa ở nơi khác rồi mang đến di chỉ đó? Có một phương pháp là kiểm tra bản đồ phân bố địa lý các cây dại và thú hoang vốn là tổ tiên của cây trồng hay vật nuôi đó và lập luận rằng việc thuần hóa ắt phải diễn ra ở nơi các loài tổ tiên hoang dã đó từng sống. Chẳng hạn, đậu chích tea được trồng rộng rãi bởi các nhà nông truyền thống ở vùng địa Trung Hải và Ethiopia phía đông Ấn Độ. Ngày nay Ấn Độ vẫn chiếm 80% sản lượng chích tea trên thế giới, thế nên người ta có thể nhầm tưởng rằng chích tea đã được thuần hóa ở Ấn Độ. Nhưng hóa ra loài cây dạy tổ tiên của trích PA lại chỉ mọc ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Lập luận rằng trích PA đã được thuần hóa ở đó được hậu thuẫn bởi sự kiện là di tích xưa nhất cho thấy trích PA có lẽ được thuần hóa tại các di chỉ khảo cổ thời đồ đá đều nằm ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và vùng lân cận phía bắc Syria cách đây khoảng 8.000 năm t giờ công nghệ, mãi hơn năm. Nghìn năm sau thì bằng chứng khảo cổ về trích PA mới xuất hiện trên tiểu lục địa Ấn Độ một phương pháp thứ hai để xác định địa điểm thuần hóa cây trồng hay vật nuôi là điền lên bản đồ niên đại khi mỗi loài thuần hóa xuất hiện lần đầu tiên tại từng địa điểm vị trí nơi loài đó xuất hiện sớm nhất có thể là nơi loài đó được thuần hóa đầu tiên nhất là nếu loài hoang dã tổ tiên của nó cũng sinh sống ở đó và nếu niên đại xuất hiện đầu tiên tại các địa điểm khác đều muộn dần về sau với khoảng cách ngày càng xa dần khỏi vị trí được cho là nơi thuần hóa đầu tiên gợi ý rằng loài này đã được truyền bá dần sang các vùng đó chẳng hạn Lúa mì emme được trồng sớm nhất ở vùng lưỡi liềm phi nhiêu vào khoảng 8 năm t.g. công nghệ. Chẳng bao lâu sau, loài cây này tiến dần về phía tây đến Hy Lạp vào khoảng 6 năm t.g. công nghệ và Đức vào khoảng 5.500 t.g. công nghệ. Các niên đại này gợi ý rằng lúa mì emme đã được thuần hóa đầu tiên ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu. Kết luận này được hậu thuẫn bởi thực tế là loài cây hoang tổ tiên của lúa mì emmer chỉ giới hạn trong khu vực từ Israel đến miền Tây Iran và thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, như ta sẽ thấy trong nhiều trường hợp sẽ có nhiều phức tạp nảy sinh khi cùng một loại cây hay con vật đó được thuần hóa một cách độc lập ở nhiều khu vực khác nhau các trường hợp này thường có thể phát hiện khi phân tích những khác biệt về hình thái di truyền hoặc nhiễm sắc thể nảy sinh từ đó giữa các mẫu của cùng một loài cây trồng hay vật nuôi ở nhiều khu vực khác nhau chẳng hạn nòi bò u ấn độ có những chiếc bướu không có ở các loài gia súc ở tây âu á và phân tích di truyền cho thấy tổ tiên các loài bò ấn độ và tây âu á ngày nay đã tách khỏi nhau từ hàng trăm ngàn năm trước rất lâu trước khi có bất cứ loài nào được thuần hóa ở bất cứ đâu. Nghĩa là, loài bò đã được thuần hóa một cách độc lập ở Ấn Độ và ở Tây Âu Á trong vòng 10.000 năm trở lại đây, bắt đầu từ những phân loài bò hoàng Ấn Độ và Tây Âu Á vốn đã tách khỏi nhau từ hàng trăm ngàn năm trước. Giờ ta hãy trở lại những câu hỏi trước đây về sự phát sinh nền sản xuất lương thực, ở đâu, khi nào và bằng cách nào sản xuất lương thực đã phát triển ở nhiều vùng khác nhau của trái đất ở một thái cực là những khu vực nơi sản xuất lương thực phát sinh của một lúc và độc lập với nhau, với sự thuần hóa nhiều loại cây bản địa, ở một số trường hợp là thú hoang trước khi du nhập bất cứ loài cây hay con nào từ nơi khác. Chỉ có năm khu vực như vậy, nơi mà ngày nay ta có bằng chứng chi tiết và đáng tin cậy. Tây Nam Á, con được gọi là cận Đông hay lưỡi liềm phỉ nhiêu, Trung Hoa, vùng Trung Mỹ, thuật ngữ này dùng để gọi miền Trung và Nam Mexico cũng như các vùng lân cận của Trung Mỹ, vùng Andes ở Nam Mỹ, có thể cả vùng lòng chảo Amazon và Biển Đông Hoa Kỳ, hình 5.1. Thật ra, một số hay tất cả các trung tâm này có thể bao gồm một số trung tâm kế cận nhau nơi mà sản xuất lương thực đã phát sinh ít nhiều độc lập với nhau vì vùng thung lũng Hoàng Hà của Bắc Trung Hoa và thung lũng Dương Tử của Nam Trung Hoa. hai Ảnh 1 Các đầu dao lớn bằng đá từng được sử dụng bởi các thợ săn cờ lovit những người đã sống ở khắp Bắc Mỹ vào khoảng 13.000 năm trước. 3. Ảnh 2 Pazan, một người dân cao nguyên New Guinea thuộc dân tộc ré các ảnh từ 2 đến 5 là của bốn người bạn New Guinea của tôi mà cuốn sách này đề tặng. 4. Ảnh 3. ISA, một người dân cao nguyên New Guinea thuộc dân tộc Pho Ré. 5. Ảnh 4. Kaziniga, một người dân vùng đất thấp phía nam New Guinea thuộc dân tộc Tuzahe. 6. Ảnh 5. Sao Kazi, một người dân vùng đất thấp duyên hải phía bắc New Guinea. 7. Ảnh 6. Hai người New Guinea vùng đất thấp trên một chiếc xuồng độc mộc giữa một phụ lưu của sông ruồi, Flea River. 8. Ảnh 7 một thợ săn vùng đất thấp New Guinea mang cung tên và túi đựng lưới. 9. Ảnh 8. Một phụ nữ vùng đất thấp New Guinea đang đốn một cây cọ xây gâu để lấy tinh bột. 10. Ảnh 9. Một phụ nữ người Tasmania bản địa Úc, một trong những người cuối cùng sống sót trong số những người sinh trước khi người châu Âu di cư đến Australia. 11. Ảnh 10. Javier Martin Moreno, một kỵ sĩ Tây Ban Nha ngày nay, đang biểu diễn nghệ thuật cưỡi ngựa mà các kỵ sĩ Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 từng sử dụng để chăn bò và đánh bại người Inca. 12 ảnh 11. Ví dụ về những thanh kiếm thép mà binh sĩ Tây Ban Nha từng sử dụng để đánh bại các đạo quân Inca đông hơn gấp bội, đây là kiếm của vua Ferdinand đệ nhị xứ Tây Ban Nha, 13, ảnh 12. Tranh in về một tàu buồm châu Âu thế kỷ 15 đang dương hết buồm, với bánh lái đuôi tàu, một phát minh của Trung Quốc ở đằng sau dùng để lái, 14, ảnh 13, bốn phụ nữ và trẻ em que chua ở vùng cao nguyên Peru, 15, ảnh 14. Một cậu bé que chua cùng những con lạc đà châu Mỹ, Lama, loài gia súc lớn duy nhất được thuần hóa để mang vác ở tân thế giới. 16. Ảnh 15. Nền bậc thang bằng đá ở Chi Che Do, thùng lũng thiêng của người Inca tại Peru. 17. Ảnh 16. Phục dựng trận đánh Cajamarca -ka vào năm 1532, khi 169 người Tây Ban Nha đánh bại đạo quân Inca đông tới 80.000 người và bắt sống hoàng đế Atahualpa của Inca. 41. Hình 5.1. Các trung tâm phát nguyên sản xuất lương thực. Dấu chấm hỏi biểu thị rằng người ta vẫn chưa rõ liệu sự phát sinh nền sản xuất lương thực ở trung tâm đó có thật là do chịu ảnh hưởng sự bành trướng sản xuất lương thực từ những trung tâm khác, hoặc trong trường hợp New Guinea những cây trồng sớm nhất ở khu vực đó là gì. Các địa danh, theo chiều kim đồng hồ, lần lượt tân thế giới rồi đến cựu thế giới, ngoài năm khu vực này, nơi sản xuất lương thực chắc chắn đã phát sinh từ đầu, còn có bốn khu vực khác, vùng Sahel của châu Phi, Tây Phi Xích Đạo, Ethiopia và New Guinea cũng là ứng viên cho cái vinh dự này tuy nhiên, trong mỗi trường hợp đều có đôi điều chưa chắc chắn. Mặc dù các loài cây dại bản địa rõ ràng là đã được thuần hóa ở vùng Sahel của châu Phi nằm ngay phía nam sa mạc Sahara, nhưng chăn nuôi gia súc có thể đã phát sinh sớm hơn trồng trọt ở vùng này, và người ta cũng chưa chắc liệu đó là những loài gia súc được thuần hóa một cách độc lập ở Sahel hay là gia súc. Có nguồn gốc từ vùng lưỡi liềm phi nhiêu và sau khi được du nhập vào Sahel chúng đã tạo cú hích để người ta tiến hành thuần hóa cây dại. Cũng tồn nghi như vậy là việc liệu có phải các cây trồng xa heo này sau đó đã kích thích việc thuần hóa các loài cây dại bản địa ở Tây Phi nhiệt đới. Việc này thì chúng ta biết chắc và liệu có phải việc du nhập các loài cây trồng Tây Nam Á là tác nhân kích thích việc thuần hóa các loài cây dại bản địa ở Ethiopia. Hay không, còn về phần New Guinea, các nghiên cứu khảo cổ đã cho bằng chứng về việc nghề nông đã xuất hiện sớm hơn sản xuất lương thực ở bất cứ khu vực nào khác lân cận, nhưng các loại cây trồng ở đó thì chưa được nhận diện một cách xác quyết. Bảng 5.18 được cho các khu vực thuần hóa cục bộ này cũng như các khu vực khác, một số loài cây trồng và vật nuôi nổi tiếng nhất cũng như niên đại thuần hóa sớm nhất được biết. Trong 9 khu vực được chọn làm ứng viên cho danh hiệu trung tâm phát nguyên sản xuất lương thực độc lập, Tây Nam Á có niên đại xác định muộn nhất về cả thuần hóa cây trồng, khoảng 8.500 năm t giờ công nghệ lẫn thuần hóa vật nuôi, khoảng 8 500 năm tê giờ công nghệ, nó cũng là nơi có số niên đại carbon. Phóng xạ chính xác về sản xuất lương thực thời kỳ đầu nhiều hơn gấp bội so với các khu vực khác, các niên đại của Trung Hoa cũng sớm gần như vậy, trong khi niên đại ở miền Đông Hoa Kỳ thì rõ ràng muộn hơn khoảng 6.000 năm. Đối với 6 khu vực ứng viên khác, các niên đại được xác định sớm nhất không thể bì với các niên đại của Tây Nam Á, nhưng ở 6 vùng đó có quá ít gì chỉ sớm đã được xác định niên đại chính xác nên ta cũng chưa thể biết chắc chúng có thật sự muộn hơn so với Tây Nam Á hay không, nếu có thì muộn bao. Lâu, nhóm khu vực kế tiếp bao gồm các khu vực đã có thuần hóa một số loài cây và thú bản địa nhưng sản xuất lương thực ở đó chủ yếu vẫn dựa vào các loài cây và thú đã được thuần hóa ở nơi khác. Các loài thuần hóa được du nhập này có thể coi là các loài cây trồng và vật nuôi sáng lập bởi chúng đóng vai trò sáng lập ra nền sản xuất lương thực tại khu vực. Việc du nhập các loài thuần hóa sáng lập cho phép dân địa phương chuyển sang sống định cư, nhờ đó nâng cao khả năng xuất hiện những loài cây trồng địa phương từ các loài cây dại mà người ta hái lượm mang về nhà trồng một cách ngẫu nhiên xong về sau thì trồng một cách có chú ý. Bảng 5.1 Ví dụ về các loài đã được thuần hóa ở từng khu vực 14, khu vực đã được thuần hóa niên đại thuần hóa sớm nhất đã được xác minh, cây trồng, vật nuôi, nguồn thuần hóa độc lập, 1, Tây Nam Á, lúa mì, lúa mạch, ô liu, cưu, dê, 8.500 t giờ, công nghệ, 2, Trung Hoa, lúa gạo, kê, lượn, tầm. Trước 7.500 năm tê công nghệ, 3, Trung Mỹ, ngô, đỗ, bí, gà, tây, trước 3.500 năm tê công nghệ, 4, Andes và Amazonia, khoai tây, khoai mì, lạc đà lama, chuột Guinea trước 3.500 năm giờ, công nghệ, 5, Đông hoa kỳ, hướng dương, cây go xếp hot, không. 2.500 năm giờ, công nghệ, 6, xa heo, lúa miến, gạo châu phi, gà ghi nê, trước 5.000 năm t giờ, công nghệ, 7, tây phi xích đạo, khoai lang châu phi, cây cọ dầu, không, trước 3.000 năm giờ, công nghệ, 8, Ethiopia, cà phê, cây tép, không. 9, New Guinea, mía, chuối, không, 7.000 năm t giờ công nghệ. Thuần hóa độc lập sau khi có sự du nhập các loài sáng lập từ nơi khác tới 10, Tây Phi, Ảnh Túc, Yến Mạch, không, 6.000 đến 3.500 năm t giờ, công nghệ, 11, thung lũng ấn Hạ, vừng, ca tím, bò bướu, 7.000 năm t giờ, công nghệ, 12, Ai Cập, trà là sicamore cây chu ga, lừa, mèo, 6.000 năm t giờ, công nghệ, ở 3 hoặc 4 khu vực như vậy. Các loài cây và vật nuôi sáng lập được du nhập từ Tây Nam Á một trong các khu vực đó là Tây và Trung Âu, nơi sản xuất lương thực phát sinh cùng với sự du nhập các cây trồng và vật nuôi từ Tây Nam Á vào khoảng 6.000 đến 3.500 năm TCN. giờ công nghệ, nhưng ít nhất có một cây, cây anh túc, có thể cả yến mạch và vài cây khác đã được thuần hóa ở đó. Một cách độc lập, cây anh túc hoang chỉ giới hạn ở các vùng ven biển phía Tây địa Trung Hải, hạt anh túc không có mặt tại các di chỉ khảo cổ của các cộng đồng làm nông sớm nhất ở Đông Âu và Tây Nam Á, chúng xuất hiện đầu tiên ở các di chỉ làm nông sớm ở Tây Âu. Ngược lại, dường như rõ một điều rằng sản xuất lương thực đã không tiến hóa một cách độc lập ở Tây Âu, mà chỉ được kích thích sau khi người ta du nhập các loài đã thuần hóa từ Tây Nam Á. Các xã hội làm nông ở Tây Âu nảy sinh từ đó đã tiến hành thuần hóa cây anh túc mà về sau được truyền bá về phía đông như một loại cây trồng. Một khu vực khác nơi việc thuần hóa cục bộ dường như chỉ xuất hiện sau khi du nhập các loài cây trồng sáng lập từ Tây Nam Á là vùng thung lũng ấn hà của tiểu lục địa Ấn Độ các cộng đồng làm nông sớm nhất ở vùng này vào thiên niên kỷ thứ bảy trước công nguyên đã dùng lúa mì, lúa mạch và những loài cây trồng khác vốn đã được thuần hóa trước đó ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu và rõ ràng đã được truyền bá sang thung lũng ấn hà quang ngả Iran. Chỉ về sau các loài cây thuần hóa có nguồn gốc từ các loài bản địa của tiểu lục địa Ấn Độ như bò bướu và cây vừng mới xuất hiện ở các cộng đồng làm nông ở thung lũng ấn hà ở Ai cập cũng vậy, sản xuất lương thực khởi phát vào thiên niên kỷ thứ sáu tây giờ. Công nghệ với sự du nhập các loài cây trồng tây nam á Người Ai Cập sau đó tiến hành thuần hóa quả sung 15 và một loài rau địa phương gọi là chúp ha. Mô hình như vậy có lẽ cũng đúng với Ethiopia, nơi lúa mì, lúa mạch và các loài cây trồng Tây Nam Á khác đã được trồng trong một thời gian dài. Người Ethiopia cũng đã thuần hóa nhiều loài hoang dã ở địa phương để có được các loài cây trồng mà hầu hết đến nay vẫn chỉ bó hẹp trong phạm vi Ethiopia, nhưng một trong số đó, hạt cà phê thì đã được truyền bá ra khắp thế giới. Tuy nhiên Người ta vẫn chưa rõ liệu người Ethiopia đã trồng các loài cây địa phương đó từ trước hay chỉ sau khi du nhập các loài cây trồng của Tây Nam Á. Ở các khu vực này và những khu vực khác nơi sản xuất lương thực tùy thuộc vào việc du nhập các loài cây trồng sáng lập từ nơi khác, liệu có phải những người săn bắt hái lượm địa phương đã tự mình tiếp thu các loài cây trồng sáng lập này từ các dân tộc làm nông láng giềng và từ đó tự chuyển sang làm nông? hay các cây trồng sáng lập này đã được du nhập cùng với các dân tộc làm nông đến xâm chiếm đất rồi giao phối với những người săn bắt hái lượm bản địa và giết chết, thay thế hoặc áp đảo họ về số lượng. Ở Ai Cập, dường như khả năng thứ nhất đã diễn ra. Những người săn bắt hái lượm bản địa chỉ việc bổ sung các loại cây trồng và vật nuôi cũng như kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi Tây Nam Á và thực đơn các cây dại và thú hoang của mình, sau đó dần dần giảm bớt tỷ trọng lương thực hoang dã. Nghĩa là, Nhân tố kích thích cho sản xuất lương thực ra đời là các loại cây trồng và vật nuôi từ xa đến chứ không phải những dân tộc từ xa đến. Ở vùng bờ biển Đại Tây Dương của châu Âu có lẽ cũng vậy, ở đó những người săn bắt hái lượm bản địa hẳn đã tiếp thu cừu và ngũ cốc từ Tây Nam Á trong vòng nhiều thế kỷ. Ở vùng kép của Nam Phi, những người săn bắt hái lượm khoai bản địa đã trở thành người chăn nuôi, nhưng không thành nhà nông bằng cách tiếp thu cừu và bò từ mãi Bắc Phi, nếu xét đến cùng thì từ Tây Nam Á. Tương tự, những người săn bắt hái lượm bản địa ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ đã dần dần chuyển sang làm nông bằng cách tiếp thu các cây trồng của Mexico. Ở bốn khu vực này, sự khởi phát sản xuất lương thực không, hoặc ít cho ta bằng chứng về việc thuần hóa các loài cây và thú bản địa, nhưng cũng không, hoặc ít cho ta bằng chứng về việc dân tộc này thay thế dân tộc khác. Ở cực đối lập là các khu vực mà ở đó sản xuất lương thực chắc chắn đã khởi đầu với sự xuất hiện đột ngột của những dân tộc từ xa tới mang theo các loại cây trồng và vật nuôi lạ. Lý do tại sao ta có thể biết chắc về việc này là bởi những sự kiện này đều xảy ra trong thời hiện đại và người trong cuộc là dân châu Âu, những kẻ đã ghi lại trong vô số cuốn sách về những gì đã diễn ra. Các khu vực này gồm California, vùng Tây Bắc ven Thái Bình Dương của Bắc Mỹ, đồng bằng Pampa ở Argentina, Australia và Siberia. Cho tới những thế kỷ gần đây, các khu vực này vẫn chỉ gồm những người săn bắt hái lượm sinh sống, ở ba trường hợp đầu là người châu Mỹ bản địa, ở hai trường hợp sau là người châu Âu bản địa và người Siberia bản địa những người săn bắt hái lượm này bị giết chết, nhiễm bệnh, xua đuổi đi nơi khác, hoặc bị thay thế một phần lớn bởi những người trồng trọt và chăn nuôi châu Âu từ xa đến mang theo những loài của riêng mình. Những người này không tiến hành thuần hóa loài hoang dã bản địa nào sau khi họ đến, ngoại trừ hạt Macadamia ở Australia, ở vùng kép của Nam Phi. Những người từ châu Âu đến đã gặp không chỉ những người săn bắt hái lượm khoi mà cả những người khoi chăn nuôi đang sở hữu một số loài gia súc nhưng không có loài cây trồng nào. Hệ quả là, một lần nữa, nghề nông lại khởi phát dựa trên những loài cây trồng từ nơi khác đến, không có sự thuần hóa các loài bản địa và có sự thay thế dân tộc này bằng dân tộc khác trên quy mô lớn ngay ở thời hiện đại. Cuối cùng, cũng một mô hình đó, sản xuất lương thực khởi đầu một cách đột ngột dựa trên những loài thuần hóa từ nơi khác đến và có sự thay thế đột ngột quần thể dân cư này bằng quần thể dân cư khác trên quy mô lớn, dường như đã tự lập lại ở nhiều khu vực trong thời tiền sử. Do thiếu tư liệu thành văn, ta phải tìm bằng chứng cho những cuộc thay thế dân cư thời tiền sử đó trong các báo cáo khảo cổ hoặc suy ra từ bằng chứng ngôn ngữ học. Những trường hợp được chứng minh rõ nhất là trường hợp khi chúng ta không còn nghi vấn gì rằng đã có việc những người sản xuất lương thực từ nơi khác mới đến chiếm chỗ của dân cư bản địa. Những người này có bộ xương khác biệt thấy rõ so với những người săn bắt hái lượm bản địa đã bị họ chiếm chỗ và những người sản xuất. Lương thực này mang đến không chỉ cây trồng và vật nuôi mà cả đồ gốm, các chương sau sẽ mô tả hai ví dụ rõ rệt nhất như vậy, sự bành trướng của người Âu cho từ Nam Trung Hoa đến Philippines và Indonesia, chương 17, và sự bành trướng của người Ban Tu ra khắp châu Phi Hạ Xích Đạo, chương 19. Đông Nam Âu và Trung Âu là một bức tranh tương tự về sự khởi phát đột ngột của sản xuất lương thực, dựa trên các cây trồng và vật nuôi Tây Nam Á và nghề gốm. Sự đột khởi này có lẽ cũng bao gồm sự thay thế những người Hy Lạp cổ và Đức cổ bằng người Hy Lạp mới và Đức mới, cũng như cái cũ đã nhường chỗ cho cái mới ở Philippines, Indonesia và châu Phi hạ xích đạo. Tuy nhiên, sự khác biệt về xương giữa những người săn bắt hái lượm ban đầu và những người làm nông thay thế họ ở châu Âu thì ít nổi bật hơn là ở Philippines, Indonesia và châu Phi hạ xích đạo, vì lẽ đó mà riêng với châu Âu khả năng dân tộc này đã thay thế dân tộc khác là ít hơn và kém trực tiếp hơn. Nói ngắn gọn, chỉ một ít khu vực trên thế giới đã phát triển nền sản xuất lương thực một cách độc lập và ở những thời điểm rất khác nhau. Từ những khu vực hạt nhân này những người săn bắt hái lượm ở một số khu vực lân cận đã học được cách sản xuất lương thực, trong khi các dân tộc ở những vùng lân cận khác nữa thì bị những người sản xuất lương thực từ các khu vực hạt nhân này xâm chiếm và thay thế, việc này cũng xảy ra ở những thời điểm rất khác nhau. Cuối cùng, các dân tộc ở một số khu vực mà về sinh thái vốn dĩ thích hợp cho sản xuất lương thực lại hoàn toàn không tự mình phát triển nghề nông cũng chẳng tiếp thu nghề nông vào thời tiền sử, họ vẫn cứ là những người săn bắt hái lượm cho đến khi cuối cùng thế giới hiện đại quét sạch họ. Vì vậy, các dân tộc ở những khu vực có lợi thế ban đầu về sản xuất lương thực cũng đã có được lợi thế ban đầu trên con đường dẫn đến súng, vi trùng và thép, hệ quả là một chuỗi dài những xung đột giữa những kẻ có và những kẻ không có trong lịch sử. Giải thích như thế nào những khác biệt theo địa lý như trên về thời điểm và mô hình khởi phát nền sản xuất lương thực, câu hỏi đó, một trong những vấn đề quan trọng nhất của thời tiền sử, sẽ là chủ đề của năm chương tiếp theo đây. Chương 6, làm nông hay không làm nông trước kia, mọi dân tộc trên trái đất đều sống bằng săn bắt hái lượm, vậy thì bởi lý do gì một số dân tộc đã chuyển sang sản xuất lương thực, cứ cho là họ có ắt phải vài lý do để làm như vậy, song tại sao họ lại làm vậy vào khoảng 8.500 năm tây giờ. Công nghệ ở các môi trường ven địa trung hải của vùng lưỡi nghiềm vì nhiêu, chỉ 3.000 năm sau đó mới làm vậy ở các môi trường tương tự về khí hậu và cấu trúc ở Tây Nam châu Âu, và chẳng bao giờ làm vậy ở các môi trường tương tự như môi trường địa trung hải ở California, Tây Nam Australia và vùng kép ở Nam Phi, mà phải đợi tới khi du nhập sản xuất lương thực từ nơi khác, và thậm chí tại sao dân vùng lưỡi liềm phì nhiêu phải đợi mãi tới 8.500 năm giờ công nghệ mới chuyển sang sản xuất lương thực chứ không làm vậy vào khoảng 18.500 hay 28.500 năm giờ công nghệ. Từ điểm nhìn hiện đại của chúng ta, tất cả các câu hỏi đó thoạt nghe có vẻ xuẩn ngốc, bởi những nhược điểm của lối sống săn bắt hái lượng hình như là quá hiển nhiên, các nhà khoa học thường dẫn một cụm từ của Thomas Hobbe để mô tả lối sống săn bắt hái lượm là bẩn thỉu, tàn bạo và ngắn ngủi. Những người săn bắt hái lượm dường như luôn phải làm quần quật, luôn bị quay cuồng bởi nhu cầu cái ăn hàng ngày, thường xuyên bữa đói bữa no, không có những tiện nghi vật chất sơ đẳng như giường êm, quần áo ấm và thường chết yểu. Trên thực tế, chỉ đối với những công dân no đủ của thế giới thứ nhất ngày nay, những người không phải tự nuôi trồng lương thực cho mình, thì sản xuất lương thực, nhờ kỹ thuật canh tác từ xa mới có nghĩa là ít phải làm việc tay chân hơn, tiện nghi hơn, không phải lo ăn từng bữa và sống lâu hơn. Còn thì hầu hết các nhà nông và người chăn nuôi hiện đại, vốn chiếm đại đa số những người sản xuất lương thực trên thế giới, vị tất đã có nhiều lợi thế hơn so với những người săn bắt hái lượm. Các nghiên cứu về quỹ thời gian cho thấy, có khi nhà nông và người chăn nuôi phải dành nhiều thời gian hơn trong ngày để làm việc chứ không phải ít hơn so với người săn bắt hái lượm. Các nhà khảo cổ đã chứng minh rằng các nhà nông đầu tiên ở nhiều khu vực vốn dĩ nhỏ con hơn và thiếu ăn hơn, mắc nhiều bệnh nặng hơn và thường chết yểu hơn so với những người săn bắt hái lượm mà họ đã dành chỗ. Giá như những người làm nông đầu tiên ấy có thể tiên đoán các hậu quả của việc chuyển sang sản xuất lương thực thì có khi họ đã chẳng chuyển sang làm gì cho khổ, thế thì tại sao, dù không thể lường trước kết quả, họ vẫn chọn làm như vậy? Trên thực tế, có nhiều trường hợp những người săn bắt hái lượm, tuy đã nhìn thấy các dân tộc láng giềng chuyển sang sản xuất lương thực, vẫn từ chối nhận những phúc lợi được cho là sẽ có được nhờ nó và vẫn cứ làm dân săn bắt hái lượm. Chẳng hạn, những người săn bắt hái lượm bản địa ở Đông Bắc Australia từng buôn bán suốt hàng ngàn năm với các nông dân ở các đảo eo biển Torres, giữa Australia và New Guinea. Những người săn bắt hái lượm châu Mỹ bản địa từng trao đổi với các nông dân châu Mỹ bản địa ở thung lũng sông Colorado. Ngoài ra, những người chăn nuôi khoai ở phía tây sông Cá, Fisher River ở Nam Mỹ vẫn trao đổi với những nông dân Bantu ở phía đông sông Cá, nhưng bản thân họ vẫn không cần tự chuyển sang làm nông, tại sao? Lại có những người săn bắt hái lượm khác nữa do giao tiếp với những người làm nông mà rốt cuộc cũng chuyển sang làm nông, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian lần nữa mà đối với chúng ta là kéo dài một cách bất thường. Chẳng hạn, mãi sau 1.300 năm kể từ khi các dân tộc thuộc văn hóa Linea Bankezami truyền bá sản xuất lương thực đến các biển nội địa Đức chỉ cách đó 125 dặm, khoảng 200 km về phía nam thì các dân tộc miền duyên Hải Bắc Đức mới chịu chuyển sang sản xuất lương tại sao các dân Đức miền Duyên Hải đó phải đợi lâu đến vậy, và điều gì đã khiến họ rốt cuộc cũng đổi ý. Trước khi trả lời những câu hỏi đó, ta phải loại trừ vài quan niệm sai lầm về nguồn gốc của sản xuất lương thực, sau đó mới đặt lại câu hỏi. Trên thực tế, không phải người ta khám phá ra sản xuất lương thực, cũng chẳng phải người ta phát minh ra sản xuất lương thực như có thể ban đầu ta nghĩ, thậm chí người ta thường không lựa chọn một cách có ý thức giữa sản xuất lương thực với săn bắt hái lượng. Đặc biệt, ở từng khu vực trên thế giới, những người đầu tiên chuyển sang sản xuất lương thực rõ ràng là đã không làm việc đó như một lựa chọn có ý thức hoặc cố gắng vươn tới việc trồng trọt như một mục đích có ý thức, bởi họ đã thấy ai làm nông nghiệp bao giờ đâu, nên làm sao họ biết làm nông nghiệp nghĩa là thế. Nào, thay vì thế, như ta sẽ thấy, sản xuất lương thực đã tiến hóa như một sản phẩm phụ của những quyết định người ta đưa ra mà không biết đến hậu quả. Vì vậy, câu hỏi mà ta phải đặt ra là, tại sao sản xuất lương thực đã tiến hóa, tại sao nó tiến hóa ở một số vùng này chứ không ở những vùng khác? Tại sao nó tiến hóa ở mỗi nơi một lúc khác nhau và tại sao nó đã không tiến hóa vào một thời điểm muộn hơn hoặc sớm hơn? Một cách hiểu sai lầm khác là nhất thiết phải có một sự khác biệt rạch ròi giữa những người săn bắt hái lượm du cư và những người sản xuất lương thực định cư. Trên thực tế, mặc dù ta thường suy ra một sự tương phản như vậy, song những người săn bắt hái lượm ở một số vùng năng sản, trong đó có bờ biển Tây Bắc Thái Bình Dương của Bắc Mỹ và có thể cả vùng Đông Nam Australia, đã chuyển sang định cư nhưng đã chẳng bao giờ trở thành dân sản xuất lương thực. Những người săn bắt hái lượng khác, ở Palestine, miền Duyên Hải, Peru và Nhật Bản, chuyển sang định cư trước rồi mãi rất lâu sau đó mới tiếp thu sản xuất lương thực. Cách đây 15.000 năm các nhóm định cư có thể đã chiếm tỷ lệ lớn hơn nhiều trong số những người săn bắt hái lượng, khi tất cả các khu vực có thể sinh sống trên thế giới, bao gồm hầu hết các vùng năng sản nhất đều là nơi do những người săn bắt hái lượng sinh sống, so với ngày nay khi vài nhóm săn bắt hái. Lượng ít ỏi còn lại chỉ sống ở những vùng không năng sản nơi lối sống du cư là lựa chọn duy nhất. Ngược lại. Có nhiều nhóm sản xuất lương thực nhưng lại du cư. Một số dân du canh hiện đại ở vùng đồng bằng hồ, lakes Plains của New Zealand thường phát quang trong rừng rậm, trồng chuối và đu đủ, sau đó đi chỗ khác trong vài tháng để lại sống bằng săn bắt hái lượm, sau đó quay về kiểm tra xem mùa mang thế nào, nếu thấy cây mình trồng đang mọc thì làm cỏ khu vườn, lại ra đi săn. Mồi, vài tháng sau lại quay về kiểm tra, định cư một thời gian để thu hoạch rồi ăn chỗ lương thực đó nếu vườn của họ có cho hòa lợi. Người anh điêng Apache ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ vào mùa hè định cư ở các vùng cao về phía bắc, đến mùa đông thì chuyển về phía nam và đến các vùng thấp hơn để lang thang tìm thức ăn hoang dã. Nhiều dân tộc chăn nuôi ở châu Phi và châu Á chuyển chỗ ở dọc những con đường quen thuộc theo mùa, tận dụng những thay đổi thời tiết có thể tiên đoán được để cho gia súc ăn cỏ. Như vậy, việc chuyển từ săn bắt hái lượm sang sản xuất lương thực không phải bao giờ cũng trùng hợp với chuyển từ sống du cư sang sống định cư. Lại nữa, Người ta thường cho rằng có một sự khác biệt rạch ròi giữa những người sản xuất lương thực vốn được cho là tích cực khai thác mảnh đất của mình với những người săn bắt hái lượm vốn được cho là chỉ đơn thuần thu nhặt những gì mà cây hoang dại sinh ra. Thật ra, cái ranh giới này thường bị xóa nhòa. Trên thực tế, một số dân tộc săn bắt hái lượm vẫn xử lý đất đai của mình một cách tích cực. Chẳng hạn, các dân tộc New Guinea chưa bao giờ tự mình thuần hóa cây cọ xây gâu hay dứa dại nhưng vẫn nâng cao được năng suất các loại cây dại ăn được nay bằng cách chặt bỏ các loại cây cạnh tranh xung quanh giữ sạch canh mương trong các đồng lầy có cây xây gâu mọc và kích thích sức tăng trưởng của các chồi xây gâu mới bằng cách chặt. Bớt các cây xây gâu trưởng thành, người châu Úc bản địa vốn chưa bao giờ đạt đến trình độ trồng cây khoai lang và các cây có hạt nhưng cũng đã biết và thực hiện một số yếu tố của nghề nông, họ xử lý đất bằng cách đốt nhằm khuyến khích các cây có mầm ăn được đâm chồi sau đám cháy. Khi thu hoạch khoai lang dại, họ cắt lấy hầu hết phần thân củ ăn được xong cũng cắt bỏ cuống và ngọn trong đất để thân củ có thể mọc lại nhờ họ xới đất để lấy củ mà đất tơi ra, thông khí, tạo điều kiện cho mầm mọc lại. Họ chỉ cần làm thêm mỗi việc mang cuống cùng với phần thân củ còn lại về nhà và cắt theo cách tương tự trong đất ở vườn nhà mình là hoàn toàn trùng khớp với định nghĩa về nhà nông. Từ những nét sơ khai của sản xuất lương thực mà những người săn bắt hái lượng đã tiến hành, sản xuất lương thực đã phát triển dần từng bước. Không phải tất cả các kỹ thuật cần thiết đều được phát triển trong một thời gian ngắn, cũng không phải mọi cây dại và thú hoang mà cuối cùng được thuần hóa ở một vùng nào đó đều đã được thuần hóa cùng một lúc. Ngay cả trường hợp sản xuất lương thực đã phát triển độc lập từ lối sống săn bắt hái lượm một cách nhanh chóng nhất thì cũng phải mất hàng ngàn năm người ta mới từ chỗ hoàn toàn lệ thuộc vào lương thực hoang dã chuyển sang chế độ ăn uống có rất ít lương thực hoang dã. Ở các giai đoạn sớm của sản xuất lương thực, người ta cùng một lúc vừa thu thập lương thực hoang vừa canh tác cây trồng và tùy từng thời điểm những loại hình hái lượm khác nhau ngày càng mất phần quan trọng khi người ta ngày càng lệ thuộc vào cây trồng. Lý do sâu xa vì sao sự chuyển tiếp này lại diễn ra từng bước nhỏ giọt là bởi các hệ thống sản xuất lương thực đã tiến hóa như hệ quả của sự tích lũy dần nhiều quyết định khác nhau về việc phân bổ thời gian và công sức. Con người, cũng như con vật, khi tìm kiếm thức ăn, chỉ có một lượng thời gian và sức lực có hạn mà họ có thể sử dụng theo nhiều cách. Ta có thể hình dung một nhà nông vào thở phôi thai buổi sáng thức dậy tự hỏi, hôm nay mình sẽ làm gì đây? Quốc vườn, có thể đoán trước là sẽ cho nhiều rau củ nhưng phải đợi vài tháng nữa bắt sò có thể cho một bữa ăn kha khá trong hôm nay hay đi săn hưu có thể cho nhiều thịt ngày hôm nay nhưng cũng có thể chẳng được gì mà khả năng không có gì lại nhiều hơn khi tìm kiếm thức ăn cả người lẫn thú dù chỉ một cách vô thức đều thường xuyên sắp xếp những việc có thể làm theo thứ tự ưu tiên làm việc gì ít mất sức hơn và dựa vào đó mà quyết định sẽ làm gì Trước hết họ tập trung vào những loại thức ăn mình thích nhất hoặc những loại thức ăn mà việc tìm kiếm ít mất sức hơn nhưng hiệu quả cao hơn. Chỉ khi nào không có những thứ đó, họ mới chuyển sang những thức ăn khác mà mình ít thích hơn. Khi ra những quyết định đó, người ta phải cân nhắc nhiều thứ. Người ta tìm thức ăn để thỏa mãn cơn đói và làm đầy bụng. Họ cũng cần những loại thức ăn cụ thể như thức ăn giàu protein, chất béo, muối, quả ngọt và những thức ăn đơn giản là ngon. Nếu mọi thứ khác đều tương đương như nhau, người ta sẽ tìm cách gia tăng đến mức tối đa lượng calo protein hay những loại thức ăn cụ thể bằng cách tìm kiếm sao cho có được số lượng lớn nhất, một cách chắc ăn nhất mà lại ít tốn thời gian và công sức nhất. Cũng vậy, họ tìm cách nào bảo đảm cho khả năng bị đói là nhỏ nhất, lượng thức ăn vừa phải nhưng ổn định thì vẫn hơn là một lối sống bấp bênh, có thể kiếm được thức ăn nhiều và nhanh nhưng cũng có nhiều khả năng chết đói. Người ta có giả định rằng chức năng của những khu vườn đầu tiên cách đây 11.000 năm là cung cấp nguồn thức ăn dự trữ đáng tin cậy phòng khi không tìm được nguồn lương từ hoang dã. Ngược lại, các thợ săn nam giới có xu hướng quyết định mình sẽ làm gì xuất phát từ những suy tính về vấn đề uy tín. Chẳng hạn, họ thích ngày nào cũng đi săn hưu cao cổ, mỗi tháng hạ được một con hưu cao cổ đem về và do đó được kể vào hàng thợ săn cự phách, chứ không ưng mỗi tháng mang về nhà lượng lương thực cấp đôi trọng lượng một con hưu cao cổ bằng cách hạ mình ngày ngày đi thu hạt. Người ta cũng được dẫn dắt bởi những sở thích văn hóa dường như có tính võ đoán, chẳng hạn có dân tộc xem cá là món cao lương mỹ vị trong khi dân tộc khác coi cá là đồ cấm kỵ. Cuối cùng, Việc ưu tiên chọn cách nào còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi những giá trị tương đối mà người ta gán cho những lối sống khác nhau, như ta vẫn thấy ngày nay, chẳng hạn ở miền Tây Hoa Kỳ vào thế kỷ 19, những người chăn bò, chăn cừu và nông dân thầy đều khinh miệt lẫn nhau. Tương tự, trong suốt lịch sử loài người, người làm nông có xu hướng khinh miệt người săn bắt hái lượm, coi họ là man di, trong khi người săn bắt hái lượm khinh miệt người làm nông, coi họ là rốt nát, còn người chăn nuôi thì khinh miệt cả hai cả ba nhân tố này đều góp phần ảnh hưởng đến quyết định của con người trong việc làm cách nào để có cái ăn như ta đã nhận thấy những nhà nông đầu tiên trên mỗi lục địa đã không lựa chọn làm nông nghiệp một cách hữu thức bởi không hề có nhà nông nào khác ở ngay bên cạnh cho họ quan sát cả tuy nhiên một khi sản xuất lương thực đã phát sinh ở một phần của lục địa những người săn bắt hái lượm lân cận có thể nhìn thấy kết quả để rồi quyết định mình có chuyển sang sản xuất lương thực hay không một cách hữu thức trong một số trường hợp những người săn bắt hái lượm tiếp thu hệ thống sản xuất lương thực từ dân tộc láng giềng một cách trọn gói. Trong vài trường hợp khác họ chỉ tiếp thu vài yếu tố của nó. Trong vài trường hợp khác nữa họ hoàn toàn khước từ sản xuất lương thực mà vẫn theo lối sống săn bắt hái lượm. Chẳng hạn, những người săn bắt hái lượm ở một số vùng Đông Nam Âu đã nhanh chóng tiếp thu các cây ngũ cốc, cây cho đậu và gia súc của Tây Nam Á một cách trọn gói vào khoảng 6.000 năm tây giờ. Công nghệ. cả ba nhân tố này cũng nhanh chóng bành trướng qua Trung Âu vào các thế kỷ trước 5.000 năm TCN. Công nghệ. Việc tiếp thu sản xuất lương thực đã có thể diễn ra nhanh chóng và chọn gói ở Đông Nam Âu và Trung Âu là bởi lối sống săn bắt hái lượm ở đó không cho năng suất cao bằng nên không có tính cạnh tranh bằng. Ngược lại, sản xuất lương thực chỉ được tiếp thu từng phần một ở Tây Nam Âu, miền Nam Pháp, Tây Ban Nha và Ý, ở đó cừu được du nhập đầu tiên, sau đó đến hộ cốc. Việc tiếp thu sản xuất lương thực một cách triệt để từ nội địa châu Á cũng diễn ra rất chậm chạp và từng phần ở Nhật Bản có lẽ vì lối sống săn bắt hái lượm ở đó dựa trên hải sản và các cây trồng địa phương vốn cho năng suất rất cao. Cũng như lối sống săn bắt hái lượm có thể được đổi từng phần để lấy lối sống sản xuất lương thực, một hệ thống sản xuất lương thực cũng có thể được đổi từng phần để lấy lối sống săn bắt hái lượm, chẳng hạn vào khoảng 2.500 năm tới giờ. Công nghệ người Anh điêng ở miền đông Hoa Kỳ đã thuần hóa các loài cây bản địa nhưng đã có trao đổi với những người Anh điêng Mexico vốn đã phát triển một hệ thống cây trồng có năng suất cao hơn dựa trên bộ ba gồm ngô, bí và đậu người Anh điêng miền Đông Hoa Kỳ đã tiếp thu các cây trồng Mexico, nhiều người trong số họ từ bỏ nhiều loại cây bản địa mà mình đã thuần hóa, một cách từng phần, bí được thuần hóa độc lập, mua được du nhập từ Mexico vào khoảng năm 200 nhưng vẫn là một cây trồng thử yếu mãi đến khoảng năm 900, còn đậu được du nhập. Sau đó chừng một, hai thế kỷ, thậm chí có trường hợp người ta từ bỏ các hệ thống sản xuất lương thực để chọn lối sống săn bắt hái lượng. Chẳng hạn, vào khoảng 3.000 năm T giờ công nghệ, những người săn bắt hái lượm ở miền Nam Thụy Điển đã tiếp thu nghề nông dựa trên các cây trồng Tây Nam Á, nhưng đến khoảng 2.700 năm Tây giờ. Công nghệ lại từ bỏ để quay về lối sống săn bắt hái lượm trong vòng 400 năm trước khi lại chuyển sang nghề nông một lần nữa. Những gì vừa xét trên đây cho thấy rõ, ta không nên giả định rằng quyết định tiếp thu nghề nông là một quyết định xuất phát từ chỗ chẳng có gì, làm như trước đó người ta chẳng có cách nào để tự nuôi mình cả. Thay vào đó, ta phải xem sản xuất lương thực và săn bắt hái lượm là những sách lược thay thế tranh đua với nhau. Những nền kinh tế hỗn hợp mà trong đó người ta bổ sung một số cây trồng hay vật nuôi vào lối sống săn bắt hái lượm cũng cạnh tranh với cả hai loại hình kinh tế thuần túy đó, cũng như với các nền kinh tế hỗn hợp có tỷ trọng sản xuất lương thực cao hơn hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, trong 10.000 năm qua, chiếm ưu thế vẫn là xu hướng chuyển từ săn bắt hái lượm sang sản xuất lương thực, từ đó ta phải đặt câu hỏi Đâu là những nhân tố khiến cho ưu thế cạnh tranh lệch khỏi sản bắt hái lượm mà nghiêng về sản xuất lương thực? Câu hỏi đó vẫn đang tiếp tục được các nhà khảo cổ và nhân loại học tranh luận, một lý do khiến cho nó vẫn chưa có lời giải đáp, ấy là cũng có thể ở mỗi vùng trên thế giới lại có những nhân tố khác nhau đóng vai trò quyết định. Một lý do nữa là cái khó khi phải gỡ rối để xem đâu là nhân đâu là quả trong việc phát sinh nền sản xuất lương thực, tuy nhiên, ta vẫn có thể xác định năm nhân tố chính góp phần vào việc này, mọi tranh cãi đều chủ yếu xoay quanh tầm quan trọng tương đối của năm nhân tố đó một nhân tố là sự suy giảm nguồn lương thực hoang dã, lối sống săn bắt hái lượm ngày càng trở nên kém hiệu quả hơn trong 13.000 năm qua bởi những nguồn lương thực mà người săn bắt hái lượm dựa vào, đặc biệt là thú vật ngày càng ít hơn, thậm chí còn biến mất. Như ta đã thấy trong chương 1, hầu hết các loài hữu nhũ lớn đã tuyệt chủng ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ vào cuối kỷ lây to sen, một số loài cũng tuyệt chủng ở Âu Á và Châu Phi, hoặc vì khí hậu thay đổi hoặc vì số người săn thú đông dần lên và kỹ năng săn thú của họ được nâng cao dần phải chăng việc thú vật tuyệt chủng đã thúc đẩy người châu Mỹ bản địa, người Âu Á và người châu Phi, dù sau khi lần lửa rất lâu, rốt cuộc cũng chuyển sang sản xuất lương thực, điều đó có thể còn cần tranh cãi, song có những trường hợp hoàn toàn không thể tranh cãi gì thêm đã xảy ra trên các hòn đảo vào những thời gian gần. Đây, chỉ sau khi những người di cư Polynesia đầu tiên đã tiêu diệt hết loài moa và giết gần hết hải cầu ở New Zealand, lại cũng tiêu diệt hay giết gần hết các loài chim biển và chim đất liền trên các hòn đảo Polynesia khác họ mới bắt đầu đẩy mạnh sản xuất lương thực. Chẳng hạn, mặc dù những người Polynesia đã di cư sang đảo Phục Sinh vào khoảng năm 500 có mang theo gà, nhưng mãi đến khi các loài chim hoang dã và cá heo không còn sẵn để làm thức ăn nữa thì gà mới trở thành thực phẩm chính. Cũng vậy, người ta cũng cho rằng một nhân tố góp phần vào việc phát sinh sản xuất lương thực ở vùng lưỡi liềm phí nhiêu là do sự suy giảm số lượng linh dương hoang dã từng là nguồn cung cấp thịt chính cho những người săn bắt hái lượm ở vùng đó một nhân tố thứ hai là cũng như việc suy giảm thu săn đã khiến cho nghề săn bắt hái lượm trở nên kém hiệu quả việc gia tăng số loài cây dại có thể thuần hóa đã đặt những bước dẫn đến việc thuần hóa cây trồng ngày càng hiệu quả hơn chẳng hạn sự thay đổi khí hậu vào cuối kỷ lây to sen ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu đã mở rộng địa giới các môi trường với những loài ngũ cốc hoang mà từ đó người ta có thể gặt hái những mùa bội thu trong một thời gian ngắn những vụ thu hoạch ngũ cốc hoang đó là tiền thân cho việc thuần hóa những loài cây trồng sớm nhất những cây ngụ cốc lúa mì và lúa mạch ở vùng lưỡi liềm phí nhiêu. Lại còn một nhân tố khác làm cán cân nghiêng từ săn bắt hái lượm sang sản xuất lương thực, ấy là người ta ngày càng tích lũy được những cải tiến kỹ thuật trong việc thu hoạch, xử lý và lưu trữ lương thực hoang, những kỹ thuật mà rốt cuộc thì sản xuất lương thực cũng phải cần tới. Dẫu có thu hoạch được một tấn hạt lúa mì đi nữa, các nông dân tương lai nào được lợi gì nếu trước hết họ chưa biết cách gặt, đập và lưu trữ chúng, các phương pháp dụng cụ và tiện ích cần thiết xuất hiện nhanh chóng ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu sau năm 11.000 tây giờ. Công nghệ đã được phát minh nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý và lưu trữ lượng ngũ cốc hoang dã vốn trở nên dồi dào vào thời gian đó. Các phát minh này bao gồm liềm có lưỡi bằng đá lửa gắn vào cán bằng gỗ hoặc xương để thu hoạch hạt hoang, giỏ để đựng hạt chảy từ sườn đồi mang về nhà, chay và cối hoặc thớt để dã hạt bỏ vỏ, kỹ thuật giang hạt sao cho có thể lưu trữ lâu mà hạt không nảy mầm và các hố lưu trữ ngầm dưới đất một số được chát vữa để không thấm. Nước, bằng chứng về tất cả các kỹ thuật này có rất nhiều tại các di chỉ săn bắt hái lượng ở vùng lưỡi liềm phi nhiêu vào sau năm 11.000 tây giờ. Công nghệ, tất cả các kỹ thuật này, dù đã được phát triển nhằm mục đích khai thác ngũ cốc hoang, là điều kiện tiên quyết cho việc trồng ngũ cốc làm cây trồng. Các phát triển lũy tiến này là những bước vô thức đầu tiên trên con đường thuần hóa cây trồng. Nhân tố thứ tư là mối liên hệ hai chiều giữa sự gia tăng mật độ dân số loài người với việc phát sinh sản xuất lương thực. Ở mọi vùng của thế giới nơi có đủ bằng chứng, các nhà khảo cổ đều tìm thấy bằng chứng cho thấy mật độ dân cư tăng đi liền với sự xuất hiện sản xuất lương thực, đâu là nhân đâu là quả. Đây là một câu hỏi từng gây tranh cãi lâu nay kiểu như câu hỏi chứng có trước hay gà có trước. Có phải sự gia tăng mật độ dân số loài người buộc người ta phải chuyển sang sản xuất lương thực, hay nhờ có sản xuất lương thực mà người ta mới có thể gia tăng mật độ dân số? Về nguyên tắc, người ta có thể cho rằng chuỗi nhân quả vận hành theo cả hai chiều. Như tôi đã bàn trước đây, sản xuất lương thực có xu hướng dẫn tới mật độ dân số tăng bởi nó mang lại lượng calo di ăn được trên mỗi hecta đất cao hơn so với săn bắt hái lượng. Mặt khác, mật độ dân số loài người dù gì cũng đã tăng dần dần trong suốt cuối kỷ lây to sen nhờ những cải tiến trong kỹ thuật thu hoạch và xử lý lương thực hoang dã. Do mật độ dân số tăng, sản xuất lương thực ngày càng được trộn hơn bởi nó mang lại lượng lương thực nhiều hơn đủ để nuôi toàn bộ dân số đó. Nghĩa là, việc chuyển sang sản xuất lương thực tiêu biểu cho cái là quá trình tự xúc tác, (autocatalytic process, nghĩa là một quá trình tự nó làm xúc tác cho chính nó trong một chu trình hoàn lưu tích cực càng lúc càng nhanh hơn một khi nó đã khởi động mật độ dân số tăng dần buộc người ta phải tìm cách làm sao kiếm được nhiều lương thực hơn đền bù cho những ai đã tiến hành những bước vô tình dẫn đến sản xuất lương thực khi đã bắt đầu sản xuất lương thực và chuyển sang định cư người ta có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai lần sinh và sinh sản càng nhiều người hơn thế là lại cần càng nhiều lương thực hơn nữa Mối liên hệ hai chiều này giữa sản xuất lương thực và mật độ dân số giải thích điều nghịch lý rằng sản xuất lương thực, tuy làm tăng lượng calo di ăn được trên mỗi hecta, lại khiến những người sản xuất lương thực bị thiếu ăn hơn so với những người săn bắt hái lượng vốn đã thu họ trong cuộc cạnh tranh này. Nghịch lý đó nảy sinh là bởi mật độ dân số loài người tăng nhanh hơn một chút so với số lương thực mà loài người làm ra được. Bốn nhân tố đó hợp lại giúp ta hiểu được vì sao cuộc chuyển tiếp sang sản xuất lương thực ở vùng lưỡi liềm phí nhiêu đã khởi đầu vào khoảng 8.500 năm tới giờ công nghệ chứ không phải vào khoảng 18.500 hay 28.500 năm tây giờ, công nghệ. Và hai thời điểm sớm hơn này, lối sống săn bắt hái lượm vẫn còn hiệu quả hơn nhiều so với sản xuất lương thực sơ khai bởi các loài hậu nhũ hoang dã vẫn còn dồi dào, ngũ cốc hoang dại hãy còn chưa dồi dào, người ta chưa có được những phát minh cần thiết để thu hoạch, xử lý và lưu trữ ngũ cốc một cách hữu hiệu. Và mật độ dân số loài người chưa đủ cao nên cũng chưa cần thiết phải khai thác được nhiều calo hơn trên mỗi hectare nhân tố cuối cùng trong việc chuyển tiếp này có ý nghĩa quyết định tại những vùng giáp danh về địa lý giữa những người săn bắt hái lượm và những người sản xuất lương thực nhờ mật độ dân số cao hơn nhiều nên dù chỉ bằng số lượng áp đảo mà thôi những người sản xuất lương thực cũng có thể xua đuổi hoặc giết chết những người săn bắt hái lượm ấy là chưa kể đến những lợi thế khác nhờ sản xuất lương thực mà có được như kỹ thuật vi trùng và binh lính chuyên nghiệp ở những khu vực nơi chỉ có các nhóm săn bắt hái lượm mà thôi nhóm nào đã chuyển sang sản xuất lương thực sẽ sống sót còn nhóm nào chưa chuyển thì không hệ quả là ở hầu hết những vùng nào thích hợp cho sản xuất lương thực trên thế giới những người săn bắt hái lượm gặp một trong hai số phận hoặc họ bị thay thế bởi những người sản xuất lương thực láng giềng hoặc sống sót được chỉ nhờ bản thân họ đã tiếp thu sản xuất lương thực ở đâu những người săn bắt hái lượm vốn đã đông đúc hoặc điều kiện địa lý ngăn không cho những người sản xuất lương thực di cư đến những người săn bắt hái lượm bản địa có đủ thì giờ để tiếp thu nghề nông vào thời tiền sử trở thành nhà nông và nhờ đó mà sống sót điều này có thể đã xảy ra ở miền tây nam hoa kỳ phía tây địa trung hải trên bờ đại tây dương của châu âu và một số vùng của nhật bản tuy nhiên ở indonesia đông nam á nhiệt đới hầu hết châu phi hạ xích đạo và có thể ở một số phần của châu âu những người săn bắt hái lượm đã bị thay thế bởi những người làm nông vào thời tiền sử trong khi một sự thay thế tương tự đã xảy ra vào thời hiện đại ở australia và hầu hết miền tây hoa kỳ chỉ ở nơi nào có những rào cản đặc biệt mạnh mẽ về địa lý hay sinh thái khiến cho việc nhập cư của những người sản xuất lương thực hay việc truyền bá các kỹ thuật sản xuất lương thực có thể áp dụng cho địa phương trở nên rất khó khăn, những người săn bắt hái lượm bản địa mới có thể sống sót đến tận thời hiện đại. Ở những khu vốn thích hợp cho sản xuất lương thực Ba ví dụ nổi bật cho việc này là những người săn bắt hái lượm người châu Mỹ bản địa vẫn tồn tại dai dẳng ở California, bị ngăn cách với những nhà nông châu Mỹ bản địa bởi sa mạc, những người săn bắt hái lượm khoi săn ở miền phép của Nam Phi ở một vùng có khí hậu địa trung hải vốn không thích hợp với những cây trồng xích đạo của các nhà nông ban tu láng giềng và những người săn bắt hái lượm sống ở khắp lục địa australia bị ngăn cách khỏi những người sản xuất lương thực indonesia và new guinea bởi những biển nông số ít các dân tộc vẫn theo lối sống săn bắt hái lượm mãi đến thế kỷ 20 đã thoát khỏi số phận bị những người sản xuất lương thực dành chỗ chỉ là nhà họ sống ở những khu vực vốn dĩ không thích hợp cho sản xuất lương thực đặc biệt là sa mạc và vùng bắc cực trong vòng một thập niên nữa ngay cả các dân tộc này rồi cũng sẽ bị quyến rũ bởi sự hấp dẫn của văn minh, sẽ buộc phải định cư dưới sức ép của chính quyền hoặc các nhà truyền giáo, hoặc sẽ làm mồi cho vi trùng. Chương 7, làm ra một quả hạnh bằng cách nào? Nếu bạn đang đi bộ đường dài 16 mà đã quá chán với những lương thực trồng ở trang trại, hãy thử ăn lương thực dại xem. Thú vị đấy, bạn vẫn biết một số loài cây dại như dâu hay việt quất dại ăn vừa ngoan lại vừa vô hại. Các loại quả mọng này giống những loại cây trồng quen thuộc đến nỗi bạn có thể dễ dàng nhận ra mặc dù chúng nhỏ hơn nhiều so với quả trồng. Những người đi bộ đường dài có máu phiêu lưu cũng ăn cả nấm ti rằng phải thận trọng bởi ai cũng biết rằng có nhiều loại nấm ăn vào là chết. Thế nhưng ngay những người mê quả hạch nhất cũng không dám ăn những quả hạnh dại bởi chỉ vài tá quả này cũng đã chứa lượng say ở nai, loại chất độc mà phát xít đức đã dùng trong phòng hơi ngạt đủ để giết người. Dừng đầy rẫy những loại cây khác không ăn được như vậy. Thế nhưng mọi thứ cây trồng đều xuất phát từ các loài cây dại, làm thế nào một số loài cây dại đã trở thành cây trồng? Câu hỏi này đặc biệt rắc rối đối với nhiều loại cây trồng, như quả hạnh mà những loài cây dại tổ tiên của chúng vốn rất độc hoặc chẳng ngon gì, cũng như với những loại cây trồng khác, như ngô trông chẳng giống chút nào với loài cây dại tổ tiên. Những người sống trong hang động nào đã nảy ra ý tưởng thuần hóa một loài cây, và điều đó đã được thực hiện ra sao? Thuần hóa cây trồng có thể định nghĩa là trồng một loại cây và do đó, một cách hữu thức hoặc vô tình, làm cho nó biến đổi về mặt di truyền so với loài cây tổ tiên theo những cách làm cho nó trở nên hữu ích hơn cho kẻ tiêu thụ nó, con người. Việc phát triển các loại cây trồng ngày nay là một công việc có ý thức, được chuyên môn hóa cao độ, do những nhà khoa học chuyên môn đảm nhiệm, họ đã biết hàng trăm loài cây trồng hiện có và bắt tay phát triển thêm những loài mới. Nhằm đạt mục đích đó, họ trồng nhiều hạt thay dễ khác nhau, chọn phôi tốt nhất rồi trồng hạt của cây đó, áp dụng kiến thức di truyền học để phát triển những giống tốt có thể sinh sản đúng, thậm chí còn có thể dùng các kỹ thuật di truyền mới nhất để chuyển một số gen có ích cụ thể. Tại trại Davis thuộc Đại học California có cả một khoa, khoa cây quả, Department of Pomolo chuyên nghiên cứu các loài táo, lại có một khoa khác, khoa trồng nho và làm rượu nho, Department of Viticulture and Enolo chuyên nghiên cứu về nho và rượu nho, nhưng thuật hóa cây trồng đã có lịch sử trên 10.000 năm những nông gia đầu tiên chắc chắn đã không dùng các kỹ thuật di truyền phân tử để làm ra kết quả họ thậm chí còn chưa có một loại cây trồng nào có sẵn làm mẫu gây cảm hứng cho họ phát triển những loại cây trồng khác vì vậy họ không thể biết rằng mình có đang làm gì đi nữa thì trái quả thu được cũng là quả ngọt thế thì các nhà nông đầu tiên đó đã thuần hóa cây trồng một cách không chú ý như thế nào chẳng hạn làm cách nào họ đã chuyển những cây hạnh độc thành cây hạnh lành mà chẳng hề biết mình đang làm gì họ đã thực sự gây ra những biến đổi nào ở các loài cây dại ngoài việc làm cho một số loài to ra hoặc bất độc đi, ngay cả với những loài cây trồng có giá trị, thời điểm thuần hóa cũng thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn, đậu được thuần hóa vào trước năm 8.000 t giờ công nghệ, ô liu khoảng 4.000 năm t giờ công nghệ, dâu mãi đến thời Trung Cổ mới được thuần hóa, cây hồ đào pe can thì mãi tới năm 1846. Nhiều loài cây dại cho những thức ăn mà hàng triệu người coi là của quý, chẳng hạn như cây sồi vốn có quả ăn được mà ở nhiều vùng trên thế giới người ta luôn lủng kiếm, thế nhưng mãi đến ngày nay cây sồi vẫn chưa được thuần hóa. Điều gì khiến một vài loài cây rất dễ thuần hóa hoặc hấp dẫn hơn, khiến người ta muốn thuần hóa hơn so với các loài khác? Tại sao cây ô liu chịu khuất phục những nông dân thời đại đồ đá trong khi cây sồi mãi đến ngày nay vẫn đánh bại những nhà nông học thông minh sáng lắng nhất của chúng ta? Ta hãy bắt đầu bằng cách xét việc thuần hóa từ quan điểm của cây đối với cây cối thì chúng ta chỉ là một trong hàng ngàn loài thú vật luôn muốn thuần hóa cây một cách vô ý thức. Cũng như mọi loài vật kể cả con người, cây cối phải phát tán hậu duệ của mình đến những khu vực nơi chúng có thể sinh sôi nảy nở và lưu truyền bãi gen của cha mẹ chúng. Các con vật còn nhỏ phát tán bằng cách đi bộ hoặc bay, nhưng cây cối thì không thể đi hay bay được, thế nên chúng phải đi nhờ bằng cách nào đó. Trong khi một số loài cây có những hạt thích nghi với việc được gió đưa đi hoặc trôi trên mặt nước nhiều loài cây khác lừa một con vật để nó mang hạt giống của cây đi, bằng cách bọc quanh hạt một lớp nạc quả ngon lành và quảng cáo rằng quả đang chín tới bằng màu sắc hay mùi thơm. Con vật đang đói bèn ngoạm lấy và nuốt quả, xong thì bước hoặc bay đi chỗ khác, sau đó nhổ hay đại tiện các hạt ra một nơi cách xa cây bố mẹ, bằng cách đó hạt có thể được mang đi xa tới hàng ngàn cây số. Người ta có thể ngạc nhiên khi được biết hạt các loài cây có thể kháng cự lại việc tiêu hóa của ruột và vẫn có thể nảy mầm sau khi ra khỏi phân chúng ta, nhưng bất cứ độc giả nào thích mạo hiểm và không đến nỗi quá yếu bụng đều có thể tự mình kiểm chứng. Hạt của nhiều loài cây dại quả thật là cần phải đi qua ruột một con thú thì mới có thể nảy mầm, chẳng hạn, một loài dưa hấu châu phi thích nghi với việc bị ăn bởi một con vật giống như loài linh cầu gọi là aava đến nỗi hầu hết quả của loài đó mọc trên những nơi phóng uế của loài aava. Để thấy các loài cây dụ thú như thế nào đặng dùng chúng làm phương tiện đi nhờ, hãy lấy cây dâu dại làm ví dụ, khi hạt dâu vẫn còn non và chưa sẵn sàng để mọc, phần xung quanh quả còn xanh, chua và cứng, thì hạt đã chín, quả chuyển sang màu đỏ, ngọt và mềm. Sự thay đổi màu sắc của quả là một dấu hiệu để thu hút các loài chim như chim hét đến để mổ quả rồi bay đi, cuối cùng thì nhè hoặc đại tiện hạt ra. Lẽ tự nhiên, cây dâu vốn dĩ không có ý định hữu thức rằng mình cần phải thu hút chim chóc khi và chỉ khi hạt đủ chín để phát tán. Lũ chim hét cũng không hề có ý định tiến hành thuần hóa cây dâu, thay vì vậy, cây dâu đã tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên quả dâu non càng xanh càng chua thì càng ít chim đến phá hủy hạt bằng cách ăn quả trước khi hạt kịp chín quả chín càng ngọt càng đỏ mọng thì càng nhiều chim đến phát tán những hạt chín đó đi xa vô số loài cây khác có quả thích nghi với việc bị một số loài vẫn nhất định ăn rồi phát tán ra cũng như dâu đã quen với chim quả xôi thì quen với sóc quả xoài quen với rơi một số loài cây lách thì quen với kiến đó đã là một phần định nghĩa của chúng ta về thuần hóa cây trồng ấy là sự điều chỉnh di chuyển đối với một loài cây tổ tiên sao cho nó hữu ích hơn với kẻ tiêu thụ nó nhưng chẳng ai lại đi nghiêm túc mô tả cái quá trình tiến hóa này là sự thuần hóa bởi vì chim rơi và các loài thú tiêu thụ khác không thực hiện cái phần còn lại của định nghĩa về thuần hóa cây trồng chúng không trồng cây một cách hữu thức cũng y như vậy trong những giai đoạn đầu khi cây dại tiến hóa thành cây trồng một cách vô thức một số loài cây đã phát triển theo hướng thu hút con người đến ăn chúng rồi phát tán quả của chúng ra trong khi con người chưa trồng chúng một cách hữu thức những nơi phóng uế của con người cũng như của loài aava có thể đã là cái nôi cho những người nhân giống cây trồng đầu tiên một cách không chú ý. Bãi phong ế chỉ là một trong nhiều nơi chúng ta tình cờ trồng hạt của những loài cây dại mà chúng ta ăn. Khi ta thu lượng những loài cây dại ăn được rồi mang về nhà, một số rơi vãi dọc đường và ngay trong nhà ta, một số quả chín nẫu bị hỏng, thế là người ta không ăn mà vứt ngay vào giọt rác, song chúng vẫn đang chứa những hạt hoàn toàn tốt. Là một phần những quả mà chúng ta thực sự cho vào miệng, hạt dâu vốn nhỏ nên không tránh khỏi bị nhai rồi bị đại tiện ra, nhưng các hạt khác thì to nên ta phải nhổ ra. Vậy là, những bãi nhiều và đống rác của ta cũng góp cùng những bãi phóng ế để hình thành những phòng nghiên cứu nông nghiệp đầu tiên. Dù hạt rơi vào phòng nào trong những phòng thí nghiệm này đi nữa, chúng có xu hướng chỉ là hạt của một số cá thể cây ăn được nhất định, cụ thể là những loài mà chúng ta thích ăn vì lý do này hoặc lý do khác. Bạn cũng biết rằng mỗi khi đi hái quả, bạn luôn chọn một số cây cụ thể hoặc một số bụi cây cụ thể. Cuối cùng, khi những nhà nông đầu tiên bắt đầu gieo hạt một cách có chú ý, chắc chắn họ sẽ gieo hạt từ những cây mà họ đã chọn để thu nhặt. Mặc dù họ không hiểu cái nguyên lý di truyền rằng quả to thì hạt có xu hướng cũng mọc thành những bụi cho quả to hơn. Vậy nên, khi ta hì hụi chui vào một bụi cây có lắm gai giữa bầy mũi vo ve và một hôm oi nồng ẩm ướt thì đâu phải cứ bụi cây dâu nào ta cũng làm như vậy. Dù một cách vô tình đi nữa, ta vẫn quyết định bụi nào trông hấp dẫn hơn, liệu có đáng cho ta mất công mất sức không? Những tiêu chí lựa chọn của ta, trong vô thức, là gì? Một tiêu chí dĩ nhiên là kích cỡ ta thích những quả to, bởi quả mà bé tí tẹo thì chả mất công răng nắng và phơi mình cho mỗi đất làm gì. Điều đó lý giải một phần vì sao nhiều loại cây trồng có quả lớn hơn nhiều so với loài cây dại tổ tiên. Ta vẫn rất quen thấy dâu bán trong siêu thị thật sự là khổng lồ so với dâu dại, những khác biệt đó chỉ nảy sinh trong mấy thế kỷ gần đây thôi. Những khác biệt đó về kích cỡ ở các loài cây khác bắt đầu từ ngay thỏa đầu tiên của nông nghiệp, khi những loài đậu đã tiến hóa thông qua chọn lọc của con người trở nên nặng gấp 10 lần đậu dại, các loài đậu dại nhỏ bé đã được những người săn bắt hái lượm thu nhặt từ hàng ngàn năm, cũng như ngày nay ta đi hái từng quả dâu dại con con, trước khi việc thu hoạch và trong những loài đậu dại lớn nhất, hấp dẫn nhất, nghĩa là, cái ta gọi là nghề nông, bắt đầu tự động góp phần làm tăng kích cỡ trung bình của đậu. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, tương tự, táo bán trong siêu thị thường đo được 3 inch, khoảng 7,6 cm, nở đê đường kính, trong khi táo dại thì chỉ 1 inch, 2,54 cm, nở đê. Những lõi ngô sơ nhất ít khi dài quá nửa inch, nhưng các nông dân người Anh điên Mexico vào khoảng năm 1500 đã phát triển được những loài ngô có lõi dài tới 6 inch, khoảng 15 cm, ND. Một số loài ngô hiện đại còn dài tới một bộ rưỡi, khoảng 46 cm, ND. Một khác biệt hiển nhiên khác giữa những hạt do ta trồng với các tổ tiên hoang dại của chúng là độ đắng. Nhiều hạt dại tiến hóa theo hướng đắng, vị khó nuốt hoặc thật sự là độc, để ngăn không cho loài vật ăn chúng. Vậy, chọn lọc tự nhiên đã hành xử đối với hạt theo hướng ngược lại với quả. Những cây có quả ngon thường được thú vật phát tán hạt, nhưng bản thân hạt nằm bên trong quả thì mùi vị khó nuốt, nếu không thì con vật sẽ nhai luôn hạt, thế là hạt sẽ không thể nảy mầm. Hạnh là một ví dụ đặc sắc về những hạt đắng và sự thay đổi của chúng khi được thuần hóa. Hầu hết hạt hạnh dạy chứa một hóa chất cực đắng gọi là amizalin mà, như đã nói ở trên khi phân hủy thì cho ra chất độc ở cyanide, một giúm hạt hạnh có thể giết chết kẻ nào đủ ngu ngốc để phớt lờ lời cảnh báo của cái vị đáng ngắt kia. Trong giai đoạn thuần hóa với ý thức đầu tiên, người ta thu lượm hạt về ăn, nhưng hạt hạnh đáng thế kia thì làm cách nào đã diễn ra cái giai đoạn đầu tiên ấy của việc thuần hóa nó? Cách giải thích là thế này. Một số cá thể cây hạnh có biến dị ở một gen ngăn chặn việc tổng hợp chất amida linh sinh vị đắng. Những cây này chết trong thiên nhiên mà không để lại phôi nào bởi chim chóc hễ đã phát hiện những hạt không đắng đó là ăn sạch song những đứa trẻ đang đói bụng hoặc tò mò, con cái những nhà nông đầu tiên, trong khi gặm nhấm các loài cây dại xung quanh chúng rốt cuộc cũng nếm thử và lưu ý những cây hạnh không đáng đó. Cũng y như vậy, những con chim chỉ châu Âu ngày nay vẫn còn nhận biết những cây sồi cá biệt mà quả của chúng ngọt chứ không đắng. Những hạt hạnh không đáng này là các hạt duy nhất mà những nông dân cổ đại đem trồng, đầu tiên là một cách vô tình trong các đống rác, về sau thì một cách hữu thức ở trong vườn. Ngay từ trước năm 8.000 t giờ, công nghệ quả hạnh dại đã xuất hiện ở các di chỉ khảo cổ đã khai quật ở Hy Lạp đến năm 3000 T giờ, công nghệ chúng đã được thuần hóa ở các vùng đất phía đông địa Trung Hải. Khi vua Ai Cập Tutang Khamen băng hà, vào khoảng năm 1325 T giờ công nghệ, hạnh là một trong những lương thực được để lại trong phần mộ nổi tiếng của ông để nuôi ông ở thế giới bên kia. Đậu lima, dưa hấu, khoai tây, cà tím và bắp cải nằm trong số nhiều cây trồng quen thuộc khác mà tổ tiên của chúng vốn có vị đắng hoặc chất độc, nhưng có những cá thể ngọt đã ngẫu nhiên nảy mầm quanh các bãi phong uế của người cổ đại. Trong khi kích cỡ và mùi vị thơm ngon là những tiêu chí hiển nhiên nhất để những người săn bắt hái lượm cổ đại lựa chọn các loại cây dại, còn những tiêu chí khác như quả nhiều nạc hoặc không có hạt, hạt có dầu và thứ nạc dài. Bí và bí ngô dại không hề có hoặc có rất ít nạc bao quanh hạt, nhưng các nhà nông cổ đại khi chọn bí và bí ngô thì lại thích nạc phải thật nhiều chứ không phải hạt. Chuối từ lâu đã được trồng theo hướng toàn nạc mà không có hạt điều đó kích thích các nhà nông học ngày nay ra sức phát triển cả những loài cam, nho và dưa hấu không hạt. Không hạt là một ví dụ tốt cho thấy lựa chọn của con người có thể làm đảo ngược hoàn toàn chức năng tiến hóa ban đầu của một loài quả dại mà vốn trong thiên nhiên là phương tiện để phát tán hạt. Và thời cổ đại, nhiều loài cây dại cũng được chọn theo cách tương tự, vi quả hoặc hạt có dầu. Nằm trong số các loại cây trồng được thuần hóa sớm nhất ở thế giới Địa Trung Hải có cây ô liu được trồng từ khoảng 4.000 năm tây giờ, công nghệ bởi nó cho dầu cây ô liu trồng không chỉ lớn hơn mà còn nhiều dầu hơn cây ô liu dại. Các nhà nông cổ đại cũng đã chọn cây vương, mù tạc, anh túc và lanh cũng vì hạt có dầu của chúng, trong khi các nhà khoa học về cây trồng ngày nay cũng làm như vậy đối với cây hướng dương, cây dung, sáp loe e và cây bông. Trước khi người ta phát triển cây bông để lấy dầu như ngày nay, dĩ nhiên là từ lâu cây bông đã được lựa chọn để lấy bông dệt vải, sợi bông là lông mọc trên các hạt bông và các nhà nông ở cả châu Mỹ lẫn cựu thế giới đều chọn các loài bông cho sợi dài ở cây lanh và cây gai dầu, hai loại cây khác được trồng để cho sợi làm các vật dụng thì sợi lại mọc từ thân, và người ta chọn những loại nào có thân dài, thẳng. Tuy ta vẫn cho rằng hầu hết cây trồng được chọn thuần hóa là để làm thức ăn, nhưng cây lanh là một những cây trồng có từ xưa nhất, được thuần hóa vào khoảng 7.000 năm tê giờ công nghệ. Cây này cho vải linen vốn từng là loại vải chủ yếu ở châu Âu trước khi bị thay thế bằng bông và sợi tổng hợp sau cuộc cách mạng công nghiệp. Đến nay, tất cả những thay đổi trong việc cây dại tiến hóa thành cây trồng mà tôi đã đề cập đến đều bao hàm những đặc tính mà các nhà nông đầu tiên có thể nhận ra như kích cỡ độ đắng độ nạc độ dầu độ dài thứ sợi bằng cách thu hoạch những cá thể cây dại mang các đặc tính mong muốn đó ở mức cao các dân tộc cổ đại đã vô tình làm phát tán cây và đưa chúng vào con đường thuần hóa tuy vậy ngoài ra còn có ít nhất bốn loại thay đổi chính nữa không dựa trên những đặc tính nhìn thấy được như khi người hái dâu chọn quả trong các trường hợp đó Người hái dâu gây nên sự thay đổi bằng cách thu hoạch những cây có sẵn trong khi những cây khác thì không có sẵn bởi nguyên nhân vô hình nào đó, hoặc bằng cách thay đổi những điều kiện lựa chọn đối với cây. Sự thay đổi đầu tiên tác động đến cơ chế phát tán hạt vốn có của cây dại. Nhiều loại cây có những cơ chế chuyên biệt để phát tán hạt, khiến con người khó thu hoạch được chúng một cách hữu hiệu, chỉ những hạt biến dị thiếu những cơ chế đó mới được con người thu hoạch và do đó trở thành tiền thân của cây trồng. Một ví dụ thấy rõ là đậu, mà hạt của chúng, những hạt đậu mà ta ăn được bọc trong vỏ, Muốn nảy mầm thì trước hết hạt phải ra khỏi vỏ, để được kết quả đó, cây đậu đã phát triển một gen làm cho vỏ nứt ra khiến đậu bắn lên mặt đất, vỏ của một vài cây biến dị thì lại không nứt. Trong thiên nhiên, những vỏ đậu biến dị này sẽ chết, nằm trong nấm mồ vĩnh viễn là cái vỏ treo trên cây bố mẹ kia, chỉ những vỏ nào nứt thì hạt mới có thể lưu truyền gen được, nhưng ngược lại, chỉ những vỏ nào không nứt mà còn lại trên cây thì con người mới thu hoạch được. Như vậy, khi con người mang đậu về nhà ăn, ấy là đã có một sự lựa chọn trực tiếp cá thể cây mang gen biến dị đó. Những biến dị không nứt tương tự cũng được lựa chọn ở cây đậu lăng, cây lanh và cây anh túc. Thay vì bị bọc kín trong một vỏ có thể nứt, hạt lúa mì và lúa mạch dại lại mọc trên ngọn thân cây, thân này sẽ tự vỡ làm hạt rơi xuống đất nơi nó có thể nảy mầm, có một biến dị do một gen gây ra ngăn không cho thân bị vỡ. Trong tự nhiên, biến dị này là tai hại chết người đối với cây bởi hạt sẽ vẫn treo trong không khí, không nảy mầm đâm dễ được, song chính những hạt biến dị này lại là những hạt vẫn còn lại trên thân, thật tiện để con người đến thu hoạch mang về nhà. Khi con người trồng những hạt biến dị đó về sau, bất cứ hạt biến dị nào ở trong phôi lại sẽ còn đó trên thân để con người tiếp tục thu hoạch và trồng, trong khi các hạt khác trong phôi đều rơi xuống đất và không thu hoạch được. Như vậy các nhà nông của loài người đã đảo ngược hướng chọn lọc tự nhiên đến 180 độ, ghen mà trước kia vốn hữu ích này trở thành có hại, còn ghen vốn dĩ có hại lại trở nên hữu ích. Suốt 10 năm qua, Việc con người chọn lọc một cách vô thức các thân lúa và lúa mạch không vỡ rõ ràng là sự cải thiện lớn đầu tiên của con người đối với cây, thay đổi đó đã đánh dấu sự khởi đầu nền nông nghiệp ở vùng Lưỡi Niềm phỉ nhiêu. Loại thay đổi thứ hai thậm chí còn khó thấy hơn đối với người cổ đại, đối với các loài cây sống một năm mọc ở một vùng có khí hậu khó tiên đoán trước, nếu tất cả hạt đều nảy mầm nhanh chóng và cùng một lúc thì thật là tai hại. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì tất cả cây con có thể bị chết sạch vì một cơn hạn hán hay sương giá chẳng còn sót lại hạt nào để lưu chuyển nòi giống. Vì vậy nhiều loại cây sống một năm đã tiến hóa một biện pháp bảo đảm chắc ăn, ấy là dùng cơ chế ngăn chặn nảy mầm, khiến cho hạt tạm thời ngủ, phải mấy năm sau mới khởi sự phát tán mầm. Bằng cách đó, thậm chí dù hầu hết hạt bị chết vì một đợt thời tiết xấu thì một vài hạt vẫn sẽ còn sót lại để nảy mầm sau, một cách bảo đảm chắc ăn khác để cây có thể lưu truyền nòi giống, ấy là bọc hạt trong một lớp vỏ dày. Nhiều loài cây giải áp dụng cách thích nghi này, như lúa, lúa mạch, đầu lanh và hướng dương trong khi các hạt nảy mầm muộn kia vẫn còn cơ hội để nảy mầm sau ta hãy hình dung điều gì ắt phải xảy ra khi con người bắt đầu làm nông các nhà nông đầu tiên hẳn đã khám phá bằng phương pháp thử và sai rằng họ có thể đạt năng suất cao hơn nếu tiến hành cày cấy và tưới nước cho đất sau đó thì gieo hạt khi điều đó xảy ra những hạt nào nảy mầm ngay thì sẽ mọc thành cây hạt của chúng được thu hoạch và lại trồng vào năm sau nhưng nhiều loài cây dại mà hạt không nảy mầm ngay thì chẳng mang lại vụ mùa nào cả những cá thể biến dị ngẫu nhiên trong các loài cây dại thì không có lớp vỏ dày bọc quanh hạt hoặc không có những biện pháp ngăn chặn nảy mầm khác. Tất cả các biến dị đó đều nhanh chóng nảy mầm và cho vụ mùa gồm các hạt biến dị. Những nông dân đầu tiên hẳn đã không nhận ra sự khác biệt giống như họ đã nhận ra và chú ý lựa chọn những quả dâu lớn, nhưng cái chu trình gieo mọc thu hoạch gieo sẽ chọn lọc trực tiếp các biến dị một cách vô thức. Cũng như những thay đổi trong cách phát tán hạt, những thay đổi trong cơ chế ngăn chặn nảy mầm là đặc trưng cho lúa mì, lúa mạch, đậu và nhiều loại cây khác so với các loài cây dại tổ tiên. Loại hình thay đổi chính còn lại mà các nhà nông cổ đại không nhận thấy, đó là sự tái sinh sản của cây. Một vấn đề chung khi người ta phát triển cây trồng, ấy là những cá thể cây biến dị ngẫu nhiên thì lại hữu ích cho con người hơn, chẳng hạn vì hạt to hơn hoặc ít đắng hơn so với các cá thể bình thường. Nếu những biến dị được mong muốn này lại được phối với những cây bình thường thì biến dị sẽ bị nhạt đi hoặc mất hoàn toàn. Trong những điều kiện nào biến dị vẫn được bảo tồn cho các nhà nông cổ đại, đối với những cây tự sinh sản, biến dị sẽ tự động được bảo tồn. Đó là trường hợp những loại cây tái sinh sản theo lối sinh dưỡng, nghĩa là từ thân củ hoặc rễ của cây bố mẹ hoặc những cây lưỡng tính có khả năng tự thụ tinh, nhưng đại đa số các loài cây dại không tự sinh sản theo cách đó. Chúng hoặc là những cây lưỡng tính không có khả năng tự thụ phấn nên buộc phải giao phối với, với những cá thể lưỡng tính khác, bộ phận đực của cây này thụ tinh cho bộ phận cái của cây kia, bộ phận đực của cây kia thụ tinh cho bộ phận cái của cây này, hoặc chia làm cây đực riêng cây cái riêng như mọi loài hữu nhũ bình. Thường, trường hợp trước được gọi là lưỡng tính tự tương thích, trường hợp sau là những loài khác gốc, cả hai đều chẳng hay ho gì đối với các nhà nông cổ đại bởi họ sẽ bị mất ngay tất cả các biến dị đáng giữ mà chẳng biết vì sao. Giải pháp ở đây bao hàm một loại thay đổi khác mắt người không thấy được. Nhiều biến dị ở cây có ảnh hưởng đến bản thân hệ sinh sản, một số cá thể biến dị phát triển thành những quả mà thậm chí không cần thụ phấn, kết quả là ngày nay ta có chuối, nho, bưởi, cam và dứa không hạt một số loài cây lưỡng tính mất tính tự tương thích mà trở nên có khả năng tự thụ tinh tiêu biểu cho quá trình này là nhiều loài cây ăn trái như mận đào táo mơ và anh đào một số loài nho biến dị vốn thường sinh ra những cá thể đực và cái riêng biệt thì cũng trở thành cây lưỡng tính tự thụ tinh bằng tất cả những phương cách đó các nông dân cổ đại vốn chẳng biết gì về ngành sinh sản học cây cối vẫn đã trồng được những cây có ích sinh sản đúng và đáng được trồng lại chứ không phải toàn những biến dị thoạt tiên đầy hứa hẹn nhưng lại cho những phôi vô ích nhanh chóng bị lãng quên Vậy là, nhà nông đã lựa chọn các cá thể cây không chỉ dựa trên những phẩm chất có thể nhận biết dễ dàng như kích cỡ và mùi vị, mà cả những phẩm chất vô hình như cơ chế phát tán hạt, cơ chế ngăn chặn nảy mầm và cơ chế sinh sản. Kết quả là nhiều loại cây đã được chọn dựa trên những đặc tính rất khác nhau, thậm chí tương phản nhau. Một số loài cây, như hướng dương được chọn vì cho hạt to hơn, trong khi những loài khác, như chuối thì được chọn vì hạt bé tí hay thậm chí không có hạt. Rau diếp được chọn vì lắm lá sum xuê mà không có hạt hay quả lúa mì và hướng dương thì được chọn vì có lắm hạt mà không có lá, bí thì được chọn vì cho quả mà không có lá. Đặc biệt đáng lưu tâm là trường hợp một loài cây dại duy nhất được chọn theo nhiều cách khác nhau nhằm nhiều mục đích khác nhau và do đó cho ra những loại cây trồng thoạt nhìn rất khác nhau. Củ cải, bè s vốn đã được trồng từ thời đế quốc Babylon để lấy lá, như các loài củ cải đường ngày nay được gọi là cha, sau đó được phát triển theo hướng cho dễ ăn được và cuối cùng, vào thế kỷ 18 để lấy đường, củ cải đường loài cây tổ tiên của bắp cải ngày nay, ban đầu có thể được trồng để lấy hạt có dầu, về sau còn trải qua sự đa dạng hóa còn lớn hơn bởi được người ta chọn theo những hướng khác nhau. Lấy lá cây bắp cải và cải xoăn ngày nay, lấy thân, cây rabi, bi, trôi, cây cải Bruxelles, hay nụ hoa, cải hoa và cải dóc Colly Từ trước đến giờ chúng ta chỉ bàn đến những trường hợp cây dại biến đổi thành cây trồng do hệ quả sự chọn lọc dù chủ ý hay vô tình của các nhà nông. Nghĩa là, Nhà nông lúc đầu đã lựa chọn hạt của một số cá thể cây dại để mang về nhà, sau đó hàng năm lại chọn một số hạt phôi nhất định để trồng vào khu vườn sang năm, nhưng hầu hết sự biến đổi này cũng là hệ quả của việc cây cối tự lựa chọn chính mình. Cụm từ chọn lọc tự nhiên của Darwin là nói tới một số cá thể nhất định của một loài có khả năng sống còn tốt hơn và hoặc sinh sản thành công hơn, chứ không phải là việc các cá thể cùng loài cạnh tranh với nhau trong các điều kiện tự nhiên. Trên thực tế, chính quá trình biệt hóa để sống sót deep pervention survival và tái sinh sản tự nhiên đã làm công việc chọn lọc. Nếu điều kiện môi trường thay đổi, nhiều loại cá thể khác nhau có thể sống sót hay sinh sản tốt hơn và trở thành được chọn lọc tự nhiên mà kết quả là toàn bộ quần thể chịu sự thay đổi tiến hóa. Một ví dụ kinh điển là việc phát triển chứng nhiễm hắc tố ở loài bướm đêm tại Anh. Các cá thể bướm đêm có màu sẫm trở nên tương đối phổ biến hơn so với các cá thể sáng màu do môi trường trở nên bẩn hơn vào thế kỷ 19 ấy là bởi bướm đêm màu sẫm khi đậu trên một thân cây bẩn thiểu đen búa thì sẽ ít tương phản hơn so với bướm đêm màu sáng nên khó bị các loài săn mồi phát hiện hơn. Cũng như của cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi môi trường đối với bướm đêm, nghề nông cũng làm thay đổi môi trường đối với cây cối. Một khu vườn được cải quốc, bón phân, tưới nước, dãy cỏ mang lại điều kiện sinh trưởng rất khác so với một sườn đồi khô khan, không được bón phân. Nhiều thay đổi ở cây cối sau khi được thuần hóa là hệ quả của những thay đổi như vậy trong điều kiện sinh trưởng và do đó trong những loại cá thể được chọn hơn. Chẳng hạn, khi một nông dân gieo hạt dày ở trong vườn, sẽ có sự cạnh tranh gay gắt giữa các hạt với nhau. Những hạt lớn hơn nhờ có thể tận dụng điều kiện tốt để mọc nhanh giờ sẽ được lợi thế hơn so với các hạt nhỏ vốn trước kia từng có lợi thế hơn trên các sườn đồi khô, không được bón phân, nơi hạt thường gieo thưa hơn nên cạnh tranh ít gay gắt hơn. Sự tăng cường cạnh tranh đó giữa bản thân các cây là một đóng góp chủ chốt khiến cho kích cỡ hạt tăng lên và dẫn đến nhiều thay đổi khác đã phát triển trong quá trình cây dại biến đổi thành cây trồng cổ đại. Cái gì đã gây nên sự khác biệt to lớn giữa các loài cây trong việc dễ thuần hóa, chẳng hạn một số loài đã được thuần hóa từ lâu trong khi nhiều loài khác mãi tới thời trung cổ mới thuần hóa được, lại có những loài cây dại khác hoàn toàn chơ chơ trước mọi nỗ lực thuần hóa của chúng ta. Ta có thể suy ra nhiều lời đáp bằng cách xét trình tự phát triển mà khoa học đã thừa nhận của nhiều loại cây ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu của Tây Nam Á. Hóa ra là những cây trồng xưa nhất ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu như lúa mì, lúa mạch và đậu được thuần hóa khoảng 10.000 năm trước đều phát xuất từ những cây dại tổ tiên vốn đã có sẵn nhiều lợi thế. Các cây dại này vốn dĩ ăn được đối với người và ngay trong tự nhiên cũng đã cho năng suất cao. Chúng có thể mọc dễ dàng, chỉ cần gieo hạt hoặc trồng xuống đất, chúng mọc nhanh và chỉ vài tháng sau khi gieo là có thể thu hoạch được. Đây là một lợi thế lớn đối với những nhà nông sơ khai vốn vẫn đang ở chỗ lưng chừng giữa thợ săn du cư với thôn dân làm ruộng định cư. Chúng lại có thể dễ dàng bảo quản, không như nhiều loại cây trồng khác xuất hiện muộn hơn như dâu và rau diếp, hầu hết các cây này đều tự thụ phấn. Nghĩa là, các giống khác nhau của những cây này có thể tự thụ phấn và lưu truyền những gen được ưa chuộng một cách nguyên vẹn không thay đổi, chứ không cần phải giao phối với những giống khác kém hữu ích hơn đối với con người. Cuối cùng, các cây dại tổ tiên của những loài này đòi hỏi rất ít thay đổi về di truyền để có thể chuyển thành cây trồng, chẳng hạn như ở lúa mì, chỉ cần có sự biến dị để thân không vỡ và để hạt nảy mầm nhanh đồng loạt. Giai đoạn thuần hóa cây kế tiếp là thuần hóa những cây ăn trái và cây quả hạch đầu tiên, vào khoảng 4.000 năm tê giờ, công nghệ, đó là các cây ô liu, và trà là, lựu và nho. So với ngũ cốc và rau, chúng có cái nhược điểm là trồng xong phải đợi ít nhất 3 năm mới bắt đầu cho quả và phải đợi những 10 năm mới đạt năng suất đầy đủ vì vậy chỉ những ai đã hoàn toàn ổn định với lối sống làng mạc định cư thì mới có thể trồng các cây này. Tuy nhiên, những cây ăn trái và cây quả hạch này vẫn là những cây dễ trồng nhất, khác những cây được thuần hóa về sau, các cây này chỉ cần được chiết cành, thậm chí chỉ cần gieo hạt là mọc được. Chiết cành có cái lợi là một khi các nông dân cổ đại đã tìm thấy hoặc phát hiện được một cây cho năng suất cao, họ có thể yên tâm rằng tất cả hậu duệ của nó đều giống y như nó. Giai đoạn thứ ba là thuần hóa các cây ăn quả khó trồng hơn nhiều như táo, lê, mận và anh đào. Những cây này không thể trồng bằng cách chiết cành, trồng bằng cách gieo hạt cũng chỉ phí công, bởi hậu duệ của ngay cả một cá thể trội nhất của các loài này cũng thay đổi khó lường và hầu hết đều cho những quả vô giá trị. Thay vì thế, các cây này phải trồng bằng kỹ thuật rất khó là ghép cây, vốn chỉ được phát triển tại Trung Hoa mãi lâu sau buổi sơ khai của nền nông nghiệp. Ghép cây không chỉ khó ngay cả khi ta đã biết rõ nguyên lý, mà bản thân nguyên lý đó cũng chỉ có thể được phát hiện sau khi người ta đã tiến hành thử nghiệm một cách có ý thức. Việc phát minh kỹ thuật ghép cây không thể chỉ là chuyện dăm ba người dân du cư xả bầu tâm sự ở bãi phong uế nào đó, sau đó ít lâu trở lại thì ngạc nhiên và thú vị thấy nó đã mọc thành cây trái ngon ngọt sung xuê. Nhiều cây ăn trái thuần hóa vào giai đoạn muộn này lại đặt ra một cái khó nữa là tổ tiên hoang dã của chúng trái ngược hẳn với các loài tự thụ phấn, chúng cần phải được thụ phấn chéo bởi một cây khác thuộc một giống khác biệt với loài của chúng về mặt di truyền. Vì vậy các nhà nông thỏa đầu đã phải tìm những cây biến dị không đòi hỏi thụ phân chéo, hoặc phải cố tình trồng những giống khác nhau về di truyền, nếu không thì trồng những cá thể đực và cái ở gần trong của một vườn. Tất cả những khó khăn ấy đã khiến cho việc thuần hóa táo, lê, mận và anh đào bị chậm trễ mãi đến thời Hy La cổ đại. Tuy nhiên, cùng khoảng thời gian đó lại đã phát sinh một nhóm cây trồng được thuần hóa muộn khác nhưng mất ít công sức hơn nhiều, bởi những loài cây dại tự mọc như cỏ hoang trên những cánh đồng mà con người đã dùng để trồng cây một cách chú ý. Các cây trồng mà thoạt kỳ thủy là cỏ dại gồm có lố mạch đen và yến mạch, củ cải và cải tu níp, củ cải đường và tỏi tây, rau diếp. Mặc dù chuỗi trình tự chi tiết mà tôi vừa mô tả trên đây áp dụng cho vùng lưỡi liềm phỉ nhiêu, song những trình tự phần nào giống như vậy cũng đã xuất hiện ở những nơi khác trên thế giới. Đặc biệt, lúa mì và lúa mạch của vùng lưỡi liềm phỉ nhiêu tiêu biểu cho chủng loại cây trồng được mệnh danh là ngũ cốc hoặc cây cho hạt, thuộc họ cây thân thảo, còn cây đậu Hà Lan và đậu lăng của lưỡi liềm phỉ nhiêu là đặc trưng cho các loài cây họ đậu thành viên của họ giao vốn bao gồm cây đỗ. Các cây ngũ cốc có đặc tính mọc nhanh, giàu carbon hydrat, cho sản lượng có thể đến một tấn lương thực trên một hecta đất trồng. Kết quả là ngũ cốc ngày nay chiếm trên một nửa lượng calozi mà con người tiêu thụ và chiếm năm trong số 12 loại cây trồng hàng đầu của thế giới hiện đại, lúa mì, ngô, lúa gạo, lúa mạch và lúa miến. Nhiều cây ngũ cốc nghèo protein, nhưng nhược điểm đó được bù đắp bởi các cây họ đậu thường có hàm lượng 25% protein, riêng đậu nành thì đến 38% ngũ cốc và đậu hợp lại cung cấp nhiều thành tố của một chế độ dinh dưỡng cân bằng. Như tóm tắt ở bảng 7.1, việc thuần hóa các loài cây ngũ cốc kết hợp với các cây họ đậu bản địa đã làm phát sinh nền sản xuất lương thực ở nhiều khu vực. Những ví dụ nhiều người biết nhất là kết hợp giữa lúa mi và lúa mạch với đậu và đậu lăng ở vùng lưỡi liềm phí nhiêu, kết hợp giữa ngô với một số loài đậu ở Trung Mỹ và kết hợp giữa lúa gạo và kê với đậu nành và các loài đậu khác ở Trung Hoa. Ít người biết đến hơn là kết hợp giữa lúa miến lúa tẻ châu Phi và cây ngọc trai, tơ 17 với đậu Copea 18 và lạc ở châu Phi, cũng như kết hợp giữa hạt quy noa không phải ngũ cốc với một số loài đậu ở vùng Andes. Bảng 7.1 cũng cho thấy việc thuần hóa cây lanh để lấy sợi từ xa xưa ở vùng lưỡi niềm vì nhiêu cũng đã diễn ra song song ở nhiều nơi khác. Cây gai dầu, bốn chủng cây bông, cây ngọc giá, suka 19 và cây thùa, agave 20 cũng được trồng để cho sợi bệnh dây thừng và dệt vải may quần áo ở Trung Hoa, Trung Mỹ, Ấn Độ, Ethiopia, châu Phi hạ Sahara và Nam Mỹ, ở một số vùng nói trên còn được bổ sung thêm bằng len lấy từ các loài gia súc. Trong số các trung tâm sản xuất lương thực sớm nhất, duy chỉ vùng miền Đông Hoa Kỳ và New Guinea là không có loại cây trồng nào cho sợi mà thôi. Bên cạnh những tương đồng này cũng có một số khác biệt cơ bản giữa các hệ thống sản xuất lương thực trên thế giới. Một điểm khác biệt là nông nghiệp ở hầu hết cựu thế giới bao gồm gieo hạt đại trà và ruộng độc canh, cuối cùng là cày ải, nghĩa là hạt được vãi từng nắm bằng tay kết quả là toàn bộ cánh đồng chỉ được dành cho một loại cây trồng duy nhất khi bò ngựa và các loài hữu nhũ lớn khác được thuần hóa người ta buộc chúng vào cày từ đó dụng được cây cấy bằng sức loài vật tuy nhiên ở tân thế giới chưa hề có loài thú thuần hóa nào có thể buộc vào cày ở đó các cánh đồng luôn luôn được cây cấy bằng gậy hay cuốc cầm tay hạt thì được trồng từng hạt một bằng tay chứ không vãi từng nắm vì vậy hầu hết các cánh đồng ở tân thế giới là một khu vườn hỗn hợp giữa nhiều loại cây được trồng cùng nhau chứ không phải dụng độc canh bảng 7.1. Ví dụ về các loại cây trồng chính xưa nhất trong thế giới cổ đại, khu vực, loại cây trồng, ngũ cốc, các loài thân thảo khác, đậu, cây lấy sợi, cây lấy thân, củ, dưa, lưỡi liềm phì nhiêu, lúa mì em me, lúa mì, lúa mạch, đậu hà lan, đậu lăng, đậu trích pea, cây lanh, dư xạ 21, trung hoa. Cây đuôi trồn 22, cây đậu trổi 23, lúa gạo, đậu tương, đậu đỏ 24, đậu xanh, cây gai dầu dưa xạ, trung mỹ, ngô, đậu nói chung, đậu tepazi, đậu lửa, scarlet runner bean, bông, zihi sutum, cây ngọc giá, zuka, cây thùa, agave, cây zikama, bí, sipepo, vân vân. Andes, Amazonia, quinoa, ngô, đậu lima, đậu thường, lạc, bông, zibaba gen xe, khoai mì, khoai lang, khoai tây, cây ocea, bí, simasima, vân vân. Tây Phi và Sahel, lúa miến, cây ngọc chai gạo châu phi đậu copea lạc bông he ba khoai lang châu phi dưa hấu bầu ấn độ lúa mì lúa mạch lúa cạo lúa miến kê đậu đậu đen đậu xanh bông diabo cây lanh dưa chuột ethiopia cây tép cây ngón tay finger millet, lúa mì lúa mạch đậu hà lan đậu lăng cây lanh đông hoa kỳ may ra, lúa mạch nhỏ notee, gò xếp hot Bí, New Guinea, Nghĩa. Khoai lang, khoai sọ. Bảng này trình bày năm loài cây trồng chính, thuộc năm nhóm cây trồng khác nhau, từ những khu vực nông nghiệp đầu tiên tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới, cặp ngoặc vuông biểu thị những loài cây trồng được thuần hóa đầu tiên từ nơi khác, những cái tên không đóng ngoặc là những loài được thuần hóa tại địa phương. Những loài không được nhắc tới ở đây là những loài chỉ được du nhập từ nơi khác hoặc về sau này mới trở nên quan trọng, như cây chuối ở châu Phi, Ngô và đậu ở miền Đông Hoa Kỳ và khoai lang ở New Guinea. Cây bông vải gồm 4 loài thuộc giống Gossypium, mỗi loài là một cây bản địa mọc ở một vùng riêng biệt trên thế giới, bí gồm 5 loài thuộc giống cucubita. Lưu ý rằng các cây ngũ cốc, đậu và cây lấy sợi đã kích thích sự phát sinh nông nghiệp ở hầu hết các khu vực, nhưng các loài cây lấy thân và củ cũng như các loài dưa thì chỉ quan trọng ở thời kỳ đầu tại một số khu vực mà thôi. Như vậy cho đến thời La Mã, hầu như tất cả các cây trồng hàng đầu hiện nay đều đã được trồng ở đâu đó trên thế giới cũng như với các loài vật được thuần hóa, như ta sẽ thấy ở chương 9, những người săn bắt hái lượm cổ đại đã khá hiểu rõ các loài cây dại bản địa và các nhà nông cổ đại rõ ràng đã phát hiện và thuần hóa hầu như tất cả những loài đáng cho họ thuần hóa. Dĩ nhiên, các thầy tu thầy chung cổ quả thật đã bắt tay trồng dâu và quả mâm xôi, còn các chuyên gia tạo giống cây trồng ngày nay vẫn đang tìm cách cải thiện các cây trồng cổ đại và đã bổ sung thêm những loài cây trồng phụ, đang chú ý là một số loài cây quả mọng như Việt quất, Blueberry, Nam Việt quất, cờ gian be Và quả kiwi và cây họ đậu, hạt macadamia 25, hồ đào pecan và hạt điều, nhưng dù ít những loài mới đó, được bổ sung vào thời đại ngày nay, vẫn chỉ có tầm quan trọng khiêm tốn so với những cây trồng từ thời cổ đại như lúa mì, ngô và lúa gạo. Dẫu vậy, danh mục chiến tích của con người vẫn còn thiếu tên nhiều loài cây dại mà, tuy có giá trị thực phẩm cao, vẫn chưa bao giờ thuần hóa được. Trong những thất bại đó của chúng ta, đáng chú ý là thất bại trước cây sồi, Loài cây mà quả từng là lương thực chính cho người châu Mỹ bản địa ở miền đông Hoa Kỳ cũng như lương thực tạm cho nông dân châu Âu trong những thời kỳ đói kém bởi mùa màng thất bát. Quả sồi có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất bột và dầu, cũng như nhiều loại lương thực hoang khác mà lẽ ra có thể ăn được. hầu hết quả sồi có chứa chất tannin đắng. Song những người thích quả sồi đã học được cách xử lý chất tannin như họ đã làm với những chất đắng trong quả hạnh và những loài cây dại khác. Bằng cách nghiền và tẩy quả sồi để lọc hết chất tannin đi hoặc thu hoạch quả từ những cá thể cây sồi bị biến dị nên hàm lượng tanin thấp. Tại sao chúng ta không thể thuần hóa được một nguồn lương thực quý giá như quả sồi? Tại sao chúng ta phải mất nhiều thời gian đến thế mới thuần hóa được dâu và mâm sôi? Những loài cây đó có cái gì khiến cho việc thuần hóa chúng nằm ngoài tầm tay ngay cả những nhà nông cổ đại vốn từng nắm vững được những kỹ thuật khó như ghép cây? Thì ra cây sồi có ba cái khó đối với những nông dân cổ đại. Thứ nhất, chúng mọc rất chậm, khiến cho hầu hết nông dân không có đủ kiên nhẫn để chờ một số loại lúa mì chỉ trồng dăm tháng là thu hoạch được, cây hạnh trồng xong phải 3, 4 năm mới cho hạt, nhưng cây sồi thì phải đợi chục năm hay hơn nữa mới cho quả. Thứ hai, cây sồi vốn đã tiến hóa để sinh ra những quả có kích thước và mùi vị hợp với loài sóc, chúng ta chẳng vẫn thường xuyên thấy sóc đào lỗ chôn quả sồi xuống, sau đó lại đào lên ăn đấy sau, cây sồi mọc từ những quả sồi mà con sóc nào đó quân đào lên. Sóc có tới hàng triệu con, mỗi con phát tán hàng trăm quả sồi ra hầu như bất cứ chỗ nào cây sồi có thể mọc, thành thử con người chẳng còn cơ hội nào chọn được những cây sồi cho đúng những quả mà họ muốn. Cũng vì thời gian sinh trưởng chậm và do lũ sóc nhanh chân kia mà tại sao cây bi chơ 26 và cây mại châu, huyết di 27, những loài cây dại từng được người châu Âu và người châu Mỹ bản địa giáo giết khai thác làm lương thực, cũng chưa bao giờ được thuần hóa cả. Cuối cùng, có lẽ khác biệt lớn nhất giữa cây hạnh và cây sồi là ở chỗ, với cây hạnh độ đắng được kiểm soát bởi một gen trội duy nhất, nhưng ở cây sồi thì độ đắng lại được kiểm soát bởi nhiều gen nếu các nông dân cổ đại trồng cây hạnh hay cây sôi từ những cá thể biến dị ngẫu nhiên không đắng luật di truyền quy định rằng trong trường hợp cây hạnh phân nửa số hạt sinh ra từ cây đó khi lớn lên cũng sẽ cho quả không đắng nhưng trong trường hợp cây sôi thì hầu như tất cả hạt vẫn sẽ đắng chỉ nội điều này cũng đủ làm tiêu tan hết nhiệt tình của bất cứ nhà nông nào quyết tâm trồng bằng được cây sôi dù họ đã thắng được lũ sóc và đã đủ kiên nhẫn chờ cho cây ra quả về dâu và mâm sôi chúng ta cũng gặp những vấn đề tương tự ấy là phải cạnh tranh với chim hét và các loài chim thích quả mọng khác, phải, người La Mã đã từng chăm sóc những cây dâu dại mọc trong vườn họ. Thế nhưng chừng nào cây dâu vẫn sinh sản nhờ hàng triệu con chim hét đại tiện hạt dâu ra bất cứ nơi nào có thể, kể cả những khu vườn của người La Mã thì quả dâu vẫn cứ là những quả dại nhỏ xíu mà loài chim hét thích, chứ không phải những quả dâu to mà con người thích. Chỉ nhờ có những lưới bảo vệ và nhà kính mà ngày nay rốt cuộc chúng ta mới có thể thắng được lũ chim hét điều chỉnh loài dâu và mâm xôi sao cho phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Vậy ta đã thấy, sự khác biệt to lớn giữa những quả dâu khổng lồ bán trong siêu thị với những quả dâu dại bé tí chỉ là một ví dụ cho nhiều đặc tính phân biệt cây trồng với các loài cây dại tổ tiên của chúng. Những khác biệt đó ban đầu nảy sinh từ sự khác biệt giữa bản thân các loài cây dại. Một số khác biệt đó, chẳng hạn khác biệt ở kích cỡ của quả hay độ đắng của hạt, hẳn đã được các nhà nông cổ đại nhận ra dễ dàng. Những khác biệt khác chẳng hạn như cơ chế phát tán hạt hay thời gian ngủ của hạt thì con người sẽ bỏ qua không nhận biết được mãi đến khi khoa thực vật học hiện đại ra đời. Nhưng dù việc lựa chọn các loài cây dại ăn được do người cổ đại tiến hành đã dựa trên những tiêu chí hữu thức hay vô thức, sự tiến hóa của cây dại từ đó thành cây trồng đầu tiên vẫn là một quá trình vô thức. Chắc chắn là sự tiến hóa đó đã nối bước theo sự lựa chọn của chúng ta giữa các cá thể cây dại và từ sự cạnh tranh giữa các cá thể cây trong những khu vườn nơi mà cá thể nào vốn gặp bất lợi trong tự nhiên thì ở đây lại có ưu thế. Chính vì vậy mà Darwin, trong cuốn Nguồn gốc các loài đã không bắt đầu bằng cách trình bày về chọn lọc tự nhiên, thay vào đó, chương đầu tiên là một bản tường trình dài về việc các loài cây trồng và vật nuôi thuần hóa đã nảy sinh thông qua chọn lọc tự nhiên bởi con người như thế nào. Thay vì đề cập đến các loài chim ở đảo Galapagos như chúng ta thường gán cho ông, Darwin mở đầu bằng cách bàn đến việc các nhà nông đã phát triển nhiều giống quả lý gai như thế nào, ông viết: "Tôi đã thấy các công trình viết về nghề làm vườn tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước kỹ năng tuyệt vời của người làm vườn." từ những vật liệu nghèo nàn đến thế họ đã đạt được những thành quả diệu kỳ, nhưng kỹ thuật đó vẫn còn đơn giản, còn nếu nói về kết quả sau cùng, người ta vẫn chỉ làm theo kỹ thuật đó một cách hầu. Như vô thức, kỹ thuật đó trước sau luôn là thế, trồng giống cây mình biết rõ nhất, gieo hạt, rồi khi có một giống tốt hơn một chút tình cờ xuất hiện thì chọn lấy, cứ thế mà tiếp tục. Những nguyên lý đó về sự phát triển cây trồng thông qua chọn lọc nhân tạo đến nay vẫn là mô hình dễ hiểu nhất về nguồn gốc các loài thông qua chọn lọc tự nhiên. Chương 8, táo hai người anh điên, chúng ta vừa thấy các dân tộc ở một số khu vực đã bắt đầu trồng các loài cây dại, một bước đi có những hệ quả to lớn không ngờ đối với lối sống của họ và vị trí của hậu duệ họ trong lịch sử, giờ ta hãy quay lại những câu hỏi của chúng ta. Tại sao nông nghiệp đã không hề phát sinh độc lập ở một số khu vực màu mỡ và thích hợp nhất cho việc đó như California, châu Âu, Australia ôn đới và châu Phi hạ xích đạo? Trong các khu vực nơi mà nông nghiệp đã phát sinh độc lập, Tại sao ở một số khu vực nó đã phát triển sớm hơn nhiều so với ở những khu vực khác? Có hai cách giải thích trái ngược nhau, hoặc vấn đề nằm ở bản thân các dân tộc bản địa, hoặc vấn đề nằm ở các loài cây dại có ở khu vực đó. Một mặt, có lẽ hầu như bất cứ khu vực nào trên thế giới mang khí hậu ôn đới hay nhiệt đới và có nước tưới đầy đủ thì đều có đủ những loài cây dại thích hợp cho việc thuần hóa. Trong trường hợp đó, nguyên nhân khiến cho nông nghiệp đã không phát triển ở một vài khu vực trong số này ắt phải nằm ở đặc tính văn hóa của các dân tộc sinh sống ở đó. Mặt khác, có thể ít nhất là một số người ở các khu vực lớn trên thế giới vốn mang đầu óc cởi mở nên đã sẵn sàng thử nghiệm, như vậy mà dẫn đến việc thuần hóa, nếu quả đúng vậy thì chỉ vì thiếu những loài cây dại thích hợp mà nền sản xuất lương thực đã không tiến hóa ở một vài khu vực. Như ta sẽ thấy ở chương sau, câu hỏi tương tự đối với việc thuần hóa các loài hữu nhũ lớn tỏ ra dễ lý giải hơn, bởi số loài hữu nhũ lớn ít hơn nhiều so với số loài cây. Thế giới chỉ có chừng 148 loài hữu nhũ lớn sống trên đất liền ăn cỏ hoặc ăn tạp. Những loài hữu nhũ đủ lớn để có thể coi là ứng viên cho việc thuần hóa, chỉ có một vài nhân tố quyết định liệu một loài hữu nhũ có thích hợp để thuần hóa hay không. Vì vậy, không khó để khảo sát các loài hữu nhũ hiện hữu ở một vùng và kiểm chứng xem có phải ở một vài khu vực người ta đã không thuần hóa các loài hữu nhũ lớn là do thiếu những loài hoang dã thích hợp hay là bởi những vấn đề nằm ở chính con người. Cách làm đó sẽ khó áp dụng hơn nhiều đối với cây trồng, đơn giản vì có quá nhiều, những 200.000 loài cây dại có hoa. Những loài cây thống trị toàn bộ cây cỏ trên đất liền và cung cấp hầu như mọi thứ cây trồng của chúng ta. Chúng ta không thể mong đủ sức khảo sát toàn bộ các loài cây dại dù chỉ ở một vùng khu biệt như California đặng đánh giá xem bao nhiêu loài trong số đó có thể thuần hóa được, nhưng ta sẽ xem làm cách nào giải quyết được vấn đề đó. Khi nghe nói có quá nhiều loài cây nở hoa đến vậy, phản ứng đầu tiên của người ta ắt sẽ là, hẳn rồi, với ngần ấy loài cây dại trên trái đất thì bất cứ khu vực nào mà khí hậu đủ ôn hòa thì ắt phải thừa đủ những loài có thể thuần hóa thành cây trồng chứ. Nhưng ta hãy nhớ lại rằng đại đa số các loài cây dại là không thích hợp, vì những lý do hiển nhiên, chúng có nhiều gỗ, chúng cho ra quả không ăn được, lá và rễ của chúng cũng không ăn được. Trong số 200.000 loài cây dại, chỉ có vài ngàn là con người có thể ăn được, trong số đó chỉ vài trăm loài đã được ít nhiều thuần hóa. Thậm chí trong số vài trăm loài đó, hầu hết chỉ cung cấp những phần bổ sung nhỏ nhoi vào thực đơn của chúng ta và bản thân chúng hẳn không đủ để hỗ trợ cho việc phát sinh các nền văn minh. Chỉ có vỏn vẹn một tá loài chiếm tới trên 80% sản lượng hàng năm của toàn bộ cây trồng trên thế giới hiện nay. Một tá loài chủ lực đó là các cây ngũ cốc lúa mì, ngô, lúa gạo, lúa mạch và lúa miến, cây đậu nành, thân hoặc rễ của cây khoai tây, sắn và khoai lang, cây mía và củ cải đường cung cấp nguyên liệu làm đường và quả chuối riêng các cây ngũ cốc đã chiếm hơn một nửa lượng calo mà dân số toàn thế giới tiêu thụ. Với quá ít loài cây trồng chính trên thế giới như vậy, tất cả đều đã được thuần hóa cách đây hàng ngàn năm. Chẳng có gì lạ rằng nhiều khu vực trên thế giới không có loài cây dại bản địa nào có tiềm năng đặc sắc. Trong thời hiện đại chúng ta đã không thể nào thuần hóa thêm dù chỉ một loại cây lương thực chính mới. Điều đó cho thấy các dân tộc cổ đại có lẽ đã thử nghiệm hầu hết các loài cây dại có ích và những loại nào đáng được thuần hóa thì họ đã thuần hóa cả rồi thế nhưng vẫn khó lòng giải thích được một số trường hợp thuần hóa thất bại các loài cây dại trên thế giới. Trường hợp hiển nhiên nhất là những loài cây được thuần hóa ở khu vực này nhưng ở khu vực khác thì không. Ta có thể biết chắc rằng quả thực người ta có thể phát triển loài cây dại đó thành cây trồng có ích, nên phải đặt câu hỏi tại sao các loài cây dại đó đã không được thuần hóa ở một số khu vực khác. Một ví dụ tiêu biểu làm ta bối rối là ở châu Phi. Cây ngũ cốc quan trọng là lúa miến đã được thuần hóa ở vùng Sahel của châu Phi, ngay phía nam Sahara, Đầu tiên nó là một cây dại mãi ở Nam Phi, thế nhưng ở Nam Phi người ta đã chẳng trồng cả cây này lẫn bất cứ cây nào khác cho mãi tới khi các nông dân ban tu từ Bắc Xích Đạo Châu Phi tràn xuống mang theo toàn bộ cây trồng của họ cách đây 2.000 năm. Tại sao các dân tộc bản địa Nam Phi đã không tự mình thuần hóa cây lúa miến? Cũng khó hiểu không kém là việc người ta đã không thuần hóa được cây lanh ở ngay của nguồn hoang dã của chúng tại châu Âu và Bắc Phi, hoặc lúa mì đã không được thuần hóa ở ngay quê hương nó là phía nam bán đảo Ba Can, bởi hai loài cây này nằm trong số tám loài cây trồng đầu tiên của vùng lưỡi liềm phì nhiêu nên ắt hẳn chúng đã nằm trong số những cây dễ thuần hóa nhất trong tất cả các loài cây dại người ta đã tiếp thu và trồng các loài cây đó ở chính các khu vực vốn là quê hương hoang dã của chúng ngoài lưỡi liềm phì nhiêu ngay sau khi chúng được mang từ lưỡi liềm phì nhiêu tới cùng kỹ thuật sản xuất lương thực và mọi loài cây trồng khác tại sao các dân tộc ở những vùng xa xôi đó đã không tự mình trồng các loài cây đó trước đi tương tự bốn loài cây ăn trái được thuần hóa sớm nhất ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu đều có nguồn gốc ở mãi xa ngoài vùng bờ đông địa trung hải nơi chắc hẳn chúng đã được thuần hóa lần đầu tiên cây ô liu nho và và xuất hiện ở phía tây italia tây ban nha và tây bắc phi trong khi trà là trải dài ra toàn bộ bắc phi và a dập bốn loài này chắc chắn là những loài dễ thuần hóa nhất trong tất cả các loài cây ăn trái hoang dã tại sao các dân tộc bên ngoài vùng lưỡi liềm phì nhiêu vốn là nơi phát nguyên của chúng nơi đây đã không thể tự thuần hóa chúng mà chỉ bắt đầu trồng sau khi chúng đã được thuần hóa ở vùng đông địa trung hải rồi thì được du nhập như một loại cây trồng. Những ví dụ nổi bật khác là các loài cây dại đã không được thuần hóa ở các khu vực nơi sản xuất lương thực đã không bao giờ xuất hiện một cách tự phát, cho dù các loài cây dại đó có những họ hàng gần gũi đã được thuần hóa ở nơi khác. Chẳng hạn, cây ô liu Olea europaea đã được thuần hóa ở miền đông địa trung hải, có khoảng 40 loài ô liu khác ở châu Phi nhiệt đới và Nam Phi, Nam Á và Đông Australia, một số trong đó có liên quan gần gũi với Olie Europea, e nhưng chẳng một loài nào trong đó từng được thuần hóa. Tương tự, trong khi một loài táo dại và một loài nho dại đã được thuần hóa ở Âu Á, còn có nhiều loài táo dại và nho dại khác ở Bắc Mỹ, một số trong đó vào thời hiện đại đã được lai ghép với các cây trồng phát sinh từ các loài cây dại Âu Á có họ hàng với chung nhằm cải thiện các giống này. Nếu vậy thì tại sao người châu Mỹ bản địa đã không tự mình thuần hóa những loài táo và nho dại rõ ràng là có ích kia? ta có thể tìm ra thêm nhiều ví dụ như vậy nữa, nhưng có một khuyết điểm chết người trong cách lập luận này. Thuần hóa cây trồng không đơn giản là chuyện những người săn bắt hái lượng thuần hóa một loài cây duy nhất rồi vẫn tiếp tục lối sống du cư của mình mà không thay đổi. Cứ giả thiết rằng táo dại Bắc Mỹ thực sự đã tiến hóa thành một loại cây trồng tuyệt diệu nếu như những người săn bắt hái lượng anh điêng đã chuyển sang định cư mà trồng nó. Thế nhưng, những người săn bắt hái lượng du cư sẽ chẳng vứt bỏ lối sống truyền thống, định cư thành làng mạc và bắt đầu chăm sóc vườn táo trừ phi còn có nhiều loại cây dại và thú hoang có thể thuần hóa khác đủ để khiến cho lối sống sản xuất lương thực định cư trở nên đáng chọn hơn lối sống săn bắt hái lượm. Nói ngắn gọn, làm cách nào lượng giá được tiềm năng thuần hóa của toàn bộ hệ thực vật ở một khu vực, đối với những người châu Mỹ bản địa đã không thuần hóa được cây táo dại Bắc Mỹ, vấn đề nằm ở bản thân những người Anh điên hay nằm ở loài táo nọ. Để trả lời câu hỏi này, Giờ ta sẽ so sánh ba khu vực nằm ở hai cực đối lập trong số các trung tâm thuần hóa độc lập. Như ta đã thấy, một trong các khu vực này, vùng Lưỡi Liềm Vĩ Nhiêu, có lẽ là trung tâm sản xuất lương thực sớm nhất trên thế giới, là nơi phát nguyên một số loại cây trồng chính và hầu như tất cả các loài vật thuần hóa chính của thế giới ngày nay. Hai khu vực khác, New Guinea và phía Đông Hoa Kỳ, cũng đã thuần hóa các loại cây bản địa, nhưng các cây trồng này quá ít về chủng loại, chỉ một trong số đó đạt được tầm quan trọng ở quy mô thế giới, và lượng lương thực do các loại cây này cung cấp đã không thể hỗ trợ cho công nghệ và tổ chức chính trị của loài người có thể phát triển rộng hơn như ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu. Dưới ánh sáng của phép so sánh này, ta sẽ hỏi, phải trang hệ thực vật và môi trường của vùng lưỡi liềm phì nhiêu có lợi thế rõ ràng so với của New Guinea và miền Đông Hoa Kỳ? Một trong các sự kiện trung tâm trong lịch sử loài người là tầm quan trọng từ xa xưa của khu vực Tây Nam Á, được gọi là lưỡi liềm phì nhiêu, do các vùng cao của nó có hình dáng như lưỡi liềm, xem hình 8.1. Vùng này hình như là nơi đã diễn ra sớm nhất một loạt những phát triển bao gồm các thành phố, chữ viết, đế quốc, và cái mà ta gọi là nền văn minh, dù tốt dù xấu đi chăng nữa. Đến lượt mình những tiến triển này nảy sinh từ mật độ dân số cao, thặng dư lương thực và khả năng nuôi sống các chuyên gia không làm nông nghiệp nhờ có nền sản xuất lương thực dưới dạng canh tác cây trồng và chăn nuôi gia súc. Sản xuất lương thực là cách tân đầu tiên trong những cách tân quan trọng đã xuất hiện ở vùng lưỡi liềm phỉ nhiêu. Vì thế, mọi nỗ lực hòng thấu hiểu cội nguồn của thế giới hiện đại đều phải gắn liền với câu hỏi tại sao các cây trồng và vật nuôi của lưỡi liềm phì nhiêu lại cho vùng này có một lợi thế ban đầu mạnh mẽ đến vậy may thay trong các khu vực trên thế giới lưỡi liềm phì nhiêu là khu vực được người ta nghiên cứu sâu rộng nhất và hiểu rõ nhất về sự phát sinh nông nghiệp đối với hầu hết các loại cây trồng đã được thuần hóa tại lưỡi liềm phì nhiêu hay gần đó người ta đã xác định được loài cây dạy tổ tiên quan hệ gần gũi của nó với loại cây trồng đó đã được chứng minh bằng các nghiên cứu di chuyển và nhiễm sắc thể khu vực địa lý nơi nó mọc hoa người ta cũng đã biết những biến đồi của nó trong quá trình thuần hóa đã được người ta xác định và hiểu rõ đến cấp độ từng gen một những thay đổi đó có thể quan sát trong những tầng kế tiếp nhau tại các di chỉ khảo cổ vị trí và thời điểm gần đúng của việc thuần hóa người ta cũng biết tôi không phủ nhận rằng các khu vực khác đặc biệt là trung hoa cũng có lợi thế để được xem là một khu vực thuần hóa sớm nhưng đối với vùng lưỡi liềm phỉ nhiều các lợi thế ấy cùng những tiến triển của cây trồng từ đó mà ra có thể được xác định một cách chi tiết hơn nhiều 42 hình 8.1 vùng lưỡi liềm phì nhiêu bao gồm các địa điểm sản xuất lương thực từ trước 7.000 năm t giờ công nghệ một lợi thế của lưỡi liềm phì nhiêu là nó nằm giữa một vùng có khí hậu gọi là khí hậu địa trung hải với đặc trưng là mùa đông dịu ẩm mùa hè dài nóng và khô khí hậu ấy hợp với những loài cây có khả năng sống qua mùa khô kéo dài và mọc nhanh trở lại khi mùa mưa đến nhiều loài cây của lưỡi liềm phì nhiêu nhất là các loài ngũ cốc và đậu đã thích đi theo cách khiến cho chúng hữu ích đối với con người chúng là cây sống một năm nghĩa là bản thân cây khô đi rồi chết vào mùa khô trong cuộc đời dài vòn vẹn một năm đó các loài cây một năm không tránh khỏi chỉ là những loài cỏ nhỏ bù lại nhiều loài dồn hầu hết năng lượng vào việc tạo ra những hạt to các hạt này ngủ yên suốt mùa khô đến khi mưa trở lại thì chúng đã sẵn sàng để nảy mầm vì vậy các loài cây một năm chẳng cần phí nhiều năng lượng để tạo ra lớp gỗ hay thân sợi không ăn được như các loài cây thân mộc và cây bụi nhưng nhiều loại hạt lớn kia đặc biệt là các loại hạt ngũ cốc và hạt đậu sống một năm con người lại ăn được Chúng bao gồm 6 trong số 12 loại ngũ cốc chính của thế giới hiện đại. Ngược lại, nếu bạn sống gần rừng và nhìn ra cửa sổ, thì những loài cây mà bạn thấy thường là cây thân mộc và cây bụi, thân của hầu hết các cây trong số đó bạn không ăn được và hầu hết các cây này dành rất ít năng lượng cho việc tạo ra hạt ăn được. Dĩ nhiên một số cây rừng tại các khu vực có khí hậu ẩm ướt cũng cho những hạt to ăn được, song các hạt này lại không được thích nghi để sống nổi qua mùa khô kéo dài nên con người cũng không thể lưu trữ chúng lâu dài. Lợi thế thứ hai của hệ thực vật lưỡi liềm phì nhiêu là các loài cây dạy tổ tiên của nhiều cây trồng lưỡi liềm phì nhiêu vốn đã dồi dào và có năng suất cao, lại mọc sung xuê thành từng cụm khiến những người săn bắt hái lượm không thể nào không nhận ra giá trị của chúng. Các nghiên cứu thực nghiệm mà trong đó các nhà thực vật học thu hoạch hạt từ những cụm cây ngũ cốc mọc hoang đó, cũng như những người săn bắt hái lượm hẳn đã làm cách đây hơn 10.000 năm, cho thấy vào thời đó người ta đã có thể thu hoạch vụ mùa hàng năm lên tới gần một tấn hạt trên một hecta, cung cấp tới năm. 10 calo năng lượng lương thực cho mỗi kilo calo đã tiêu thụ vào lao động. Bằng cách thu hoạch với số lượng lớn hạt ngũ cốc mọc hoang trong một thời gian ngắn khi hạt chín rồi đem về lưu trữ làm lương thực cho thời gian còn lại trong năm, một số dân tộc săn bắt hái lượng của vùng lưỡi liềm phi nhiêu đã có thể sống định cư thành làng mạc ngay cả khi họ chưa bắt đầu trồng trọt. Do các cây ngũ cốc lưỡi liềm phi nhiêu vốn đã có năng suất cao từ khi mọc hoang, nên người ta chỉ phải tiến hành thêm một ít thay đổi ở chúng khi đem trồng. Như ta đã đề cập trong chương trước, những thay đổi chủ yếu sự phá vỡ cơ chế phát tán hạt tự nhiên và cơ chế kìm hãm việc nảy mầm đã tiến hóa một cách tự động và nhanh chóng ngay khi con người bắt đầu gieo hạt ngoài đồng. Tổ tiên hoang dã của lúa mì và lúa mạch ngày nay trông giống bản thân các loại cây trồng này đến nỗi người ta chưa bao giờ phải hoài nghi về chuyện cây nào là tổ tiên đích thực. Nhờ dễ thuần hóa nên các loài cây sống một năm có hạt to là những loài cây trồng đầu tiên hoặc nằm trong số những cây trồng đầu tiên được phát triển không chỉ ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu mà cả ở Trung Hoa và vùng Sahel ta hãy so sánh sự tiến hóa nhanh chóng này của lúa mì và lúa mạch với lịch sử cây ngô, cây ngũ cốc hàng đầu của tân thế giới. Tổ tiên của ngô có thể là một loài cây dại gọi là teosinte, trông khác với ngô về hạt và cấu trúc hoa đến nỗi có thật nó là tổ tiên của ngô hay không cũng đã là đề tài tranh cãi gay gắt giữa các nhà thực vật học suốt một thời gian dài. Những người săn bắt hái lượm hẳn đã không có ấn tượng gì về giá trị thực phẩm của teosinte, khi mọc hoang nó có năng suất thấp hơn tổ tiên cây lúa mì, nó cho ít hạt hơn nhiều so với cây ngô mà từ nó phát triển thành hạt của nó lại còn bọc trong hàng lớp vỏ cứng không ăn được. Để trở thành một cây trồng có ích, Teosinte đã phải trải qua những thay đổi triệt để về cơ chế sinh sản, nhằm nâng cao phần đầu tư vào hạt để cho nhiều hạt hơn, ND và loại bỏ lớp vỏ cứng như đá bọc ngoài hạt đi. Các nhà khảo cổ vẫn đang tranh luận sôi nổi xem tại sao người ta đã phải mất tới nhiều thế kỷ hay thậm chí nhiều thiên niên kỷ phát triển cây trồng ở châu Mỹ để những lõi ngô cổ đại có thể tiến hóa từ kích thước nhỏ xíu thành bằng ngón tay cái của người, nhưng dường như có một điều khá rõ phải mất thêm vài ngàn năm nữa chúng mới đạt tới kích thước như hiện nay. Sự tương phản đó giữa những phẩm chất nhìn thấy được của lúa mì và lúa mạch với những khó khăn do cây teosinte gây ra có thể đã là một nhân tố quan trọng dẫn đến sự phát triển khác nhau đến vậy giữa các xã hội loài người ở tân thế giới và ở Âu Á. Một lợi thế thứ ba của hệ thực vật vùng lưỡi liềm phi nhiêu là nó bao gồm một bộ phận lớn những loài bán lưỡng tính, tạm dịch từ he map do di nd, nghĩa là những loài cây thường tự mình thụ phấn nhưng thỉnh thoảng cũng thụ phấn chéo, Hãy nhớ lại rằng hầu hết cây dại đều hoặc là những loài lưỡng tính thụ phấn chéo, hoặc bao gồm cá thể đực và cá thể cái và hai cá thể này luôn luôn phải cần đến nhau mới có thể thụ phấn. Những cơ chế sinh sản này đã khiến những nhà nông cổ đại ngán ngầm bởi vì ngay khi họ xác định được một cây biến dị có thể cho năng suất cao thì con của nó có thể lại giao phối chéo với những cá thể cây khác và đánh mất lợi thế di truyền của mình. Hệ quả là, hầu hết cây trồng đều thuộc số ít những loài cây dại hoặc vốn là cây lưỡng tính tự thụ phấn hoặc sinh sản phi giới tính bằng cách sinh dưỡng chẳng hạn bằng rễ, vốn là bản sao di truyền của cây bố mẹ. Như vậy, đa số các cây bán lưỡng tính trong hệ thực vật lưỡi liềm phì nhiêu đã hỗ trợ những nhà nông đầu tiên, bởi điều đó có nghĩa là một tỷ lệ lớn các loài thực vật hoang đã có sẵn cơ chế sinh sản thuận lợi cho con người. Cây bán lưỡng tính cũng thuận lợi cho các nhà nông cổ đại ở chỗ đôi khi chúng lại trở thành thụ phấn chéo, tạo ra những giống mới mà người ta có thể chọn lựa. Sự thụ phấn chéo này xảy ra không chỉ giữa các cá thể cùng loài mà cả giữa các loài có họ hàng với nhau để cho ra những cá thể lai giữa các loài một giống lai như vậy trong số các cây bán lưỡng tính của lưỡi liềm phì nhiêu, cây lúa mì, đã trở thành loại cây trồng có giá trị nhất trên thế giới ngày nay. Trong số 8 loại cây trồng quan trọng đầu tiên đã được thuần hóa ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu, tất cả là cây bán lưỡng tính, trong ba loài ngũ cốc bán lưỡng tính trong số đó, lúa mì, lúa mì em me và lúa mạch, các cây lúa mì còn có một lợi thế nữa là hàm lượng protein cao, tới 8 đến 14%. Ngược lại, các cây ngũ cốc quan trọng nhất ở Đông Á và Tân thế giới, lần lượt là lúa gạo và ngô, có hàm lượng protein thấp hơn, từ đó nảy sinh những vấn đề quan trọng về dinh dưỡng. Đó là một số lợi thế mà hệ thực vật của vùng lưỡi liềm phì nhiêu cung hiến cho các nhà nông đầu tiên. Nó bao gồm một tỷ lệ cao bất thường những loài cây dại thích hợp cho thuần hóa. Tuy nhiên, vùng khí hậu địa trung hải của lưỡi liềm phì nhiêu trải rộng về phía tây qua phần lớn Nam Âu và Tây Bắc Phi, cũng có cả những vùng với khí hậu tương tự như địa trung hải ở những phần khác trên thế giới. California, Chile, Tây Nam Australia và Nam Phi, hình 8.2, thế nhưng, những vùng khí hậu địa trung hải khác không những không cạnh tranh nổi với lưỡi liềm phì nhiêu trong việc trở thành nơi phát nguyên đầu tiên của sản xuất lương thực, các vùng đó thậm chí còn chẳng bao giờ sinh ra nổi một nền nông nghiệp bản địa. Cái vùng khí hậu địa trung hải ở miền Tây lục địa Âu Á đó đã có lợi thế đặc biệt nào vậy? Thì ra là vùng ấy, đặc biệt là ở chính khu vực lưỡi liềm phì nhiêu kia, có ít nhất năm lợi thế so với các vùng có khí hậu địa trung hải khác. Trước hết, phía Tây Âu Á có vùng khí hậu địa trung hải rộng lớn nhất so với mọi vùng khác trên thế giới hệ quả là nó có độ đa dạng cao nhất về các loài cây và động vật hoang dã cao hơn so với các vùng khí hậu địa trung hải tương đối nhỏ như tây nam australia và chile thứ hai trong số các vùng khí hậu địa trung hải miền tây âu á có sự biến động khí hậu lớn nhất từ mùa này qua mùa khác từ năm này qua năm khác sự biến động này khiến cho trong hệ thực vật của vùng những loài cây sống một năm chiếm tỷ lệ đặc biệt cao sự kết hợp giữa hai nhân tố này sự đa dạng loài và tỷ lệ cao các loài cây sống một năm khiến cho vùng khí hậu địa trung hải phía Tây Âu Á là vùng có sự đa dạng cao nhất về các loài cây một năm. 43. Hình 8.2. Các vùng khí hậu địa trung hải trên thế giới Tầm quan trọng của sự phong phú về thực vật đó đối với con người được minh họa bởi các nghiên cứu của Mark Lung Le về sự phân bố các loài cỏ dại. Trong số hàng ngàn loài cỏ dại trên thế giới, Lung Le đã phân loại 56 loài có hạt to nhất, tinh hoa của các loài cây trong thiên nhiên. Ấy là các loài cỏ có hạt nặng hơn ít nhất 10 lần so với các loài cỏ trung bình. Xem bằng 8.1, hầu như tất cả các loài này đều là cây bản địa ở các vùng khí hậu địa trung hải hoặc các môi trường khô giáo theo mùa khác. Hơn nữa, chúng tập trung hầu hết ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu hoặc các bộ phận khác của vùng khí hậu địa trung hải ở phía Tây Âu Á, khiến cho các nhà nông sơ khai có thể tha hồ lựa chọn, khoảng 32 trong số 56 loài cỏ dạy có giá trị trên thế giới. Đặc biệt, lúa mạch và lúa mì em me, hai loại cây trồng quan trọng đầu tiên của vùng lưỡi liềm phì nhiêu đứng thứ 3 và thứ 13 về kích thước hạt trong số 56 loài hàng đầu này. Ngược lại, vùng khí hậu địa trung hải ở Chile chỉ đóng góp hai trong số các loài trên, California và Nam Phi mỗi vùng chỉ có một còn tên Nam Australia thì chẳng có loài nào, nó một điều đó cũng đã lý giải được khá nhiều điều về tiến trình của lịch sử loài người. Lợi thế thứ ba của vùng khí hậu địa trung hải thuộc lưỡi liềm phí nhiêu là nó có nhiều độ cao và địa hình khác nhau trong một cự ly ngắn. Nhờ có nhiều độ cao khác nhau, từ điểm thấp nhất trên trái đất, biển chết đến các ngọn núi cao 18.000 bộ, khoảng 5.500 mét. Nó đi gần Tehran nên vùng này cũng có nhiều môi trường khác nhau tương ứng, từ đó có sự đa dạng cao về các loài cây dại có khả năng làm tổ tiên cho cây trồng. Những ngọn núi này nằm gần những vùng đất thấp thoai thoải có sông, những bình nguyên ngập nước và các sa mạc thích hợp cho nông nghiệp tưới tiêu. Ngược lại, các vùng địa trung hải ở Tây Nam Australia và ở mức độ thấp hơn là Nam Phi và Tây Âu có sự đa dạng thấp hơn về độ cao, địa hình và môi trường sống. Bảng 8.1 sự phân bố các loài thân thảo có hạt lớn trên thế giới, khu vực, số lượng loài, Tây Phi, Châu Âu, Bắc Phi, 33, vùng địa Trung Hải, 32, Anh, 1, Đông Á, 6, Châu Phi Hạ Sahara, 4, Châu Mỹ, 11, Bắc Mỹ, 4, Trung Mỹ, 5, Nam Mỹ, 2, Bắc Australia, 2, cộng, 56. Bảng 12.1 trong luận văn tiến sĩ của Mark trọng lượng hạt và môi trường trong các vùng đất mọc cây thân thảo thuộc loại hình địa trung hải ở California và Israel, Đại học California, Berkeley, 1992 liệt kê 56 loài cây thân thảo có hạt nặng nhất, ngoại trừ tre mà người ta hiện có giữ. Liệu, trọng lượng hạt ở các loài này thay đổi từ 10mg đến trên 40mg, lớn hơn khoảng 10 lần so với trị số trung bình của tất cả các loài thân thảo trên thế giới, 56 loài này gộp lại chưa bằng 1% tổng số các loài thân thảo trên thế giới bảng này cho thấy các loài thần thảo quý giá này đại đa số tập trung ở vùng địa trung hải thuộc phía tây lục địa âu á sự đa dạng về độ cao của lưỡi liềm phì nhiêu khiến cho mùa thu hoạch không đồng nhất cây trồng ở nơi cao hơn cho hạt muộn hơn một chút so với cây trồng ở nơi thấp hơn hệ quả là những người săn bắt hái lượm có thể leo lên triền núi để thu hoạch hạt khi hạt chín chứ không bị ngập do vụ mùa cần thu hoạch tập trung vào cùng một thời điểm ở cùng một độ cao bởi toàn bộ hạt chín cùng một lúc khi người ta bắt đầu biết trồng trọt các nông dân đầu tiên chỉ việc đem hạt các cây ngũ cốc hoang, vốn mọc trên các sườn đồi và phụ thuộc vào mưa khi có khi không, trồng vào các thung lũng ẩm ướt để hạt có thể cầm chắc mọc được mà không quá lệ thuộc vào mưa. Sự đa dạng sinh học của lưỡi liềm vì nhiêu trong những cự ly nhỏ còn mang lại một lợi thế thứ tư, ấy là sự phong phú không chỉ của các loài cây có giá trị mà cả các loài thú lớn được thuần hóa. Như ta sẽ thấy, ở các vùng khí hậu địa trung hải tại California, Chile, Tây Nam Australia và Nam Phi chỉ có ít hoặc không hề có loài hữu nhũ lớn nào thích hợp cho thuần hóa. Ngược lại, bốn loài hữu nhũ lớn dê, cừu, lợn và bò đã được thuần hóa từ rất sớm ở vùng lưỡi liềm phi nhiêu, có thể là sớm hơn bất cứ loài vật nào khác trừ chó vốn đã được thuần hóa ở những nơi khác trên thế giới. Các loài này đến nay vẫn là bốn trong số năm loài hữu nhũ được thuần hóa quan trọng nhất của thế giới, chương 9, nhưng tổ tiên hoang dã của chúng từng phổ biến nhất ở những vùng khác nhau chút ít của lưỡi liềm phi nhiêu hệ quả là bốn loài này được thuần hóa ở bốn nơi khác nhau. Cừu có lẽ được thuần hóa ở vùng trung tâm, dê hoặc ở phần phía đông nơi cao độ lớn hơn, vùng núi Gia của Iran hoặc phần tây nam, vùng Levant, lợn ở phần bắc trung, còn bò thì ở phần phía tây kể cả Anatolia. Tuy nhiên, mặc dù những khu vực nơi có nhiều bốn loài hoang dã này là khác nhau như vậy, nhưng cả bốn đều sống khá gần nhau đủ để có thể được chuyển từ phần này của lưỡi liềm phí nhiêu sang phần nọ sau khi chúng được thuần hóa. Hệ quả là toàn bộ lưỡi liềm phí nhiêu rốt cuộc đều có cả bốn loài. Nền nông nghiệp được khởi đầu ở lưỡi niềm phi nhiêu từ việc thuần hóa từ sớm tám loài cây trồng được mệnh danh là cây trồng sáng lập, bởi chúng đã sáng lập nền nông nghiệp trong khu vực này và có thể cả trên toàn thế giới. Tám loài sáng lập này là các cây ngũ cốc gồm lúa, mì em me, lúa mì và lúa mạch; các loài họ đậu gồm đậu lăng, đậu hà lan, đậu trích pe a28 và đậu tầm; và cây cho sợi là cây lanh. Trong tám loài này, chỉ hai loài là cây lanh và lúa mạch có mọc trong tự nhiên ở nhiều khu vực ngoài lưỡi niềm phi nhiêu và Anatolia hai trong các loài sáng lập này có phạm vi mọc rất hạn chế trong tự nhiên như trích Ta à chỉ mọc ở tây nam thổ nhĩ kỳ còn lúa mì em me chỉ bó hẹp ở chính vùng lưỡi liềm phì nhiêu như vậy nông nghiệp có thể phát sinh ở lưỡi liềm phì nhiêu từ việc thuần hóa các loài cây dại có sẵn trong khu vực chứ không phải đợi đến khi du nhập các loại cây trồng xuất thân từ những loài cây dại ở nơi khác ngược lại hai trong số các loài sáng lập này không thể được thuần hóa ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới ngoại trừ lưỡi liềm phì nhiêu bởi ngay trong tự nhiên chúng cũng chẳng mọc ở nơi nào khác nhờ có sẵn các loài cây dại và thú hoang thích hợp các dân tộc cổ xưa của vùng lưỡi liềm phì nhiêu đã có thể nhanh chóng có được một hành trang sinh học mạnh mẽ và cân đối để có thể tiến hành sản xuất lương thực thâm canh tập hợp này bao gồm ba loài ngũ cốc làm nguồn chính cung cấp carbon hydrat bốn loài đậu chứa 20 đến 25% protein và bốn loài gia súc làm nguồn cung cấp protein chính. Ngoài ra còn có hàm lượng protein dồi dào của lúa mì và cây lanh làm nguồn cung cấp sợi và dầu, được gọi là dầu hạt lanh, hạt lanh chứa khoảng 40% dầu rốt cuộc, hàng ngàn năm sau khi con người bắt đầu thuần hóa thú vật và tiến hành sản xuất lương thực, các loài vật cũng bắt đầu được sử dụng để lấy sữa, len, làm vật kéo cày và vận chuyển. Như vậy, các cây trồng và vật nuôi của các nông dân đầu tiên ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu đã đáp ứng được các nhu cầu kinh tế cơ bản của con người, carbon hydrate, protein, chất béo, quần áo, sức kéo và vận chuyển. Lợi thế cuối cùng để sản xuất lương thực ra đời sớm ở lưỡi liềm phì nhiêu ấy là tại vùng này sản xuất lương thực ít phải cạnh tranh hơn với lối sống săn bắt hái lượm so với ở một số vùng khác kể cả phía Tây Địa Trung Hải. Tây Nam Á ít có sông lớn và chỉ có một bờ biển ngắn nên tài nguyên biển tương đối nghèo nàn, dưới dạng cá và xó ốc sông và ven biển. Một trong các loài hữu nhũ quan trọng bị săn để lấy thịt, loài linh dương. Ban đầu từng sống thành từng đàn rất lớn nhưng vì bị loài người ngày càng đông săn bắn quá mức nên chỉ còn lại rất ít ỏi, vì vậy lối sống sản xuất lương thực đã nhanh chóng trở nên ưu về so với lối sống săn bắt hái lượm các làng mạc định cư dựa trên ngũ cốc đã hiện diện từ trước khi nền sản xuất lương thực phát sinh khiến những người săn bắt hái lượm đó cũng chuyển sang trồng trọt và chăn nuôi ở lưỡi liềm phì nhiêu việc chuyển tiếp từ săn bắt hái lượm sang sản xuất lương thực diễn ra tương đối nhanh đến mãi chín năm tây giờ công nghệ người ta vẫn chưa có loại cây trồng hay vật nuôi nào mà vẫn lệ thuộc hoàn toàn vào lương thực hoang dã nhưng đến 6.000 năm tây giờ công nghệ một số xã hội ở đây đã hầu như hoàn toàn lệ thuộc vào cây trồng và vật nuôi tình hình ở trung mỹ tương phản mạnh mẽ với lưỡi liềm phì nhiêu Khu vực này chỉ cung cấp hai loài vật có thể thuần hóa, gà tây và chó. Thịt hai loài này có hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn nhiều so với bò, cừu, dê và lợn. Còn ngô, loài cây cho hạt chính của Trung Mỹ, thì như tôi đã nói, khó thuần hóa và hẳn cũng phát triển chậm. Hệ quả là việc thuần hóa hẳn chỉ bắt đầu ở Trung Mỹ không sớm hơn khoảng 3.500 năm tây giờ, Công nghệ niên đại này vẫn chưa có gì chắc chắn. Những phát triển đầu tiên đó đã được tiến hành bởi những người vốn vẫn đang là dân săn bắt hái lượm du cư và mãi đến khoảng 1.500 TL. Công nghệ làng mạc định cư mới xuất hiện ở vùng này. Trong phần bàn đến các lợi thế của lưỡi liềm phi nhiêu để sản xuất lương thực có thể sớm phát sinh, ta chưa nhắc đến những lợi thế mà người ta cho rằng nằm ở bản thân các dân tộc lưỡi liềm phi nhiêu. Sự thực là, tôi không biết có ai lại nghiêm túc đề xuất ý tưởng rằng những dân tộc sống ở khu vực này có những đặc tính sinh học khác biệt và chính các đặc tính này đã góp phần vào việc họ có hành trang sản xuất lương thực 29 hùng hậu đến thế. Thay vì vậy chúng ta đã thấy rằng những đặc tính khác biệt của khí hậu, môi trường, cây dại và thú hoang dã ở lưỡi niềm phí nhiêu chính là lời giải thích đầy thuyết phục cho điều đó. Nền sản xuất lương thực phát sinh độc lập ở New Guinea và miền Đông Hoa Kỳ kém tiềm năng hơn rất nhiều, chỉ có một ít loài cây trồng và vật nuôi kém giá trị, ND, vậy thì có phải nguyên nhân nằm ở bản thân các dân tộc sống tại các vùng đó không? Tuy nhiên, trước khi quay lại các khu vực đó, ta cần phải xét hai câu hỏi liên quan nảy sinh đối với bất cứ khu vực nào trên thế giới nơi sản xuất lương thực đã không bao giờ phát triển hoặc nếu có thì cũng với một hành trang yếu kém hơn nhiều. Trước hết, liệu những người săn bắt hái lượng và nông dân sơ khai có thực sự biết rõ tất cả các loài cây dại có sẵn nơi mình sống và công dụng của chúng không? Hay liệu họ đã không biết mà bỏ qua một số loài vốn có thể là tổ tiên của những loại cây trồng có giá trị? Thứ hai, nếu họ biết rõ các loài cây dại và thú hoang bản địa liệu họ có tận dụng cái tri thức đó để thuần hóa những loài hữu ích nhất sẵn có không, hay những nhân tố văn hóa đã khiến họ không làm vậy? Về vấn đề thứ nhất, có cả một ngành khoa học gọi là sinh dân tộc học, Ethnobion lo chuyên nghiên cứu tri thức của các dân tộc về các loài cây dại và thú hoang trong môi trường của mình. Các nghiên cứu này đặc biệt tập trung vào một số ít các dân tộc vẫn còn theo lối sống săn bắt hái lượm trên thế giới, cũng như các dân tộc tuy làm nông nhưng vẫn còn phụ thuộc nặng nề vào lương thực hoang dã và các sản phẩm tự nhiên. Nhìn chung, các nghiên cứu này thường chỉ ra rằng những người này là những cuốn bách khoa từ điển sống về lịch sử tự nhiên, họ có từ riêng, trong ngôn ngữ bản địa của mình để gọi từng loài một trong số hàng ngàn hay hơn nữa các loài cây và thú, họ hiểu biết chi ly tường tận về đặc tính sinh học, sự phân bố và công. Dụng tiềm tàng của các loài đó Do các dân tộc ngày càng lệ thuộc vào cây trồng và vật nuôi thuần hóa, nên cái tri thức truyền thống này dần dần mất đi giá trị và bị mai một, cho đến khi người ta biến thành một kẻ hiện đại chỉ biết mua hàng siêu thị mà ngay chuyện cây lúa dại khác, cây đậu dại thế nào cũng không phân biệt nổi. Sau đây là một ví dụ điển hình, trong 33 năm qua, khi tiến hành nghiên cứu sinh học ở New Guinea, tôi vẫn thường dành thời gian nghiên cứu thực địa cùng những người bạn đồng hành New Guinea vốn vẫn còn sử dụng rộng rãi các loài cây dại và thú hoang. Một hôm nọ, khi tôi cùng các bạn đồng hành thuộc bộ lạc pho ré đang bị đói trong rừng rậm bởi một bộ lạc khác đang phong tỏa đường trở về căn cứ tiếp tế của chúng tôi, một người pho ré trở về trại mang theo một baronic đầy nấm mà anh ta đã tìm được rồi bắt tay nướng nấm rốt cuộc cũng được ăn tối nhưng khi đó tôi lại đâm lo ngay ngáy nhỡ ra nấm độc thì sao tôi kiên nhẫn giải thích với các bạn đồng hành người pho ré của tôi rằng tôi đã đọc trong sách rằng có một số loài nấm độc rằng tôi nghe nói thậm chí cả một nhà sưu tập nấm người mỹ đã chết vì rất khó phân biệt nấm lành với nấm độc và rằng mặc dù chúng ta đang đói thì cũng không đáng liều mạng như vậy nghe đến đó các bạn tôi liền nổi xung bảo tôi im đi mà lắng nghe họ giải thích đôi điều cho tôi thủng ra, sau khi đã quay họ suốt cả năm trời về tên của hàng trăm loài cây cối cùng chim chóc. Tại sao tôi còn dám xúc phạm họ khi cho rằng họ không biết đặt tên riêng cho từng loài nấm một? Chỉ có người Mỹ mới ngu dại đến mức lẫn lộn nấm độc với nấm lành mà thôi. Họ cứ thế giảng cho tôi nghe về 29 loài nấm ăn được, tên của mỗi loài trong ngôn ngữ pho ré, và có thể tìm ra từng loài ở đâu trong rừng. Loài này tên là tán ti, mọc trên cây, rất ngon và hoàn toàn ăn được bất cứ lúc nào tôi mang những người new guinea cùng tôi đến những vùng khác trên hòn đảo họ thường xuyên nói về những loài cây và thú địa phương với những người new guinea khác mà họ gặp và họ thu nhặt những loài cây có thể có ích đặng mang về nhà trồng thử kinh nghiệm của tôi với người new guinea cũng tương đương với kinh nghiệm của các nhà sinh dân tộc học khi nghiên cứu các dân tộc truyền thống khác ở những nơi khác tuy nhiên tất cả các dân tộc đó ít nhất cũng phần nào có sản xuất lương thực hoặc là tàn dư của những xã hội săn bắt hái lượm trước kia mà nay đã một phần chuyển qua nông nghiệp Tri thức về các loài hoang dã ở loài người thậm chí hẳn đã từng chi tiết hơn nhiều trước khi phát sinh nền sản xuất lương thực, khi tất cả mọi người trên trái đất vẫn còn phải dựa hoàn toàn vào các loài hoang dã để có cái ăn. Những nhà nông đầu tiên là kẻ thừa kế tri thức đó, cái tri thức tích lũy qua hàng vạn năm quan sát tự nhiên bởi những con người tuy hiện đại về mặt sinh học nhưng sống một cách phụ thuộc mật thiết vào thế giới tự nhiên. Vì vậy thật khó mà có chuyện có một loài hoang dã mang giá trị tiềm tàng nào mà các nhà nông đầu tiên lại đã bỏ qua. Câu hỏi liên quan khác là liệu những người săn bắt, hái lượm và nông dân cổ đại có cùng vận dụng tri thức sinh dân tộc học của mình một cách như nhau trong việc chọn các loài cây hoang để thu hoạch và cuối cùng là để trồng. Có một thử nghiệm ở di chỉ khảo cổ tại truyền thông lũng Euphrates ở Syria, gọi là theo Abu Humayza. Trong khoảng từ 10.000 năm đến 9.000 năm TCN, giờ công nghệ, những người sống ở đó có thể đã định cư quanh năm thành làng mạc, nhưng họ vẫn là những người săn bắt hái lượm, phải đến thiên niên kỷ sau đó họ mới bắt đầu trồng trọt. Các nhà khảo cổ Gordon Hinman, Susan Collager E và David Harris đã khai quật được số lượng lớn các loài cây bị đốt thành than ở di chỉ này, hẳn là rác còn lại của những loài cây dại được cư dân từng sống ở di chỉ này thu thập từ nơi khác mang về. Các nhà khoa học đã phân tích trên 700 mẫu vật, mỗi mẫu chứa trung bình trên 500 hạt giống có thể nhận diện được thuộc trên 70 loài cây, thì ra các dân làng xưa kia vẫn thường thu hoạch rất nhiều, 157 loài. Cây khác nhau mà ta có thể nhận diện qua các hạt bị đốt thành than ấy là chưa kể những loài cây khác mà ngày nay không thể nhận diện được. Có phải những dân làng ngây thơ đó đã mang bất cứ loài cây có hạt nào tìm được về nhà, tự đầu độc mình bằng hầu hết các loài trong số đó và chỉ một ít loài trong số đó là ăn được, không, họ không ngu đến thế. Thoạt nghe 157 loài thì ngỡ như họ đã bạ gì nhặt nấy không phân biệt, nhưng thật ra nhiều loài khác mọc hoang trong tự nhiên đã không có mặt trong các tàn tích bị đốt thành than kia. 157 loài được chọn có thể chia làm 3 loại, nhiều loại có hạt không độc và có thể ăn ngay, những loài khác như cây đậu và thành viên của họ mù tạc thì hạt có chất độc, nhưng loại bỏ chất độc này ra cũng dễ, hạt còn lại vẫn ăn được. Một số hạt thuộc các loài thường được dùng để lấy chất nhuộm hay làm thuốc. Nhiều loài cây dại không có mặt trong 157 loài được chọn này là những loài hoặc không có ích gì hoặc có hại cho người, trong đó có tất cả các loài có hạt độc nhất trong môi trường. Như vậy, những người săn bắt hái lượng ở theo Abu Hurayra đã không phí thì giờ và không tự làm hại mình bằng cách thu thập đủ thứ cây dại mà không hề phân biệt. Thay vì vậy, rõ ràng họ biết rõ các loài cây dạy chẳng kém gì những người New Guinea hiện đại, và họ đã dùng trí thức đó để chọn đem về nhà chỉ những loài cây có hạt hữu ích nhất mà thôi. Nhưng các hạt được thu thập này hẳn đã là chất liệu cho những bước vô thức đầu tiên đi đến chỗ thuần hóa các loài cây. Một ví dụ khác của tôi về việc các dân tộc cổ đại ắt đã dùng tri thức sinh dân tộc học của mình một cách có hiệu quả, ấy là thung lũng Jordan và thiên niên kỷ thứ 9 t giờ công nghệ, thời kỳ các loại cây trồng sớm nhất được canh tác ở đó. Các loài ngũ cốc được thuần hóa sớm nhất của khu vực này là lúa mạch và lúa mì em me mà đến ngày nay vẫn nằm trong số những cây trồng có năng suất cao nhất trên thế giới. Nhưng, cũng như ở theo Abu Hurayza, hàng trăm loài cây dại có hạt đắt cũng đã mọc ở đó, và một trăm loài hoặc hơn hẳn là ăn được và từng được con người thu hoạch từ trước khi việc thuần hóa cây trồng bắt đầu. Vậy lúa mạch và lúa mì em me có gì đặc biệt để trở thành những loài cây đầu tiên được thuần hóa? Có phải những nhà nông đầu tiên ở thung lũng Jordan là những tay ngu dốt không hề biết mình đang làm gì? hay lúa mạch và lúa mì em me quả thật là những cây ngũ cốc dại tốt nhất mọc trong vùng mà họ có thể chọn được. Hai nhà khoa học Israel, Ofer bar Joseph và Moshe Chaikile đã giải quyết vấn đề này bằng cách khảo sát những loài cỏ dại vẫn còn mọc hoang ở thung lũng đó ngày nay. Bỏ qua một bên các loài có hạt quá nhỏ hoặc không ăn được, họ chọn ra 23 loài cỏ dại có hạt lớn nhất và ăn được nhất. Chẳng có gì lạ rằng lúa mạch và lúa mì em me có tên trong danh sách 23 loài đó nhưng bảo rằng 21 loài còn lại hẳn cũng có ích như vậy thì không đúng. Trong 23 loài, lúa mạch và lúa mì em me tỏ ra là tốt nhất theo nhiều tiêu chí. Lúa mì em me có hạt to nhất, lúa mạch có hạt to nhì. Ngoài hoang dã, lúa mạch là một trong bốn loài mọc dồi dào nhất trong 23 loài, lúa mì em me thì có độ dồi dào trung bình. Lúa mạch có thêm lợi thế nữa là hệ di truyền và hình thái của nó cho phép nhanh chóng phát triển những biến đổi có ích cho con người ở cơ chế phát tán hạt và cơ chế ngăn chặn nảy mầm mà ta đã bàn ở chương trước, bù lại lúa mì em mè lại có những phẩm chất khác. Loài này có thể thu hoạch hữu hiệu hơn lúa mạch, nó lại chẳng giống loài ngũ cốc nào khác ở chỗ hạt không dính vào vỏ. Còn về 21 loài kia, nhược điểm của chúng là hạt nhỏ, trong nhiều trường hợp là ít ỏi hơn, trong một số trường hợp do chúng là cây nhiều năm chứ không phải cây một năm, hậu quả là nếu được thuần hóa chúng sẽ biến đổi rất chậm. Vậy là, những nhà nông đầu tiên ở thung lũng Jordan đã chọn chính hai loài tốt nhất trong số 23 loài cỏ dại có sẵn trong vùng. Dĩ nhiên, các thay đổi tiến hóa do được trồng ở cơ chế phát tán hạt và ngăn chặn nảy mầm hẳn là những hệ quả không thể tiên liệu được của những gì các nhà nông đầu tiên đó đã làm. Nhưng việc họ ngay từ đầu đã chọn thu hoạch lúa mạch và lúa mì em me chứ không phải loài ngũ cốc nào khác mang về nhà trồng cho thấy rằng hẳn là họ làm vậy một cách có ý thức, dựa trên những tiêu chí dễ dàng nhận thấy là kích thước hạt, ăn được và năng suất cao. Ví dụ này về thung lũng Jordan, giống như ví dụ về theo Abu Huraiza, cho thấy các nhà nông đầu tiên đã dùng tri thức chi tiết về các loài bản địa sao cho có lợi cho mình. Biết rõ các loài cây bản địa hơn hầu hết các nhà thực vật học chuyên nghiệp hiện đại, chắc hẳn họ hầu như đã chẳng hề bỏ sót không trong bất cứ loài cây dại có ích nào tương đối thích hợp cho việc thuần hóa. Giờ ta có thể khảo sát xem các nông dân bản địa ở hai phần của thế giới, New Guinea và miền Đông Hoa Kỳ, vốn đã có những hệ thống sản xuất lương thực nảy sinh tự phát nhưng rõ ràng còn khiếm khuyết so với hệ tương tự của lưỡi liềm phí nhiêu, đã làm gì khi có các loại cây trồng năng sản hơn du nhập từ nơi. Khác đến, nếu những loại cây trồng đó không được họ tiếp thu vì những lý do văn hóa hay lý do gì khác, chúng ta vẫn sẽ còn đó một tổn nghi lớn. Mặc cho tất cả những lập luận của chúng ta từ trước đến giờ, ta vẫn cứ phải đặt nghi vấn rằng hệ thực vật hoang dã bản địa vẫn có một loại cây dại lẽ ra có thể là tổ tiên cho một cây trồng có giá trị, nhưng các nông dân bản địa đã không khai thác được nó vì những nhân tố văn hóa tương tự. Hai ví dụ này cũng sẽ minh họa chi tiết một sự kiện trọng yếu trong lịch sử, rằng những loại cây từ những phần khác nhau trên thế giới không hẳn là đều năng sản như nhau. New Guinea, hòn đảo lớn nhất thế giới sau Greenland, nằm ngay ở phía bắc Australia và gần xích đạo. Bởi vị trí ở vùng nhiệt đới và sự đa dạng cao về địa hình và môi trường sống, New Guinea phong phú cả các loài cây cỏ lẫn động vật, tuy không phong phú bằng các khu vực nhiệt đới ở lục địa bởi đây là một hòn đảo. Người ta đã sinh sống ở New Guinea ít nhất là 40.000 năm nay, lâu hơn nhiều so với ở châu Mỹ và cũng lâu hơn chút ít so với những người hiện đại theo nghĩa giải phẫu học từng sống ở Tây Âu. Như vậy người New Guinea đã có khối cơ hội để hiểu biết tường tận hệ thực vật và động vật ở nơi mình sống, liệu họ có cảm thấy cần áp dụng tri thức đó vào việc phát triển nền sản xuất lương thực hay không? Tôi đã nhắc rằng để người ta tiếp thu sản xuất lương thực trước hết phải diễn ra sự cạnh tranh giữa lối sống sản xuất lương thực với lối sống săn bắt hái lượm. Lối sống săn bắt hái lượm ở New Guinea không hữu hiệu đến mức khiến người ta mất đi động lực phát triển nền sản xuất lương thực. Đặc biệt, những thợ săn New Guinea hiện đại còn phải chịu một bất lợi lớn là sự khan hiếm thú săn, không có con thú đất liền bản địa nào lớn hơn loài chim không biết bay nặng 100 cân anh 30, con ca sò Azi và con kanguru nặng nặng 50 cân anh 31. Những người New Guinea sống ở vùng đất thấp ven biển có thể kiếm được nhiều cá và sò ốc, một số người dân vùng đất thấp trong nội địa đến nay vẫn còn săn bắt hái lượm, sống được chủ yếu nhờ cây cọ xây gâu mọc hoang. Nhưng không một dân tộc nào còn sống theo lối săn bắt hái lượm trên vùng cao ở New Guinea, thay vì vậy tất cả người dân vùng cao New Guinea ngày nay đều làm nông, chỉ dùng lương thực hoang dã để bổ sung thêm vào thực đơn hàng ngày, khi dân vùng cao vào rừng để đi săn, họ vẫn mang theo rau trồng ở nhà để ăn. Nếu chẳng may hết cái ăn dự trữ đó thì ngay cả họ cũng sẽ chết đói dù họ biết rõ từng ly từng tí các lương thực hoang dã có trong vùng bờ sống săn bắt hái lượm không còn đứng vững được ở phần lớn New Guinea hiện nay, nên chẳng có gì lạ rằng tất cả dân vùng cao và hầu hết dân vùng thấp New Guinea ngày nay là những nhà nông định cư có những hệ thống sản xuất lương thực tinh vi. Những khu đất rộng trước kia là rừng trên vùng cao đã được các nông dân New Guinea truyền thống chuyển thành những hệ thống đồng ruộng có hàng rào, được tưới tiêu, thâm canh hầu nuôi sống những cộng đồng dân cư đông đúc. Bằng chứng khảo cổ cho thấy nguồn gốc của nền nông nghiệp New Guinea là rất cổ, niên đại khoảng 7.000 năm t giờ. Công nghệ, vào các niên đại sớm đó, toàn bộ đất liền quanh New Guinea hãy còn do những người săn bắt hái lượm sinh sống, cho nên nền, nền nông nghiệp cổ này ắt đã được phát triển một cách độc lập ở New Guinea. Tuy người ta chưa phục hồi được di tích chắc chắn về cây trồng ở các cánh đồng cổ đại đó, nhưng ắt hẳn các loài cây đó bao gồm cũng một số loại cây trồng vẫn được trồng ở New Guinea vào thời điểm người châu Âu đến chiếm làm thuộc địa và ngày nay ta biết là đã được thuần hóa tại New Guinea từ các loài cây hoang. Bản địa đứng hàng đầu trong số các cây trồng được thuần hóa tại New Guinea là loại cây trồng hàng đầu thế giới ngày nay, cây mía, mà sản lượng hàng năm hiện nay gần như tương đương sản lượng của cây trồng thứ hai, lúa mì và thứ ba, ngô cộng lại. Những cây trồng khác rõ ràng có nguồn gốc New Guinea là một nhóm cây chuối gọi là chuối Atractylis, cây phỉ Canarilizium và cây khoai sọ đầm lầy khổng lồ cũng như nhiều loại thân dễ cỏ ăn được và rau xanh. Cây bánh mì và khoai lang cũng như khoai sọ thường cũng có thể đã được thuần hóa ở New Guinea mặc dù kết luận này chưa chắc chắn vì các loài cây dại tổ tiên của chúng không chỉ mọc ở new guinea mà phân bố từ new guinea đến đông nam á hiện ta thiếu bằng chứng khả dĩ giải đáp câu hỏi liệu chúng có được thuần hóa ở đông nam á như người ta vẫn nghĩ không hay chúng cũng được thuần hóa một cách độc lập ở new guinea thậm chí chỉ ở new guinea mà thôi tuy nhiên hóa ra rằng vùng sinh vật của new guinea cũng có ba hạn chế nghiêm trọng thứ nhất không một loài ngũ cốc nào đã được thuần hóa ở new guinea trong khi một số loài ngũ cốc vô cùng trọng yếu đã được thuần hóa ở lưỡi liềm phí nhiêu vùng Sahel heo và trung hoa new guinea bằng việc chỉ tập trung vào các cây cho dễ và thân lại đẩy tới mức cực đoan một xu hướng thường gặp nơi các hệ thống nông nghiệp ở các vùng nhiệt đới ẩm khác vùng amazon tây phi nhiệt đới và đông nam á nơi mà nông dân cũng nặng về các loại cây trồng cho dễ nhưng đồng thời cũng cố trồng được ít nhất hai loại ngũ cốc lúa gạo châu á và một cây ngũ cốc có hạt khổng lồ ở châu á gọi là nước mắt của gióc một lý do khả dĩ khiến tại sao New Guinea không trồng ngũ cốc là sự thiếu hụt thấy rõ các loài cây hoang khả dĩ làm vật liệu. Trong số 56 loài cây dại thân thảo có hạt lớn nhất trên thế giới, không một loài nào mọc ở New Guinea cả. Thứ hai, hệ động vật ở New Guinea không có loài thú lớn nào có thể thuần hóa được. Những loài gia súc duy nhất ở New Guinea, lợn và chó, đến từ Đông Nam Á qua ngả Indonesia trong vòng mấy ngàn năm trở lại đây. Hệ quả là trong khi dân vùng thấp ở New Guinea lấy protein từ cá mà họ bắt được, thì dân vùng cao New Guinea lại thiếu protein trầm trọng bởi các cây trồng cung cấp hầu hết caloji cho họ, khoai sọ và khoai lang vốn nhọc protein. Khoai sọ chẳng hạn, chỉ có 1% protein, ít hơn nhiều thậm chí so với gạo trắng, và thấp hơn nhiều so với lúa mì và đậu của vùng lưỡi liềm phí nhiêu, lần lượt là 8-14% và 20-25% protein. Trẻ em trên các vùng cao New Guinea bị bụng ỏng, Nét đặc trưng cho chế độ ăn uống nhiều về số lượng nhưng thiếu protein. Người già người trẻ ở New Guinea thường xuyên ăn chuột, nhện, ếch và các con vật nhỏ khác, những thứ mà những dân tộc ở các vùng khác có khả năng nuôi gia súc lớn hoặc săn được con mồi lớn chẳng bao giờ động đến. Thiếu protein có lẽ cũng là lý do tối hậu khiến tại sao tục ăn thịt người lại phổ biến ở các xã hội vùng cao truyền thống tại New Guinea. Cuối cùng, ở các thời trước những cây trồng lấy rễ có sẵn ở New Guinea vốn cũng hạn chế về hàm lượng calo như protein bởi chúng không mọc tốt lắm ở những vùng cao nơi nhiều người New Guinea sinh sống ngày nay. Tuy nhiên, nhiều thế kỷ trước đây, cây khoai lang, một cây trồng lấy rễ có nguồn gốc tận Nam Mỹ, đã đến New Guinea có lẽ theo ngả Philippines nơi người Tây Ban Nha đã mang nó đến. So với khoai sọ và các loại cây trồng lấy rễ có lẽ xưa hơn của New Guinea, khoai lang có thể trồng ở nơi cao hơn, mọc nhanh hơn, năng suất cao hơn tính trên mỗi hecta canh tác và giờ công. Hệ quả của việc du nhập cây khoai lang là dân số vùng cao tăng vọt. Nghĩa là, thậm chí dù người ta đã làm nông nghiệp ở vùng cao New Guinea từ nhiều ngàn năm trước khi cây khoai lang được du nhập, song các loại cây trồng địa phương đã khiến mật độ dân số và độ cao sinh sống của họ bị hạn chế. Nói ngắn gọn, New Guinea là một trường hợp trái ngược với lưỡi liềm phi nhiêu và có thể chỉ ra nhiều điều cho chúng ta, cũng như những người săn bắt hái lượm ở lưỡi liềm phi nhiêu. Những người săn bắt hái lượm ở New Guinea đã phát triển sản xuất lương thực một cách độc lập. Tuy nhiên, sản xuất lương thực bản địa của họ bị hạn chế vì khu vực của họ không có những loài ngũ cốc, cây họ đậu và loài thú có thể thuần hóa vì tình trạng thiếu protein ở vùng cao và bởi không có nhiều những loài cây bản địa trồng lấy dễ ở vùng thấp. Thế nhưng bản thân người New Guinea nếu biết rõ về các loài cây dại và thú hoang ở nơi mình sống chẳng kém bất cứ dân tộc nào khác trên trái đất ngày nay, họ hẳn đã có thể đã phát hiện và thử nghiệm bất cứ loài cây dại nào đáng được thuần hóa họ hoàn toàn có khả năng nhận biết đâu là những giống cây hữu ích có thể bổ sung vào danh mục cây trồng của mình như ta đã thấy qua việc họ hồ hởi tiếp thu cây khoai lang khi nó được du nhập từ nơi khác đến cũng một bài học đó vẫn đúng ở new guinea tận ngày nay bởi vì những bộ lạc nào có lợi thế tiếp xúc với các cây trồng và vật nuôi mới được du nhập hoặc do những nhân tố văn hóa mà sẵn sàng tiếp thu chúng thì đang phát triển trong khi những bộ lạc nào không có lợi thế đó hay sự sẵn sàng tiếp thu đó thì Mai một, như vậy, sự hạn chế của nền sản xuất lương thực bản địa tại New Guinea chẳng có gì liên quan tới bản thân các dân tộc New Guinea, mà hoàn toàn là do vùng sinh vật và môi trường của New Guinea. Một ví dụ khác về việc nền nông nghiệp bản địa có thể bị hạn chế bởi bản thân hệ thực vật bản địa, ấy là vùng phía Tây Hoa Kỳ, cũng như New Guinea, vùng này thuận lợi để người ta có thể thuần hóa một cách độc lập các loài cây dại bản địa. Tuy nhiên, về những phát triển đầu tiên của sản xuất lương thực tại miền Đông Hoa Kỳ, chúng ta biết rõ hơn nhiều so với ở New Guinea người ta đã xác định được các giống cây mà những nông dân đầu tiên ở khu vực này đã trồng, niên đại và trình tự thuần hóa các loài cây này người ta cũng đã biết. Từ lâu trước khi các loại cây trồng bắt đầu từ nơi khác đến, người trồng Mỹ bản địa đã định cư ở các thung lũng sông tại miền Tây Hoa Kỳ và phát triển nền sản xuất lương thực thâm canh dựa trên các loài cây bản địa, từ đó họ có khả năng tận dụng các loài cây dại hứa hẹn nhất. Họ đã thực sự canh tác những loại cây nào, và hành trang cây trồng bản địa của họ rốt cuộc là thế nào nếu so sánh với hành trang của vùng lưỡi liềm Phí nhiêu gồm những loại cây trồng sáng lập. Hóa ra các loại cây trồng sáng lập của miền Đông Hoa Kỳ là bốn loại cây trồng được thuần hóa vào khoảng 2.500 đến 1.500 năm t giờ công nghệ, muộn hơn hẳn 6.000 năm sau khi lúa mì và lúa mạch được thuần hóa ở vùng lưỡi liềm Phí nhiêu. Một loài bí bản địa cho quả nhỏ cũng như hạt ăn được, ba loài sáng lập khác được trồng chỉ vì cho hạt ăn được, hướng dương, một loài cây có họ hàng với hoa cúc gọi là sumee và một cây có họ xa với rau bina gọi là go Nhưng bốn loại cây trồng cho hạt và một cây cho quả thì còn xa mới là đủ để có một hành trang sản xuất lương thực toàn diện. Trong suốt 2.000 năm, bốn loại cây trồng sáng lập đó chỉ cung cấp một phần bổ sung nhỏ nhoi vào khẩu phần ăn của con người bên cạnh lương thực hoang dã đặc biệt là các loài thu hữu nhũ và chim nước lớn, cá, sò ốc và quả hạch. Nghề nông vẫn không cung cấp một phần quan trọng cho thực đơn của họ cho mãi tới giai đoạn 500 đến 200 t giờ công nghệ sau khi ba loài cây cho hạt khác, note, -e, may ra và lúa mạch nhỏ được đưa vào trồng. Một nhà dinh dưỡng hiện đại hẳn sẽ hoan nghênh bảy loài cây trồng đó của miền Đông Hoa Kỳ. Tất cả đều có hàm lượng protein cao, 17 đến 32% so với 8 đến 14% của lúa mì, 9% của ngô và thậm chí còn thấp hơn đối với lúa mạch và gạo trắng. Hai loài trong số đó, hướng dương và sume -e, còn chứa nhiều dầu, 45 đến 47%. Đặc biệt, sume -e hẳn có thể là loài cây trong mơ của nhà dinh dưỡng với hàm lượng protein lên tới 32% và dầu 45%, thế tại sao đến ngày nay chúng ta không còn ăn những thứ lương thực trong mơ ấy nữa? Than ôi tuy về giá trị dinh dưỡng thì chúng có ưu thế vượt trội là vậy, song hầu hết các loài cây trồng miền Đông Hoa Kỳ đó lại có những bất lợi nghiêm trọng ở những khía cạnh khác. Có Sephot, hot nơ e, lúa mạch nhỏ và may ra đều có hạt nhỏ xíu, khối lượng chỉ bằng 1 phần 10 so với hạt lúa mì và lúa mạch. Còn tệ hơn thế, -e, e là một loài chuyên thụ phấn bằng gió có họ hàng với cỏ Amzosi, dạ e, e loài cây vốn khét tiếng là nguyên nhân gây ra bệnh sốt mùa hè 32. Cũng như cỏ Amzosi, hạt phấn của -e, e có thể gây bệnh sốt mùa hè nếu cây mọc thành những cụm lớn xung xuê, nếu điều ấy chưa đủ làm bạn nguội đi nhiệt huyết muốn trở thành nhà nông chuyên trồng cây -e, e thì hãy coi chừng. Nó có mùi rất gắt mà một số người không chịu nổi, khi thu hoạch và xử lý nó thì lại còn có thể bị kích thích ra các cây trồng Mexico rốt cuộc cũng bắt đầu đến được miền Đông Hoa Kỳ theo những con đường mậu dịch sau năm 1. Ngô đến miền này vào khoảng năm 200, nhưng trong suốt nhiều thế kỷ vai trò của nó vẫn rất thứ yếu. Cuối cùng, khoảng năm 900 xuất hiện một giống ngô khác thích hợp với mùa hè ngắn của Bắc Mỹ, đến khi đậu được du nhập vào khoảng năm 1100 thì đã hình thành đầy đủ bộ ba cây trồng Mexico gồm ngô, đậu và bí. Nghề nông ở miền Đông Hoa Kỳ bắt đầu được thâm canh mạnh, và những tù trưởng quốc đông dân bắt đầu phát triển dọc theo sông Mississippi và các phụ lưu của nó. Ở một số khu vực, các loài cây trồng bản địa có từ trước vẫn tiếp tục tồn tại bên cạnh bộ ba cây trồng Mexico năng sản hơn nhiều, nhưng ở các khu vực khác thì chúng bị bộ ba này chiếm chỗ hoàn toàn. Không một người châu Âu nào từng thấy Sume em mọc trong vườn tược của người Anh điêng bởi đến khi người châu Âu bắt đầu chiếm châu Mỹ làm thuộc địa vào năm 1492 thì nó đã biến mất với tư cách cây trồng. Trong tất cả các loài cây trồng cổ đại đặc sản của miền Đông Hoa Kỳ, chỉ có hai loài, hướng dương và bí miền đông là cạnh tranh nổi với các cây trồng được thuần hóa ở nơi khác và vẫn được trồng đến ngày nay. Những quả bí sồi 33 và bí mùa hè, xăm mờ út đều ra đời từ những quả bí châu Mỹ đã được thuần hóa từ hàng ngàn năm trước. Như vậy, cũng như trường hợp New Guinea, trường hợp miền đông Hoa Kỳ có thể nói cho ta nhiều điều. Cứ theo suy diễn thì vùng này ắt phải là một vùng thích hợp để có thể có một nền nông nghiệp bản địa năng suất cao. Vùng này có đất đai màu mỡ, lượng mưa vừa phải đều đặn và khí hậu thích hợp giúp duy trì một nền nông nghiệp trù phú như ngày nay. Hệ thực vật vùng này rất phong phú các loài, trong đó có những loài cây dại có quả hạch, cây sồi và cây mại châu. Người châu Mỹ bản địa đã phát triển được một nền nông nghiệp dựa trên các cây trồng bản địa, như vậy đã có thể sinh sống thành làng, thậm chí còn phát triển được một nền văn hóa phồn thịnh. Văn hóa Hopi từng tập trung ở khu vực ngày nay là O2O vào khoảng 200 năm T giờ, công nghệ đến năm 400. Vì vậy suốt nhiều ngàn năm họ đã có khả năng khai thác những loài cây dại hữu ích nhất làm cây trồng tiềm năng dù các loài đó là gì đi nữa. Tuy nhiên, thời kỳ hưng thịnh Hopi e -E chỉ nổi lên gần 9.000 năm sau khi các làng mạc đã xuất hiện ở vùng lưỡi liềm phì nhiều Lại nữa, mãi đến sau năm 900 thì sự hình thành bộ ba cây trồng Mexico mới kích thích một sự bùng nổ dân số. Cái gọi là thời hưng thịnh Mississippi vốn đã làm phát sinh những đô thị lớn nhất và xã hội phức tạp nhất mà người châu Mỹ bản địa phía Bắc Mexico từng đạt tới nhưng sự bùng nổ đó xuất hiện quá muộn khiến người châu mỹ bản địa ở hoa kỳ ngày nay không kịp chuẩn bị đối phó với thảm họa thực dân hóa khi người châu âu xuất hiện nên sản xuất lương thực chỉ dựa trên các cây trồng miền đông hoa kỳ đã không đủ để kích thích sự bùng nổ đó vì những lý do không khó chỉ ra những cây ngũ cốc có sẵn ở khu vực này còn xa mới hữu ích như lúa mì và lúa mạch người châu mỹ bản địa miền đông hoa kỳ đã không thuần hóa được loài cây họ đậu cây lấy sợi cây ăn trái hay cây quả hạch nào họ không có loài thú thuần hóa nào ngoại trừ chó mà ngay cả loài này hẳn cũng đã được thuần hóa tại nơi khác ở châu Mỹ. Cũng rõ một điều rằng người châu Mỹ bản địa ở miền đông Hoa Kỳ đã không bỏ qua những loài cây trồng có tiềm năng trong số các loài cây dại ở quanh họ. Ngay cả các nhà nhân giống ở thế kỷ 20, được trang bị bao nhiêu là sức mạnh khoa học hiện đại, vẫn chẳng thành công bao lăm trong việc khai thác các loài cây dại Bắc Mỹ. Phải, chúng ta đã thuần hóa được đậu pecan, một loài quả hạch, và việt quất, một loài cây ăn trái, ta cũng đã cải thiện được vài cây ăn trái của lục địa Âu Á, táo, mận, nho, mâm xôi, mâm xôi đen và dâu bằng cách lai ghép với các loài cây dại Bắc Mỹ có họ hàng với chúng. Tuy nhiên, giam thành công nhỏ nhoi đó chẳng làm thay đổi thói quen thực phẩm của chúng ta là bao so với ngô đã làm thay đổi thói quen thực phẩm của người châu Mỹ bản địa miền Đông Hoa Kỳ từ sau năm 900. Các nhà nông hiểu biết nhất về các loài cây trồng bản địa miền Đông Hoa Kỳ, tức là bản thân những người châu Mỹ bản địa sống ở vùng đó, đã tính sổ các loài đó bằng cách loại bỏ hoặc đâm coi nhẹ chúng từ khi bộ ba cây trồng Mexico xuất hiện. Hệ quả đó cũng cho thấy rằng người châu Mỹ bản địa không hề bị trói buộc bởi tính bảo thủ văn hóa, mà hoàn toàn có khả năng đánh giá đúng một loại cây trồng tốt khi họ gặp. Vậy là, cũng như ở New Guinea, những hạn chế đối với nền sản xuất lương thực bản địa ở miền đông Hoa Kỳ không phải là vì bản thân các dân tộc châu Mỹ bản địa, mà tùy thuộc hoàn toàn vào vùng sinh vật và môi trường của châu Mỹ đến nay ta đã xét các ví dụ về ba khu vực tương phản nhau ở tất cả các khu vực đó sản xuất lương thực đã phát sinh một cách độc lập ở một cực là lưỡi liềm phí nhiêu ở cực đối lập là new guinea và miền đông hoa kỳ các dân tộc ở vùng lưỡi liềm phí nhiêu thuần hóa các loài cây bản địa sớm hơn nhiều họ thuần hóa được nhiều loài hơn gấp bội thuần hóa được những loài năng sản hơn gấp bội hoặc có giá trị hơn gấp bội thuần hóa một loạt cây trồng đa dạng hơn gấp bội phát triển sản xuất lương thực thâm canh và dân số tăng nhanh chóng, hệ quả là họ tiến vào thế giới hiện đại với một nền công nghệ tiên tiến hơn, tổ chức. Chính trị phức tạp hơn và những căn bệnh có tính truyền nhiễm hơn có thể lây lan cho các dân tộc khác. Ta thấy rằng những khác biệt đó giữa vùng lưỡi liềm phì nhiêu, New Guinea và miền Đông Hoa Kỳ phát sinh trực tiếp từ những khác biệt giữa số loài cây và loài thú hoang dã có thể thuần hóa được ở mỗi nơi, chứ không phải từ những hạn chế của bản thân các dân tộc. Khi có những loài cây trồng năng sản hơn được du nhập từ nơi khác tới, Khoai lang ở New Guinea, bộ ba cây trồng Mexico ở miền Đông Hoa Kỳ, người dân địa phương đã nhanh chóng tận dụng chúng ngay, qua đó tăng cường sản xuất lương thực và gia tăng dân số. Xa hơn thế, tôi cho rằng các khu vực trên thế giới nơi mà sản xuất lương thực hoàn toàn chưa hề phát sinh độc lập, California, Australia, đồng bằng Pampa ở Argentina, Đông Âu, vân vân. Hẳn còn có ít loài cây và thú có thể thuần hóa hơn cả New Guinea và miền Đông Hoa Kỳ những nơi mà chỉ ít cũng đã phát sinh một nền sản xuất lương thực dù hạn chế. Thật ra, công trình nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu của Mark Le về các loài cỏ dại bản địa có hạt lớn đã được nhắc tới trong chương này, cùng với nghiên cứu toàn cầu về các loài hữu nhũ lớn bản địa sẽ được trình bày ở chương sau, đều nhất trí chỉ, chỉ ra rằng tất cả các khu vực nơi không hề có sản xuất lương. Thực bản địa hoặc chỉ có sản xuất lương thực ở mức hạn chế đều là những nơi thiếu các loài hoang dã có thể thuần hóa thành cây trồng ngũ cốc và vật nuôi. Hãy nhớ lại rằng sản xuất lương thực phát sinh từ chỗ cạnh tranh giữa lối sống sản xuất lương thực với lối sống săn bắt hái lượm. Vì vậy, người ta có thể tự hỏi liệu có phải tất cả các trường hợp sản xuất lương thực phát sinh muộn hoặc không hề phát sinh hẳn đều là do nguồn lương thực hoang dã có thể săn bắt và hái lượm ở các vùng đó là cực kỳ phong phú, chứ không phải vì ở đó có lắm loài thích hợp để thuần hóa. Trên thực tế, Hầu hết các vùng nơi sản xuất lương thực bản địa phát sinh muộn hoặc không hề phát sinh thì đều có nguồn lương thực hoang dã hết sức nghèo nàn chứ không phải là phong phú cho những người săn bắt hái lượm, bởi hầu hết các loài hữu nhũ lớn của Australia và châu Mỹ, nhưng không phải của lục địa Âu, Á và châu Phi. Đã bị tuyệt chủng vào cuối thời kỳ băng hà, ở các khu vực đó, lối sống sản xuất lương thực hẳn đã ít phải cạnh tranh với lối sống săn bắt hái lượm hơn là ở vùng lưỡi liềm vì nhiều. Vì vậy chúng ta không thể quy việc các vùng đó không có nền sản xuất lương thực hoặc chỉ có ở mức hạn chế là do ở đó rồi ra thực phẩm san bắt hái lượng. Để tránh hiểu sai những kết luận trên, chúng ta nên kết thúc chương này bằng những lời cảnh báo đối với hai quan điểm cường điệu. Một quan điểm cho rằng người ta luôn luôn sẵn sàng đón nhận các loài cây trồng và vật nuôi tốt hơn. Quan điểm thứ hai cho rằng tùy theo một khu vực có sẵn những loài cây dại và thú hoang nào mà sản xuất lương thực ở khu vực đó có bị hạn chế hay không, cả hai quan điểm đó đều không hoàn toàn đúng. Chúng ta đã đề cập nhiều ví dụ về việc người dân địa phương đón nhận những cây trồng năng sản hơn vốn đã được thuần hóa ở nơi khác. Kết luận chung của chúng ta là Các dân tộc vốn dĩ có khả năng nhận biết những loài cây nào có ích, đã vậy thì ắt họ phải nhận biết được còn giỏi hơn thế những loài cây bản địa nào thích hợp để thuần hóa nếu như có các loài cây ấy ở địa bàn sinh sống của họ và họ không bị ngăn cản làm vậy bởi tính bảo thủ văn hóa hoặc những điều cấm kỵ, nhưng ta cần phải thêm một cụm từ hạn định quan trọng vào câu này, về lâu dài và ở những khu vực rộng lớn Bất cứ ai hiểu biết về các xã hội loài người đều có thể kể ra vô số thí dụ về các xã hội từng khước từ những loài cây trồng, gia súc và những cách tân khác dù chúng có năng suất cao đi nữa. Lẽ tự nhiên, tôi không tán thành ý kiến rõ ràng là sai lầm rằng xã hội nào cũng sẽ mau mắn chụp lấy bất kỳ sự cách tân nào khả dị có ích cho nó. Sự thật là, ở mức độ toàn bộ các châu lục và các khu vực rộng lớn nơi có hàng trăm xã hội cạnh tranh với nhau, một số xã hội sẽ cởi mở hơn với cách tân, một số xã hội khác thì bảo thủ hơn những xã hội nào chịu tiếp nhận các cây trồng, vật nuôi hay công nghệ mới thì có thể sẽ nhờ đó mà tự nuôi mình tốt hơn, sinh sôi nảy nở, chiếm chỗ, chinh phục hoặc tiêu diệt những xã hội khước từ đổi mới. Đó là một hiện tượng quan trọng, và các biểu hiện của nó không chỉ bó hẹp ở việc tiếp thu những cây trồng mới mà còn xa hơn nhiều, ta sẽ quay lại vấn đề này ở chương 13. Cảnh báo thứ hai của tôi liên quan đến quan điểm rằng sự phát sinh sản xuất lương thực có thể bị hạn chế bởi số loài hoang dã có sẵn trong từng khu vực. Tôi không nói rằng sản xuất lương thực sẽ không bao giờ có thể phát sinh, dù trong bao lâu đi nữa, ở tất cả các khu vực nào mà sản xuất lương thực quả thật đã không phát sinh độc lập cho đến thời hiện đại. Những người châu Âu ngày nay, khi nhận thấy người châu Úc bản địa bước vào thế giới hiện đại như những người săn bắt hái lượm thời đồ đá, vẫn cho rằng nếu không có thế giới hiện đại thì người châu Úc bản địa sẽ đời đời kiếp kiếp như thế mãi. Để thấy rõ ý tưởng này sai lầm đến đâu, hãy hình dung một vị khách từ hành tinh khác đáp xuống trái đất vào năm 3000 t giờ, công nghệ, Nhà thám hiểm không gian sẽ quan sát thấy không hề có sản xuất lương thực ở miền đông Hoa Kỳ, bởi sản xuất lương thực mãi đến khoảng 2.500 năm t giờ. Công nghệ mới bắt đầu phát sinh ở đó, giá như vị khách vũ trụ từ năm 3.000 t giờ. Công nghệ rút ra kết luận rằng vì thiếu các loài cây dại và thú hoang thích hợp để thuần hóa ở miền đông Hoa Kỳ nên sản xuất lương thực sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện ở vùng đó được, thì các sự kiện ở thiên niên kỷ sau đó sẽ chứng minh rằng vị khách đó sai ngay cả một vị khách đến thăm vùng lưỡi liềm phì nhiêu vào năm chín nghìn t giờ công nghệ chứ không phải tám nghìn t giờ công nghệ cũng sẽ lầm tưởng rằng lưỡi liềm phì nhiêu sẽ vĩnh viễn không thích hợp cho sản xuất lương thực như vậy có nghĩa luận điểm của tôi không phải là california australia tây âu và tất cả các khu vực khác sở dĩ không có nền sản xuất lương thực bản địa là do thiếu những loài có thể thuần hóa và ở đó sẽ mãi mãi chỉ những người săn bắt hái lượm mới sinh sống được nếu như không có những loài thuần hóa từ nơi khác được du nhập vào hoặc không có những dân tộc phương xa di cư tới. Thay vì vậy, tôi lưu ý rằng các khu vực trên thế giới khác xa nhau ở chủng lại các loài có thể thuần hóa được, rằng, tương ứng với điều đó, các khu vực cũng khác nhau ở niên đại phát sinh sản xuất lương thực, và sản xuất lương thực ở một số vùng trù phu đã không phát sinh độc lập cho mãi tới thời hiện đại. Australia, vốn được coi là châu lục lạc hậu nhất, minh họa rõ điểm này, ở Đông Nam Australia, phần có nhiều sông và thích hợp nhất cho sản xuất lương thực, các xã hội châu Úc bản địa hình như đã tiến hóa theo một quỹ đạo mà cuối cùng sẽ dẫn đến nền sản xuất lương thực bản địa, họ đã xây dựng những làng mặc mùa đông. Họ đã bắt đầu xử lý môi trường một cách sâu sắc nhằm sản xuất cá bằng cách bện bẫy cá, lưới đánh cá, thậm chí xây cả những con kênh dài. Giá như người châu Âu không thuộc địa hóa Australia vào năm 1788 và làm thui chột cái quỹ đạo tiến hóa đó thì trong vòng vài ngàn năm nữa người châu Úc bản địa hẳn đã trở thành những người sản xuất lương thực, nuôi cá đã thuần hóa ở trong ao trồng khoai lang và các loài cỏ bản địa có hạt nhỏ. Đã được thuần hóa. Dưới ánh sáng đó, giờ đây ta có thể trả lời câu hỏi hàm ẩn trong nhan đề của chương này. Tôi đã hỏi liệu nguyên nhân khiến người Anh điên Bắc Mỹ không thuần hóa được loài táo dại Bắc Mỹ là do bản thân những người Anh điên hay là do loài táo. Khi hỏi vậy, tôi không hàm ý rằng táo chẳng bao giờ có thể thuần hóa ở Bắc Mỹ được. Hãy nhớ lại rằng, trong lịch sử, táo nằm trong số những loài cây ăn trái khó trồng nhất và là một trong những loài cây chính được thuần hóa một nhất ở Âu Á bởi để nhân giống nó thì phải có kỹ thuật ép. Chẳng có bằng chứng nào cho thấy táo đã được trồng trên quy mô lớn ngay cả ở lưỡi liềm phì nhiêu, châu Âu thì cho mãi tới thời Hy Lạp cổ, nghĩa là 8.000 năm sau khi sản xuất lương thực đã khởi đầu ở lục địa Âu Á. Giá như người châu Mỹ bản địa đã tiến triển với cùng tốc độ như lục địa Âu Á trong việc phát minh hoặc tiếp thu kỹ thuật ghép cây thì ngay cả họ rốt cuộc cũng sẽ thuần hóa được cây táo vào khoảng 5 năm 1500, nghĩa là chừng 8.000 năm sau khi sản xuất lương thực bắt đầu ở Bắc Mỹ vào khoảng 2000. 500 năm t giờ, công nghệ, như vậy, nguyên nhân khiến người châu Mỹ bản địa không thuần hóa được táo Bắc Mỹ vào thời điểm người châu Âu đến châu Mỹ không phải là ở bản thân con người cũng chẳng phải ở loài táo. Về những điều kiện tiên quyết về sinh học để có thể thuần hóa loài táo, các nông dân Anh điên Bắc Mỹ cũng giống như các nông dân Âu Á, còn táo dạy Bắc Mỹ cũng chẳng khác gì táo dạy Âu Á. Quả thực, một số giống táo bán ngoài siêu thị ngày nay mà bạn hẳn đang vừa gặm vừa đọc chương này chỉ được phát triển gần đây bằng cách giao phối trao táo Âu Á với táo Bắc Mỹ. Thay vì vậy, nguyên nhân khiến người Anh điên Bắc Mỹ không thuần hóa được táo là nằm ở toàn bộ danh mục các loài cây dại và thú hoang có sẵn cho người châu Mỹ bản địa. Chính vì trong danh mục đó số lượng các loài có thể thuần hóa được là ít ỏi cho nên sản xuất lương thực mới phát sinh ở Bắc Mỹ một cách muộn màng. chương chín ngựa văn những cuộc hôn nhân bất hạnh và nguyên lý anna karenina các loài vật thuần hóa được thầy đều giống nhau nhưng mỗi loài vật không thuần hóa được thì đều không thuần hóa được theo một cách riêng nếu bạn cảm thấy mình đã đọc câu gì đó rông rông thế này ở đâu rồi thì bạn đúng đấy chỉ cần thay đổi chút ít thôi thế là ta đã có câu đầu nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết vĩ đại anna karenina của to thoi các gia đình hạnh phúc đều giống nhau mỗi gia đình bất hạnh đều bất hạnh theo một cách riêng bằng câu đó to thoi muốn nói rằng để được hạnh phúc một cuộc hôn nhân phải thành công ở nhiều phương diện. Sự hấp dẫn tính dục, thỏa thuận về tiền nong, giáo dục con cái, tôn giáo, cha mẹ hai bên và các vấn đề đạo đức cốt yếu, chỉ cần một trong các phương diện hệ trong đó mà trục trặc là hôn nhân sẽ có nguy cơ tan vỡ dù nó có tất cả các thành tố cần thiết khác để có hạnh phúc. Nguyên lý này có thể mở rộng nhằm thấu hiểu rất nhiều điều khác nữa về cuộc sống chứ không chỉ hôn nhân, chúng ta hay tìm những lập luận dễ dàng, chỉ dựa trên một nhân tố để lý giải sự thành công. Tuy nhiên, đối với hầu hết những điều hệ trọng, thành công thực tế phụ thuộc vào việc tránh được những nguyên nhân riêng biệt có thể khiến ta thất bại. Nguyên lý Anna Karenina lý giải một đặc tính của việc thuần hóa loài vật vốn có những hệ quả nặng nề đối với lịch sử loài người. Cụ thể là, có quá nhiều loài hữu nhũ lớn thoạt trông có vẻ như thuần hóa được, như ngựa vằn và lợn cỏ Pekazi, lại chưa bao giờ được thuần hóa, và hầu như tất cả các loài vật được thuần hóa thành công đều là ở lục địa Âu Á đã đề cập ở hai chương trước về việc tại sao nhiều loài cây dại có vẻ thích hợp để thuần hóa lại chẳng bao giờ được thuần hóa, giờ chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi tương tự đối với các loài gia súc hữu nhũ. Câu hỏi trước đây của chúng ta về táo và người anh điên trở thành câu hỏi về ngựa văn và người châu Phi. Ở chương 4 chúng ta đã nhớ lại rằng các loài gia súc hữu nhũ lớn bằng nhiều cách đã có tầm quan trọng cốt tử đối với các xã hội loài người có sở hữu chúng. Đáng chú ý nhất là chúng cung cấp thịt, sản phẩm từ sữa, phân bón Phương tiện vận chuyển trên bộ, gia thuộc, kéo xe tấn công trong quân sự, kéo cẩy, cho len, cũng như mang những vi trùng có khả năng giết chết những ai chưa từng gặp các vi trùng đó. Ngoài ra, dĩ nhiên, các loài gia súc hữu nhũ nhỏ, gia cầm và côn trùng thuần hóa cũng có ích cho con người. Nhiều loài chim được thuần hóa để cho thịt, trứng và lông. Gà ở Trung Hoa, nhiều giống vịt và ngỗng ở nhiều phần của Âu Á, cá tây ở Trung Mỹ, gà ghi nê ở Châu Phi và vịt mucovi ở Nam Mỹ sói được thuần hóa ở Âu Á và Bắc Mỹ để trở thành chó nhà làm bạn đi săn, lính gác, thú cưng và, ở một số xã hội, thức ăn của chúng ta. Các loài gặm nhấm và nhiều loài hữu nhũ nhỏ khác được thuần hóa để làm thức ăn gồm có thỏ ở châu Âu, chuột phi nê ở vùng Andes, một loài chuột khổng lồ ở Tây Phi, và có thể một loài gặm nhấm gọi là Hotia ở các đảo Caribe. Trôn xương được thuần hóa ở châu Âu để săn thỏ, mèo thì được thuần hóa ở Bắc Phi và Tây Nam Á để săn các loài gặm nhấm nhỏ có hại. Các loài hữu nhũ nhỏ được thuần hóa gần đây, vào thế kỷ 19 và XX, gồm có trồn, trồn Vison 34 và Sắc xin Sin 35 để lấy lông và chuột đồng làm thú cưng. Thậm chí một số loài côn trùng cũng được thuần hóa, đáng chú ý là ong trong mật ở Âu Á và tầm cho lộ ở Trung Hoa, nhiều loài vật nhỏ đó cho con người thức ăn, quần áo hoặc hơi ấm. Nhưng không một loài nào trong đó kéo cày hoặc kéo xe, không một loài nào làm phương tiện cho người cưỡi, không một loài nào ngoại trừ cho kéo xe trượt tuyết hoặc trở thành phương tiện chiến tranh và không một loài nào trong số đó có tầm quan trọng ngang với các loài hữu nhũ lớn về phương diện cung cấp thực phẩm. Vì vậy phần còn lại của chương này sẽ chỉ nói về các loài hữu nhũ lớn, tầm quan trọng của các loài hữu nhũ được thuần hóa chỉ gói gọn trong một vài loài ăn cỏ lớn sống trên đất liền, số lượng các loài này ít ỏi đến kỳ lạ. Chỉ những loài ăn cỏ trên mặt đất mới được thuần hóa mà thôi, vì lý do hiển nhiên rằng nếu là loài hữu nhũ sống dưới nước thì sẽ khó nuôi và khó phối giống chừng nào chưa có những cơ sở hiện đại kiểu thế giới biển. Nếu định nghĩa lớn là nặng trên 45 kg thì chỉ có 14 loài như vậy đã được thuần hóa trước thế kỷ 20, xem danh sách ở bảng 9.1. Trong 14 loài tiên tổ đó, 9 loài, 9 loài tiên tổ thứ yếu ở bảng 9.1 chỉ trở thành gia súc quan trọng ở một số khu vực hạn chế trên thế giới. Lạc đà A Dập, lạc đà châu Á, lạc đà châu Mỹ, Lama và Apaca vốn là hai giống khác nhau của cùng một loài tổ tiên, lừa, tuần lộc, châu bò giác, bò ban và con minh 36 chỉ có 5 loài đã trở nên phổ biến và quan trọng trên khắp thế giới. 5 loài tiên tổ chính được thuần hóa đó là bò, cừu, dê, lợn và ngựa. Thoạt nhìn thì danh sách này dường như đã bỏ sót nhiều cái tên đáng kể, thế còn những con voi châu Phi mà quân đội của Hannibal 37 đã dùng để vượt dãy Alpes thì sao? Thế còn những con voi châu Á mà ngày nay vẫn được dùng trong công việc ở Đông Nam Á? Không, tôi không quên chúng đâu, nhưng ở đây có một khác biệt quan trọng, người ta thuần dưỡng được voi, nhưng chưa bao giờ thuần hóa 38 chúng thành gia súc được. Những con voi của Hannibal từng là, và voi châu Á hiện nay vẫn là, những con voi rừng bị bắt và thuần dưỡng, nhưng chúng không giao phối sau khi đã bị bắt. Ngược lại, gia súc được định nghĩa là một con vật được phối giống có chọn lọc sau khi đã bị con người bắt và do đó đã có sự điều chỉnh về di truyền, ND so với tổ tiên hoang dã của nó, để sử dụng bởi con người, kẻ kiểm soát sự sinh sản của con vật và cung cấp thức ăn cho nó. Thế nghĩa là, sự thuần hóa bao gồm việc biến một con vật hoang dã thành một loài có ích hơn cho con người, những loài thực sự được thuần hóa khác với các tổ tiên hoang dã ở nhiều phương diện, những khác biệt này nảy sinh từ hai quá trình. Con người lựa chọn những cá thể có ích cho con người hơn so với các cá thể khác cùng loài ấy, và phản xạ tiến hóa tự động ở loài vật trước lực của chọn lọc tự nhiên trong môi trường con người mà vốn dĩ khác với chọn lọc tự nhiên trong môi trường hoang dã. Ta đã thấy ở chương 7 rằng các điều vừa nói trên cũng đúng với sự thuần hóa các loài cây các loài thú thuần hóa đã tách khỏi tổ tiên hoang dã của chúng theo những cách sau đây. Nhiều loài thay đổi về kích thước, bò, lợn và cừu trở nên nhỏ hơn khi được thuần hóa, trong khi chuột nê thì lại to ra. Cừu và lạc đà apaca được chọn để cho len nên lông ít đi hoặc mất hẳn lông, trong khi bò được chọn vì cho nhiều sữa. Một số loài thú thuần hóa có não nhỏ hơn và các cơ quan cảm thụ ít phát triển hơn so với tổ tiên hoang dã bởi chúng không còn cần não to hơn và cơ quan cảm thụ phát triển hơn mà tổ tiên chúng cần để có thể trốn thoát những thú săn mồi hoang dã. Để nhận thức đầy đủ những sự thay đổi đã phát triển ở các loài vật này do sự thuần hóa, ta chỉ cần xét loài sói, tổ tiên hoang dã của chó nhà, với nhiều giống chó khác nhau, một số loài chó to hơn nhiều so với sói, Great Jane, trong khi các loài khác lại nhỏ hơn nhiều, chó Bắc Kinh. Một số loài thon thả hơn, được gây giống để đua, chó đua, trong khi những loài khác chân ngắn hơn và để chạy đua thì vô dụng giống chó trồn, rách hun, chúng khác nhau rất nhiều về hình dáng lông và màu lông, một số loài thậm chí không có lông. Người Polynesia và người Aztec đã phát triển được những loài chó đặc biệt chỉ dùng để ăn thịt, cứ thử so sánh chó trồn với sói, nếu không biết trước thì ta chẳng thể nào ngơ rằng chó trồn đã xuất thân từ sói. Bảng 9.1, 14 loài tiên tổ của các loài gia súc hữu nhũ ăn cỏ, 5 loài chính, 1 cừu. Tổ tiên hoang dã, loài cừu lan châu Âu ở Tây Á và Trung Á, hiện phổ biến khắp thế giới. 2. D. tổ tiên hoang dã, loài dê be dọa ở Tây Á, hiện phổ biến khắp thế giới. 3. Bò, tổ tiên hoang dã, loài bò cổ đại ao nay đã tuyệt chủng, trước đây phân bố khắp lục địa Âu Á và Bắc Phi. Hiện phổ biến khắp thế giới. 4. Lợn, tổ tiên hoang dã, loài lợn rừng, phân bố khắp lục địa Âu Á và Bắc Phi, hiện phổ biến khắp thế giới. Thực ra là loài ăn tạp, thường ăn cả thức ăn động vật lẫn thức ăn thực vật, trong khi 13 loài còn lại trong 14 loài tiên tổ đều chỉ ăn cỏ. 5. Ngựa, tổ tiên hoang dã, loài ngựa hoang ở miền nam nước Nga này đã tuyệt chủng, một phân loài khác của loài này vẫn còn sống sót ngoài hoang dã đến tận thời hiện đại, đó là ngựa xe Aki ở Mông Cổ, hiện phổ biến khắp thế giới. Chín loài thứ yếu, một, lạc đà A Dập, một bướu, tổ tiên hoang dã. Này đã tuyệt chủng, trước kia sống ở A Dập và các khu vực lân cận, chủ yếu vẫn giới hạn ở A Dập và Bắc Phi, tuy có sống trong hoang dã ở Australia. Hai, lạc đà Bắc Chi An, hai bướu, tổ tiên hoang dã, này đã tuyệt chủng, trước kia sống ở Trung Á, chủ yếu vẫn giới hạn ở Trung Á. 3. Lạc đà châu Mỹ, Lama và Apaca, hình như đây là hai giống khác nhau thấy rõ của cùng một loài chứ không phải hai loài riêng biệt, tổ tiên hoang dã, loài Gonaco ở vùng Andes, chủ yếu vẫn giới hạn ở vùng Trung Mỹ, mặc dù một số được phối giống làm vật chuyên trở Bắc Mỹ. 4. Lửa, tổ tiên hoang dã Loài lừa hoang châu Phi ở Bắc Phi, có lẽ trước kia còn sinh sống cả ở vùng Tây Nam Á lân cận, trước kia được nuôi làm gia súc chỉ ở Bắc Phi và phía Tây lục địa Âu Á, nay cũng được sử dụng ở các nơi khác. Năm, tuần lộc, tổ tiên hoang dã, loài tuần lộc Bắc Âu Á. Chủ yếu vẫn chỉ được nuôi làm gia súc ở khu vực đó, tuy hiện nay một số cũng được sử dụng ở Alaska. Sáu châu, tổ tiên hoang dã sinh sống ở Đông Nam Á. Vẫn được dùng làm gia súc chủ yếu chỉ ở khu vực đó, mặc dù hiện nay cũng được sử dụng nhiều ở Brazil và nhiều con khác đã thoát ra ngoài hoang dã ở Australia và những nơi khác. 7. Bò Jack, tổ tiên hoang dã, vòi jack hoang ở vùng Himalaya và cao nguyên Tây Tạng chủ yếu vẫn chỉ giới hạn ở khu vực đó. 8. Bò Bali, tổ tiên hoang dã, bò banteng, một loài họ hàng với ao ở Đông Nam Á, chủ yếu vẫn chỉ giới hạn ở khu vực đó. 9. Bò mít han, tổ tiên hoang dã, con minh, cao, một loài bò rừng khác có họ hàng với ao ở Ấn Độ và Miến Điện, chủ yếu vẫn chỉ giới hạn ở khu vực đó. Tổ tiên hoang dã của 14 loài tiên tổ được phân bố không đồng đều trên trái đất. Nam Mỹ chỉ có một trong 14 vị tổ này, từ đó sinh ra hai giống lạc đà châu Mỹ, Lama và Apaca, Bắc Mỹ, Australia và châu Phi hạ Sahara không có một loài nào. Thật đáng ngạc nhiên rằng châu Phi hạ Sahara không có loài hữu nhũ bản địa nào là tổ tiên của gia súc ngày nay, bởi một lý do chính để ngày nay khách du lịch đến thăm châu Phi là để nhìn thấy những loài hữu nhũ hoang dã phong phú đa dạng ở đó. Ngược lại, tổ tiên hoang dã của 13 trong số 14 loài tiên tổ kể cả toàn bộ năm loài tiên tổ chính đều chỉ ở lục địa Âu Á. Như đã đề cập ở một chỗ khác trong sách này, trong một số trường hợp, tôi dùng thuật ngữ Âu Á để chỉ cả Bắc Phi, vốn về mặt địa sinh học và trên nhiều khía cạnh của văn hóa nhân loại là gần gũi với Âu Á hơn là châu Phi hạ Sahara. Dĩ nhiên không phải tất cả 13 loài tổ tiên hoang dã này đều có mặt cùng một lúc ở toàn bộ lục địa Âu Á, không một khu vực nào có toàn bộ 13 loài, một số trong các loài này chỉ có ở riêng một vùng chẳng hạn như bò giác, chỉ sống ngoài hoang dã tại Tây Tạng và các vùng cao nguyên lân cận. Tuy nhiên, nhiều phần của Âu Á quả thật từng có một vài loài trong 13 loài đó cùng một lúc, chẳng hạn, 7 trong các loài tổ tiên hoang dã này đã cùng có mặt ở Tây Nam Á. Sự phân bố rất không đồng đều các loài tổ tiên hoang dã này giữa các châu lục đã trở thành một nguyên nhân quan trọng khiến tại sao người Âu Á chứ không phải người của các châu lục khác đã là những người có súng, vi trùng và thép. Làm sao lý giải được sự tập trung của 14 loài tiên tổ ở lục địa Âu Á đây? có một nguyên nhân khá đơn giản. Âu Á có nhiều loài hấu nhũ hoang dã trên đất liền nhất, dù đấy có là tổ tiên của một loài gia súc hay không. Ta hãy định nghĩa ứng viên để thuần hóa là bất cứ loài hữu nhũ nào sống trên đất liền, ăn cỏ hoặc ăn tạp, nhưng không phải ăn thịt là chính, cân nặng trung bình trên 100 cân anh, 45 kg. Bảng 9.2 cho thấy Âu Á có nhiều ứng viên nhất, 73 loài, cũng như có số lượng loài nhiều nhất trong nhiều nhóm cây cối và động vật khác. Đó là do Âu Á là lục địa lớn nhất trên thế giới, cũng lại rất đa dạng về sinh thái, với những môi trường sống khác nhau từ rừng nhiệt đới nhiều mưa cho tới rừng ôn đới, sa mạc, đầm lầy cho tới lãnh nguyên mênh mông. Châu Phi hạ Sahara có ít ứng viên hơn, 51 loài, cũng như có số lượng loài ít hơn trong hầu hết các nhóm cây cối và động vật khác, bởi vì nó nhỏ hơn và kém đa dạng về sinh thái hơn so với Âu Á. Châu Phi ít có các khu vực rừng mưa nhiệt đới hơn Đông Nam Á, và hoàn toàn không có hệ môi trường ôn đới nào ngoài vị tuyến 37. Như tôi đã đề cập ở chương 1, Châu Mỹ trước kia hẳn đã có số lượng ứng viên tương đương châu Phi, song hầu hết các loài hấu nhũ hoang dã lớn ở châu Mỹ, kể cả ngựa châu Mỹ, hầu hết loài lạc đà và các loài khác lẽ ra đã có thể được thuần hóa nếu chúng còn sống sót đã bị tuyệt chủng từ khoảng 13. Nghìn năm trước, Australia, lục địa nhỏ nhất và tách biệt nhất, luôn luôn có số loài hậu nhũ hoang dã lớn ít hơn nhiều so với Âu Á, châu Phi hay châu Mỹ. Cũng như châu Mỹ, Tại Australia, hầu hết số loài ứng viên ít ỏi ngoại trừ kangaroo đỏ đã tuyệt chủng vào khoảng thời gian khi con người di cư sang lục địa này lần đầu tiên. Bảng 9.2, các loài hữu nhũ ứng viên cho việc thuần hóa, châu lục, Âu Á, châu Phi hạ Sahara, châu Mỹ, châu Úc, ứng viên 72. 51, 24, 1, các ứng viên được thuần hóa, 13, 0, 1, 0, tỷ lệ ứng viên được thuần hóa, 18%, 0%, 4%, 0%. Ứng viên được định nghĩa là một loài hữu nhũ hoang dã sống trên đất liền, ăn cỏ hoặc ăn tạp, nặng trung bình trên 100 cân Anh, khoảng 45 kg. Như vậy, việc tại sao Âu Á đã là nơi chủ yếu có các loài hữu nhũ lớn được thuần hóa có thể lý giải một phần như sau. Trước tiên, đó là châu lục nơi có hầu hết các loài hữu nhũ hoang dã lớn đủ tiêu chuẩn là ứng viên, và châu lục này có số loài bị tuyệt chủng ít nhất trong 40.000 năm qua, song những con số ở bảng 9.2 cảnh báo chúng ta rằng lý giải như vậy vẫn chưa đủ. Quả đúng là tỷ lệ ứng viên đã thực sự được thuần hóa cũng cao nhất ở Âu Á, 18% và đặc biệt thấp ở châu Phi hạ Sahara, trong số 51 ứng viên không một loài nào được thuần hóa cả. Đặc biệt đáng ngạc nhiên là số loài hậu nhũ chưa bao giờ được thuần hóa ở châu Phi và châu Mỹ rất cao mặc dù chúng có những họ hàng gần gũi hoặc loài tương đồng ở Âu Á mà các loài đó thì đã được thuần hóa. Tại sao ngựa Âu Á thì được thuần hóa nhưng ngựa vằn châu Phi lại không? Tại sao lợn Âu Á được thuần hóa chứ không phải lợn có pe cari châu Mỹ hay ba loài lợn rừng thứ thiệt của châu Phi? Tại sao chính năm loài có quốc hoang dã của Âu Á, bò hoang Âu 39, châu bò jack, con minh và bò ban là tổ tiên của gia súc có quốc ngày nay chứ không phải châu châu Phi hay bò bison châu Mỹ? Tại sao chính cừu lon là tổ tiên của cừu nuôi ngày nay chứ không phải cừu sừng lớn của Bắc Mỹ? Có phải tất cả các dân tộc ở châu Phi, châu Mỹ và Australia, mặc dù khác biệt nhau là vậy, vẫn có chung một số trở ngại về văn hóa khiến họ không thuần hóa được các loài trong khi các dân tộc ở Âu Á thì không có những trở ngại đó. Chẳng hạn, có phải vì châu Phi có lắm loài hữu nhũ lớn hoang dã có thể săn bắn được nên người châu Phi chẳng cần mất công thuần hóa gia súc làm gì cho mệt? Lời đáp cho câu hỏi đó rất rõ ràng dứt khoát, không, cách lập luận trên bị bác bỏ bởi năm loại bằng chứng. Các dân tộc ở ngoài Âu Á đã nhanh chóng tiếp thu các loài thú đã thuần hóa của Âu Á con người ở bất cứ đâu trên thế giới cũng có xu hướng thích nuôi thú trong nhà, 14 loài tiên tổ đã được thuần hóa nhanh chóng, một vài loài trong số đó về sau cũng được thuần hóa một cách độc lập ở những khu vực khác. Và ngày nay, dù đã rất nỗ lực, người ta vẫn chẳng thành công được là bao trong việc thuần hóa thêm những loài mới. Trước hết, khi năm loài gia súc tổ tiên chính của Âu Á được du nhập đến châu Phi hạ Sahara, chúng đã được tiếp thu bởi những dân tộc châu Phi khác nhau nhất bất cứ khi nào điều kiện cho phép. Nhờ vậy những người chăn nuôi châu Phi đó đã có được một lợi thế to lớn so với những người săn bắt hái lượng châu Phi khác và nhanh chóng giành chỗ những người này. Đặc biệt, các nông dân Bantu sau khi tiếp thu bò và cừu đã bành trướng ra khỏi quê cha đất tổ của mình ở Tây Phi, trong một thời gian ngắn đã giành chỗ của những người săn bắt hái lượng ở hầu hết phần còn lại của châu Phi hạ Sahara. Ngay cả dù không tiếp thu cây trồng, những người khoi san vốn tiếp thu bò và cừu khoảng 2.000 năm trước cũng đã giành chỗ những người săn bắt hái lượng khoi san trên hầu hết phía nam châu Phi. Việc du nhập ngựa nuôi ở Tây Phi đã làm thay đổi hình thái chiến tranh ở đó, biến khu vực này thành một loạt các vương quốc chuyên sử dụng kỵ binh. Nhân tố duy nhất khiến ngựa đã không thể bành trướng ra ngoài Tây Phi là căn bệnh trùng mũi khoan do rồi xét xe làm lây nhiễm. Cũng một mẫu hình như vậy lặp đi lặp lại ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Mỗi khi những người vốn thiếu những loài hậu nhũ bản địa thích hợp để thuần hóa rốt cuộc cũng có cơ hội tiếp thu các loài gia súc của Âu Á. Ngựa châu Âu đã được người châu Mỹ bản địa hồ hởi đón nhận ở cả Bắc Mỹ lẫn Nam Mỹ chỉ trong vòng một thế kỷ sau khi ngựa sồng chuồng thoát khỏi nơi định cư của người châu Âu. Chẳng hạn, đến thế kỷ 19, những người Anh Điêm vùng đồng bằng lớn ở Bắc Mỹ đã lừng danh là những chiến binh cưỡi ngựa kỳ tài và những tay săn bò bay sừng thiện nghệ, nhưng kỳ thực mãi đến cuối thế kỷ 17 họ mới tiếp thu loài ngựa. Tương tự, cừu được tiếp thu từ người Tây Ban Nha đã làm biến đổi các xã hội của người Anh điên Navajo và dẫn đến, bên cạnh nhiều điều khác việc người Navajo trở nên lừng tiếng với những tấm thảm len đan đẹp đẽ. Chỉ trong vòng một thập niên sau khi người châu Âu di cư đến Tasmania mang theo chó, những người Tasmania bản địa, vốn trước đó chưa hề nhìn thấy chó, đã bắt đầu nuôi chó với số lượng lớn để dùng làm chó săn. Như vậy, trong số hàng ngàn dân tộc bản địa rất đa dạng về văn hóa của Australia, châu Mỹ và châu Phi, không hề có một thứ cấm kỵ văn hóa phổ quát nào ngăn không cho người ta tiếp thu các loài thú đã thuần hóa. Không nghi ngờ gì nữa, nếu như một số loài hữu nhũ hoang dã của các châu lục đó có thể thuần hóa được thì một số dân tộc Australia, châu Mỹ và châu Phi hẳn đã thuần hóa chúng và gặt hái được nhiều lợi thế từ chúng cũng như họ đã hưởng lợi từ các loài gia súc Âu Á mà ngay sau khi gặp được là họ lập. Tức tiếp thu, chẳng hạn, ta hãy xét tất cả các dân tộc ở châu Phi hạ Sahara trong khu vực có ngựa vằn hoang và châu rừng sinh sống, tại sao ít nhất một trong các bộ lạc săn bắt hái lượm châu phi đó đã không thuần hóa những con ngựa văn và châu rừng kia đặng nhờ đó thống trị được các dân tộc châu phi khác chứ không phải đợi đến khi ngựa và gia súc móng guốc từ âu á đến tất cả các nhân tố này cho thấy nguyên nhân khiến các châu lục khác đã không thuần hóa được các loài thú hữu nhũ lớn bản địa như âu á là vì ở các khu vực đó thiếu bản thân các loài hữu nhũ hoang dã thích hợp chứ không phải vì những lực cản nào đấy ở bản thân các dân tộc bản địa Loại bằng chứng thứ hai để bác bỏ cùng một luận điểm này liên quan đến tập quán nuôi thú nhà, nuôi những con vật hoang làm thú nhà và dạy dỗ chúng là một giai đoạn sơ khởi của việc thuần hóa thú, song người ta ghi nhận được rằng thú nuôi đã tồn tại ở hầu hết các xã hội loài người trên mọi châu lục. Sự đa dạng của các loài vật được thuần dưỡng bằng cách này lớn hơn nhiều so với sự đa dạng của các loài rốt cuộc đã thực sự được thuần hóa, trong đó có đôi loài mà chẳng mấy khi ta có thể hình dung lại trở thành thú nuôi trong nhà được. Chẳng hạn, ở các làng tại New Guinea nơi tôi làm việc, Tôi thường gặp người ta nuôi những con như chuột túi, kangaroo, thú có túi, possum và các loài chim từ chim bắt ruồi cho tới chim ưng biển, hầu hết những con vật đó cuối cùng đều bị họ ăn thịt, nhưng một vài con vẫn được nuôi làm thú cưng trong nhà. Thậm chí người New Guinea còn thường xuyên bắt con non của loài đà điểu đầu mèo, cassowary, một loài chim không biết bay to như đà điểu đem về nuôi cho lớn để ăn thịt như một món cao lương mỹ vị, mặc dù những con đà điểu đầu mèo trưởng thành cực kỳ nguy hiểm, thỉnh thoảng vẫn mổ lòi ruột dân làng một số dân tộc châu á nuôi chim ưng để dùng trong nghề săn bắn mặc dù người ta vẫn biết đôi khi những con thú nhà mạnh mẽ này giết chết người điều khiển chúng người ai cập và người assyria cổ đại cũng như người ấn độ ngày nay thuần dưỡng báo dùng để đi săn những bức tranh của người ai cập cổ đại vẽ cho thấy họ còn thuần hóa cả cũng chẳng lấy gì làm lại là làm những loài thu hữu nhũ có móng như linh dương và linh dương sừng cong những loài chim như xếu nhưng đáng ngạc nhiên hơn họ còn thuần dưỡng cả hươu cao cổ vốn có thể nguy hiểm và kỳ lạ nhất là cả loài linh cầu voi châu phi được thuần dưỡng từ thời La Mã cổ đại dù rõ ràng là nguy hiểm, còn voi châu Á thì vẫn được thuần dưỡng đến ngày nay. Có lẽ loài thú nuôi khó ngờ nhất là gấu nâu châu Âu, cùng loài với gấu xám châu Mỹ mà người Ai Nu ở Nhật Bản thường xuyên bắt từ khi còn nhỏ, thuần dưỡng và nuôi để giết ăn thịt trong một nghi thức tế lễ. Như vậy, nhiều loài thú hoang dã đã đạt tới giai đoạn đầu tiên trong chuỗi quan hệ giữa thú và người dẫn đến sự thuần hóa, nhưng chỉ một ít loài đi được đến cuối chuỗi quan hệ đó để trở thành thú nuôi thực sự. Hơn một thế kỷ trước, nhà khoa học người Anh Francis Carton đã tóm lược sự khác biệt này một cách xúc tích như sau. Có vẻ như mọi loài thú hoang dã đều từng có cơ hội được thuần hóa, rằng chỉ một ít. Đã được thuần hóa từ lâu, nhưng phần lớn còn lại, vốn đôi khi bị khiếm khuyết chỉ ở một chi tiết nhỏ, đánh cam phận là thú hoang mãi mãi. Niên đại thuần hóa cho ta một bằng chứng thứ ba xác nhận quan điểm của Gaton rằng các dân tộc chăn nuôi đầu tiên đã nhanh chóng thuần hóa tất cả các loài hữu nhũ lớn thích hợp để thuần hóa. Tất cả các loài mà niên đại thuần hóa được xác minh bởi bằng chứng khảo cổ đều được thuần hóa trong vòng mấy ngàn năm đầu tiên của các xã hội trồng trọt chăn nuôi định cư xuất hiện sau khi thời kỳ băng hà cuối cùng kết thúc. Như được tóm tắt trong bảng 9.3, kỷ nguyên thuần hóa các loài hữu nhũ lớn khởi đầu với cưu, dê, lợn và kết thúc bằng lạc đà. Từ năm 2500 t giờ, công nghệ không có thêm loài quan trọng nào được thuần hóa nữa. Dĩ nhiên, đúng là một số loài hữu nhũ nhỏ đã được thuần hóa lần đầu tiên muộn hơn nhiều so với 2500 năm t giờ công nghệ. Chẳng hạn, thỏ mãi đến thời trung cổ mới được thuần hóa để lấy thịt, chuột để phục vụ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì mãi đến thế kỷ 20 mới được thuần hóa, còn chuột đồng thì mãi đến thập niên 1930 mới được thuần hóa làm thú cảnh. Việc người ta không ngừng phát triển công cuộc thuần hóa các loài hữu nhũ nhỏ cũng chẳng có gì lạ bởi có tới hàng ngàn loài hoang dã làm ứng viên, và bởi chúng có quá ít giá trị đối với các xã hội xưa kia nên người ta chẳng bó công nuôi nhưng việc thuần hóa các loài hữu nhũ lớn hầu như đã chấm dứt từ 4.500 năm trước. Đến khi đó, át hẳn tất cả các loài trong số 148 loài hữu nhũ lớn có thể làm ứng viên thuần hóa đều đã được thử nghiệm không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc chỉ một số ít loài qua được thử nghiệm và chẳng còn sót lại loài nào có thể thuần hóa mà lại chưa được thuần hóa. Lại còn một loại bằng chứng thứ tư chứng minh tại sao một số loài hữu nhũ thích hợp cho việc thuần hóa hơn nhiều so với các loài khác ấy là việc nhiều khu vực khác nhau đã thuần hóa cùng một loài tại những thời điểm khác nhau và độc lập với nhau. Gần đây, bằng chứng di truyền dựa trên các phân đoạn của vật chất di truyền, được gọi là DNA ti thể, đã xác nhận rằng, đúng như người ta chờ đợi bấy lâu nay, bò có bố ở Ấn Độ và bò không bố châu Âu đều xuất phát từ hai quần thể riêng biệt của một loài bò tổ tiên hoang dã vốn tách khỏi nhau từ hàng ngàn năm trước, nghĩa là người Ấn Độ đã thuần hóa phân loài bò hoang tại Ấn Độ, người Tây Nam Á đã thuần hóa một cách độc lập các phân loài bò hoang riêng ở khu vực mình, và người Bắc Phi hẳn cũng đã thuần hóa một cách độc lập các phân loài bò hoang Bắc Phi. Tương tự, sói cũng đã được thuần hóa một cách độc lập để thành chó ở châu Mỹ và có thể ở một số khu vực khác nhau của lục địa Âu Á trong đó có Trung Hoa và Tây Nam Á. Lợn ngày nay có nguồn gốc từ việc thuần hóa độc lập ở Trung Hoa, miền Tây Âu Á và có thể ở cả một số khu vực khác. Các ví dụ này một lần nữa nhấn mạnh rằng, cũng một số loài ít ỏi đó những loài thích hợp cho việc thuần hóa đã thu hút sự chú ý của nhiều xã hội loài người khác nhau. Bảng 9.3, niên đại gần đúng của bằng chứng sớm nhất đã xác minh được về sự thuần hóa các loài hữu nũ lớn, loài, niên đại, tê giờ công nghệ, địa điểm, chó, 10.000, Tây Nam Á, Trung Hoa, Bắc Mỹ, cừu, 8.000, Tây Nam Á, dê, 8.000, Tây Nam Á, lợn, 8.000, Trung Hoa, Tây Nam Á, bò, 6.000. Tây Nam Á, Ấn Độ, Bắc Phi, ngựa 4.000, Ukraine, Lừa, 4.000, Ai Cập, Châu, 4.000, Trung Hoa, Lama Apaka, 3.500, Andes, Lạc Đá Bắc Tri An, 2.500, Trung Á, Lạc Đá A Giật, 2.500, A dập. Đối với bốn loài hữu nhũ lớn được thuần hóa khác, tuần lộc, bò giác, con minh và bò ban teng, thì hãy còn ít bằng chứng về niên đại thuần hóa. Niên đại và địa điểm thuần hóa trình bày trên đây chỉ là những niên đại và địa điểm sớm nhất đã được xác minh cho đến nay. Việc thuần hóa có thể đã bắt đầu sớm hơn và ở một nơi khác. Việc những nỗ lực thuần hóa ngày nay không đưa lại kết quả cho ta thêm một loại bằng chứng cuối cùng để thấy rằng, sở dĩ ngày xưa người ta không thuần hóa được số lớn loài hoang dã còn lại là do những khiếm khuyết ở bản thân các loài đó, chứ không phải do khiếm khuyết ở những con người cổ đại. Người châu Âu ngày nay là kẻ thừa kế một trong những truyền thống thuần hóa loài vật lâu đời nhất trên trái đất, truyền thống từng khởi đầu ở Tây Nam Á khoảng 10.000 năm trước, từ thế kỷ 15 người châu Âu đã bành trướng ra toàn thế giới và tiếp xúc với những loài hữu nhũ vốn không có ở châu Âu. Những người châu Âu di cư, như những người tôi đã gặp có nuôi chuột túi và thú có túi làm cảnh ở New Guinea, đã thuần dưỡng hay nuôi làm cảnh nhiều loài hữu nhũ bản địa như dân bản địa từng làm. Những người chăn nuôi và trồng trọt di cư từ châu Âu sang các lục địa khác cũng đã có những nỗ lực nghiêm túc hỏng thuần hóa một số loài thú bản địa. Vào thế kỷ 19 và XX, ít, ít, ít nhất 6 loài hữu nhũ lớn, linh dương châu Phi, Elan, Nai Sừng Tấm, LK, nai sừng tấm Bắc Mỹ, mò xe, hơ xạ, musk ox, ngựa vằn và bò bison châu Mỹ đã là đối tượng cho những dự án được tổ chức đặc biệt tốt nhằm thuần hóa chúng được thực hiện bởi các chuyên gia. Nhân giống động vật theo phương pháp khoa học hiện đại và các nhà di chuyển học. Chẳng hạn, elan, loài lớn nhất trong số các loài linh dương châu Phi, đã được lựa chọn về chất lượng thịt và số lượng sữa tại vườn thú Akani Yanova ở Ukraine cũng như tại Anh, Kenya, Zimbabwe và Nam Phi. Một nông trường thử nghiệm dành cho nai sừng tấm được điều hành bởi Viện nghiên cứu Gof ở Aberdeen, Scotland, và một nông trường thử nghiệm dành cho nai sừng tấm Bắc Mỹ đã hoạt động tại Công viên quốc gia Pechejoi ở Nga. Song, những nỗ lực đó đến nay chỉ đạt được thành tựu rất hạn chế. Tuy thịt bò bison đôi khi cũng xuất hiện trong một số siêu thị ở Mỹ, và tuy nai sừng tấm Bắc Mỹ đã được dùng để cưỡi, lấy sữa và kéo xe trợt tuyết ở Thụy Điển và Nga, nhưng không một thử nghiệm nào như vậy mang lại được thành quả đủ giá trị kinh tế đặng thu hút nhiều nhà chăn nuôi. Đặc biệt đáng quan tâm là trường hợp loài linh dương châu Phi Elan, ngay cả khi được thuần hóa thử nghiệm ở chính châu Phi, nơi mà kháng thể chống bệnh và khả năng chịu đựng khí hậu lẽ ra có thể giúp việc thuần hóa thuận lợi hơn nhiều so với các loài thú hoang dã Âu Á vốn dễ dàng mắc các căn bệnh châu Phi. Thì kết quả vẫn không như ý muốn. Như vậy cả những người chăn nuôi bản địa vốn đã có cơ hội thử nghiệm các loài ứng viên trong suốt hàng ngàn năm lẫn các nhà di truyền học hiện đại đều chẳng thành công trong việc thuần hóa thêm những loài hữu nhũ lớn khác ngoài 14 loài tiên tổ vốn đã được thuần hóa cách đây ít nhất 4.500 năm. Xong, các nhà khoa học ngày nay, nếu muốn, hoàn toàn có thể thực hiện một phần của định nghĩa về thuần hóa đối với nhiều loài, ấy là kiểm soát việc sinh sản của chúng và cung cấp thức ăn cho chúng. Chẳng hạn, các phần thú ở San Diego và Los Angeles hiện nay đang tiến hành kiểm soát việc sinh sản của những con kèn kèn khoang cổ cuối cùng còn sống sót ở California một cách cắt cao hơn bất cứ loài thuần hóa nào khác. Một cá thể kèn kèn khoang cổ đều được nhận diện bằng di truyền, một chương trình máy tính xác định con trống nào sẽ giao phối với con máy nào nhằm đạt được mục đích của loài người, trong trường hợp này là để nâng cao tối đa tính đa dạng sinh học qua đó bảo vệ loài chim đang có nguy cơ tuyệt chủng này các vườn thú đang tiến hành những chương trình sinh sản tương tự cho nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng khác như khỉ gorilla và tê giác, nhưng sự chọn lọc sinh sản ngặt nghèo đối với kền kền khoang của California không cho thấy chút triển vọng nào sẽ cho ra một sản phẩm có lợi về kinh tế. Những nỗ lực của vườn thú đối với tê giác cũng vậy, mặc dù tê giác sống có thể cho tới hơn 3 tấn thịt, như ta sẽ thấy sau đây, để được thuần hóa, tê giác, và hầu hết các loài hữu nhũ lớn khác có những trở ngại không thể vượt qua. Trong toàn bộ 148 loài hữu nhũ hoang dã lớn Ăn cỏ và sống trên đất liền của cả thế giới, những ứng viên để thuần hóa, chỉ 14 loài qua được cuộc sát hạch, tại sao 134 loài còn lại không vượt qua được? Khi Francis Gatton nói về những loài khác đành cam phận mãi mãi là loài hoang dã, ấy là ông nói về những hoàn cảnh nào vậy? Câu trả lời suy ra từ nguyên lý Anna Karenina, để được thuần hóa, một loài hoang dã ứng viên phải sở hữu nhiều đặc tính khác nhau. Chỉ cần thiếu bất kỳ một trong các đặc tính cần thiết này là nó sẽ khó lòng thuần hóa được cũng như chỉ cần thiếu một thành tố là khó lòng xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thử đóng vai mai mối cho cặp ngựa vằn người và những đôi đũa lệch khác, chúng ta có thể xác định ít nhất 6 nhóm nguyên nhân khiến việc thuần hóa loài nào đó bị thất bại. Thực đơn ăn uống Mỗi khi một con vật ăn một loài cây hay một loài vật khác, sự chuyển đổi sinh khối thức ăn thành sinh khối của kẻ tiêu thụ thức ăn có tỷ lệ hữu hiệu thấp hơn 100% rất nhiều, thường chỉ khoảng 10%, nghĩa là phải mất 10.000 kg ngô mới cho ra 1.000 kg bò, nếu muốn có 1.000 kg thú ăn thịt, ta phải nuôi nó bằng 10.000 kg thú ăn cỏ, thú ăn cỏ đến lượt mình lại phải nuôi bằng 100.000 kg ngô, ngay cả trong số các loài ăn cỏ và ăn tạp, có nhiều loài, chẳng hạn gấu câu ala, quá khảnh ăn đến nỗi khó lòng trở thành thú nuôi trong nông trại được. Chính vì sự không hiệu quả có tính cơ bản này mà chưa hề có loài hữu nhũ ăn thịt nào được thuần hóa làm thức ăn, không, chẳng phải vì thịt chúng dai hoặc không ngon. Các loài cá hoang dã chuyên ăn thịt, chúng ta vẫn ăn suốt đấy thôi, và cá nhân tôi có thể làm chứng cho hương vị thơm ngon của bánh sang ích nhân thịt sư tử. Loài gần như ngoại lệ là chó, vốn ban đầu được thuần hóa để giữ nhà và giúp người đi săn, nhưng có những nòi chó được phát triển và nuôi làm thức ăn ở vương quốc Aztec, Polynesia và Trung Hoa cổ đại. Tuy nhiên, việc thường xuyên ăn thịt chó đã từng là giải pháp cuối cùng của những xã hội loài người bị khan hiếm thịt. Những người Aztec không có loài hữu nhũ thuần hóa nào khác, người Polynesia và người Trung Hoa cổ thì chỉ có lợn và chó. Những xã hội loài người nào được may mắn có nhiều loài hữu nhũ ăn cỏ thuần hóa thì chẳng thèm ăn thịt chó ngoại trừ như một món cao lương mỹ vị đặc biệt như ở một số vùng tại Đông Nam Á ngày nay. Ngoài ra, chó không hẳn là loài ăn thịt mà là ăn tạp. Nếu bạn ngây thơ đến mức cho rằng con chó cưng của bạn quả thật là loài ăn thịt thì chỉ cần đọc kỹ danh sách thành phần cấu tạo trên những túi thức ăn cho chó. Những con chó mà người Aztec và người Polynesia từng nuôi làm thức ăn đã được vũ béo ngon lành chỉ bằng rau và rác thải. Tốc độ tăng trưởng để đáng được loài người nuôi, các loài thuần hóa còn phải tăng trưởng nhanh. Điều đó loại trừ khỉ gorilla và voi mặc dù chúng là những loài ăn cỏ vốn dễ tính trong chuyện ăn uống và lại có rất nhiều thịt, có nhà nông nào đợi nổi 15 năm cho lũ gorilla và voi mình nuôi lớn lên đến tuổi trưởng thành. Muốn nuôi voi để chúng làm việc cho mình, những người châu Á ngày nay cứ việc bắt voi hoang dã mà thuần dưỡng, như thế rẻ hơn nhiều. Những khó khăn khi sinh sản trong điều kiện bị giam nhốt, loài người chúng ta không thích làm tình dưới con mắt soi mói của kẻ khác một số loài vật hứa hẹn nhiều giá trị cũng thế. Chính vì vậy mà con người thất bại khi muốn thuần hóa bao gấm, loài chạy nhanh nhất trong tất cả các loài trên mặt đất, mặc dù chúng ta có động cơ mạnh mẽ để làm như vậy trong hàng mấy ngàn năm. Như tôi đã nhắc, bao gấm thuần dưỡng được người Ai Cập và người Assyria cổ đại cũng như người Ấn Độ hiện đại coi là của quý, ý. một loài đi săn ưu việt hơn chó gấp bội lần. Một hoàng đế triều đại Mughal của Ấn Độ có một cái chuồng nuôi những một ngàn con báo gấm nhưng mặc dù nhiều ông hoàng giàu có đã đầu tư hàng bao nhiêu tiền của, tất cả báo gấm của họ đều là những con bị bắt ngoài hoang dã mang về thuần dưỡng. Nỗ lực của các ông hoàng nhằm làm báo gấm sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt đều thất bại, ngay cả các nhà sinh vật học ở các vườn thú hiện đại cũng mãi đến năm 1960 mới có được ca báo gấm sinh con thành công đầu tiên. Ngoài hoang dã, mấy anh em báo gấm cùng san đổi một nàng báo gấm cái suốt mấy ngày hình như cần phải có cuộc tán tỉnh dữ dội trên khắp không gian rộng lớn này thì con cái mới có thể dụng chứng hoặc sẵn sàng giao phố được, bao gấm thường từ chối tiến hành cái nghi thức tán tỉnh như khi đó nếu ở trong chuồng. Một khó khăn tương tự cũng khiến những dự án phối giống loài Vicua rơi và thất bại. Vicua là một loài lạc đà hoang ở vùng Andes Nam Mỹ, len của chúng rất quý, được coi là loại len đẹp nhất, nhẹ nhất so với len của mọi loài vật. Những người Inca cổ đại lấy len Vicua bằng cách dụ những con Vicua hoang vào bãi quay sẵn, xén lông chúng rồi thả cho chúng đi. Ngày nay những thương gia nào muốn có thứ len xa xỉ này thì hoặc phải làm theo cùng một phương pháp đó hoặc chỉ còn cách giết vi cua hoang dã. Mặc dù nếu nuôi được loài này thì sẽ có khối tiền lại được cả uy tín, nhưng mọi nỗ lực hỏng nuôi vi cua trong chuồng để sản xuất len đều thất bại, vì nhiều lý do. Trước khi giao phối, vi cua phải tiến hành một nghi thức tán tỉnh kéo dài rất ư rắc rối, điều này không thể thực hiện trong điều kiện nuôi nhốt, những con vi cua được không thể nào chịu nổi nhau và loài vikua đòi hỏi vừa phải có lãnh thổ riêng cho chúng ăn cỏ quanh năm lại vừa phải có một lãnh thổ riêng khác quanh năm cho chúng ngủ tính khí dữ tợn lẽ tự nhiên hầu như bất cứ loài hậu nhũ nào đủ lớn đều có khả năng giết chết người đã nhiều người bị giết bởi lợn ngựa lạc đào và bò dẫu vậy một số loài thú lớn có tính khí dữ tợn hơn và nguy hiểm hơn đến độ hết thuốc chữa so với các loài khác Xu hướng thích giết người đã loại bỏ nhiều loài lẽ ra đã có thể là ứng viên lý tưởng cho việc thuần hóa. Một ví dụ hiển nhiên là gấu sám Bắc Mỹ, Jilie. Thịt gấu là một món cao lương mỹ vị đắt tiền. Gấu sám có thể nặng tới 765 kg. Chúng chủ yếu ăn cỏ, mặc dù chúng cũng là những tay săn đáng sợ. Thực đơn rau cỏ của chúng rất phong phú. Chúng chỉ cần ăn rác thải của người là lớn khỏe như vâm, vì vậy mà gây bao rắc rối tại các công viên quốc gia Yellowstone và Glacier và sinh trưởng khá nhanh. Giá như gấu sám biết cư xử cho đúng, một khi bị nuôi nhốt thì hẳn chúng đã trở thành một loài thú cho thịt tuyệt vời dân Ainu ở Nhật từng thử nghiệm nuôi gấu xám con như một phần của một nghi lễ. Tuy nhiên, vì những lý do dễ hiểu, người Ainu cho rằng giết và ăn thịt gấu sám con khi chúng lên một tuổi là việc khôn ngoan, nuôi gấu xám đến quá tuổi đó có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi chưa hề biết có trường hợp nào gấu xám trưởng thành mà lại được thuần dưỡng không. Một loài thú khác lẽ ra có thể thích hợp để thuần hóa nhưng cũng bị loại vì những lý do hiển nhiên không kém là châu rừng châu Phi. Nó lớn, tương đối nhanh, trọng lượng có thể tới một tấn và sống trong những đàn có cơ cấu theo tôn ti trật tự rất phát triển một đặc tính với những ưu điểm mà ta sẽ đề cập tới dưới đây nhưng châu rừng châu phi được coi là loài hữu nhũ nguy hiểm nhất và khó lường nhất ở châu phi bất cứ ai đủ điên rồ để thử thuần hóa nó đều hoặc sẽ mất mạng trong khi làm vậy hoặc sẽ buộc phải giết con vật trước khi nó trở nên quá lớn và quá dữ tương tự hà mã một loài ăn cỏ nặng tới 4 tấn lẽ ra có thể là những gia súc nuôi lý tưởng nếu như chúng không nguy hiểm đến vậy Mỗi năm chúng giết một số người tương đương với bất cứ loài hậu nhũ châu phi nào kể cả sư tử, chẳng mấy ai ngạc nhiên khi những loài ứng viên thét tiếng giữ dàn đó bị loại bỏ trong quá trình thuần hóa, song còn những ứng viên khác mà sự nguy hiểm của chúng thì ít ai biết. Chẳng hạn, tám loài ngựa hoang, ngựa và các loài tương cận khác nhau rất nhiều về tinh khí, dẫu cho về di truyền tám loài này giống nhau đến nỗi có thể giao phối với nhau để sinh ra những hậu duệ hoàn toàn khỏe mạnh, tùy thường vô sinh. Hai loài trong số đó, ngựa và lừa Bắc Phi tổ tiên của lửa ngày nay đã được thuần hóa tương đối thành công, có liên hệ gần gũi với lửa Bắc Phi là lửa hoang châu Á còn được gọi là Onager E40. Do quê hương của loài này ở lưỡi niềm phì nhiêu, cái nôi của nền văn minh phương Tây và sự thuần hóa loài vật, nên các dân tộc cổ đại ắt hẳn đã thử nghiệm rất nhiều với lửa hoang châu Á. Từ các văn bản Sumer và muộn hơn, ta biết rằng thời đó người ta thường xuyên săn Onager e, bắt chúng về cho giao phối với lửa và ngựa, một số văn bản cổ mô tả những con vật giống như ngựa được dùng để cưỡi hoặc kéo xe, đó rất có thể là lừa hoang châu Á. Tuy nhiên, tất cả các tác giả từng viết về nó từ thời La Mã cho đến tận những người trông vườn thú ngày nay thầy đều kêu trời về tình khí nóng này và thói quen khó chịu của chúng là hay cắn người. Hệ quả là, mặc dù về nhiều phương diện khác chúng giống như lừa cổ đại, song lừa hoang châu Á chưa bao giờ được thuần hóa cả. Bốn loài ngựa vằn châu Phi còn tệ hơn thế, người ta từng thử thuần hóa chúng, thậm chí từng đi xa đến mức buộc chúng vào xe. Người ta từng thử cho chúng kéo xe ở Nam Phi vào thế kỷ 19, và nhà tỷ phú lập dị lát của The Rothschild từng diễu qua phố phường London trong một cỗ xe do ngựa vằn kéo, than ôi, càng lớn ngựa vằn càng trở nên nguy hiểm không chịu nổi. Nói thế không có nghĩa là loài ngựa chẳng có con nào tính khí dữ dằn, nhưng với ngựa vằn và lừa hoang châu Á thì hầu như con nào cũng giữ như nhau, ngựa vằn có cái thói quen khó chịu là hay cắn người rồi cứ thế không chịu buông vì vậy hàng năm chúng làm bị thương những người trong vườn thú ở Mỹ nhiều hơn cả cọp. Ngựa vằn cũng hầu như không thể tóm được bằng thòng lọng, ngay cả những tay cao bồi đoạt giải quán quân về bắt ngựa bằng thòng lọng cũng phải chịu thua, bởi chúng có khả năng phán đoán vị trí thòng lọng quăng và chúng không sai chạy mẩy may để kịp né đầu tránh. Vì vậy rất hiếm khi, thậm chí chưa bao giờ người ta thắng yên hoặc cưỡi lên được ngựa vằn, nên nhiệt tình của người Nam Phi muốn thuần hóa chúng cứ nguội dần hành vi hung hãn khó lường của một loài hữu nhũ lớn có khả năng gây nguy hiểm cũng là một phần nguyên nhân tại sao những thử nghiệm ban đầu tỏ ra rất hứa hẹn trong việc thuần hóa linh dương châu phi e lan và nai sừng tấm l carot cuộc lại chẳng lấy gì làm thành công xu hướng hay hoảng loạn các loài hữu nhũ ăn cỏ lớn thường phản ứng lại nguy cơ từ các loài thú săn hoặc con người theo những cách khác nhau một số loài hay hoảng sợ hơn nhanh nhẹn được lập trình để hễ nhận ra một mối nguy là biến ngay lập tức những loài khác chậm chạp hơn ít khi hoảng sợ hơn tìm sự bảo vệ ở bầy đàn, cùng đứng lên khi bị đe dọa, và chỉ khi nào cần thiết mới bỏ chạy, hầu hết các loài hươu và linh dương, trừ ngoại lệ nhãn tiền là loài tuần lộc thuộc loại trước, còn cừu và dây thuộc loại sau. Lẽ tự nhiên, những loài hay hoảng sợ hơn thì khó nuôi nhốt hơn, nếu bị nhốt vào một khu đất quây kín, chúng sẽ dễ bị hoảng loạn và hoặc sẽ chết vì bị sốc hoặc sẽ hút mình vào hàng rào hòng thoát thân kỳ đến khi chết. Điều đó đúng với loài linh dương chẳng hạn, Vốn là loài từng được người ta săn bắn nhiều nhất trong suốt hàng ngàn năm ở một số vùng thuộc lưỡi điểm phì nhiêu, chẳng có loài hữu nhũ nào mà các dân tộc đầu tiên định cư ở khu vực đó có nhiều cơ hội thuần hóa hơn linh dương. song chưa một loài linh dương nào từng được thuần hóa cả, hãy thử hình dung bạn đang cố nuôi nhốt một con vật cứ không ngừng chạy tới chạy lui, mù quáng quật mình túi bụi vào thành chuồng, có thể nhảy cao gần 9 mét và chạy với tốc độ 50 dạng 41 một giờ, cơ cấu xã hội. Hầu như tất cả các loài hữu nhũ lớn đã thuần hóa đều là những loài mà tổ tiên hoang dã có chung ba đặc tính xã hội sau: sống thành bầy, duy trì một hệ thống cai trị theo tôn ti trật tự rất phát triển giữa các thành viên trong bầy và các bầy thường chiếm lĩnh những lãnh thổ đan cài vào nhau chứ không phải những lãnh thổ phân danh với nhau một cách rạch ròi, chẳng hạn, các bầy ngựa hoang bao gồm một con đực, tối đa 6 con cái và bầy con. Con cái A có vai vế cao hơn các con cái B, C, D và E, con cái B có vai vế dưới con A nhưng cao hơn con C đi và e, si có vai vế dưới con bi và a nhưng cao hơn con đi và e, vân vân. Khi bầy di chuyển, các thành viên của chúng duy trì một thứ tự bất di dị, bất dịch. Đi sau cùng là con đực, đi đầu là con cái có vai vế cao nhất, theo sau nó là đàn con của nó theo thứ tự tuổi, con nhỏ nhất đi đầu, theo sau con này là các con cái khác theo thứ tự vai vế, theo sau mỗi con là đàn con của nó theo thứ tự tuổi. Bằng cách đó, nhiều con trưởng thành có thể cùng tồn tại trong một bầy mà không thường xuyên đánh nhau, mỗi con đều biết vị trí của mình cấu trúc xã hội đó là lý tưởng cho việc thuần hóa bởi trên thực tế con người đã chiếm lĩnh cái hệ thống thứ bậc kia khi đi theo đàn ngựa nhà theo sau kẻ dẫn đầu là con người cũng như chúng thường theo sau con cái có thứ bậc cao nhất các bầy cừu dê bò và chó cổ đại sói cũng có hệ thứ bậc tương tự khi những con thú nhỏ lớn lên trong một bầy như vậy chúng ghi nhớ vào óc những con vật mà chúng thường thấy bên cạnh mình trong điều kiện hoang dã thì đó là các thành viên cùng loài với chúng song những con thú nhỏ trong các bầy gia súc thì cũng nhìn thấy con người bên cạnh mình nên cũng ghi nhớ cả con người vào óc những con vật sống theo bầy đó thích hợp với việc chăn nuôi bởi chúng có thể chịu đựng lẫn nhau nên ta có thể nuôi chúng thành bầy bởi theo bản năng chúng thường tuân theo một kẻ dẫn đầu và sẽ ghi nhớ vào đầu rằng con người là kẻ dẫn đầu đó nên chúng có thể dễ dàng được điều khiển bởi người chăn cừu hoặc chó chăn cừu các loài sống thành bầy có thể sống được khi bị quây kín và chen trúc vào một chỗ bởi chúng đã quen sống thành quần thể đông đúc khi ở ngoài hoang dã ngược lại thành viên của hầu hết các loài quen sống trên lãnh thổ riêng biệt thì không thể nuôi thành bầy chúng không chịu đựng nổi nhau chúng không ghi nhớ con người chúng không có bản năng phục tùng có ai từng thấy mèo vốn chỉ sống cô độc mỗi con một cõi riêng khi ở ngoài hoang dã nối đuôi thành hàng theo sau một con người và cho phép con người nuôi chúng thành bầy chưa bất cứ ai yêu mèo đều biết mèo không phục tùng con người như loài chó vốn tự bản năng là phục tùng con người. Mèo và trồn xương là những loài hữu nhũ sống riêng lẻ duy nhất mà con người từng thuần hóa, bởi chúng ta làm vậy không phải để nuôi chúng thành đàn lớn đặng lấy thịt mà để làm thú săn hoặc thú nuôi đơn độc trong nhà. Tuy hầu hết các loài sống riêng lẻ không hề được thuần hóa, song không phải ngược lại là hầu hết các loài sống theo bầy đều có thể thuần hóa được, hầu hết là không thể, vì một trong mấy nguyên nhân nữa sau đây. Thứ nhất, ở nhiều loài, các bầy chiếm lĩnh những lãnh thổ có phân ranh giới rạch ròi chứ không trồng lấn vào nhau. Nếu với những loài sống đơn độc ta không thể nhốt chung hai con đực như thế nào thì với những loài này cũng không thể nhốt chung hai bầy vào một chỗ như thế ấy. Thứ hai, nhiều loài sống theo bầy trong một phần của năm lại chuyển sang sống cô độc khi đến mùa sinh sản, khi đó chúng đánh nhau và không chịu nổi sự có mặt của nhau. Điều này đúng đối với hầu hết các loài hươu và linh dương. Một lần nữa toàn lộc lại là ngoại lệ và đó là một trong những nhân tố chính khiến tất cả các loài linh dương sống theo bầy vốn làm châu phi thành nổi tiếng đã bị loại khỏi danh mục quần hóa. tuy câu đầu lưỡi khi người ta nói đến linh dương châu phi là những bầy đàn mênh mông dài đặc trải dài đến tận chân trời, song trên thực tế các con được trong những bầy này mỗi con chiếm một lãnh thổ riêng và đánh nhau dữ dội khi đến mùa sinh sản. vì vậy những loài linh dương này không thể được nuôi nhốt trong những bãi quê kín như cừu, dê hay bò tập tính sống theo lãnh thổ riêng kết hợp với tính khí hung dữ và tốc độ tăng trưởng chậm đã khiến tê giác không thể nhập bọn vào các loài gia súc. Cuối cùng, nhiều loài sống theo bầy, một lần nữa lại bao gồm hầu hết các loài hươu và linh dương, không có hệ thống tôn ti trật tự rõ ràng và không có sẵn bản năng sẵn sàng ghi nhớ vào óc một kẻ lãnh đạo có vai trò thống trị và qua đó ghi nhớ con người như là kẻ lãnh đạo thống trị chung. Hệ quả là, mặc dù nhiều loài hươu và linh dương đã được thuần dưỡng, ta cứ hãy nhớ lại những câu chuyện Bambi có thật song người ta chưa bao giờ thấy những con hươu và linh dương đó được chân thành đàn như cừu cái khó đó cũng làm thất bại nỗ lực thuần hóa loài cừu hai sừng ở bắc mỹ vốn thuộc cùng nói với cừu lon châu á tổ tiên của cừu nhà ngày nay cừu hai sừng thích hợp với chúng ta và tương tự cừu lon ở hầu hết phương diện ngoại trừ một phương diện cốt yếu chúng không có cái tập tính hành động dập khuôn của cừu lon một số cá thể sẽ phục tùng những cá thể nào mà chúng thừa nhận là có vị thế lãnh đạo chúng giờ ta hãy quay lại vấn đề tôi đã đặt ra ở đầu chương này khởi thủy một trong những khía cạnh khó hiểu nhất ở việc thuần hóa loài vật là chẳng hiểu vì lý do gì một số loài có thể thuần hóa được trong khi những loài có họ hàng gần gũi chúng thì không hóa ra ngoại trừ một số ít loài còn lại hầu hết các ứng viên cho việc thuần hóa đều đã bị loại trừ theo nguyên lý anna karenina con người và hầu hết các loài vật làm thành những cặp hôn nhân không hạnh phúc có thể vì một hay nhiều nguyên nhân thực đơn ăn uống tốc độ tăng trưởng tập tính giao phối tinh khí xu hướng hay hoảng sợ và một số đặc điểm trong tổ chức xã hội của con vật chỉ một tỷ lệ phần trăm nhỏ các loài hữu nhũ lớn hoang dã là có thể kết đôi hạnh phúc với con người nhờ tương thích với tất cả các khía cạnh riêng rẽ đó. Các dân tộc Âu Á đã ngẫu nhiên thừa hưởng được số loài hữu nhũ ăn cỏ lớn có thể thuần hóa nhiều hơn gấp bội so với các dân tộc trên những châu lục khác. Hệ quả đó, cùng tất cả những lợi thế lớn lao cho các xã hội Âu Á, bắt nguồn từ ba nhân tố cơ bản là địa lý, lịch sử và đặc tính sinh học của các loài hữu nhũ, trước hết âu á nhờ diện tích rộng và đa dạng về sinh thái nên có nhiều ứng viên hơn cả thứ hai australia và châu mỹ chứ không phải âu á hay châu phi đã mất hầu hết các ứng viên trong làn sóng những cuộc tuyệt chủng đại quy mô vào cuối kỳ lê Sen, có thể vì các loài hữu nhũ của australia và châu mỹ thật chẳng may là những loài đầu tiên gặp phải con người một cách bất ngờ vào một giai đoạn muộn trọng lịch sử tiến hóa của loài người khi kỹ năng săn bắn của chúng ta đã phát triển cao độ cuối cùng ở âu á tỷ lệ các loài ứng viên còn sống sót tỏ ra thích hợp để thuần hóa là cao hơn so với ở các lục địa khác. Một cuộc khảo sát các loài ứng viên chưa bao giờ được thuần hóa, tỉ như các loài hữu nhũ lớn sống theo bầy ở châu Phi, cho thấy có nhiều lý do cụ thể khiến từng loài một bị loại trừ. Như vậy, to thoi hẳn sẽ chấp thuận cái ý tứ sâu xa được đưa ra trong một văn cảnh khác bởi một tác giả xưa hơn ông là Thánh Matthew, nhiều người được gọi nhưng chỉ ít người được chọn, 10, trời rộng và trục nghiêng, trên bản đồ thế giới, hình 10.1, hãy so sánh hình dạng và hướng của các lục địa, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt rành rành, châu Mỹ trải dài trên khoảng cách theo hướng Bắc Nam lớn hơn nhiều, 9.000 dặm, hay 14.400 km so với hướng Đông Tây. Chỗ rộng nhất cũng chỉ 3.000 dặm, 4.800 km, còn chỗ hẹp nhất vỏn vẹn 40 dặm, 64 km ở imu của Panama, nghĩa là trục cơ bản của châu Mỹ là Nam Bắc, điều đó cũng đúng với châu Phi tuy ở mức độ thấp hơn, ngược lại, trục cơ bản của Âu Á là Đông Tây. Những sự khác biệt về hướng trục đó của các lục địa liệu có tác động gì không đến lịch sử loài người, nếu có, những tác động đó là gì? Chương này sẽ đề cập đến cái mà tôi cho là những hệ quả lớn lao, đôi khi là bi thảm của những sự khác biệt đó. Hướng trục ảnh hưởng đến tốc độ bành trướng của các loài cây trồng và vật nuôi, và có thể cả chữ viết, bánh xe và các phát minh khác. Vì vậy, đặc tính cơ bản đó của địa lý đã góp phần quan trọng vào những diễn biến rất khác nhau mà người châu Mỹ bản địa, người châu Phi và người Âu Á trải qua trong 500 năm trở lại đây. Sự bành trướng của sản xuất lương thực là yếu tố quan trọng, không hề kém quan trọng so với nguồn gốc của nó mà ta đã xét trong những chương trước, trong việc giúp ta thấu hiểu những khác biệt về địa lý trong sự phát sinh súng, vi trùng và thép. Đó là bởi, như ta đã thấy ở chương 5, có không quá 9 khu vực trên trái đất, có khi chỉ có 5 khu vực, là nơi sản xuất lương thực đã phát sinh độc lập thế nhưng, ngay từ thời tiền sử, sản xuất lương thực đã hình thành ở nhiều khu vực khác ngoài số ít vùng phát nguyên đó. Tất cả các khu vực khác kia đã chuyển sang sản xuất lương thực do hệ quả sự bành trướng cây trồng vật nuôi cùng với tri thức về cách nuôi trồng chúng và, trong một số trường hợp, do hệ quả sự di cư của bản thân những người trồng trọt và chăn nuôi. 44. Hình 10.1. Trục chính của các lục địa Những sự bành trướng chủ chốt của sản xuất lương thực là từ Tây Nam Á sang châu Âu, Ai Cập và Bắc Phi, Ethiopia, Trung Á và Thung Lũng Ấn Hà, từ vùng Sahel và Tây Phi sang Đông Phi và Nam Phi, từ Trung Hoa đến Đông Nam Á nhiệt đới, quần đảo Philippines, Indonesia, Triều Tiên và Nhật Bản, và từ Trung Mỹ đến Bắc Mỹ. Ngoài ra, ở ngay các khu vực phát nguyên, sản xuất lương thực cũng được làm phong phú thêm nhờ những cây trồng, vật nuôi và kỹ thuật du nhập được từ những khu vực phát nguyên khác. Cũng như một số khu vực tỏ ra thích hợp cho sản xuất lương thực hơn nhiều so với những khu vực khác, việc sản xuất lương thực có thể bành chứng dễ dàng hay không cũng rất khác nhau tùy từng khu vực một số khu vực mà về sinh thái rất thích hợp cho sản xuất lương thực lại chẳng bao giờ đạt tới sản xuất lương thực vào thời tiền sử mặc dù có những khu vực sản xuất lương thực tiền sử nằm ngay bên cạnh. Ví dụ rành rành nhất cho việc này là trường hợp cả trồng trọt lẫn chăn nuôi đều không thể từ vùng Tây Nam Hoa Kỳ thâm nhập được tới California của người châu Mỹ bản địa, hoặc từ New Guinea và Indonesia không thâm nhập được tới Australia, hoặc trồng trọt từ tỉnh NATO của Nam Phi đã không thâm nhập được tới vùng kép của Nam Phi. Ngay cả giữa các khu vực nơi sản xuất lương thực đã bành trướng vào thời tiền sử, tốc độ và niên đại bành trướng cũng khác nhau đáng kể, ở một thái cực là sự bành trướng nhanh chóng theo trục đông tây. Từ Tây Nam Á về cả hướng tây đến châu Âu và Ai Cập lẫn hướng đông đến Thung lũng Ấn Hà, với tốc độ trung bình khoảng 1,1 km mỗi năm, và từ Philippines về phía đông đến Polynesia, tốc độ 5,12 km một năm, ở cực đối lập là sự bành trướng chậm chạp theo các trục Bắc Nam. Chưa tới 0,8 km một năm từ Mexico về phía Bắc đến vùng Tây Nam Hoa Kỳ, dưới 0,48 km một năm để ngô và động bành trướng từ Mexico lên phía Bắc để trở thành loài cây năng sản tại Biển Đông Hoa Kỳ vào khoảng năm 900 và 0,32 km một năm. Để lạc đà châu Mỹ, bành trướng từ Peru lên hướng Bắc tới Ecuador, những khác biệt đó có thể còn lớn hơn nữa nếu ngô không được thuần hóa ở Mexico khá muộn, khoảng 3.500 năm tây giờ. Công nghệ như tôi đã xe giặt cho là vậy đối với những tính toán này và như một số nhà khảo cổ hiện vẫn cho là vậy, mà được thuần hóa sớm hơn nhiều như hầu hết các nhà khảo cổ từng nghĩ, và hiện nay nhiều người vẫn nghĩ. Cũng có những khác biệt lớn trong việc những cây trồng và vật nuôi từ một khu vực phát nguyên có bành trướng sang một khu vực khác một cách chọn gói hay không, qua đó ta có thể thấy những rào cản đối với việc bành trướng này là mạnh hay yếu. Chẳng hạn, trong khi hầu hết các cây trồng và vật nuôi sáng lập của Tây Nam Á có thể bành trướng về phía Tây đến châu Âu và về phía Đông đến thung lũng Ấn Hà, thì không một loài gia súc hữu nhũ nào của vùng Andes, Lạc Đà Châu Mỹ, Lama và Apaca, và chuột khi nê thâm nhập được đến Trung Mỹ vào thời tiền Colombo, cớ sao lại không thâm nhập được? Cần phải có lời giải thích. Nói gì thì nói, Trung Mỹ đã phát triển được những quần thể dân cư làm nông và những xã hội phức tạp, nên chẳng thể nghi ngờ gì rằng các gia súc vùng Andes, giá như có hẳn, sẽ rất có giá trị vì chúng cung cấp thức ăn, sức vận chuyển và len. Ngoại trừ chó, Trung Mỹ rõ ràng thiếu những loài hậu nhũ bản địa khả dĩ đáp ứng các nhu cầu đó. Tuy nhiên, một số cây trồng Nam Mỹ cũng đã thâm nhập được vùng Trung Mỹ như sắn, khoai tây và lạc những rào cản chọn lọc nào đã cho phép những cây trồng đó qua nhưng lại ngăn không cho lạc đà và trượt phi nơi qua. Có một cách diễn đạt tinh tế hơn về sự bành trướng dễ hay không tùy theo địa lý này, ấy là hiện tượng được gọi là thuần hóa sẵn trước, GMT Vesometi Cation. Hầu hết các loài cây dại, thủy tổ của cây trồng ngày nay đều thay đổi rất nhiều về di truyền từ khu vực này sang khu vực khác, bởi những đột biến khác nhau đã diễn ra trong các quần thể hoang dã tổ tiên ở từng khu vực khác nhau. Tương tự, về nguyên tắc, những thay đổi cần thiết để cây dại chuyển hóa thành cây trồng có thể thực hiện bằng những đột biến mới khác hay những quy trình chọn lọc khác để cho kết quả tương đương. Dưới ánh sáng này, ta có thể khảo sát một loài cây trồng phổ biến từ thời tiền sử để xem liệu có phải mọi giống của nó đều cho thấy cùng một thể đột biến hoang dã hay cùng một đột biến chuyển hóa, transforming mutation hay không. Mục đích khảo sát là để hình dung liệu cây trồng đó đã được phát triển chỉ tại một khu vực hay được phát triển độc lập ở nhiều khu vực nếu ta tiến hành phân tích di truyền như vậy đối với nhiều loài cây trồng cổ đại của tân thế giới nhiều loài trong số đó sẽ cho thấy có hai thể đột biến hoang dã hoặc nhiều hơn hay hai đột biến chuyển hóa hoặc nhiều hơn điều đó gợi ý rằng loài cây trồng đó đã được thuần hóa độc lập tại ít nhất hai khu vực khác nhau và một số giống của cùng loài cây trồng đó thừa hưởng thể đột biến của một khu vực trong khi những giống khác cũng của cây trồng đó thừa hưởng thể đột biến của một khu vực khác trên cơ sở này các nhà thực vật học kết luận rằng đậu lima faceolulunatu đậu thường, pha xe -on và ớt thuộc nhóm Capsicum anchi đều đã được thuần hóa ít nhất hai lần riêng biệt, một lần ở Trung Mỹ, một lần ở Nam Mỹ, và cây bí, Cucubita pepo. Và cây go sếp hot cho hạt cũng đã được thuần hóa độc lập ít nhất hai lần, một lần ở Trung Mỹ, một lần ở miền Đông Hoa Kỳ. Ngược lại, hầu hết cây trồng cổ đại Trung Mỹ chỉ gồm một trong các giống hoang dã hoặc một thể đột biến chuyển hóa. Điều này gợi ý rằng tất cả các giống hiện đại của loại cây trồng đó đều xuất phát từ một lần thuần hóa duy nhất mà thôi. Nếu cùng một loài cây đã được thuần hóa nhiều lần một cách độc lập ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp vùng phân bố của nó ngoài hoang dã, chứ không chỉ thuần hóa một lần và chỉ ở một khu vực, việc đó hàm ẩn điều gì? Ta đã thấy, việc thuần hóa cây trồng bao gồm sự điều chỉnh các loài cây dại sao cho chúng trở nên có ích hơn cho con người nhỏ hạt to hơn, vị bớt đáng hơn hoặc những phẩm chất khác. Vì lý do đó, nếu một loài cây trồng năng sản đã có sẵn rồi, chắc chắn các nhà nông sơ khai sẽ cứ vậy mà trồng nó chứ chẳng tội gì đi nhặt nhạnh những loài hoang dã tương tự nó xong không hữu ích bằng rồi đem thuần hóa thêm lần nữa. Bằng chứng cho những trường hợp thuần hóa một lần duy nhất cho thấy rằng, khi một loài cây dại đã được thuần hóa, cây trồng đó sẽ bành trướng nhanh đến khác khu vực khác trên suốt vùng phân bố của nó ngoài hoang dã, nên các khu vực khác coi như đã có một cây trồng được thuần hóa sẵn trước và không cần phải thuần hóa lại loài. Cây đó một lần nữa, tuy nhiên khi tìm thấy bằng chứng rằng cùng một tổ tiên hoang dã được thuần hóa một cách độc lập ở nhiều khu vực ta có thể suy ra rằng loài cây trồng đó bành trướng quá chậm nên không thể ngăn cản việc các khu vực khác thuần hóa nó thêm lần nữa do vậy bằng chứng về việc các cây trồng tây nam á hầu hết chỉ được thuần hóa một lần duy nhất song ở châu mỹ thì lại được thuần hóa nhiều lần cũng có thể làm chứng cho một điều khó thấy hơn đó là các cây trồng có thể bành trướng ra khỏi tây nam á dễ dàng hơn so với ra khỏi nam mỹ hay bắc mỹ sự bành trướng nhanh chóng của một cây trồng có thể ngăn chặn trước việc thuần hóa không chỉ tổ tiên hoang dã của cùng loài cây đó ở các nơi khác mà cả những loài cây dại có liên quan. Nếu ta đã trồng được những cây đậu tốt thì dĩ nhiên chẳng có lý do gì để lại thuần hóa từ đầu loài cây dại vốn là thủy tổ cũng của loài đậu đó thêm lần nữa, nhưng ngay cả với những loài đậu dại có họ hàng gần gũi mà các nhà nông thấy gần như tương đương với loài đậu đã thuần hóa thì việc thuần hóa chúng cũng vô ích nốt. Tất cả các cây trồng sáng lập của Tây Nam Á đã ngăn trước sự thuần hóa bất cứ loài cây nào có họ hàng gần gũi chúng trên toàn bộ phần phía Tây lục địa Âu Á. Ngược lại, tân thế giới lại có nhiều trường hợp những loài cây tương đương và có họ hàng gần nhưng dẫu sao vẫn khác nhau đã được thuần hóa ở cả Trung Mỹ lẫn Nam Mỹ. Chẳng hạn, 95% cây bông vải trồng trên thế giới ngày nay thuộc về loài bông Gossypium hirsutum vốn đã được thuần hóa vào thời tiền sự ở Trung Mỹ, tuy nhiên, thay vì loài đó, các nhà nông Nam Mỹ thời tiền sử lại trồng loài bông co CPU gen xe có họ hàng gần. Rõ ràng là, trên đường xâm nhập Nam Mỹ vào thời tiền sử, cây bông Trung Mỹ đã gặp nhiều khó khăn đến nỗi không kịp chặn trước việc thuần hóa một loài bông khác ở đây, và ngược lại. ớt, bí, rau gen và cây tre no po là những cây trồng khác mà những loài khác chúng song có họ hàng với chúng đã được thuần hóa ở cả Trung Mỹ lẫn Nam Mỹ bởi không một loài nào có khả năng bành trướng đủ nhanh để chặn trước sự thuần hóa các loài kia như vậy chúng ta có nhiều hiện tượng đồng quy về cùng một kết luận rằng sản xuất lương thực đã bành trướng ra khỏi tây nam á dễ dàng hơn là ra khỏi một trong hai vùng châu mỹ và có thể cũng dễ hơn so với ở châu phi hạ sahara các hiện tượng này bao gồm sản xuất lương thực hoàn toàn không đến được những khu vực thích hợp về sinh thái sản xuất lương thực bành trướng nhanh hay chậm và gồm những loài cây nào và liệu những cây trồng được thuần hóa sớm nhất có bành trướng đủ nhanh để chặn trước sự thuần hóa lại cũng một loài đó hoặc những loài có họ gần ở các khu vực khác không châu Mỹ và châu Phi có cái gì để khiến sự bành trướng sản xuất lương thực đâm ra khó khăn hơn so với ở Âu Á vậy? Để giải đáp câu hỏi này, ta hãy bắt đầu bằng việc khảo sát sự bành trướng nhanh chóng của sản xuất lương thực ra khỏi vùng Tây Nam Á, lưỡi liềm phì nhiêu. Chẳng bao lâu sau khi sản xuất lương thực phát sinh ở đó, vào khoảng 8.000 năm tê giờ công nghệ, một làn sóng ly tâm của nó xuất hiện ở những phần khác của lục địa Âu Á và Bắc Phi ngày một xa hơn khỏi lưỡi liềm phì nhiêu, về phía Tây và phía Đông. Trên trang này tôi đã vẽ lại tấm bản đồ đáng chú ý Hình 10.2 được lập bởi nhà di truyền học Daniel Sohazi và nhà thực vật học Maria Hop, trong đó họ minh họa làn sóng đó đã đến Hy Lạp và đảo Sip cũng như tiểu lục địa Ấn Độ vào khoảng 6.500 năm t giờ công nghệ, Ai Cập không. Lâu sau 6.000 năm giờ công nghệ, Trung Âu vào 5.400 năm t giờ công nghệ, miền Nam Tây Ban Nha vào 5.200 năm t giờ, công nghệ và đảo Anh vào khoảng 3.500 năm t giờ, công nghệ. Trong mỗi khu vực đó, Sản xuất lương thực được khởi đầu bằng một số loài trong số cũng những loài cây trồng và vật nuôi đầu tiên ở vùng Lưỡi Liềm Phì Nhiêu. Ngoài ra, các cây trồng và vật nuôi của Lưỡi Liềm Phì Nhiêu cũng đã thâm nhập châu Phi về phía nam đến Ethiopia vào một niên đại hiện chưa xác định được. Tuy nhiên, châu Phi cũng đã phát triển được nhiều loài cây trồng bản địa và chúng ta vẫn chưa biết có phải chính những cây trồng đó hay những cây trồng du nhập từ Lưỡi Liềm Phì Nhiêu đã khởi đầu nền sản xuất lương thực ở Ethiopia. Dĩ nhiên không phải tất cả các loài cây trồng và vật nuôi nguyên thủy của lưỡi liềm phì nhiêu đều bành trướng đến tất cả các khu vực bên ngoài đó chẳng hạn ai cập quá ấm nên không thể trồng lúa mì được ở một số khu vực bên ngoài đó một số loài đến sớm hơn một số loài đến muộn hơn chẳng hạn ở vùng tây nam châu âu cừu từ lưỡi liềm phì nhiêu đến trước sau mới tới ngũ cốc một số khu vực ngoài này tiếp tục tiến hành thuần hóa một ít loài cây trồng bản địa như cây anh túc ở tây âu và dưa hấu có lẽ ở ai cập song hầu hết sản xuất lương thực ở các khu vực ngoài thoạt tiên đều tùy thuộc vào các loài thuần hóa của lưỡi liềm phì nhiêu. Việc bành trướng các loài này chẳng bao lâu sau đó được nối tiếp bằng sự bành trướng những phát minh khác khởi sinh tại lưỡi liềm phì nhiêu hay gần đó như bánh xe, chữ viết, kỹ thuật gia công kim loại, nghề vắt sữa, trồng cây ăn quả, sản xuất bia và rượu. Sự bành trướng các cây trồng lưỡi liềm phì nhiêu ra khắp phần phía tây lục địa Âu Á 45, hình 10.2 các biểu tượng trên bản đồ trình bày những di chỉ sớm đã được xác định niên đại bằng các bon phóng xạ nơi người ta tìm thấy di tích các cây trồng của lưỡi liềm phì nhiêu. Biểu thị bản thân vùng lưỡi liềm phì nhiêu, các di chỉ trước 7.000 năm t giờ công nghệ, lưu ý rằng các niên đại càng đi xa khỏi lưỡi liềm phì nhiêu thì càng muộn hơn. Bản đồ này dựa trên bản đồ 20 trong cuốn sự thuần hóa các loài cây ở cựu thế giới của Do Haji và Hop nhưng thay các niên đại chưa điều chỉnh bằng niên đại đã điều chỉnh tại sao cùng một hành trang cây trồng đó đã làm sản xuất lương thực nảy sinh ở rất miền Tây lục địa Âu Á? Có phải ấy là do cùng một bộ cây trồng đó đều mọc trong tự nhiên ở nhiều khu vực, người dân các khu vực đó cũng nhận thấy chúng có ích như người ta đã nhận thấy thế ở lưỡi liềm phì nhiêu, nên đã thuần hóa chúng một cách độc lập, không, lý do không phải ở đó. Trước hết, nhiều loài trong số các cây trồng sáng lập của lưỡi liềm phì nhiêu thậm chí không hề mọc hoang ở ngoài vùng Tây Nam Á, chẳng hạn, không một loài nào trong 8 loài sáng lập là có mọc hoang ở Ai Cập, có chăng là trừ lúa mạch. Thung lũng sông Nai của Ai Cập có môi trường tương tự như các thung lũng Tigris và Euphrates của lưỡi liềm phì nhiêu, vì vậy, những cây trồng nào đã mọc tốt ở hai thung lũng lưỡi liềm phì nhiêu thì cũng mọc tốt ở thung lũng sông Nai đủ để kích thích sự trỗi dậy ngoạn mục của nền văn minh Ai Cập bản địa. Nhưng các lương thực đã hỗ trợ cho sự trỗi dậy ngoạn mục đó vốn dĩ không hiện diện ở Ai Cập ngay từ đầu, nhân sư và các kim tự tháp đã được xây dựng bởi những người được nuôi sống bằng các loại cây trồng có gốc khác từ lưỡi liềm phì nhiêu chứ không phải ở Ai Cập. Thứ hai, với những loài cây trồng mà tổ tiên không mọc hoang ở đâu khác ngoài Tây Nam Á, ta có thể tự tin mà nói rằng các cây trồng của châu Âu và Ấn Độ hầu hết đều du nhập từ Tây Nam Á chứ không phải là những loài bản địa được thuần hóa. Chẳng hạn như cây lanh hoang, cây này về phía Tây mọc đến đảo Anh và Algeria, về phía Đông thì mọc đến biển Kasserpi, trong khi lúa mạch mọc xa về phía Đông đến tận Tây Tạng. Tuy nhiên, với hầu hết các cây trồng sáng lập của lưỡi niềm vì nhiêu, Tất cả các giống được trồng trên thế giới ngày nay chỉ có chung một cách bố trí nhiễm sắc thể trong nhiều cách bố trí khác mà người ta thấy ở tổ tiên hoang dã, nếu không thì cũng chỉ có chung một đột biến duy nhất trong số nhiều đột biến khả dị đã. Khiến các giống được trồng trở nên khác với tổ tiên hoang dã theo hướng có lợi cho con người, chẳng hạn, mọi loài đậu trồng ngày nay đều có chung một khen lặn ngăn không cho các quả đậu chín bung cùng một lúc làm rơi vãi đậu ra ngoài như ở đậu hoang. Rõ ràng là hầu hết các cây trồng phát xuất từ lưỡi liềm phi nhiêu đều không hề được thuần hóa lại ở nơi nào khác sau khi chúng được thuần hóa lần đầu tiên ở lưỡi liềm phi nhiêu. Giá như chúng đã được thuần hóa một cách độc lập ở nơi nào khác nữa thì sự có nhiều nguồn gốc đó hẳn đã thể hiện dưới dạng nhiều cách bố trí nhiễm sắc thể khác nhau hay nhiều đột biến khác nhau. Vì vậy, đây là ví dụ tiêu biểu cho hiện tượng thuần hóa sẵn trước mà ta đã đề cập trên đây. Việc các cây trồng lưỡi liềm phi nhiêu bành trướng nhanh chóng đã chặn trước mọi nỗ lực khác nhằm thuần hóa cũng những loài tổ tiên hoang dã dạ đó, dù ngay ở lưỡi liềm phí nhiêu hay ở nơi nào khác, một khi đã có cây trồng rồi thì người ta chẳng cần phải thu nhặt chúng ngoài hoang dã và qua đó đưa chúng vào đường thuần hóa thêm lần nữa. Tổ tiên của hầu hết các cây trồng sáng lập đều có những loài họ hàng trong hoang dã ở lưỡi liềm phí nhiêu cũng như ở các nơi khác, vốn lẽ ra cũng thích hợp để thuần hóa. chẳng hạn, đậu thuộc giống pisum vốn bao gồm hai loài hoang dã pisum sativum, loài đã được thuần hóa để thành đậu mà ta trồng ngày nay, và pisum vulgum, loài chưa bao giờ được thuần hóa thế nhưng hạt của loài pisum phu vun lại có vị ngon dù để tươi hay khô và rất phổ biến ngoài hoang dã. Tương tự, lúa mì, lúa mạch, đậu lăng, đậu trích, pea, đậu bin và cây lanh đều có nhiều họ hàng hoang dã ngoài các loài đã được thuần hóa. Một số loài đậu và lúa mạch họ hàng đó trên thực tế cũng đã được thuần hóa độc lập ở châu mỹ hay trung hoa, rất xa khu vực thuần hóa đầu tiên là lưỡi liềm phì nhiêu. Nhưng ở âu á chỉ có một trong vài loài hoang dã khả dị có ích là được thuần hóa mà thôi. Có lẽ vì loài đó bành trướng quá nhanh đến nỗi chẳng mấy chốc người ta thôi không thu nhặt các loài họ hàng hoang dã kia nữa mà chỉ ăn loại cây trồng đó. Một lần nữa, như ta đã bàn tới ở trên, tốc độ bành trướng nhanh của một cây trồng đã có tác dụng chặn trước. Người dân ở các khu vực khác thôi không thử thuần hóa các loài họ hàng với loài cây đó hoặc không cần phải thuần hóa tổ tiên hoang dã của loài đó thêm lần nữa. Tại sao tốc độ bành trướng các cây trồng từ lưỡi liềm phí nhiêu lại nhanh đến thế? câu trả lời một phần nằm ở trục đông tây của lục địa Âu Á mà tôi đã nhắc đến ở đầu chương này. Các địa điểm được phân bố theo hướng đông và hướng tây trên cùng một vĩ độ thì đều có chung một độ dài ngày đêm và những biến thiên về mùa giống hệt nhau. Ở mức độ thấp hơn, chúng còn có xu hướng có cùng một số căn bệnh, cơ chế nhiệt độ và độ mưa như nhau, môi trường sống hoặc thảm thực vật như nhau. Chẳng hạn, Bồ Đào Nha, Bắc Iran và Nhật Bản, tất cả nằm gần như trên cùng một vĩ độ nhưng cách nhau trên 4.000 dặm, 6.400 km, ND về phía Tây hoặc phía Đông thì vẫn tương tự nhau hơn về khí hậu so với một vị trí cách dù chỉ 1.000 dặm, 1.600 km, ND. Nhưng về phía Nam, trên tất cả các lục địa, loại môi trường sống gọi là rừng mưa nhiệt đới chỉ bó hẹp trong khoảng 10 vĩ độ cách xích đạo, trong khi môi trường sống cây bụi địa trung hải như vùng Chaparral 42 của California và vùng rừng cây bụi của châu Âu nằm ở khoảng giữa vĩ độ 30 và vĩ độ 40. Nhưng sự nảy mầm, tăng trưởng và khả năng kháng bệnh của các loài cây được thích nghi với chính những đặc tính đó của khí hậu, những thay đổi theo mùa về độ dài của ngày, nhiệt độ và lượng mưa là những dấu hiệu kích thích cho hạt nảy mầm, mầm mọc thành cây và cây trưởng thành đơm hoa, nảy hạt và đơm quả. Mỗi quần thể cây trở nên được lập trình về di chuyển, thông qua chọn lọc tự nhiên, ngõ hầu đáp ứng với các dấu hiệu của chế độ mùa mà trong đó nó đã tiến hóa, các chế độ mùa này thay đổi rất nhiều theo vĩ độ. Chẳng hạn, ở xích đạo thì quanh năm ngày dài như nhau, nhưng ở các vĩ độ ôn đới thì ngày càng lúc càng dài ra từ đông chí đến hạ chí, sau đó lại ngắn dần trong nửa năm còn lại. Một sinh trưởng nghĩa là các tháng mà nhiệt độ và độ dài ngày là thích hợp cho cây cối sinh trưởng là ngắn nhất ở các vĩ độ cao và dài nhất ở gần xích đạo. Cây cối cũng thích nghi với các chứng bệnh phổ biến ở vĩ độ của chúng. Bất hạnh cho loài cây nào mà chương trình di truyền của nó chật khớp với vĩ độ của cánh đồng nơi nó được trồng. Hãy hình dung một nhà nông Canada ngốc nghếch đi trồng một giống ngô vốn đã được thích nghi để trồng ở Mexico mãi rất xa về phía nam. Cây ngô xui xẻo đó sẽ theo đúng chương trình di truyền đã thích nghi với hoàn cảnh Mexico mà chuẩn bị nảy mầm vào tháng 3, để rồi vẫn bị vùi sâu dưới ba thước tuyết. Cứ cho là cây đó được tái lập trình về di truyền để nảy mầm vào một thời điểm thích hợp hơn với Canada, cuối tháng 6 chẳng hạn, nó vẫn sẽ gặp khó khăn vào những mùa khác, các gen của nó sẽ vẫn ra lệnh cho nó tăng trưởng với tốc độ thong dong đủ cho nó lớn lên đến mức trưởng thành trong vòng 5 tháng. Đó là giải pháp an toàn tuyệt đối nếu ở khí hậu ôn hòa của Mexico, thế nhưng ở Canada chính giải pháp đó sẽ là thảm họa bởi cây sẽ bị xương giá mùa thu giết chết trước khi nó kịp nảy những bắp ngô trưởng thành. Cái cây đó cũng sẽ thiếu những gen kháng các bệnh của khí hậu phương Bắc, trong khi vẫn mang những gen kháng các bệnh của khí hậu phương Nam mà giờ đây đã hóa thành vô ích. Tất cả các đặc tính đó khiến cho những cây trồng thuộc vĩ độ thấp khó lòng thích nghi với điều kiện ở vĩ độ cao và ngược lại. Hậu quả là hầu hết cây trồng lưỡi liềm phí nhiều mọc tốt ở Pháp và Nhật nhưng mọc kém ở vùng xích đạo. Thú vật cũng thích nghi với các đặc tính của khí hậu có liên quan đến vĩ độ, về phương diện đó chúng ta là những con vật tiêu biểu bởi chúng ta chỉ cần tự xét mình là đủ hiểu. Một số người trong chúng ta không chịu được mùa đông rét mướt của phương Bắc, ngày thì ngắn ngủi lại có những vi trùng đặc thù của nó, trong khi những người khác lại không kham nổi khí hậu nóng miền nhiệt đới với những căn bệnh đặc thù của nó. Trong mấy thế kỷ gần đây, những người thực dân từ Bắc Âu mát mẻ thường thích di cư sang những miền có khí hậu mát mẻ tương tự ở Bắc Mỹ, Australia và Nam Phi và định cư tại những vùng cao nguyên mát mẻ ở Kenya hay New Guinea xích đạo. Những người Bắc Âu được cử tới những miền đất thấp nóng bức vùng nhiệt đới thường chết vì những bệnh như sốt rét, căn bệnh mà các dân tộc nhiệt đới ít nhiều đã có kháng thể di truyền. Đó là một phần nguyên nhân vì sao các loài thuần hóa của lưỡi liềm phỉ nhiều đã bành trướng về phía đông và phía tây nhanh đến vậy chúng đã sẵn thích nghi tốt với khí hậu các khu vực mà chúng đang bành trướng tới. Chẳng hạn, khi nghề trồng trọt đã băng qua các đồng bằng Hungary để đến Trung Âu vào khoảng 5.400 năm T giờ công nghệ, nó bành trướng nhanh đến nỗi những nhà nông đầu tiên trong khu vực rộng lớn từ Ba Lan đến Hà Lan về phía Tây, đang chú ý bởi những đồ gốm có hoa văn hình tuyến đặc thù đã xuất hiện gần. Như cùng một lúc, đến thời Jesus Christ, các loài ngũ cốc có nguồn gốc lưỡi liềm phì nhiêu đã mọc suốt trên gần 8.000 dặm, 12.800 km, nơi đây từ bờ Đại Tây Dương của Ireland đến bờ Thái Bình Dương của Nhật Bản. Hướng Tây Đông đó của lục địa Âu Á là khoảng cách trên đất liền lớn nhất trên trái đất. Như vậy, trục Tây Đông đã cho phép các cây trồng lưỡi liềm phì nhiêu nhanh chóng khởi động cho nền nông nghiệp xuất hiện trên suốt giải vĩ độ ôn đới từ Ireland đến thung lũng Ấn Hà và làm phong phú thêm nền nông nghiệp vốn đã phát sinh độc lập ở Đông Á. Ngược lại, các cây trồng Âu Á mà được thuần hóa đầu tiên ở xa bên ngoài lưỡi liềm phì nhiêu song trên cùng vĩ độ cũng có thể được phát tán ngược trở lại về lưỡi liềm phì nhiêu. Ngày nay, khi hạt giống được vận chuyển trên toàn thế giới bằng tàu thủy và máy bay, chúng ta thấy như là đương nhiên việc bữa ăn của mình là một món hổ lốn về địa lý. Một bữa ăn tiêu biểu trong nhà hàng ăn nhanh của Mỹ sẽ gồm có thịt gà, được thuần hóa đầu tiên ở Trung Hoa và khoai tây, từ vùng Andes hoặc Ngô, từ Mexico, được nêm nếm bằng tiêu, từ Ấn Độ và chiêu cho xuôi bữa bằng một tách cà phê gốc các từ Ethiopia. Thế nhưng, ngay từ 2.000 năm trước, người la mã đã nuôi sống mình bằng món hổ lốn gồm những thứ lương thực có gốc gác từ nơi khác trong các cây trồng la mã chỉ có yến mạch và anh túc là có tổ tiên ở ý cây trồng chính của la mã là các cây trồng sáng lập của vùng lưỡi niềm phỉ nhiêu được bổ sung bằng cây mộc qua nguồn gốc ở vùng cao ca sớt cây và thì là được thuần hóa ở trung á dưa chuột vừng và cây cam quýt từ ấn độ và gà gạo mơ đào và cây đuôi trồn gốc gác từ trung hoa ngay cả táo của người La Mã ít nhất cũng có nguồn gốc từ miền Tây Âu Á, chúng được trồng bằng kỹ thuật ghép vốn đã được phát triển tại Trung Hoa và bành trướng từ đó về phía Tây. Trong khi Âu Á là giải rất liền rộng nhất trên cùng một vĩ độ trên thế giới, do đó là ví dụ hùng hồn nhất cho sự bành trướng nhanh chóng các loài thuần hóa, vẫn có cả những ví dụ khác. Chẳng kém về tốc độ bành trướng như các cây trồng lưỡi liềm vì như là sự bành trướng về phía đông của các loài thuần hóa cận nhiệt đới vốn hình thành đầu tiên ở Nam Trung Hoa sau đó được bổ sung thêm khi phát tán đến Đông Nam Á. Philippines, Indonesia và New Guinea cận nhiệt đới. Trong vòng 1.600 năm, hành trang đó gồm cây trồng, chuối, khoai sọ và khoai lang và vật nuôi, gà, lợn và chó đã bành trướng đến hơn 5.000 dặm, 8.000 km, ND về phía đông ra Thái Bình Dương nhiệt đới, đến tận các đảo Polynesia. Một ví dụ tương tự nữa là sự bành trướng từ đông sang tây của cây trồng trong phạm vi vùng Sahel rộng lớn của châu Phi, nhưng các nhà cổ thực vật học hãy còn chưa truy tầm được thông tin chi tiết. Trái ngược với sự phát tán dễ dàng từ đông sang tây tại lục địa Âu Á là sự phát tán đầy khó nhọc theo hướng bắc nam của châu Phi. Hầu hết các cây trồng sáng lập của lưỡi liềm phì nhiêu đều đến Ai Cập rất nhanh, sau đó bành trướng về phía nam đến vùng cao nguyên mát mẻ của Ethiopia, đến đó thì dừng lại không bành trướng thêm nữa. Khí hậu địa trung hải của Nam Phi lẽ ra là lý tưởng cho các cây trồng đó, nhưng điều kiện nhiệt đới trải dài 2.000 dặm, 3.200 km, nơi đây giữa Ethiopia và Nam Phi là một rào ngăn không thể vượt qua. Thay vì vậy, nông nghiệp châu Phi về phía Nam Sahara đã khởi đầu bằng việc thuần hóa các loài cây dại, như lúa miến và khoai lang châu Phi vốn là loài bản địa ở vùng Sahel và Tây Phi nhiệt đới, thích nghi với nhiệt độ ấm, mùa hè nhiều mưa và độ dài ngày tương đối ổn định ở các vĩ độ thấp này. Tương tự, việc bành trướng về phía Nam của các loài gia súc lưỡi liềm phi nhiều ngang qua châu Phi đã bị ngăn trở hoặc kìm hãm bởi khí hậu và bệnh tật, nhất là bệnh trùng mũi khoan do ruồi xét xe truyền nhiễm loài ngựa chẳng bao giờ đứng chân được xa hơn về phía nam ngoài các quốc gia Tây Phi ở phía bắc xích đạo. Bước tiến của bò, cừu và dê bị khựng lại suốt 2.000 năm ở dưới phía bắc đồng bằng Serengeti, trong khi những loại hình kinh tế mới của loài người và những nòi gia súc mới đang được phát triển. Mãi tới năm 100 đến 200, nghĩa là 8.000 năm sau khi gia súc được thuần hóa ở lưỡi liềm phí nhiêu, bò, cừu và dê cuối cùng mới tới được Nam Phi. Các cây trồng châu Phi nhiệt đới cũng gặp khó khăn khi bành trướng về phía nam ở châu Phi, chỉ đến được Nam Phi cùng với các nhà nông người phi đen, người ban tu ngay sau khi các loài gia súc lưỡi liềm phỉ nhiều đã đến. Tuy nhiên, các cây trồng châu Phi nhiệt đới đó chẳng bao giờ vượt qua được dòng sông cá, Fish River của Nam Phi, chung đến đó là dừng bước vì phía bên kia sông là vùng khí hậu địa trung hải mà chúng không được thích nghi. Hệ quả là chiều hướng phát triển trong 2.000 năm trở lại đây của lịch sử Nam Phi mà ai cũng biết, một số dân tộc bản địa khoi san của Nam Phi, còn gọi là người hot ten tot và người bumen đã biết nuôi gia súc nhưng vẫn không trồng trọt dân số họ đâm ra ít ỏi và về phía đông bắc dòng sông cá họ bị giành chỗ bởi các nhà nông người châu phi đen những kẻ mà bước tiến về phương nam bị dòng sông đó chặn lại chỉ khi những người di cư từ châu âu đến vào năm 1652 bằng đường biển mang theo các cây trồng và gia súc có nguồn gốc từ lưỡi liềm phì nhiêu nông nghiệp mới trở nên thịnh vượng ở vùng khí hậu địa trung hải của nam phi sự xung đột giữa tất cả các dân tộc đó làm nên tấn bi kịch của nam phi hiện đại sự suy tàn nhanh chóng của người Khoai san do vi trùng và súng của châu âu một thế kỷ chiến tranh giữa người châu Âu và người da đen, lại thêm một thế kỷ áp bức chủng tộc, và giờ đây là nỗ lực chung của người châu Âu với người da đen nhằm tìm kiếm một mô thức cùng tồn tại trên những vùng đất xưa kỳ thuộc người. Khoi san cũng trái ngược với sự phát tán dễ dàng ở Âu Á là sự phát tán đầy khó nhọc dọc theo trục Bắc Nam của châu Mỹ. Khoảng cách giữa Trung Mỹ và Nam Mỹ, tỉ như giữa vùng cao nguyên Mexico với vùng cao nguyên Ecuador, chỉ là 1.200 dặm, 1.920 km, ND, đại khái bằng khoảng cách giữa vùng Ba Can với vùng Lưỡng Hà ở lục địa Âu Á. Vùng Ba Can có những điều kiện nuôi trồng lý tưởng cho hầu hết các cây trồng và vật nuôi của Lưỡng Hà và đã tiếp nhận các loài trên một cách trọn gói trong vòng 2.000 năm các loài này hình thành ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu. Sự bành trướng nhanh chóng đó đã chặn trước cơ hội thuần hóa cũng các loài đó và những loài tương cận ở vùng Ba Can, tương tự, cao nguyên Mexico và vùng Andes lẽ ra cũng đã thích hợp cho nhiều loài cây trồng và vật nuôi của nhau. Một ít cây trồng, đặc biệt là ngô Mexico, quả thật đã bành trướng được đến vùng kia vào thời tiền Columbus, nhưng các cây trồng và vật nuôi khác thì đã không bành trướng được từ Trung Mỹ đến Nam Mỹ hay ngược lại. Miền cao nguyên mát mẻ của Mexico lẽ ra có sẵn điều kiện lý tưởng để nuôi lạc đà lama, chuột ghi nê và trồng khoai tây, tất cả các loài này đã được thuần hóa ở vùng cao nguyên mát mẻ của dãy Andes Nam Mỹ. Thế nhưng, sự bành trướng về phương Bắc của các loài đặc sản Andes đó hoàn toàn bị chặn đứng bởi vùng đất thấp nóng nực trên vào ở Trung Mỹ. 5.000 năm sau khi Lạc Đà Lama được thuần hóa ở vùng Andes, người Omec, người Maya, người Aztec và tất cả các xã hội bản địa khác ở Mexico vẫn không có một loài vật nào để thù hàng, cũng chẳng có loài thú hữu nhũ nào nuôi để ăn thịt ngoại trừ chó. Ngược lại, loài gà tên nuôi của Mexico và cây hướng dương trồng của miền Đông Hoa Kỳ lẽ ra đã có thể sinh sôi nảy nở ở vùng Andes, nhưng sự bành trướng về phương Nam của chúng bị chặn lại bởi vùng khí hậu nhiệt đới chen vào giữa. Cái khoảng cách Bắc Nam vòn vẹn 700 dặm, 1.120 km, nơi đây đó đã ngăn không cho ngô, bí và đậu của Mexico đến được vùng Tây Nam Hoa Kỳ suốt hàng ngàn năm sau khi chúng được thuần hóa ở Mexico, còn ớt và cây chen po của Mexico thậm chí chẳng bao giờ đến được đó vào thời tiền. Sử, suốt hàng ngàn năm sau khi ngô đã được thuần hóa ở Mexico, nó vẫn không bành trướng được lên phía Bắc vào vùng phía Đông Hoa Kỳ bởi khí hậu ở đó mát hơn và mùa sinh trưởng ngắn hơn. Vào một thời điểm nào đó giữa năm 1 và năm 200, Rốt cuộc ngô cũng xuất hiện ở phía đông Hoa Kỳ song chỉ như một loài cây trồng rất tự yếu. Mãi đến năm 900, sau khi người ta đã phát triển được những giống ngô chịu được rét thích nghi với khí hậu phương Bắc thì nền nông nghiệp dựa trên căn bản cây ngô mới có thể góp phần vào sự hưng thịnh của xã hội phức tạp nhất của người Anh điên bản địa, nền văn hóa Mississippi, một sự hưng thịnh ngắn ngủi đã chấm dứt sau. Khi những vi trùng của người châu Âu đến cùng với Columbus và sau đó, ta hãy nhớ lại rằng hầu hết cây trồng lưỡi liềm phỉ nhiêu, qua nghiên cứu về di truyền đều cho thấy chúng xuất phát chỉ từ một quá trình thuần hóa duy nhất quá trình này tạo ra một loài cây trồng bành trướng nhanh đến nỗi nó chặn trước mọi sự thuần hóa sơ khai cũng loài đó hoặc các loài tương cận ở các khu vực khác ngược lại nhiều cây trồng có vẻ phổ biến rộng khắp của châu mỹ bản địa lại tỏ ra là gồm những loài có họ hàng hay thậm chí của những giống khác nhau về di truyền của cùng một loài vốn đã được thuần hóa độc lập ở trung mỹ nam mỹ và miền đông hoa kỳ các loài họ hàng gần có thể thay thế nhau về mặt địa lý là giữa rau rền đỗ Chenopo, ớt, bông vải, bí và thuốc lá, những giống khác nhau của cùng một loài có thể thay thế nhau là giữa đậu tây, đậu lima, cây ớt Capsicum nense và cây bí Cucumita pepo. Việc cùng một loài cây được thuần hóa độc lập nhiều lần ở nhiều nơi có thể chứng minh thêm cho sự phát tán chậm chạp của các cây trồng dọc theo trục Bắc Nam của châu Mỹ. Như vậy, châu Phi và châu Mỹ là hai lục địa lớn nhất có trục chủ yếu là Bắc Nam và do đó là tốc độ phát tán chậm của các loài. Ở một số khu vực khác của thế giới, sự phát tán chậm theo hướng Bắc Nam cũng có vai trò quan trọng tuy ở quy mô nhỏ hơn. Chẳng hạn, cây trồng đã được trao đổi với tốc độ chậm như rùa giữa thung lũng Ấn Hà của Pakistan với miền Nam Ấn Độ, sản xuất lương thực từ Nam Trung Hoa đã bành trướng một cách chậm chạp vào bán đảo Malaysia và sản xuất lương thực của Indonesia và New Guinea nhiệt đới trong thời tiền sử đã không thể nào đến được những vùng canh tác. Màu mỡ ngày nay tại Tây Nam và Đông Nam Australia, hai góc này của Australia giờ đây là những vợ lúa mì của lục địa Úc nhưng chúng nằm cách xích đạo những 2.000 dặm, 3.200 km, nề về phía nam. Phải chờ đến khi những cây trồng từ châu Âu xa xôi, vốn đã thích nghi với khí hậu ôn hòa và mùa sinh trưởng ngắn của châu Âu, đến được đó trên những con tàu của châu Âu thì nghề nông ở đó mới bắt đầu xuất hiện. Tôi đã dừng lại lâu ở vấn đề vĩ độ, vốn chỉ cần liếc bản đồ là có ngay minh chứng rõ ràng, bởi đó là một yếu tố quyết định chủ chốt cho khí hậu, điều kiện sinh trưởng và việc bành chứng dễ dàng của sản xuất lương thực. Tuy vậy, vĩ độ dĩ nhiên không phải là yếu tố quyết định duy nhất trong việc này, và không phải bất cứ lúc nào những địa điểm kề cận nhau trên cùng một vĩ độ đều có chung khí hậu như nhau, mặc dù nhất định là có độ dài ngày như nhau. Những rào chắn về địa hình và sinh thái trên một số lục địa này rõ rệt hơn so với một số lục địa khác và là trở ngại quan trọng cho sự phát tán các loài trong phạm vi lục địa đó. Chẳng hạn, sự phát tán cây ngô giữa vùng Tây Nam Hoa Kỳ và Đông Nam Hoa Kỳ rất chậm và kén chọn mặc dù hai vùng đó nằm trên cùng vĩ độ, đó là do hầu hết vùng Texas và miền Nam đồng bằng lớn chen giữa hai vùng đó đều khô giáo và không thích hợp cho trồng trọt. Một ví dụ tương ứng ở lục địa Âu Á là vùng biên phía đông của các cây trồng lưỡi liềm phí nhiêu, vốn đã bành trướng nhanh chóng về phía tây đến Đại Tây Dương và về phía đông đến thung lũng Ấn Hà mà không gặp rào cản nào đáng kể. Tuy nhiên, xa hơn về phía đông Ấn Độ thì khí hậu lại chuyển từ mưa chủ yếu vào mùa mưa sang mưa chủ yếu vào mùa hè, điều này góp phần kìm hãm sự bành trướng của nghề nông bao gồm nhiều loại cây trồng và kỹ thuật canh tác khác nhau vào vùng đồng bằng sông Hàng phía đông bắc Ấn Độ. Xa hơn nữa về phía đông, các vùng ôn đới của Trung Hoa bị cách ly khỏi các vùng phía Tây Âu Á có khí hậu tương tự bởi hàng rào thiên nhiên gồm sa mạc Trung Á, cao nguyên Tây Tạng và dãy Himalaya hợp lại. Vì vậy, sự phát triển sơ khởi của sản xuất lương thực tại Trung Hoa là độc lập với sự phát triển sản xuất lương thực tại lưỡi liềm phì nhiêu trên cùng vĩ độ và dẫn đến sự ra đời những cây trồng hoàn toàn khác. Tuy nhiên, ngay cả những rào cản đó giữa Trung Hoa với phía Tây lục địa Âu Á ít nhất cũng đã phần nào bị vượt qua trong thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên khi cây lúa mì, lúa mạch và loài ngựa từ Tây Á đã đến được Trung Hoa. Vì thế cho nên, cùng là khoảng cách 2.000 dặm, 3.200 km theo hướng bắc nam, nhưng khoảng cách ấy có là rào cản hay không thì còn tùy điều kiện từng nơi. Nên sản xuất lương thực của vùng lưỡi liềm vì nhiêu đã vượt qua một khoảng cách như vậy để bành trướng về phía nam đến Ethiopia. Và nền sản xuất lương thực Bantu đã bành trướng nhanh chóng từ vùng hồ lớn của châu Phi về phía Nam đến NATO của Nam Phi bởi trong cả hai trường hợp những khu vực chen giữa hai đầu cũng đều có. Chế độ mưa tương tự và đều thích hợp cho nông nghiệp. Ngược lại, sự phát tán cây trồng từ Indonesia về phía Nam đến miền Tây Nam Australia lại hoàn toàn không thể, và sự phát tán qua một khoảng cách ngắn hơn nhiều giữa Mexico đến miền Tây Nam và Đông Nam Hoa Kỳ thì chậm chạp bởi những vùng chen giữa lại là sa mạc hoàn toàn không trồng trọt được gì. Việc thiếu một cao nguyên có độ cao lớn ở Trung Mỹ về phía nam Guatemala, cùng với đoạn thắt quá hẹp của Trung Mỹ về phía nam Mexico đặc biệt là ở Panama, ít nhất cũng có vai trò quan trọng như khoảng cách về vĩ độ trong việc kìm hãm sự trao đổi cây trồng và vật nuôi giữa cao nguyên Mexico với vùng Andes. Những khác biệt về hướng trục có ảnh hưởng đến không chỉ sự phát tán của sản xuất lương thực mà của cả các công nghệ và phát minh khác, chẳng hạn vào khoảng 3.000 năm tây giờ. Công nghệ phát minh bánh xe ở vùng Tây Nam Á hoặc gần đó đã bành trướng nhanh chóng về phía Tây và phía Đông qua hầu hết lục địa Âu Á chỉ trong vòng vài thế kỷ, trong khi bánh xe được phát minh độc lập ở Mexico thời tiền sử chưa bao giờ bành trướng được về phía Nam đến vùng núi Andes. Tương tự, nguyên lý viết theo ký tự chữ cái, vốn được phát triển ở phần phía Tây của lưỡi liềm vì nhiều khoảng 1.500 năm tây giờ công nghệ, đã bành trướng về phía Tây đến Cathit và về phía Đông đến tiểu lục địa Ấn Độ chỉ trong khoảng 1.000 năm, nhưng các hệ chữ viết Trung Mỹ vốn từng hưng thịnh vào thời tiền sử trong ít nhất 2.000 năm đã không bao giờ đến được vùng Andes. Lẽ tự nhiên, bánh xe và chữ viết không có liên hệ trực tiếp đến vĩ độ và độ dài ngày như các loài cây trồng. Tuy nhiên, mối liên hệ đó là gián tiếp, đặc biệt là thông qua các hệ thống sản xuất lương thực và hệ quả của chúng. Những bánh xe xưa nhất là một phần của những chiếc xe do bò kéo dùng để vận chuyển sản phẩm nông nghiệp. Chữ viết thời kỳ đầu vốn chỉ dành cho giới đặc tuyển được nuôi sống bởi các nông dân sản xuất lương thực, và chỉ để phục vụ những mục đích của các xã hội sản xuất lương thực vốn phức tạp về kinh tế và xã hội, chẳng hạn như ban truyền lệnh của nhà vua, kiểm kê hàng hóa, ghi chép sổ sách đối với quan lại. Nói chung, những xã hội có tham gia vào sự trao đổi tích cực các loài cây trồng, vật nuôi và kỹ thuật có liên quan đến sản xuất lương thực thì cũng có nhiều khả năng tham gia vào những sự trao đổi khác. Bài hát America Beautiful, nước Mỹ đẹp mang tinh thần ái quốc của người Mỹ khơi dậy trước mắt chúng ta, người Mỹ, nở đê những bầu trời bao la bát ngát, những làn sóng lúa màu hồ phách trải dài tít tắp từ biển này đến tận biển kia thật ra bài hát đó đã nói ngược lại thực tế về địa lý cũng như tại châu phi việc phát tán các loài cây trồng và vật nuôi bản địa ở châu mỹ đã bị chậm lại bởi những bầu trời nhỏ hẹp và các rào cản môi trường không có làn sóng lúa bản địa nào từng trải dài tít tắp từ bờ đại tây dương đến bờ thái bình dương của bắc mỹ từ canada đến patagonia hay từ ai cập đến nam phi trong khi những làn sóng lúa mì và lúa mạch màu hồ phách quả thật đã trải dài tít tắp từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương ngang qua những bầu trời bao. La của lục địa Âu Á Sự bành trướng nhanh chóng đó của nông nghiệp Âu Á, so với sự bành trướng y ạch của nông nghiệp châu Mỹ bản địa và nông nghiệp châu Phi hạ Sahara, đã đóng một vai trò, như phần sau của sách này sẽ cho thấy trong sự phát tán nhanh hơn của chữ viết, ngành luyện kim, công nghệ và các đế quốc tại lục địa Âu Á nêu ra dạ hết những khác biệt đó không phải là để nói rằng cây trồng nào được phân bố rộng rãi hơn thì ưu việt hơn hoặc chứng minh rằng các nông dân đầu tiên ở lục địa âu á khéo léo hơn tài trí hơn thay vì vậy điều này chỉ phản ánh hướng trục của lục địa âu á so sánh với hướng trục của châu mỹ hay châu phi vận mệnh lịch sử xoay quanh chính các trục này Chương 11, tặng phẩm chết người của gia súc đến nay ta đã lần ngược về lịch sử để xem sản xuất lương thực đã nảy sinh như thế nào ở một ít trung tâm và từ đó đã bành trướng nhanh chậm khác nhau đến thế nào sang các khu vực khác. Những khác biệt địa lý đó chính là lời đáp hệ trọng và tối hậu cho câu hỏi của Jelly về việc tại sao dân tộc này lại khác dân tộc khác đến vậy về sức mạnh và sự dồi dào sung túc. Tuy nhiên, bản thân sản xuất lương thực không phải là nguyên nhân trực tiếp. Khi đánh nhau một đối một, một nông dân trần trụi chẳng có ưu thế nào trước một người săn bắt hái lượm trần trụi cả. Thay vì vậy, Tại sao nhà nông lại có sức mạnh vượt trội một phần là bởi sản xuất lương thực có thể nuôi sống những quần thể dân cư đông đúc hơn nhiều? Khi đánh nhau, 10 nông dân trần trụi cầm chắc là có ưu thế so với một người săn bắt hái lượm trần trụi. Mặt khác, trên thực tế, chẳng nhà nông lẫn người săn bắt hái lượm nào là trần trụi cả, ít nhất là không trần trụi theo nghĩa ẩn dụ. Các nông dân có xu hướng thở ra nhiều vi trùng độc hại hơn, có vũ khí và áo giáp tốt hơn, nói chung là sở hữu những kỹ thuật mạnh mẽ hơn và sống dưới sự cai quản của những chính phủ tập trung hóa với những giới tinh hoa biết chữ có khả năng tiến hành tốt hơn những cuộc chiến tranh chinh phục. Từ đó, bốn chương kế tiếp sẽ khảo sát xem làm cách nào cái nguyên nhân tối hậu là sản xuất lương thực đã dẫn đến những nguyên nhân trực tiếp là vi trùng, chữ viết, công nghệ và chính phủ tập trung hóa. Về những mối liên hệ giữa gia súc và cây trồng với vi trùng, tôi có một ví dụ minh họa không thể nào quên, ấy là một trường hợp xảy ra trong bệnh viện mà tôi được biết thông qua người bạn làm bác sĩ, hồi bạn tôi hãy còn là một bác sĩ mới chập chững vào nghề có lần người ta gọi anh ấy đến một phòng bệnh để khám cho một cặp vợ chồng đang căng thẳng vì một căn bệnh bí hiểm đã vậy hai vợ chồng còn gặp khó khăn trong việc nói cho nhau hiểu và cho anh bạn của tôi hiểu người chồng là một ông nhỏ nhắn rụt rè bị lao do một loại vi trùng chưa thể xác định gây ra lại chỉ biết võ vẽ chút tiếng anh đóng vai thông dịch là cô vợ xinh đẹp của ông ta chị ta cứ lo sốt võ về tình trạng của chồng và sợ chết khiếp trước khung cảnh bệnh viện thấy gì cũng lạ bạn tôi cũng đang rất căng thẳng vì phải bù đầu với công việc ở bệnh viện suốt cả tuần, lại phải căng óc cố hình dung xem những nhân tố rủi ro không bình thường nào đã dẫn tới căn bệnh lạ lùng nọ. Nỗi căng thẳng khiến bạn tôi quên đánh rằng ở trường người ta luôn dạy phải biết tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân. Anh đã phạm sai lầm chết người khi yêu cầu người phụ nữ hỏi chồng xem liệu ông ta đã có hành vi tính dục nào có thể khiến bị lây nhiễm không. Dưới con mắt quan sát của ông bác sĩ, người chồng đỏ lên như gấc, co rúm người lại khiến trông anh ta càng nhỏ con hơn nữa cô sao cho biến mất dưới tấm chăn, cứ ấp úng từng lời bằng giọng hầu như không nghe được. Cô vợ bất thần thét lên đầy phẫn nộ, tiến lại gần, trồm xuống, cao lửng lững phía trên anh ta. Bác sĩ chưa kịp ngăn thì cô ta đã vừa lấy một cái chai nặng bằng kim loại, vận hết sức bình sinh dáng lên đầu chồng rồi xâm sầm ra khỏi phòng. Phải mất một hồi lâu bác sĩ mới cứu sống được anh chồng và còn phải mất thời gian hơn thế mới luận ra nổi tới những câu tiếng anh cọc cạch của anh ta rằng anh ta đã nói gì để khiến vợ nổi cơn tam bành như vậy lời giải đáp dần dần lộ ra anh ta thú nhận đã nhiều lần có quan hệ tính giao với cừu trong chuyến về thăm nông trại của gia đình gần đây có lẽ đó là nguyên nhân khiến anh ta đã nhiễm giống vi trùng kỳ bí đó chuyện này thoạt nghe có vẻ chỉ là ngoại lệ hiếm có và không thể có ý nghĩa gì lớn song trên thực tế nó minh họa cho một vấn đề có tầm quan trọng to lớn ấy là những căn bệnh ở người có nguồn gốc từ động vật rất ít ai trong chúng ta yêu loài cừu theo nghĩa tính dục như ông bệnh nhân này nhưng hầu hết chúng ta yêu các loài thú cưng như chó hay mèo theo nghĩa tinh thần. Với tư cách xã hội, chắc chắn là chúng ta có một lòng yêu thích thái quá đối với cừu và các loài gia súc khác, xét từ việc chúng ta nuôi chúng với số lượng quá ư đông đảo. Chẳng hạn, tại thời điểm thống kê gần đây, cả nước Úc chỉ có 17.085.400 người nhưng lại nuôi đến 161.600.000 con cừu, đủ thấy người Úc yêu loài cừu đến mức nào. Một số người lớn chúng ta, trẻ con thì lại càng nhiều hơn bị lây bệnh truyền nhiễm từ thú nuôi, thường thì chúng chỉ gây chút bực mình nho nhỏ, sau một vài căn bệnh đã tiến hóa thành những thứ nghiêm trọng hơn nhiều. Nguyên nhân tử vong của con người trong suốt lịch sử gần đây, đậu mùa, cúm, lao, sốt rét, dịch hạch, sởi và dịch tả đều là những bệnh truyền nhiễm đã tiến hóa từ các căn bệnh ở loài vật. Mặc dù thật nghịch lý rằng hầu hết các vi trùng gây bệnh truyền nhiễm ở người ngày nay đều chỉ gây bệnh cho người mà thôi. Bởi các căn bệnh từng là tác nhân giết người lớn nhất, cho nên chúng cũng đồng thời là những tác nhân có vai trò quyết định hình thành nên lịch sử cho đến thế chiến thứ hai số người chết vì các vi trùng nảy sinh trong điều kiện chiến tranh cao hơn số người chết vì bị thương trong chiến đấu các sách sử nhà binh vốn chuyên tán dương các vị tướng rõ ràng là đã quá đơn giản hóa cái sự thật nhãn tiền này kẻ thắng các cuộc chiến trong quá khứ không phải bao giờ cũng là các đạo quân có những vị tướng tài ba nhất và vũ khí hùng hậu nhất mà chẳng qua chỉ là những đạo quân mang những thứ vi trùng độc hại nhất để lây nhiễm cho kẻ địch mà thôi Ví dụ tàn nhẫn nhất cho vai trò của vi trùng trong lịch sử là các cuộc chinh phục của người châu Âu đối với châu Mỹ, mà khởi đầu là chuyến hải hành của Columbus vào năm 1492. Dẫu số người châu Mỹ bản địa chết bởi tay các nhà chinh phục Tây Ban Nha tàn bạo là nhiều đến đâu đi nữa, con số đó chẳng thấm vào đâu so với số người chết bởi các loài vi trùng giết người có xuất xứ từ Tây Ban Nha. Tại sao sự trao đổi các giống vi trùng tàn hại giữa châu Mỹ và châu Âu lại bất cân bằng đến vậy? Tại sao các căn bệnh của người châu Mỹ bản địa đã không giết chết hầu hết quân xâm lược Tây Ban Nha, bánh chướng ngược sang châu Âu và quét sạch 95% dân số châu Âu? Những câu hỏi tương tự cũng nảy sinh đối với trường hợp nhiều dân tộc bản địa khác đã bị giết gần hết bởi các loài vi trùng của lục địa Âu Á, cũng như trường hợp những người châu Âu lẽ ra đã có thể chinh phục vùng nhiệt đới châu Phi và châu Á nhưng đã chết gần hết trước khi kịp làm được đó. Như vậy, việc nhiều căn bệnh của con người có nguồn gốc từ động vật là nguyên nhân ẩn đằng sau những mẫu hình lớn của lịch sử loài người cũng như đằng sau một số vấn đề quan trọng nhất về sức khỏe loài người ngày nay, ta hãy nhớ lại S, một căn bệnh đã bành trướng với tốc độ bùng nổ ở loài người mà hình như đã. Tiến hóa từ một virus cư trú ở loài khỉ hoang dã châu Phi, chương này sẽ bắt đầu bằng việc xét xem bệnh là gì và tại sao một số vi trùng đã tiến hóa sao cho làm chính chúng ta, con người bị bệnh, trong khi hầu hết các loài sinh vật khác không làm cho con người bệnh. Ta sẽ xét xem tại sao nhiều căn bệnh truyền nhiễm quen thuộc nhất với chúng ta lại lây lan thành dịch, chẳng hạn như đại dịch AIDS hiện nay và cái chết đen, dịch hạch từng diễn ra vào thời Trung Cổ. Sau đó ta sẽ xét xem làm cách nào tổ tiên các loài vi trùng mà ngày nay chỉ gây bệnh cho người đã tự chuyển từ các vật chủ ban đầu là loài vật sang người. Cuối cùng, ta sẽ xem nếu chúng ta thấu hiểu rằng nhiều bệnh truyền nhiễm ở người có nguồn gốc từ loài vật, điều đó sẽ giúp ta ra sao trong việc giải thích về sự trao đổi vi trùng vốn đã diễn ra chớp nhoáng và hầu như một chiều giữa người châu Âu và người châu Mỹ bản địa. Lẽ tự nhiên, chúng ta có xu hướng suy nghĩ về các căn bệnh từ quan điểm của chính mình, ta có thể làm gì để tự cứu mình và giết vi trùng, hãy quét sạch những quân vô lại và đừng bao giờ thèm quan tâm xem động cơ của chúng là gì. Tuy nhiên, trong cuộc sống nói chung, có hiểu rõ kẻ thù thì mới hạ được kẻ thù, điều này đặc biệt đúng với ngành y. Vì vậy ta hãy bắt đầu bằng cách tạm gác những thiên kiến của con người qua một bên mà hãy xét các căn bệnh từ quan điểm của vi trùng. Nói gì thì nói, vi trùng cũng là một sản phẩm của chọn lọc tự nhiên như chúng ta thôi. Khi gây bệnh cho chúng ta bằng những cách kỳ khôi, chẳng hạn như làm cơ quan sinh dục của chúng ta đau hoặc làm ta tiêu chảy, vi trùng được lợi lộc gì về phương diện tiến hóa? Và tại sao vi trùng cứ phải tiến hóa để có thể giết chết chúng ta? Câu hỏi sau này dường như đặc biệt khó hiểu và mâu thuẫn, bởi khi vi trùng giết chết vật chủ thì đồng thời nó cũng tự giết mình. Về cơ bản, vi trùng tiến hóa cũng như mọi loài khác. Quá trình tiến hóa là để lựa chọn những cá thể nào có hiệu năng cao nhất trong việc sinh con đẻ cái và giúp con cái phát tán đến những nơi thích hợp nhất để sống đối với vi trùng việc phát tán này có thể định nghĩa theo cách toán học là số lượng nạn nhân bị lây nhiễm mới từ mỗi bệnh nhân ban đầu con số này tùy ở chỗ mỗi nạn nhân có khả năng lây nhiễm cho các nạn nhân mới trong thời gian bao lâu và vi trùng có thể chuyển từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác một cách hữu hiệu đến đâu vi trùng đã sáng tạo ra nhiều cách đa dạng để phát tán từ người này sang người khác và từ loài vật sang người vi trùng nào phát tán giỏi hơn thì sinh con đẻ cái nhiều hơn và rốt cuộc là loài có ưu thế trong quá trình chọn lọc tự nhiên nhiều triệu chứng bệnh của chúng ta trên thực tế chỉ phản ánh việc một loài vi trùng chết dẫm khôn ngoan nào đó đang tiến hành điều chỉnh cơ thể hoặc hành vi của chúng ta sao cho chúng ta trở thành phương tiện phát tán vi trùng cách nhẹ nhàng nhất để vi trùng có thể phát tán là cứ đợi đến khi được chuyển một cách thụ động sang nạn nhân kế tiếp đó là chiến lược được áp dụng bởi các vi trùng chuyên đợi cho vật chủ này bị vật chủ kế tiếp ăn thịt chẳng hạn quẩn san monel làm mà ta thường lây khi ăn trứng hay thịt đã bị nhiễm loài run về bệnh run xoắn thường lây từ lợn sang người bằng cách đợi đến khi con người giết lợn để ăn thịt mà không nấu kỹ và loài sán gây bệnh sán tròn mà những người thích ăn món sushi của nhật đôi khi mắc phải do ăn cá sống các loài ký sinh này chuyển từ một con vật bị ăn thịt sang người nhưng loài virus gây bệnh cười dù ở vùng cao new guinea thì lại thường chuyển từ người sang người do tục ăn thịt người bệnh lây nhiễm khi trẻ con vùng này phạm sai lầm trí tử là liếm ngón tay mình sau khi nghịch mỡ ốc tươi mà mẹ chúng vừa cắt bỏ từ xác những người chết vì bệnh du đang chờ được nấu một số vi trùng không đợi đến khi vật chủ cũ chết và bị ăn thịt mà quá giang theo nước dãi của một con côn trùng vừa cắn vật chủ cũ xong thì bay đi tìm vật chủ mới cuộc quá giang không mất tiền này diễn ra nhờ phương tiện là mũi bạo chết cháy giận hay ruồi xét xe làm phát tán bệnh sốt rét dịch hạch sốt ban đỏ hay bệnh ngủ trong số những cách phát tán qua trung gian thụ động này cách bẩn thỉu nhất là của những vi trùng chuyên xâm nhập vào bào thai của người đàn bà và lây nhiễm cho đứa trẻ ngay từ khi mới ra đời nhờ áp dụng cho láo cá này các vi trùng gây bệnh giang mai, bệnh sợ Đức, rubella và nay là bệnh S đang gây ra những vấn đề nan giải về đạo đức mà những ai tin vào một vũ trụ dựa trên nền tảng sự công bằng đều đang phải vật lộn một cách tuyệt vọng hầu giải quyết nó. Những vi trùng khác thì nói một cách hình tượng, tự tay giải quyết vấn đề. Chúng làm thay đổi cấu trúc giải phẫu hoặc hành vi của vật chủ sao cho có thể đẩy nhanh việc giúp chúng chuyển đổi vật chủ. Xét theo quan điểm của chúng ta, những cơn đau ở bộ phận sinh dục do các bệnh đường sinh dục như giang mai gây nên là một sự sỉ nhục đầy ghê tởm tuy nhiên xét theo quan điểm của vi trùng đó chẳng qua là một phương sách hữu ích nhằm buộc một vật chủ này giúp cấy vi trùng vào một lỗ mở trên cơ thể một vật chủ khác những tổn thương ra do bệnh đậu mùa gây nên cũng làm phát tán vi trùng theo cách tương tự qua tiếp xúc cơ thể một cách gián tiếp hay trực tiếp đôi lúc rất gián tiếp chẳng hạn như khi người mỹ da trắng với quyết tâm quét sạch những người châu mỹ bản địa thù địch gửi làm quà cho đám người châu mỹ kia những chiếc chăn tử được bệnh nhân đậu mùa sử dụng còn dữ dội hơn thế là giải pháp được sử dụng bởi vi trùng bệnh cúm bệnh cảm lạnh thường và bệnh ho gà, chúng buộc bệnh nhân ho hoặc hắt hơi, qua đó tung ra hàng đám vi trùng về phía những người có khả năng trở thành vật chủ mới. Tương tự, vi trùng dịch tả làm cho bệnh nhân tiêu chảy ồ ạt, qua đó phát tán vi trùng vào nguồn nước mà những người có thể trở thành vật chủ mới đang sử dụng, trong khi vi trùng gây bệnh sốt xuất huyết Triều Tiên thì tự phát tán theo đường nước tiểu chuột. Về khả năng làm biến đổi hành vi của vật chủ thì không gì địch nổi với vi trùng bệnh dại, loài này không chỉ chui vào nước dãi của chó bị nhiễm, mà còn buộc con chó đó lên cơn điên cắn lung tung và qua đó làm nhiều nạn nhân mới nhiễm bệnh theo. Song về khoản chịu khó vận động tay chân thì giải quán quân phải trao cho những loài như run móc và sán máng, ấu trùng của loài này theo phân của vật chủ ra ngoài và sống trong trong nước hoặc dưới đất một thời gian, sau đó thì đào xuyên qua da mà xâm nhập vào vật chủ mới. Như vậy, xét từ quan điểm của chúng ta thì đau cơ quan sinh dục, tiêu chảy và ho là những triệu chứng bệnh, còn xét theo quan điểm của vi trùng, đó là những sách lực tiến hóa thông minh để chúng có thể phát tán, Chính vì vậy vi trùng mới quan tâm đến việc làm cho con người phải bệnh. Nhưng tại sao vi trùng lại tạo ra một chiến lược rõ ràng là tự hủy diệt chính mình khi nó giết chết vật chủ? Từ quan điểm của vi trùng, chuyện đó chẳng qua chỉ là một sản phẩm phụ ngoài dự kiến, an ủ làm sao cho chúng ta. Của các triệu chứng ở vật chủ nhằm phát tán vi trùng sao cho hiệu quả, phải, một bệnh nhân dịch tả nếu như không được chữa trị thì cuối cùng có thể sẽ chết vì tiêu chảy ổ ạt với tốc độ vài lít một ngày. Tuy nhiên, ít nhất là trong một thời gian ngắn khi bệnh nhân đó còn sống, Vi trùng ta đã được hưởng lợi bởi chúng ta hồ phát tán vào nguồn nước của các bệnh nhân mới. Giả sử mỗi bệnh nhân lây nhiễm cho bình quần ít nhất một nạn nhân mới thì vi trùng vẫn phát tán được cho dù vật chủ đầu tiên chết đi chăng nữa. Chúng ta khảo sát những mối quan tâm của vi trùng một cách khách quan không thiên kiến vậy là đủ rồi. Giờ chúng ta hãy quay lại những mối quan tâm vị kỷ của mình. Sao cho ta luôn sống và khỏe mạnh bằng cách giết những con vi trùng chết dẫm. Một cách phản ứng thông thường của chúng ta khi bị lây nhiễm là lên cơn sốt. Một lần nữa. Ta đã quá quen coi cơn sốt là triệu chứng bệnh, cứ như nó sinh ra vì đương nhiên phải có mà không nhằm phục vụ mục đích gì, song sự điều tiết nhiệt độ cơ thể ta được kiểm soát bằng hệ di truyền chứ đâu có xảy ra một cách tình cờ. Vài loại vi trùng vốn nhạy cảm với cái nóng hơn so với cơ thể ta, bằng cách nâng cao nhiệt độ cơ thể, thực ra chúng ta đang cố nung nóng cho chết lũ vi trùng kia trước khi chính mình bị nung đến chết, một cách phản ứng thông thường khác của chúng ta là huy động hệ miễn dịch. Bạch huyết cầu và các tế bào khác của chúng ta tích cực truy tìm và giết các vi trùng lạ. Các kháng thể cụ thể mà chúng ta dần dần tạo ra để chống lại một loại vi trùng cụ thể đang nhiễm và ta sẽ giúp ta ít có khả năng bị nhiễm lại căn bệnh đó một khi đã được chữa lành. Tất cả chúng ta đều biết qua kinh nghiệm rằng có vài loại bệnh chẳng hạn như cúm và cảm lạnh thông thường, với chúng sự đề kháng của ta chỉ là tạm thời, ta có thể mắc lại các bệnh đó dễ dàng. Tuy nhiên, với các bệnh khác như sởi, quay bị, rubella, bệnh ho gà và bệnh đậu mùa mà ngày nay ta đã đánh bại được, thì một khi đã bị nhiễm một lần và cơ thể đã tạo kháng thể, ta sẽ được miễn dịch suốt đời với bệnh đó, ấy là nguyên lý của việc tiêm phòng. Để kích thích cơ thể tạo kháng thể mà không phải thực sự nhiễm bệnh, người ta cấy vào bên trong ta một số vi trùng đã chết hoặc đã bị làm suy yếu, than ôi, một số vi trùng tinh khôn không chịu khuất phục cơ chế phòng thủ miễn dịch của chúng ta. Một số biết lừa chúng ta bằng cách biến đổi các màu phân tử của mình, cái gọi là kháng nguyên của chúng mà kháng thể của chúng ta có thể nhận diện. Việc các dòng vi trùng cúm mới với những kháng nguyên khác nhau không ngừng tiến hóa hoặc xoay vòng chính là nguyên nhân tại sao dù bạn đã mắc bệnh cúm cách đây 2 năm nhưng năm nay vẫn có thể lại mắc cũng bệnh đó với một dòng vi trùng khác. Sốt rét và bệnh ngủ là những thứ vi trùng còn danh ma hơn trong khả năng nhanh chóng thay đổi kháng nguyên của mình. Lào cá nhất trong mọi thứ vi trùng là vi trùng bệnh S, biết tạo ra những kháng nguyên mới ngay trong khi nó đang cư trú bên trong một bệnh nhân duy nhất nên rốt cuộc lấn át cả hệ miễn dịch của người đó phản ứng phòng vệ chậm chạp nhất của chúng ta là thông qua chọn lọc tự nhiên quá trình này làm thay đổi tần số kiểu gen của chúng ta từ thế hệ này sang thế hệ khác đối với hầu hết các căn bệnh một số người có khuynh hướng đề kháng tốt hơn nhờ di truyền so với những người khác khi xảy ra dịch những người có gen đề kháng được với đúng loại vi trùng đó sẽ có khả năng sống sót cao hơn so với những người không có gen đó hệ quả là trong quá trình lịch sử những quần thể người thường xuyên phải tiếp xúc với một tác nhân gây bệnh nhất định rốt cuộc đều đi đến chỗ có một tỷ lệ cao những cá thể mang ghen đề kháng với bệnh đó đơn giản vì những cá thể nào chẳng may không có ghen đó thì khó lòng sống sót đặng lưu truyền đen của mình cho còn cái nói thế chỉ là để an ủi phần nào thôi chắc bạn lại nghĩ vậy cái phản ứng tiến hóa này chẳng hề mang lại điều tốt lành nào cho những cá thể phải chết vì dễ mắc bệnh do di truyền kia tuy nhiên chính nhờ vậy mà một quần thể người với tư cách tổng thể sẽ trở nên đề kháng tốt hơn với tác nhân gây bệnh nọ có nhiều ví dụ về cơ chế phòng thủ mang tính di truyền này, dĩ nhiên là với một cái giá phải trả, ấy là gen tế bào lưỡi liềm mà nhờ nó người da đen châu Phi có thể đề kháng với bệnh sốt rét, gen tay sắc giúp người do thái ắt cờ 43 chống lại bệnh lao và gen sờ nang giúp người Bắc Âu đề kháng. Với bệnh tiêu chảy do vi trùng, nói ngắn gọn, sự tương tác của chúng ta với hầu hết các loài, chẳng hạn với loài chim ruồi, không hề khiến hoặc chúng ta hoặc chim ruồi bị bệnh, cả chúng ta lẫn chim ruồi đều không phải tạo ra cơ chế phòng thủ đặng đối phó với nhau. Mối quan hệ hòa bình đó giữa chúng ta với chim ruồi sở dĩ tồn tại lâu dài được là nhờ chim ruồi không cần nhờ đến chúng ta để phát tán con cái chúng, hoặc không phải dùng cơ thể chúng ta làm thức ăn. Thay vì vậy chim ruồi đã tiến hóa theo hướng sống bằng mật hoa và sâu bọ, những thứ này chúng có thể tìm được bằng cách dùng đôi cánh của mình. Nhưng vi trùng thì lại tiến hóa theo lối sống bằng dưỡng chất bên trong cơ thể chúng ta, chúng lại chẳng có cánh để có thể đến được cơ thể của một nạn nhân mới một khi nạn nhân ban đầu đã chết hoặc đề kháng được. Vì vậy, nhiều phi trùng đã phải chế ra nhiều mánh lưới để có thể phát tán giữa những người có thể trở thành nạn nhân, và nhiều mánh lưới trong số đó là những gì mà chúng ta cảm nhận như là triệu chứng bệnh. Chúng ta đã tạo ra những mánh lưới của riêng mình để đối phó, rồi đến lượt mình vi trùng lại chế ra những mánh lưới mới để chống lại các mánh lưới của chúng ta. Chúng ta và các tác nhân gây bệnh của chúng ta giờ đây bị khóa chặt vào một cuộc canh đua tiến hóa ngày một tăng cấp mà trong đó kẻ nào thua thì giá phải trả là cái chết, còn chọn lọc tự nhiên thì đóng vai trọng tài giờ ta hãy xét xem cuộc canh đua này diễn ra dưới dạng nào. Chiến tranh chấp nhoáng hay chiến tranh du kích? Giả sử ta tính số trường hợp một căn bệnh truyền nhiễm cụ thể xảy ra ở một khu vực địa lý nhất định, rồi quan sát xem con số đó thay đổi thế nào qua thời gian, chúng ta sẽ thấy mẫu hình thay đổi này khác nhau rất nhiều tùy từng căn bệnh. Đối với một số bệnh chẳng hạn như sốt rét hay run kim thì tháng nào và năm nào cũng xuất hiện thêm những ca mới trong cùng một khu vực bị nhiễm. Tuy nhiên, những căn bệnh được gọi là truyền nhiễm thì không gây ra một ca nào trong suốt một thời gian dài sau đó thì gây ra ổ ạt hàng loạt ca, sau đó lại không một ca nào trong suốt một thời gian. Trong số các bệnh truyền nhiễm này, cũng là căn bệnh đặc biệt quen thuộc với hầu hết người Mỹ, từng có một số năm là những năm đặc biệt tồi tệ đối với người Mỹ, nhưng lại là những năm tuyệt vời đối với vi trùng cúm. Bệnh dịch tả thì xảy ra cách quãng dài hơn, trong đó trận dịch năm 1991 ở Peru là trận đầu tiên xảy ra ở tân thế giới trong suốt thế kỷ 20. Mặc dù các trận dịch cúm và dịch tả ngày nay đều là sự kiện được báo chí đăng lên trang nhất, sau ngày xưa, khi y học hiện đại chưa xuất hiện thì các bệnh truyền nhiễm từng đáng sợ hơn thế rất nhiều. Trận dịch lớn nhất trong lịch sử loài người là trận dịch cúm đã giết chết 21 triệu người vào cuối thế chiến thứ nhất. Cái chết đen, dịch đậu mùa đã giết chết một phần tư dân số châu Âu từ năm 1342 đến năm 1352, ở một số thành phố tỷ lệ người chết lên đến 70%. Hồi tuyến đường sắt Thái Bình Dương của Canada đang được xây dựng ngang qua vùng xe Saskatchewan vào đầu thập niên 1880, những người trồng Mỹ bản địa sống ở vùng đó, vốn trước kia chưa từng gặp người da trắng và các vi trùng của họ đã chết như dạng bệnh lao với tỷ lệ không tin nổi là 9% một năm. Các bệnh truyền nhiễm xảy ra với con người dưới dạng đại dịch chứ không phải đều đặn từng ít một thường đều có một số đặc tính chung. Trước hết, chúng phát tán nhanh chóng và hữu hiệu từ một người bị nhiễm sang những người khỏe mạnh xung quanh, hậu quả là toàn bộ quần thể đều bị nhiễm trong một thời gian ngắn. Thứ hai, chúng là những bệnh cấp tính, nghĩa là, trong một thời gian ngắn, bệnh nhân hoặc chết hoặc bình phục hoàn toàn thứ ba những ai may mắn trong chúng ta hồi phục được thì sẽ có kháng thể giúp miễn dịch với bệnh đó trong một thời gian dài có thể là trong suốt phần đời còn lại của ta cuối cùng các bệnh này có xu hướng chỉ xảy ra cho người các vi trùng gây những bệnh này có xu hướng không sống trong đất hoặc trong các con vật khác cả bốn đặc tính này đều đúng với những căn bệnh truyền nhiễm quen thuộc thời thơ ấu đối với người mỹ như sởi rubella quai bị ho gà và đậu mùa cũng dễ hiểu tại sao bốn đặc tính này hợp lại làm cho một căn bệnh nào đó có xu hướng xảy ra thành dịch. Vi trùng phát tán nhanh và triệu chứng diễn ra nhanh khiến cho tất cả mọi người trong một quần thể người cục bộ nhanh chóng bị lây nhiễm và chẳng bao lâu sau hoặc sẽ chết hoặc sẽ phục hồi và trở nên miễn dịch, chẳng ai còn sống sót mà lại có thể bị tái nhiễm cả. Nhưng bởi vi trùng không thể sống ở đâu khác ngoài cơ thể những người sống cho nên căn bệnh biến đi cho đến khi một lứa con cái mới của loài người đạt tới độ tuổi có thể nhiễm bệnh và cho đến khi một người bị lây nhiễm đến từ bên ngoài mang theo mầm bệnh để khởi đầu một trận dịch mới. Một ví dụ minh họa kinh điển cho những căn bệnh xảy ra thành dịch là lịch sử bệnh sở trên các đảo biệt lập ở Đại Tây Dương gọi là quần đảo Pha Ezoe. -E. Một trận dịch sởi nghiêm trọng đã lan sang quần đảo Pha Ezoe -E vào năm 1781 rồi biến mất dần sau đó quần đảo này không bị dịch sởi lại lần nào nữa cho đến khi một tay thợ làm thảm bị nhiễm bệnh trên một con tàu từ Đan Mạch đặt chân lên quần đảo vào năm 1846, thì trong vòng 3 tháng, hầu như toàn bộ cư dân pha Edo e do e, 7.782 người đã mắc bệnh sởi, người thì chết kẻ thì hồi phục, sau đó vi trùng sởi lại biến mất cho đến khi trận dịch kế tiếp bùng ra. Nghiên cứu cho thấy sởi có xu hướng biến mất dần ở bất cứ quần thể người nào có dân số dưới nửa triệu người. Chỉ trong một quần thể đông hơn, bệnh mới có thể chuyển từ khu vực này sang khu vực khác nhờ vậy mà tồn tại dài dẳng cho đến khi có đủ trẻ con ra đời ở khu vực bị nhiễm đầu tiên để bệnh có thể lại quay về khu vực đó. Những gì đúng đối với bệnh sởi ở pha e, do e thì cũng đúng với bất cứ căn bệnh truyền nhiễm cấp tính quen thuộc nào ở bất cứ đâu trên thế giới. Để có thể tồn tại được, chúng cần một quần thể người đủ đông và mật độ đủ cao để ngay tại thời điểm lẽ ra bệnh đã bắt đầu suy yếu thì đã có sẵn một lứa trẻ em dễ lây nhiễm mới. Vì vậy, bệnh sởi và các bệnh tương tự còn được gọi là những căn bệnh của đám đông. Hiển nhiên, các bệnh của đám đông không thể tự mình tồn tại ở những bộ lạc săn bắt hái lượng và những quần thể làm nông theo lốt đốt rừng làm rẫy. Như những chuyện bi thảm từng xảy ra với người Anh điên vùng Amazonia và dân đảo Thái Bình Dương ngay ở thời nay xác nhận, hầu như toàn bộ một bộ lạc có thể bị quét sạch vì một trận dịch do một người lạ từ bên ngoài đến, bởi không ai trong bộ lạc đó có sẵn kháng thể chống lại phi trùng kia. Chẳng hạn, vào mùa đông năm 1902, một trận dịch kiết lị do một thủy thủ trên con tàu đánh cá ách tiếp mang lại đã giết chết 51 trong số 56 người Eskimo Salemil, một bộ tộc người sống rất biệt lập trên đảo Southampton ở vùng bắc cực của Canada. Ngoài ra, sởi và một số bệnh của đám đông khác có xu hướng giết chết những người lớn nhiễm bệnh hơn là trẻ em, thế mà tất cả người lớn trong bộ tộc đó đều nhiễm bệnh. Ngược lại, người châu Mỹ hiện đại hiếm khi nhiễm bệnh sởi nếu là người lớn bởi hầu hết hoặc đã từng mắc bệnh sởi hoặc đã được tiêm vaccine sởi khi còn nhỏ sau khi giết chết hầu hết người dân trong bộ lạc, trận dịch biến mất. Dân số ít ỏi của các bộ lạc không chỉ là nguyên nhân tại sao các quần thể người ấy không thể duy trì các trận dịch từ bên ngoài đến trong một thời gian dài, mà còn là nguyên nhân tại sao họ không bao giờ có khả năng tự tạo ra những căn bệnh truyền nhiễm của chính mình đặng lây nhiễm trở lại cho những kẻ từ xa. Đến, tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là những quần thể ít người chẳng bao giờ mắc bất cứ bệnh truyền nhiễm nào, họ cũng bị lây nhiễm, song chỉ nhiễm một số căn bệnh nhất định. Một số được gây ra bởi những vi trùng có khả năng sống trong các loài vật hoặc trong đất, hệ quả là bệnh không biến mất mà vẫn thường xuyên có khả năng nhiễm cho người. Chẳng hạn, virus bệnh sốt hoàng nhiệt được mang trong mình các con khỉ hoang châu Phi, chính vì vậy nó luôn luôn có thể lây cho các quần thể người sống ở nông thôn tại châu Phi, từ đó chúng được mang theo những con tàu buôn nô lệ xuyên đại dương mà lây nhiễm cho khỉ và người ở tân thế giới. Lại có những căn bệnh truyền nhiễm khác lây cho các cộng đồng ít người, ấy là những bệnh kinh niên như bệnh phong và bệnh ghẻ cóc do bệnh phải mất thời gian rất lâu mới giết chết người bệnh nên người bệnh vẫn sống như một kho chứa vi trùng mà lây nhiễm cho các thành viên khác trong bộ lạc. Chẳng hạn, vùng Kazimui Basim ở vùng cao nguyên New Guinea nơi tôi làm việc vào thập niên 1960 có một cộng đồng dân cư biệt lập chỉ có mấy ngàn người sinh sống, nhóm người này có tỷ lệ mắc bệnh phong cao nhất thế giới, khoảng 40%. Cuối cùng, các cộng đồng ít người cũng dễ mắc những bệnh truyền nhiễm không gây chết người mà chúng ta chưa được miễn dịch, hậu quả là cùng một người có thể bị nhiễm lại sau khi đã phục hồi đó là trường hợp bệnh run chỉ và nhiều bệnh ký sinh khác. Tất cả các căn bệnh đó, đặc trưng cho các quần thể nhỏ sống biệt lập, ắt phải là những căn bệnh lâu đời nhất của loài người. Đó là những căn bệnh mà chúng ta đã có thể tạo ra và duy trì trong suốt những triệu năm đầu tiên trong lịch sử tiến hóa của chúng ta, khi toàn bộ dân số loài người hãy còn ít ỏi và sống manh muốn những căn bệnh đó cũng đồng thời là hoặc tương tự với những căn bệnh của họ hàng gần gũi nhất của chúng ta là loài đầy ươi lớn châu Phi, ngược lại, các căn bệnh của đám đông mà chúng ta đã nói tới trên đây chỉ có thể phát sinh cùng với sự hình thành những quần thể người đông đúc, dày đặc. Sự hình thành đó khởi đầu cùng với sự xuất hiện nền nông nghiệp vào khoảng 10.000 năm trước, sau đó thì tăng tốc cùng với sự ra đời các thành thị vào mấy ngàn năm trước. Trên thực tế, niên đại sớm nhất được kiểm chứng của nhiều căn bệnh truyền nhiễm quen thuộc đều gần ngày nay đến độ đáng kinh ngạc khoảng 1600 năm tây giờ, công nghệ với bệnh đậu mùa, suy ra từ những vết sẹo trên da một xác ướp Ai Cập, 400 năm tây giờ, công nghệ với bệnh quai bị, 200 năm tây giờ. Công nghệ với bệnh phong, năm 1840 với bệnh bại liệt và năm 1959 đối với S. Tại sao việc phát sinh nền nông nghiệp lại kích thích sự hình thành các bệnh truyền nhiễm lây lan trong đám đông ở loài người? Một nguyên nhân vừa được kể trên đây, đó là nhờ có nông nghiệp cho nên mới có những quần thể người đông đúc với mật độ cao hơn nhiều so với thời gian bắt hái lượng bình quân cao hơn từ 10 đến 100 lần. Ngoài ra, những người săn bắt hái lượm thường xuyên di chuyển, để lại sau lưng mình những đống phân tích tụ đầy vi trùng và ấu trùng run sắn. Nhưng các nhà nông thì định cư và sống ngay giữa rác thải của chính mình, do vậy vi trùng chỉ cần di chuyển một quãng ngắn là có thể đi từ cơ thể người này sang nước uống của người kia. Một số quần thể làm nông nghiệp còn vô tình giúp cho vi trùng và run sán của chính mình dễ dàng phát tán sang các nạn nhân khác hơn nữa bởi thói quen dùng phân và nước tiểu làm phân bón giải đầy lên các cánh đồng nơi mọi người làm việc. Nền nông nghiệp tưới tiêu và nghề nuôi cá mang lại điều kiện sinh sống lý tưởng cho những con ốc mang mầm bệnh sán báng và những con sán lá gan chuyên đào xuyên qua da chân con người khi họ lội qua vũng nước chứa đầy phân. Các nhà nông định cư dần già không chỉ sống giữa phân của chính mình mà còn giữa các loài gặm nhấm mang mầm bệnh vốn nghe mùi lương thực dự trữ mà mò đến. Những chỗ phát quang rừng của các nhà nông châu Phi cũng là môi trường sinh sản lý tưởng cho loài mối mang mầm bệnh sốt rét nếu việc ra đời nghề nông đã là cơ hội tốt cho các phi trùng của chúng ta, thì việc ra đời các thành thị lại càng là cơ hội tốt hơn gấp bội, bởi lại có thể những quần thể người sống ken dày hơn nữa và dung dưỡng những điều kiện vệ sinh còn tồi hơn nữa. Mãi đến đầu thế kỷ 20 dân cư đô thị châu Âu rốt cuộc mới trở nên tự ổn định, còn trước đó những dòng di cư liên tục của các nông dân khỏe mạnh từ thôn quê lên thành thị là cần thiết để bù cho việc cư dân thành phố thường xuyên chết vì các căn bệnh của đám đông. Một cơ hội tốt nữa cho vi trùng là sự xuất hiện những con đường thương mại quốc tế mà vào thời đế quốc La Mã đã nối liền một cách hữu hiệu các quần thể dân cư của châu Âu, châu Á và Bắc Phi làm hình thành một cơ sở sinh sản khổng lồ cho các loại vi trùng. Đó chính là lúc bệnh đậu mùa rốt cuộc cũng bén đến La Mã, cái gọi là trận dịch Antoninu từng giết chết hàng triệu công dân La Mã trong khoảng từ năm 165 đến năm 180. Tương tự, bệnh dịch hạch xuất hiện đầu tiên ở châu Âu với tên gọi trận dịch Zatinian, 542 đến 543. Song mãi đến đại dịch cái chết đen năm 1346 thì dịch hạch mới ập xuống châu Âu với toàn bộ sức mạnh, khi một con đường thương mại mới trên đường bộ với Trung Hoa cho phép những bộ lông thú chứa đầy giận nhiễm bệnh từ các vùng bị dịch hoành hành ở Trung Á đi dọc theo trục đông tây của Âu. Á à, mà đến châu Âu, ngày nay, nhờ máy bay phản lực mà thậm chí những chuyến bay xuyên lục địa dài nhất cũng hóa ra ngắn hơn thời gian tồn tại của bất cứ căn bệnh truyền nhiễm nào ở loài người. Chính vì vậy mà một chiếc máy bay của hãng Aerolínea Argentina khi dừng cánh ở Lima, thủ đô Peru vào năm 1991 đã cho phép hàng chục người nhiễm bệnh tả cũng trong ngày hôm đó bay sang tận thành phố Los Angeles nơi tôi ở, cách Lima những 3.000 km. Sự bùng nổ việc người Mỹ du lịch khắp thế giới, cùng với sự bùng nổ các dòng người di cư đến Mỹ, đang khiến nước Mỹ biến thành một chốn tụ cư mới, lần này không phải của các chủng người khác nhau mà là của các loại vi trùng mà trước đây người Mỹ vẫn cho rằng chỉ gây ra những căn bệnh lạ lẫm tận những xứ xa. Rồi nào đó. Như vậy, khi dân số loài người trở nên đủ đông và đủ tập trung, chúng ta đạt đến một giai đoạn trong lịch sử khi mà rốt cuộc chúng ta có thể làm hình thành và duy trì những căn bệnh của đám đông vốn chỉ giới hạn trong loài của chúng ta, song kết luận đó lại đưa đến một nghịch lý. Trước đó thì những căn bệnh kia chưa hề tồn tại, chúng đã phải phát sinh như những căn bệnh hoàn toàn mới, vậy thì những căn bệnh mới kia từ đâu ra mới được? Gần đây người ta dần dần tìm ra bằng chứng nhờ tiến hành nghiên cứu phân tử về bản thân các vi trùng gây bệnh. Đối với nhiều loại vi trùng gây những căn bệnh đặc thù ở chúng ta, các nhà sinh học phân tử giờ đây có thể xác định những họ hàng gần gũi nhất của con vi trùng. Các họ hàng đó cũng được chứng minh là tác nhân gây các bệnh truyền nhiễm của đám đông, song là những bệnh chỉ giới hạn ở một số loài gia súc và thú nuôi của chúng ta, cả ở loài vật cũng vậy. Các bệnh truyền nhiễm đòi hỏi phải có những quần thể lớn, mật độ dày đặc, và không phải bất cứ con nào cũng bị. Các bệnh này xảy ra chủ yếu ở các loài sống theo bầy nên có những quần thể đủ lớn. Vì vậy, khi chúng ta đã thuần hóa những loài vật sống theo bầy như bò và lợn thì chúng đã nhiễm sẵn những căn bệnh truyền nhiễm chỉ chờ cơ hội để lây sang người. Chẳng hạn, virus sởi có họ hàng gần nhất với virus gây bệnh Zinzepe 44, căn bệnh truyền nhiễm tệ hại này tấn công bò và nhiều loài hữu nhũ nhai lại khác nhưng không tấn công người, đến lượt mình, sởi lại không tấn công bò. Sự tương cận giữa virus sởi với virus gây bệnh dengue gợi ý rằng loài sau đã chuyển từ bò sang người. Sau đó, thì tiến hóa thành virus sởi bằng cách thay đổi các thuộc tính của nó để thích nghi với chúng ta. Sự chuyển vị đó hoàn toàn chẳng có gì lạ nếu ta nhớ lại rằng nhiều nông dân sống và ngủ ngay bên cạnh bò và phân, nước tiểu, hơi thở, những chỗ đau và máu của chúng. Sự thân thiết của chúng ta với loài bò đã kéo dài suốt 9.000 năm từ khi chúng ta thuần hóa chúng, quá đủ thời gian để virus gây bệnh Zinzepe phát hiện ra con người ở ngay bên cạnh chúng. Như minh họa ở bảng 11.1, các bệnh truyền nhiễm quen thuộc khác của loài người cũng có thể truy nguyên nguồn gốc về những căn bệnh ở các loài vật gần gũi với chúng ta. Cứ xét theo chỗ chúng ta gần gũi thế nào với những loài vật chúng ta yêu thì ắt hẳn chúng ta thường xuyên bị dội bom bởi các loại vi trùng của chúng, những kẻ xâm lược đó được sàng lọc dần qua chọn lọc tự nhiên, chỉ một số ít trong đó thành công trong việc tự biến mình thành mầm gây bệnh ở người. Một sự khảo sát nhanh các căn bệnh hiện nay sẽ cho phép ta lần theo 4 giai đoạn tiến hóa để một căn bệnh ở loài vật trở thành một căn bệnh chỉ có ở người. Giai đoạn thứ nhất được minh họa bởi hàng tá căn bệnh mà thỉnh thoảng ta vẫn lây trực tiếp từ các loài gia súc và thú nuôi trong nhà. Đó là các bệnh sốt do mèo cào lây từ mèo, bệnh trùng xoắn móc câu, leptopy do si lây từ chó, bệnh virus vẹt, co si lây từ gà và vẹt, bệnh du lo si lây từ bò. Tương tự, chúng ta cũng có thể lây bệnh từ các loài thú hoang như bệnh sốt thỏ. Tulazemia mà các thợ săn có thể bị nhiễm khi lột da thỏ hoang. Tất cả các vi trùng đó hãy còn ở giai đoạn đầu của sự tiến hóa thành tác nhân chỉ gây bệnh ở người. Chúng hãy còn chưa phát tán trực tiếp từ người này sang người khác, và thậm chí việc lây từ thú sang người cũng còn chưa phổ biến. Bảng 11.1, những tạng phẩm chết người từ các loài vật bạn của chúng ta, bệnh ở người, con vật mang tác nhân gây bệnh gần gũi nhất, sời, bò, bệnh zinzepe, lao, bò, đậu mùa. Bò, Bệnh đậu mùa ở loài vật hoặc loài gia súc khác mang virus đậu mùa có liên quan, cúm, lợn và vịt, ho gà, lợn, chó, sốt rét, chim, gà và vịt. Ở giai đoạn thứ hai, một tác nhân gây bệnh vốn chỉ ở loài vật đã tiến hóa đến mức có thể lây trực tiếp từ người sang người và gây ra dịch. Tuy nhiên, dịch này biến mất dần vì một trong nhiều nguyên nhân, như là bệnh bị chữa khỏi bởi các loại thuốc hiện đại hoặc khi tất cả mọi người xung quanh đã bị nhiễm rồi cho nên hoặc đã trở nên miễn dịch hoặc đã chết. Chẳng hạn, một chứng bệnh sốt mà trước kia người ta chưa biết có tên gọi là Oni -ong, Ong đã xuất hiện ở Tây Phi vào năm 1959 và lây cho hàng mấy triệu người châu Phi. Bệnh này có lẽ phát sinh từ một loài virus ở khỉ và lây sang người qua muối. Việc các bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh và trở nên miễn dịch khiến cho căn bệnh mới nhanh chóng biến mất, cần gũi hơn với người Mỹ là chứng sốt Fort Bragg. Cái tên được đặt cho một căn bệnh trùng xoắn móc câu mới bùng phát ở Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1942 và nhanh chóng biến mất một căn bệnh chết người biến mất vì nguyên nhân khác là bệnh cười ở New Guinea, lây nhiễm vì tục ăn thịt người và do một loài virus hoạt động chậm gây ra, bệnh này chưa có ai khỏi được. Du, tên bệnh này đang trên đường tiêu diệt hoàn toàn bộ lạc pho ré gồm 20.000 người ở New Guinea cho tới khi chính phủ Úc thiết lập quyền kiểm soát vùng này vào khoảng năm 1959 khiến cho tục ăn thịt người chấm dứt và do đó việc lan truyền bệnh Du cũng chấm dứt theo. Y văn thế giới đầy rẫy những tường trình về các căn bệnh thoạt nghe chẳng giống gì với những căn bệnh quen thuộc ngày nay nhưng đã từng có lúc gây ra những trận dịch khủng khiếp rồi biến mất cũng một cách bí ẩn như khi xuất hiện. Bệnh vã mồ hôi Anh Quốc vốn từng quét qua châu Âu từ năm 1485 đến năm 1552 làm cả châu lục này khiếp đảm và bệnh mồ hôi Picazie ở Pháp vào thế kỷ 18 và 19 chỉ là hai trong nhiều căn bệnh truyền nhiễm đã biến mất từ lâu trước khi. Y học phát minh ra được các phương pháp xác định vi trùng gây bệnh, tiêu biểu cho giai đoạn thứ ba trong sự tiến hóa của các căn bệnh chính ở người là các tác nhân gây bệnh vốn chỉ giới hạn ở loài vật nhưng nay đã trở thành bệnh chỉ có ở người, không, hoặc chưa. Biến mất và vẫn còn có thể trở thành tác nhân chính gây tử vong ở người xong cũng có thể không. Tương lai vẫn còn rất chưa rõ ràng đối với bệnh sốt la sa gây ra bởi một virus có lẽ phát sinh từ các loài gạm nhấm. Sốt la sa được phát hiện lần đầu vào năm 1969 ở Nigeria, nơi nó gây ra một căn bệnh chết người có sức lây lan đáng sợ đến nỗi dù chỉ một ca duy nhất xuất hiện cũng đủ để các bệnh viện ở Nigeria phải đóng cửa. Tiến hóa xa hơn thế là bệnh lai gây ra bởi một loài xoắn khuẩn mà chúng ta nhiễm phải khi bị cắn bởi những con ve sống trên mình chuột và hươu. Mặc dù những ca đầu tiên được biết đến ở người tại Hoa Kỳ chỉ mới xuất hiện vào năm 1962 sau bệnh lume đã đạt tới quy mô dịch ở nhiều vùng của đất nước này. Tương lai của bệnh S vốn có nguồn gốc từ virus ở khỉ và được ghi nhận lần đầu tiên ở người vào khoảng năm 1959 lại còn vững chắc hơn thế nữa, nhìn từ góc độ con virus. Tiêu biểu cho giai đoạn cuối cùng trong sự tiến hóa này là những căn bệnh truyền nhiễm chính mà từ lâu đã định hình là chỉ xảy ra ở người. Những căn bệnh này, ắt hẳn là những kẻ cuối cùng sống sót sau cuộc tiến hóa từ chỗ tác nhân gây bệnh của loài vật sang người, trong khi hầu hết các ứng viên khác đều đã thất bại. Những gì thực sự diễn ra trong các giai đoạn đó khi một căn bệnh chỉ xảy ra ở loài vật tự chuyển hóa thành một căn bệnh chỉ xảy ra ở người, một trong những sự chuyển hóa đó là thay đổi vật chủ trung gian trực tiếp. Khi một phi trùng đã thích nghi với việc phát tán nhờ vật chủ trung gian là một loài động vật chân đốt thì, lúc chuyển sang vật chủ mới, nó có thể cũng buộc phải tìm một vật chủ trung gian mới. Chẳng hạn, bệnh sốt phát ban thoạt tiên chỉ lây nhiễm giữa những con chuột qua trung gian là bọ chết sống trên mình chuột, thế rồi chính con bọ chết này cũng đủ để phát tán bệnh từ chuột sang người trong một thời gian. Cuối cùng, virus bệnh sốt phát ban khám phá ra rằng con giận sống trên cơ thể người là một phương pháp hữu hiệu hơn nhiều để chúng có thể di chuyển trực tiếp từ người này sang người khác. Ngày nay khi hầu hết người Mỹ không còn giận trên người nữa, bệnh sốt phát ban lại tìm ra một con đường mới để xâm nhập chúng ta. Chúng nhiễm vào những con sóc bay ở miền đông Bắc Mỹ, sau đó thì nhiễm vào những người mà gác xếp nhà họ là nơi ở cho loài sóc bay. Nói ngắn gọn, những căn bệnh tiêu biểu cho một quá trình tiến hóa đang diễn tiến và vi trùng thích nghi qua chọn lọc tự nhiên với các vật chủ và vật chủ trung gian mới. Nhưng, so sánh với cơ thể bò, cơ thể chúng ta có những hệ phòng thủ miễn dịch khác, những loài giận khác, phân và thành phần hóa học cũng khác. Trong môi trường mới đó vi trùng phải tạo ra những cách mới để sống còn và tự phát tán. Trong một số trường hợp tiêu biểu, các bác sĩ hay bác sĩ thú y đã thực sự có cơ hội quan sát vi trùng tạo ra những cách mới này. Những ca được nghiên cứu kỹ nhất là khi bệnh u nhầy, bisoma to si nhiễm vào loài thỏ châu Úc, người ta đã quan sát được con virus gây bệnh này, vốn cư trú ở một giống thỏ hoang tại Brazil, gây một trận dịch tàn hại ở loài thỏ nhà tại châu Âu vốn là một loài khác hẳn. Thế là con virus này được cố tình đưa sang Úc vào năm 1950 với hy vọng sẽ tiệt trừ được loài thỏ châu Âu mà người ta đã chót dại mang đến Úc vào thế kỷ 19 và giờ đây đã sinh sôi nảy nở tràn lan ở lục địa này. Trong năm đầu tiên bệnh u nhầy đã giết chết 99,8% số thỏ bị nhiễm, làm hài lòng các bác nông dân Úc. Nhưng thật chẳng may cho các nông dân, sang năm thứ hai thì tử suất ở thỏ tụt xuống còn 90% và cuối cùng còn vỏn vẹn 25%, khiến người ta chẳng còn hy vọng gì diệt sạch được giống thỏ này ra khỏi Úc. Vấn đề ở chỗ con virus gây bệnh này đã tiến hóa theo hướng đáp ứng quyền lợi của chính nó, mà quyền lợi đó khác với quyền lợi của chúng ta cũng như của loài thỏ. Con virus đã thay đổi theo hướng giết chết ít thỏ hơn và cho phép những con thỏ bị nhiễm sống được lâu hơn trước khi chết. Kết quả là, nhờ ít gây chết chóc hơn, Virus có thể phát tán ra nhiều con thỏ hơn so với căn bệnh nguyên thủy vốn độc hại hơn, gây chết nhiều hơn. Muốn xem một ví dụ tương tự ở người, chúng ta chỉ cần xét sự tiến hóa đáng ngạc nhiên của bệnh giang mai. Ngày nay, hai căn bệnh có liên quan trực tiếp với giang mai là đau cơ quan sinh dục, ngờ enita soze và một căn bệnh tiến triển rất chậm, nhiều bệnh nhân bị mắc bệnh nếu không được chữa trị cũng phải sau nhiều năm mới chết. Tuy nhiên, khi giang mai được ghi nhận chắc chắn lần đầu tiên tại châu Âu vào năm 1495, các mụn mủ của bệnh thường phủ kín người nạn nhân từ đầu xuống tận gối, làm thịt rơi khỏi mặt nạn nhân và dẫn đến cái chết trong vòng vài tháng. Đến năm 1546, giang mai đã tiến hóa thành căn bệnh với những triệu chứng mà tất cả chúng ta đều biết ngày nay, rõ ràng là cũng như với bệnh u nhầy, vi khuẩn giang mai nhờ tiến hóa theo hướng giữ cho nạn nhân lâu chết hơn nên có thể phát tán con cái mình sang nhiều nạn nhân khác hơn. Tầm quan trọng của các vi trùng gây chết người trong lịch sử nhân loại được minh họa rõ ràng qua việc người châu Âu chinh phục và làm chết hầu hết cư dân ở tân thế giới. Số người châu Mỹ bản địa chết trên giường vì các vi trùng của Âu Á cao hơn rất nhiều so với số người chết trên chiến trường vì súng và gươm của người Âu. Các vi trùng này đã sói mòn sức kháng cự của người Anh điên bằng cách giết chết gần hết người Anh điên cùng các lãnh tụ của họ và khiến những người sống sót nhụt hết nhuệ khí. Chẳng hạn, vào năm 1519, Co Té đổ bộ lên bờ biển Mexico cùng 600 người Tây Ban Nha để chinh phục đế quốc Aztec với dân số nhiều triệu người và một đội quân hùng mạnh. Việc Co Té đến được thủ đô Tetit lán của đế quốc Aztec, sau đó thoát được mà chỉ mất 2 phần 3 lực lượng của mình và lại mở được đường máu quay về bờ biển minh họa cho cả ưu thế quân sự của người Tây Ban Nha lẫn sự ngây thơ ban đầu của người Aztec. Nhưng khi Co Té tấn công ác liệt lần thứ hai, người Aztec không còn ngây thơ nữa mà chiến đấu hết sức ngoan cường để giữ từ con phố này sang con phố khác. Cái giúp cho người Tây Ban Nha có ưu thế quyết định chính là bệnh đậu mùa vốn đã đổ bộ sang Mexico vào năm 1520 cùng với một nô lệ bị nhiễm bệnh đến từ Cuba thuộc Tây Ban Nha. Trận dịch từ đó sinh ra đã giết chết gần một nửa dân số Aztec trong đó có cả hoàng đế cu Lá. Những người Aztec sống sót thì mất hết tinh thần trước căn bệnh bí hiểm đã giết chết bao nhiêu người Aztec nhưng lại không đụng đến người Tây Ban Nha, cứ như là quảng bá cho sự bách chiến bách thắng của người Tây Ban Nha vậy. Dân số Mexico ban đầu là 20 triệu, đến năm 1618 đã tụt hẳn xuống còn vòn vẹn 1,6 triệu người. Tương tự, Pizarro cũng đã gặp may khi đổ bộ lên bờ biển Peru vào năm 1531 với 168 thuộc hạ để chinh phục đế quốc Inca đông tới hàng triệu người. May cho Pizarro và thật không may cho người Inca, bệnh đậu mùa đã lan đến xứ này bằng đường bộ từ khoảng năm 1526, giết chết hầu hết dân số Inca kể cả hoàng đế Nakapak và người được chỉ định kế vị ông ta. Như ta đã thấy ở chương 3, Việc nai vàng bị bỏ trống đã đưa tới hậu quả là Atahualpa và Huaca, hai con trai khác của Nazca, gây cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn và Pizarro chỉ việc lợi dụng để chinh phục. Sự Inca vốn đã bị chia rẽ. Nói đến những xã hội đông dân nhất ở Tân thế giới vào năm 1492, chúng ta có xu hướng chỉ nghĩ đến người Aztec và người Inca. Chúng ta quên rằng Bắc Mỹ cũng từng là nơi có những xã hội anh điên đông đúc ở chính nơi hợp lý nhất là thung lũng sông Mississippi, một trong những vùng nông nghiệp chủ phú nhất của Hoa Kỳ ngày nay. Tuy nhiên, trong trường hợp Bắc Mỹ, các nhà chinh phục người châu Âu đã không hề góp phần trực tiếp vào việc hủy diệt các xã hội đó, mà chính các vi trùng Âu Á, vốn bành trướng đến đó trước con người, đã làm tất cả. Khi Henan Jose Soto trở thành nhà chinh phục người châu Âu đầu tiên hành quân ngang qua vùng Đông Nam Hoa Kỳ vào năm 1540, ông đã đi qua những thành thị của người Anh điêng bị bỏ hoang từ hai năm trước đó bởi dân cư đã chết sạch vì bệnh dịch. Những trận dịch đó đã lây lan từ những người Anh điên vùng duyên hải bị nhiễm bệnh bởi những người Tây Ban Nha đặt chân lên bờ biển. Các vi trùng của người Tây Ban Nha phát tán vào nội địa nhanh hơn bản thân người Tây Ban Nha. De Soto vẫn có cơ hội nhìn thấy một số thành thị Anh điên có dân cư đông đúc dọc theo vùng hạ lưu Mississippi. Sau khi cuộc hành quân của ông kết thúc, phải mất một thời gian dài sau đó người châu Âu mới lại đặt chân đến thung lũng Mississippi. Nhưng các vi trùng Âu Á giờ đã chắc chân ở Bắc Mỹ và tiếp tục phát tán đến khi người châu Âu tái xuất hiện ở vùng hạ lưu Mississippi, ấy là khi người Pháp đến định cư vào cuối thập niên 1600, hầu như tất cả các thành thị lớn của người Anh điên đã biến mất, vết tích còn lại của chúng là các di chỉ gò đống lớn ở thung lũng Mississippi. Chỉ gần đây người ta mới vỡ lẽ rằng nhiều xã hội trong số các xã hội từng xây các gò đống đó nói chung vẫn còn nguyên vẹn khi Columbus đặt chân đến tân thế giới, và các xã hội đó đã sụp đổ, có lẽ vì bệnh tật trong khoảng từ năm 1492 đến khi người châu Âu khai phá vùng Mississippi pi một cách có hệ thống. Hồi tôi còn trẻ, người ta vẫn dạy trẻ con Mỹ rằng ngày xưa Bắc Mỹ vốn chỉ có chừng một triệu người Anh điên sinh sống. Con số nhỏ nhoi này có ích trong việc biện minh rằng hồi xưa khi người da trắng chinh phục châu Mỹ thì thật ra vùng này chỉ coi như một lục địa không người ở mà thôi. Tuy nhiên, các khai quật khảo cổ cùng với các nghiên cứu kỹ lưỡng những mô tả của chính các nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên đặt chân lên bờ biển Hoa Kỳ đã cho ta thấy, thật ra Bắc Mỹ vốn từng có đến khoảng 20 triệu người Anh điên. Nếu tính chung toàn bộ tân thế giới thì trong vòng một, hai thế kỷ sau khi Columbus đặt chân đến đây, dân số người Anh điên đã sụt giảm những 95%. Tác nhân giết người chính là các vi trùng của cựu thế giới mà người Anh điên chưa bao giờ tiếp xúc nên chưa hề được miễn dịch, cũng không hề có kháng thể di truyền, đậu mùa, sởi, cúm và sốt phát ban tranh nhau vị trí đầu bảng trong những tác nhân giết người này. Thế mà, như thể ngần ấy vẫn chưa đủ, theo bén gót lại còn những bệnh bạch hầu, sốt rét, quay bị, ho, dịch hạch, lao và sốt hoàng nhiệt trong không biết bao nhiêu trường hợp người da trắng đã thực sự có mặt đặng chứng kiến sự hủy diệt xảy ra khi các phi trùng đến. chẳng hạn vào năm 1837, bộ lạc manza của người anh Điêng với một trong những nền văn hóa tinh vi nhất của vùng đồng bằng lớn bắc mỹ đã nhiễm bệnh đậu mùa từ một con tàu hơi nước su từ St. Louis ngược dòng Missouri-Missouri. chỉ trong giam tuần lễ dân số của một làng manza đã tụt thảm hại từ 2.000 người xuống còn chưa đầy 40 người. Trong khi có đến hơn một tá bệnh truyền nhiễm chính có nguồn gốc cựu thế giới đã xâm nhập vào Tân thế giới và chắc chân thì có lẽ không một tác nhân gây bệnh chết người nào từ châu Mỹ lan sang được châu Âu. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Giang Mai, song bệnh này có nguồn gốc từ khu vực nào hãy còn là đề tài tranh cãi. Sự chênh lệch một chiều này trong sự trao đổi vi trùng giữa hai lục địa còn gây ấn tượng mạnh hơn nếu ta nhớ lại rằng dân số đông với mật độ cao là điều kiện tiên quyết để những căn bệnh truyền nhiễm dựa trên số đông có thể phát sinh. Nếu như sự ước định lại dân số tân thế giới thời tiền Columbus là đúng thì dân số tân thế giới nào có thua kém bao nhiêu so với dân số Âu Á cùng thời đâu. Một số thành thị ở tân thế giới thậm chí nằm trong số những thành thị đông dân nhất thế giới vào thời đó. Thế thì tại sao Tây Tít Lán lại không có sẵn những giống vi trùng đáng sợ của riêng mình để đợi người Tây Ban Nha? Một nhân tố có thể góp phần vào việc đó, ấy là những quần thể dân cư đông đúc đã ra đời ở tân thế giới muộn hơn một chút so với ở cựu thế giới. Một nhân tố khác là, ba trung tâm dân cư dày đặc nhất ở châu mỹ vùng andes trung mỹ và thung lũng mississippi chưa bao giờ được nối kết với nhau bởi những con đường thương mại nhanh chóng và thường xuyên để trở thành một cơ sở sinh sản khổng lồ cho các loại vi trùng kiểu như châu âu bắc phi ấn độ và trung hoa đã được nối liền với nhau vào thời la mã tuy nhiên những nhân tố đó vẫn chưa lý giải được tại sao tân thế giới hầu như không hề tạo ra một bệnh truyền nhiễm của đám đông nào Người ta có tường trình việc phát hiện ra DNA bệnh lao trong xác ướp của một người anh điên tại Peru chết cách đây 1.000 năm, song quá trình nhận diện vẫn chưa phân biệt được đó là bệnh lao ở người hay là một tác nhân gây bệnh có họ hàng gần bị có bo vi vốn phổ biến ở các loài vật hoang dã. Thay vì vậy, đâu là lý do chính để các bệnh truyền nhiễm chết người không nảy sinh ở châu Mỹ? Điều đó sẽ trở nên rõ ràng nếu ta dừng lại để đặt một câu hỏi đơn giản: vi trùng có thể tiến hóa từ cái gì? ta đã thấy rằng các căn bệnh của đám đông ở Âu Á đã tiến hóa từ các loài thú nuôi đã được thuần hóa của Âu Á, trong khi có nhiều loài như vậy, ở Âu Á thì chỉ có 5 loài được thuần hóa ở châu Mỹ. Gà Tây ở Mexico và Tây Nam Hoa Kỳ, lạc đá Lama Apaca và chuột ghi nê ở Andes, vịt mu ở Nam Mỹ xích đạo và chó trên toàn bộ châu Mỹ. Kể đó ta cũng thấy, tình trạng cực kỳ khan hiếm các loài gia súc ở tân thế giới phản ánh sự nghèo nàn của nguồn động vật hoang dã ở đây khoảng 80% các loài hữu nhũ hoang dã lớn của châu Mỹ đã tuyệt chủng vào cuối kỳ băng hà cuối cùng khoảng 13.000 năm trước. Giam ba loài thuần hóa còn sót lại cho người châu Mỹ bản địa ít có khả năng là nguồn sinh ra những căn bệnh của đám đông so với bò và lợn. Vịt mucovi và gà tây không sống thành bầy lớn, chúng cũng không phải những loài dễ thương, như lũ cừu non mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp nhiều. Chuột vi nê có thể đóng góp một chứng trùng mũi khoan giống như bệnh Chaga hay bốn C45 vào danh mục các tai ưng của chúng ta, nhưng điều đó cũng chưa chắc chắn. Thoạt nhìn, đáng ngạc nhiên nhất là việc các loài lạc đà châu Mỹ, lama hay apaca không hề làm phát sinh một căn bệnh nào ở người cả, bởi người ta có xu hướng coi loài này cũng tương đương với các loài gia súc của Âu Á. Tuy nhiên, có bốn nguyên nhân khiến lama khó lòng là một nguồn tác nhân gây bệnh cho người. Chúng được nuôi thành từng bầy nhỏ hơn nhiều so với cừu, dê và lợn. Số lượng của chúng còn xa mới bằng số gia súc ở Âu Á bởi Lama chưa bao giờ bành trướng ra ngoài vùng Andes cả, người ta không uống, nên không thể nhiễm bệnh từ sữa Lama và người ta không nuôi lama trong nhà gần gũi với con người. Ngược lại, những bà mẹ vùng cao nguyên New Guinea thường nuôi lợn con như nuôi trẻ và lợn cũng như bò được nuôi ngay trong lều của nông dân. Tầm quan trọng lịch sử của các bệnh có nguồn gốc từ loài vật còn đi xa hơn nhiều chứ không chỉ bó hẹp trong sự xung đột giữa cựu thế giới với Tân thế giới. Các vi trùng Âu Á đóng một vai trò then chốt trong việc giết chết gần hết các dân tộc bản địa ở nhiều vùng khác trên thế giới, trong đó có các dân hải đảo Thái Bình Dương, người châu úc bản địa và các dân tộc Khoisan hot tot và bumen ở phía nam châu phi tử suất của các dân tộc chưa từng tiếp xúc với vi trùng âu á đó xê dịch từ 50% đến 100%. chẳng hạn dân số người anh điên ở Hispaniola đã giảm từ khoảng 8 triệu người khi columbus đặt chân đến vào năm 1492 xuống còn không người vào năm 1535. Bệnh sởi đổ bộ đến Fiji theo một tù trưởng vừa đến thăm Australia trở về vào năm 1875 và cứ thế giết chết khoảng một phần tư những người Fiji còn sống vào lúc đó sau khi nhiều người khác đã chết vì những trận dịch khởi đầu từ khi người châu Âu đến lần đầu tiên vào năm 1709. 11. Bệnh lậu, lao và cúm đi theo thuyền trưởng Cúc đến Hawaii vào năm 1779, theo sau là một trận dịch xuất phát ban vào năm 1804 và nhiều trận dịch nhỏ khác, đã khiến dân số quần đảo từ khoảng nửa triệu người vào năm 1779 xuống còn 84.000 người. Vào năm 1853, năm mà bệnh đậu mùa rốt cuộc cũng đặt chân đến Hawaii và giết chết 10.000 người trong số những người sống sót. Những ví dụ kiểu này có thể nhân lên đến gần như vô hạn. Tuy nhiên, vi trùng không chỉ hành động toàn có lợi cho người châu Âu. Trong khi Tân Thế Giới và Australia không nuôi sẵn căn bệnh truyền nhiễm bản địa nào để đợi người châu Âu thì châu Á nhiệt đới, châu Phi nhiệt đới, Indonesia và New Guinea lại có. Bệnh sốt rét trên khắp vùng nhiệt đới của cựu thế giới, bệnh dịch tả ở Đông Nam Á nhiệt đới và bệnh hoàng nhiệt ở châu Phi nhiệt đới đã từng và nay vẫn đang là những tác nhân giết người khét tiếng nhất của vùng nhiệt đới. Chúng là trở ngại nghiêm trọng nhất cho người châu Âu trong việc thực dân hóa vùng nhiệt đới. Chúng cũng là lý do khiến việc phân chia thuộc địa của người châu Âu đối với New Guinea và hầu hết châu Phi chỉ hoàn tất gần 400 năm sau khi việc phân chia thuộc địa ở tân thế giới bắt đầu. Còn hơn thế, một khi sốt rét và sốt hoàng nhiệt đã bắt đầu lan tràn sang châu Mỹ theo những con tàu buôn châu Âu, chúng lại trở thành chướng ngại vật chính cho việc thực dân hóa vùng nhiệt đới của tân thế giới một ví dụ quen thuộc cho vai trò của hai căn bệnh này là người pháp đã từ bỏ ý định xây kênh đào panama còn người mỹ suýt nữa cũng từ bỏ ý định này dù sau đó họ đã xây dựng thành công con kênh đào khi nhớ trong đầu tất cả các sự kiện đó rồi chúng ta hãy cố phục hồi cái nhìn toàn diện về vai trò của vi trùng khi trả lời câu hỏi của jali chẳng nghi ngờ gì nữa người châu âu đã tạo ra được ưu thế lớn về vũ khí công nghệ và tổ chức chính trị so với hầu hết các dân tộc không phải châu âu mà họ đi chinh phục nhưng chỉ ưu thế đó không thôi thì không lý giải được đầy đủ tại sao ngay từ đầu một dúng di dân châu Âu ít ỏi lại có thể hất cảng cư dân bản địa ở châu Mỹ và một số vùng khác trên thế giới vốn đông hơn họ cấp bội. Điều đó ắt đã không xảy ra nếu không có cái tặng phẩm tai hại mà châu Âu mang lại cho các châu lục khác, những giống vi trùng tiến hóa được nhờ lục địa Âu Á đã từ lâu thân thiết với các loài gia súc.